Chương 641 Cùng bạc tay Nguồn Mê truyện audio.com Xoát Giang trần một hệ liệt động tác đều quá nhanh, nhanh đến cấp 3 chiến hoàng đều phản ứng bất quá, từ trung thắng mới ý thức tới chính mình chiến binh từ thủ bên trong bay ra qua, liền thấy giang trần trường kiếm chống đỡ tại chính mình cái cổ trước đó, mà chính mình chiến binh đã rơi xuống giang trần trong tay kia. Thiên thánh kiếm mũi kiếm tản mát ra băng lãnh hàng mang một chút trung rẩy sát ý, để từ trung thắng cảm giác được linh hồn đều tùy theo trung rẩy đứng lên, thật đáng sợ, người trẻ tuổi này thực sự thật đáng sợ, chính mình cấp 3 chiến hoàng tu vi, hoàn toàn không phải là đối thủ, bị tội khô lập hủ đánh bại, thử nghĩ một hồi, nếu như nơi này không phải tinh vân tông, nếu như vừa rồi trận chiến kia là sinh tử chiến, giờ phút này chính mình, chỉ sợ đã hoàn toàn đổ vào gian trần dưới kiếm. Không được, không được, điều đó không có khả năng. Từ trung thắng cả người đều ngu, trong lòng chấn kinh đã đến tột đỉnh cấp độ, trong lòng của hắn một vạn cái không tin, nhưng tình huống trước mắt lại là sự thật, chính mình đường đường đại quản sự, cấp 3 chiến hoàng tu vi, hoàn toàn thảm bại tại gian trần trong tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt tâm lý chấn kinh, từng cái chỉ là trừng to mắt nhìn lấy còn đứng ở trên không hai người, đến bây giờ, không đơn thuần là những cái kia không có đi hoàng lăng trong sa mạc bọn họ đệ tử, vẫn là một chút ở chỗ này xem náo nhiệt đệ tử hạch tâm, thậm chí là từng theo hầu gian trần cùng một chỗ chinh chiến yêu ma nội môn đệ tử, đều chấn kinh hư, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp. Qua một người vậy mà có thể cường thế đến trình độ như thế này. Đoạn một cánh tay Hồ Tùng cùng Hồ Lai Huynh đệ không biết khi nào xuất hiện tại diễn võ trường bên trên, vừa mới bắt gặp Giang Trần đánh bại từ trung thắng một màn này, vốn là hậm hực Hồ Tùng, tại chỗ lần nữa phun một thanh lão huyết, hắn sau khi trở về liền cùng từ trung thắng tổng cộng tốt, nhất định phải cho Giang Trần chút giáo huấn, dầu gì cũng phải đem Hoàng Nguyên đang cầm về, hiện tại ngược lại tốt, từ trung thắng không thể khi dễ thành Giang Trần, ngược lại muốn bị Giang Trần khi dễ. Ca, người này quá mạnh, Liên đại quản sự đều không phải là đối thủ của hắn, ta nhìn chúng ta muốn báo thù là không có khả năng a. À. Hồ Lai cũng là một mặt khó coi, ngay tại vừa rồi trong lòng của hắn còn băng khoăn chính mình Hoàng Nguyên đang đây, hiện tại xem ra, Hoàng Nguyên đang là không đùa. Hồ Tùng không nói gì, nhưng từ hắn nghiến răng nghiến lợi biểu lộ đó có thể thấy được, hắn trong lòng vẫn là rất không cam tâm. Trên không, Giang Trần thu hồi trường kiếm, hắn một phát bắt được từ trung thắng ở ngực cổ áo, trực tiếp từ trên không nhảy xuống, hướng về đại cao hạ xuống, này trên đài cao nội môn trưởng lão vội vàng từ trên chiến đài rút lui mở. Giang Trần, ngươi dám đối đại quản sự không sợ hãi, đây là đại nghịch bất đạo. Nhị quản sự tức hỗn hỉnh, đối Giang Trần la lớn. Cút. Giang Trần quay đầu nhìn nhị quản sự liếc một chút, lạnh quát lạnh một tiếng, nhị quản sự chán nản, cũng không dám nói thêm gì nữa, trước mắt cái này mới tới đệ tử cũng là một người điên, liền đại quản sự cũng dám đánh, huống chi chính mình cái này nhị quản sự, nếu là đem chọc giận, lên cho mình một hồi đánh tơi bời, chẳng phải là nguyện vọng. Giang Trần, đem chiến binh trả lại bản quản sự, ngươi hôm nay bất kính với ta, chính là đại nghịch bất đạo hành vi, tông môn nhất định sẽ xử phạt ngươi. Đại quản sự trừng trong mắt nói ra. Đùng hắn vừa dứt lời, Giang Trần một cái bàn tay liền lắc tại trên mặt hắn, đem đánh nguyên địa chuyển ba vòng. Giang Trần, ngươi. Từ trung thắng tức thì nóng giận, chính mình đường đường đại quản sự, bị một người đệ tử trước mặt mọi người đánh mặt, cái này thật sự là một loại cực lớn nhục nhã. Đáng tiếc, hắn mới vừa vặn mở miệng, Giang Trần lại là một cái bàn tay đánh tới, sau đó, Giang Trần dứt khoát cầm lên từ trung thắng, một cái tay khác đối hắn mặt mo tả hữu khai cung, 10 cái bàn tay xuống dưới, từ trung thắng mặt tự biến thành một khỏa đầu heo, máu tươi chảy đầm đìa, lại nói nhiều một câu, ta còn quất ngươi. Giang Trần mỉm cười nhìn từ trung thắng phẫn nộ con mắt, đối phó dạng này người, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không khách khí, từ trung thắng cũng chính là tinh vân tông nhân, nếu như là chính mình cừu địch lời nói, tại chỗ tự chém giết. Từ trung thắng cảm giác được vô tận nhục nhã, khí tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn nhưng không có ra lại nói uy hiếp, hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra Giang Trần khó chơi, đây là một cái mười phần ngoan nhân a, à. xuất thủ tùy khách khí với sẽ không, nếu như chính mình lại nói dọa, Giang Trần có thể đứng ở chỗ này rút hắn một ngày một đêm, đến lúc đó ném vẫn là hắn đại quản sự người, cho dù hiện tại cái bộ dáng này, tại nội môn hình tượng và uy nghiêm cũng tận mất, từ đó về sau trở thành Tinh Vân tông một trò cười. Đại quản sự, ta nếu là ngươi, tự lập tức đem Hoàng Nguyên Đang lấy ra cho ta. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, sau đó đem từ trung thắng chiến binh giao cho hắn, đối với cái này chiến binh, hắn có thể không có hứng thú, cũng hoàn toàn không nhìn thấy trong mắt, thiên thánh kiếm hiện tại uy lực, bình thường hoàng giả chi binh cũng không sánh bằng lên. Từ trung thắng tâm lý mặc dù có vạn phần không cam lòng nhưng hắn cũng rõ ràng, hôm nay nếu như không đem hoàng nguyên đang lấy ra, Giang Trần là thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ trung thắng lật bàn tay một cái, đem một viên cuối cùng hoàng nguyên đang lấy ra, ném cho Giang Trần, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười. Lúc này mới buông ra từ trung thắng cổ áo từ trung thắng hôm nay chỉ là cho ngươi một bài học sau này tốt nhất đừng chọc tới ta đương nhiên nếu như ngươi muốn tìm người thay ngươi ra mặt lợi nói ta đều tiếp lấy giang trần nói xong thân thể nhoáng một cái rời đi đài cao không nhìn ánh mắt mọi người nhanh chân hướng về diễn võ trường chi đi ra ngoài hắn hôm nay đánh đại quản sự không chút nào sợ đối phương trả thù hắn hiện tại cấp thiết muốn muốn tăng lên chính mình tu vi hết thảy đến từ áp lực ở bên ngoài hắn đều tiếp lấy từ trung thắng đứng tại trên đài cao, ngửa mặt lên trời phát ra trích lên một tiếng, sau đó cả người đều biến mất không thấy gì nữa. Trên diễn võ trường đệ tử ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lẫn nhau, người nào cũng không nghĩ ra, hôm nay tân nhân đệ tử khảo hạch sẽ xuất hiện dạng này sự tình, gian trần cái tên này, chúng nhất định phải trở thành tinh vân tông trong lịch sử khó mà xóa đi nhân vật. Rất bá đạo, ta nếu là có thể có gian sư huynh một nửa bá khí, cho dù chết cũng đáng. Đến đi, tay dầm nhìn xem chính ngươi hùng dạng còn muốn cùng Giang sư huynh so, Giang sư huynh cửu cấp chiến vương tu vi tự đánh bại cấp 3 chiến hoàng, ngươi được không ngươi? Mới tới ngày đầu tiên tự hành hung đại quản sự, tràn diện này đơn giản là rung động, nhưng như thế đại nghịch bất đạo sự tình, Giang sư huynh cũng cần phải lại nhận tông môn xử phạt đi. Xử phạt cái rắm, tông môn căn bản sẽ không quản, ngươi cũng không muốn một chút, đường đường cấp 3 chiến hoàng cấp bậc đại quản sự, trưởng quản nội môn hết thảy công việc, liền một cái cửu cấp chiến vương đệ tử đều đánh không lại, này là bực nào mất mặt sự tình, lại nói, chuyện này vốn chính là Giang Trần bói lý đây, là đại quản sự muốn cắt xén hắn nên được đến Hoàng Nguyên Đan, mà lại, Giang Trần cửu cấp chiến vương tự đánh bại cấp 3 chiến hoàng, dạng này thiên tài, toàn bộ tinh vân tông. Chỉ sợ cũng không tìm tới một cái, ngươi nói tông môn hội làm một cái phế vật quản sự đi đắc tội dạng này yêu nghiệt thiên tài à. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, tất cả mọi người cảm thấy, Giang Trần đánh đại quản sự, đó cũng là bạch đã, tông môn chẳng những sẽ không cho hắn ra mặt, ngược lại sẽ càng thêm coi trọng Giang Trần, một cái tuyệt thế thiên tài phân lượng nặng bao nhiêu tông môn rất rõ ràng, riêng là giống như Giang Trần cùng Tả Linh Nhi dạng này đại yêu nghiệt, tinh vân tông tương lai tự trên người bọn hắn. Rời đi diễn võ trường về sau, Giang Trần liền trở lại chính mình ở lại chỗ, đại hoàng cẩu đã sớm không kịp chờ đợi, hắn nhảy đến Giang Trần bên cạnh, mở miệng hỏi. Mau nói, ngươi là như thế nào giấu giếm được người tông chủ kia? Đây là đại hoàng cẩu tâm lý lớn nhất đại nghi vấn, Tại Giang Trần bị Tinh Vân Tử mang đi một khắc này, là hắn biết Giang Trần xong đời, liền quan minh kính đều bị phá hư. Giang Trần đến mục đích khẳng định là muốn bại lộ, lại không nghĩ rằng tối hậu quan đầu phong hồi lộ chuyển. Giang Trần chẳng những không có sự tình, ngược lại bị Tinh Vân Tử cho mang về, thành công trở thành nội môn đệ tử. Đại Hoàng Cẩu rất muốn biết Giang Trần dùng thủ đoạn gì. Tinh Vân Tử không phải nói à, là quan minh kính ngoài ý muốn nổi lên. Giang Trần nhúng nhúng vai. Qua đại gia ngươi đại hoàng cẩu trận mắt một cái, ngu ngốc mới tin tưởng Giang Trần lời nói, loại lý do này lừa gạt một chút những cái kia không hiểu tình hình thực tế tinh vân tông đệ tử còn có thể, muốn lừa hắn, không có cửa đâu. Được, dù sao sơn nhân tử có diệu kế chính là, đại hoàng, ngươi còn nhớ rõ Nam Bắc Triều đi. Giang Trần nói sang chuyện khác, nhấc lên Nam Bắc Triều, hắn nhìn không được lại nhăn đầu lông mày. Nam Bắc Triều, cũng là ban đầu ở huyền nhất cửa bị ngươi xé toan một nửa người vẫn chưa có chết gia hỏa kia, làm sao, tên kia sẽ không lại xuất hiện đi đại hoàng cẩu đối nam bắc triều ấn tượng cũng là cực sâu khắc cái kia tề châu thứ nhất cao ngạo gia hỏa không sai nam bắc triều đã đi tới huyền vực người này là tiên linh thân thế vô cùng khó có thể đối phó hắn tu luyện đế hoàng bá thiên quyết đi là một đầu đế hoàng chi lộ là thống trị chi lộ này đến đề thăng chính mình tu vi người này chỗ tới chỗ tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu sau này huyền vực sẽ không lại bình tĩnh ngươi nghĩ một hồi nếu như nam bắc triều biết ta tại huyền vực lời nói sẽ như thế nào giang trần hỏi đó còn cần phải nói khẳng định phải giết ngươi, hắn đoán chừng hận không thể muốn đào ngươi ra. Đại Hoàng Cẩu Cơ Hồ không có suy nghĩ liền nói, Nam Bắc Triều đối Giang Trần thêm căm hận hắn quá rõ ràng, lúc trước nếu như không có Giang Trần lời nói, Nam Bắc Triều đã thống trị Tề Châu, thậm chí thống trị toàn bộ Đông Đại Lục, gặp được Giang Trần, xem như gặp được khắc tinh. Tiên Linh Thân Thế Biến Hóa Căn Bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng, Nam Bắc Triều hiện tại nhất cấp Chiến Hoàng Tu Vi, hiện tại có khả năng đã là cấp 2 Chiến Hoàng, thậm chí lúc nào cũng có thể trung kích đến càng cao tầng thứ, người này còn hàng phục một đầu bạch hổ thần thú, cấp 3 tiểu yêu thánh tu vi, có thể thấy được thủ đoạn đóm, ta hiện tại nhất định phải nhanh đề bạc chính mình tu vi, ngay tại mảnh này huyền vực đại địa bên trên, lại cùng Nam Bắc Triều đến một trận đánh. Cực, ta muốn cho hắn biết, gặp được ta là hắn cả một đời bất hạnh, tại Tề Châu là, đến huyền vực cũng giống như vậy. Giang Trần trong mắt lóe ra tinh mang đến, hắn cho tới bây giờ đều không có khinh thường qua Nam Bắc Triều, cũng đúng là như thế, cùng Nam Bắc Triều ở giữa tranh đấu, cũng làm cho hắn kích tình bành trướng, hắn biết rõ, cùng Nam Bắc Triều ở giữa đánh cược, nhất định không phải hai người bọn họ cá nhân sự tình, toàn bộ huyền vực đều muốn bị liên lụy vào. Xin vốt 9.10 Chương 642 Trùng kích chiến hoàng Nguồn Mê truyện audio com Người nói cái gì, Nam Bắc Triều hàng phục một đầu bạch hổ thần thú. Nghe được bạch hổ thần thú bốn chữ, đại hoàng cẩu trực tiếp kinh hô lên. Bạch hổ chính là ngũ đại thần thú một trong, huyết mạch còn muốn tại trên ta, cùng chân long sánh ngang, dạng này thần thú huyết mạch cao quý cỡ nào, chính là vạn thú chi vương, chánh thức quý tộc, đừng nói là cấp 3 tiểu yêu thánh, cho dù chỉ là một cái vừa vừa ra đời bạch hổ ấu tể, cũng tuyệt đối sẽ không giống nhân loại thần phục. Đại hoàng cẩu rất là chấn kinh, hắn rất biết thần thú cao quý, căn bản không phải đồng dạng yêu thú cùng dị thú có thể so sánh, thần thú có thể cùng nhân loại làm bằng hữu, nhưng tuyệt đối sẽ không thần phục với nhân loại, liền giống với đại hoàng cẩu theo gian trần, cái kia chính là bằng hữu quan hệ, là huynh đệ quan hệ, tuyệt đối không phải chủ tớ quan hệ. Nếu như Giang Trần ngay từ đầu gặp được Đại Hoàng Cẩu thời điểm nghĩ đến như thế nào đem Đại Hoàng Cẩu thu phục lời nói, hai người bọn họ căn bản liền sẽ không có hôm nay, đây cũng là Đại Hoàng Cẩu chấn kinh nguyên nhân, Bạch Hổ thần thú huyết mạch chính là tôn quý nhất, huống chi là một cái cấp 4 tiểu yêu thánh cấp khác tồn tại, vậy mà lại hướng một cái nhất cấp chiến hoàng thần phục, cái này là không thể nào. Nam Bắc Triều chính là tiên linh thân thế, là tiên linh chuyển thế, không thể dùng thường người ánh mắt đi xem, Huống chi Bạch Hổ cùng hắn quan hệ cũng có khả năng tự như hai người chúng ta một dạng bất kể nói thế nào nam bắc triều xuất hiện tại huyền vực huyền vực liền sẽ không thái bình giang trần mở miệng nói ra nghĩ đến nam bắc triều lai lịch hắn trong lòng cũng là một trận cười khổ có thể nói không có chính mình liền không có nam bắc triều nếu không có năm đó chính mình kiếm cảm thương khung bổ ra tiên giới đại môn liền sẽ không có tiên linh hạ xuống cũng sẽ không có nam bắc triều tồn tại không nghĩ tới thánh nguyên đại lục dạng này trong thế giới lại còn có bạch hổ tồn tại đại hoàng cẩu vẫn như cũ thổn thức không thôi từ khi hơn 100 năm trước tiên giới đại môn bị bổ ra về sau, thánh nguyên đại lục tự cùng trước kia không giống nhau, thánh nhân cũng có thành tiên thời cơ, xuất hiện bạch hổ cũng không tính là gì, người cái này long mã đều có, bạch hổ cũng không kỳ quái. Giang Trần cười cười, hắn có thể cảm nhận được cái thế giới này so với trước kia loại biến hóa là cực lớn, năm đó chính mình sở tại thánh nguyên đại lục, cái kia chính là một cái hoàn toàn phong bế tiểu thế giới, tiên giới môn hộ trực tiếp bị phong bế, các loại tư nguyên cũng có chút thiếu thốn, cho dù là Giang Trần thiên hạ này chương đệ nhất thánh, cũng chưa từng thấy qua thần thú hình dạng thế nào bây giờ bên cạnh mình theo một đầu biến thái thần thú khắc khắc đại hoàng cẩu đột nhiên một trận âm hiểm cười đã cái này bạch hổ là chúng ta địch nhân vậy liền nhất định không thể bỏ qua a à? đến lúc đó đem làm thịt, ngươi nuốt mất hắn tinh huyết cùng huyết mạch lão tử nuốt mất nuốt mất yêu linh qua cạc cạc thật sự là thoải mái đến không được a à? đại hoàng cẩu cười đến ý đã đem bạch hổ cho phân phối hắn biết giang trần có một môn trâu bò công pháp có thể hấp thu bất luận cái gì dị thú thiên phú thần thông thần thú bạch hổ thiên phú thần thông tất nhiên là cực kỳ khủng bố về phần bạch hổ yêu linh chính mình nuốt mất chỗ tốt vô cùng đúng giang trần giơ chân lên trực tiếp đá vào đại hoàng cẩu trên đầu tranh thủ thời gian thanh tĩnh một chút người ta là cấp 3 tiểu yêu thánh người nhà mới cửu cấp yêu vương đối con chó này giang trần cũng là không nói gì cửu cấp yêu vương bản sự tự hướng về muốn nuốt trước ba cấp tiểu yêu thánh yêu linh đây mới thực sự là mơ mộng hảo huyền a đây còn không phải là sớm muộn sự tình dám xem thường cẩu gia cẩu gia cái này đi ngủ đại hoàng cẩu vẫy vẫy đầu chạy đến trong biệt viện trong một cái phòng tựu nằm ngáy o o đứng lên thấy thế giang trần trên mặt nhất thời toát ra vẻ vui mừng đại hoàng cẩu buồn ngủ đây chính là chuyện tốt hiện tại đại hoàng cẩu cảm nhận được nam bắc triều cùng bạch hổ áp lực giang trần lại lấy được hoàng nguyên đan rất nhanh liền có thể tấn thăng đến chiến hoàng tại dạng này dưới áp lực đại hoàng cẩu nhất thời tự buồn ngủ hầu như không cần cân nhắc chờ cái này tỉnh lại sau giấc ngủ đại hoàng cẩu liền trực tiếp trở thành nhất cấp yêu hoàng đây là lớn nhất kỳ hoa biến thái nhất tấn cấp phương thức để vô số người ước ao ghen tị. Đại hoàng cẩu đi ngủ, gian trận cũng không được trì hoãn thời gian, lúc này đem hoàng nguyên đang lấy ra, chuẩn bị lập tức luyện hóa hết. Có cái này hoàng nguyên đang, ta liền có thể trực tiếp trùng kích chiến hoàng cảnh giới, tinh vân tử thể nội bạch hổ yêu khí thật sự là quá tuyệt, nếu như không có bạch hổ yêu khí chèo chống lời nói, mặc dù có hoàng nguyên đang, bằng vào ta tích xúc, cũng không có khả năng trùng kích đến chiến hoàng cảnh giới, còn sẽ ảnh hưởng đến căn cơ, bây giờ có bạch hổ yêu khí, thật sự là hoàng mỹ. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, lần này bởi vì quan minh kính quan hệ ngược lại là làm được bản thân có thu hoạch ngoài ý muốn, nếu như không phải là bởi vì bạch hổ yêu khí lời nói, chính mình tích xúc không có khả năng vững chắc đến trình độ như thế này, cho dù có Hoàng Nguyên Đan, Giang Trần cũng không dám trực tiếp trùng kích chiến Hoàng Chi Cảnh. Hoàng Nguyên Đan là vô cùng trân quý đan dược, mà lại vô cùng thư thất, luyện chế vô cùng khó khăn, tinh vân tông lần này có thể xuất ra ba khỏa Hoàng Nguyên Đan tới làm làm khen thưởng đó cũng là coi như không tệ, bất quá loại đan dược này cũng là có tính hạn chế, vẹn vẹn đối với chiến hoàng cấp bậc hữu dụng, đối với chiến hoàng cao thủ là vô dụng. Giang Trần hiện tại ở vào cửu cấp chiến vương đỉnh phong cấp độ, có thể đem Hoàng Nguyên đang hiệu quả phát huy đến cực hạn, tại Hoàng Nguyên đang trùng kích vào, ngưng tụ ra một nghìn đầu long văn đến, hoàn toàn không là vấn đề. Không chút do dự, Giang Trần trực tiếp đem Hoàng Nguyên đang nuốt vào trong miệng, vận chuyển hóa long quyết, bắt đầu luyện hóa. Trung kích chiến hoàn cảnh giới, Giang Trần chuẩn bị không nóng nảy, không chút hoang mang đến, dù sao hiện tại có thích hợp tu luyện hoàn cảnh, cũng sẽ không có người trước tới quấy rầy, hôm nay chính mình như thế nháo trò, tại cái này toàn bộ nội môn sẽ không có người dám tìm chính mình phiền phức. Giang Trần vừa vặn tiếp xúc Hoàng Nguyên Đan, đem chính mình tích xúc cho hoàn toàn vững chắc, tấn thăng chiến hoàng về sau, liền trực tiếp chính mình hùng hậu chiến hoàng tích xúc. Hai ngày, Giang Trần một mực bế quan tu luyện, luyện hóa Hoàng Nguyên Đan, đại hoàng cẩu một mực đang ngủ, nội môn còn đang khắp nơi thảo luận gian trần hành hung đại quản sự sự tình, không đơn thuần là nội môn, bởi vì chuyện này làm lớn chuyện, toàn bộ tinh vân tông cũng biết, hạch tâm viện người đều nghe nói gian trần cái này dị loại, không ít hạch tâm viện thiên tài muốn kiến thức một chút gian trần nhiệm vụ này, có người càng là tuyên bố muốn cùng gian trần so chiêu, giáo huấn một chút. Gian trần cái này cùng vọng gia hỏa, dù sao hạch tâm viện thiên tài quá nhiều, đều là tuổi trẻ chiến hoàng cao thủ, này một cái không có mấy phần ngạo khí. Về phần ngoại môn cùng nội môn, Giang Trần đã trở thành vô số đệ tử thần tượng, thời khắc sùng bái, thầm nghĩ chính mình một ngày kia cũng có thể giống như Giang Trần bá khí, đời này cũng không được sống uổng phí, dù sao đều là nam nhân a, à. nam nhân chính là muốn như thế bá khí. Nhưng hai ngày này có người lại qua không tốt, vô cùng không tốt. Đại quản sự hai ngày này tự ở tại chính mình địa phương, đại môn không ra nhị môn không được bước, liền nội môn công việc cũng mặc kệ, mất mặt a, à, thật sự là không có mặt đi ra gặp người a, à. tấm mặt mo này đã không có địa phương thả, đại quản sự thương thế đã hoàn toàn tốt dù sao cũng là cấp 3 chiến hoàng tu vi, khôi phục thương thế vẫn là rất nhanh, trên thân thương tổn là khôi phục, nhưng tâm lý thường lại không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Tức hỗn hển đại quản sự, đem gian phòng bên trong bài trí toàn bộ đều cho nệnh lư thư nát, nghĩ đến gian trần cái tên này, hắn liền không nhìn được nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chính mình chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa tìm gian trần báo thù, gian trần bây giờ được hoàng nguyên đan không lâu sau đó liền có khả năng tấn thăng chiến hoàng cảnh giới đến lúc đó thành vì đệ tử hạch tâm chính mình báo thù nguyện vọng càng thêm không có khả năng thực hiện nhưng khẩu khí. Này nếu là không đi ra, muốn biệt xuất nội thương tới. Ngay tại từ trung thắng tức hỗn hển thời điểm, có người đến, không phải ai khác, chính là Hồ Tùng, hắn đoạn một tay, nhưng trên thân hắn địa phương thương thế giống như từ trung thắng, đều đã hoàn toàn khôi phục. Đại quản sự xem ra rất tức tối a. À. Hồ Tùng nhìn thấy từ trung thắng gian phòng bên trong tình huống, mở miệng nói ra. Ngươi tới làm gì, ngươi không phải đi hạch tâm viện đưa tin à, đều là bởi vì ngươi, không phải vậy lời nói, lão phu cũng sẽ không như thế mất mặt, hiện tại liền cửa cũng không dám ra ngoài từ trung thắng tức giận nói ra nghĩ đến hai ngày trước mình bị giang trần đánh theo chó một dạng liền không nhịn được muốn cùng phúng lão huyết đây hết thảy đều là bởi vì hồ tùng nếu như không phải vì cho hồ tùng xuất khí chính mình cũng không trở thành đi đắc tội giang trần hắn cái này đại quản sự có thể nói làm uất ức chi cực bị đánh còn không dám lên tiếng càng thêm không có khả năng qua tông môn cao tầng cáo trạng vậy thì càng thêm mất mặt ngươi một cái đường đường đại quản sự bị một người đệ tử đánh thành cái dạng này còn không biết xấu hổ đến cáo trạng mất mặt ném về tận nhà đại quản sự, một hơi này, ngươi cầm tới tựu nuốt được qua. Hồ Tùng ngữ khí vô cùng âm lãnh nói ra. Núi không trôi còn có thể thế nào, lão phu mặt đã mất hết, tiểu tử này cũng là một cái siêu cấp biến thái, dạng này nhân vật thiên tài, ngày sau khẳng định là bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng người yêu, ta khuyên ngươi vẫn là không cần chọc hắn. Từ trung thắng phất phất tay, Giang Trần mặc dù mới vừa mới đến tinh vân tông, nhưng đại thế đã thành, muốn muốn đối phó, rất khó khăn. Khẩu khí này nếu là không ra, cả một đời không ngóc đầu lên được, Giang Trần dạng này người, nếu là trưởng thành, sau này nơi nào còn có chúng ta qua. Hồ Tùng lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn làm gì? Từ Trung Thắng hỏi, hắn sao Hồ Tùng còn muốn xuất khí, nhưng Giang Trần thực sự không dễ chọc. Không cần chúng ta xuất thủ, ngươi hẳn phải biết hạch tâm trong nội viện mang hồng đi. Hồ Tùng cười nói. Ngươi nói mang hồng cái người điên kia, người này cấp 4 chiến hoàng tu vi, chiến lực khủng bố, cùng hắn giao thủ qua người, trên cơ bản đều bị đánh tàn, thủ đoạn vô cùng ác độc cay từ trung thắng làm tinh vân tông đại quản sự đối với một chút nổi danh nhân vật đương nhiên vẫn là biết không sai ta cùng mang hồng sư huynh quan hệ không tệ người ta lấy ra chút chỗ tốt đưa cho hắn để hắn giúp chúng ta ra mặt gian trận nếu là chọc hắn hậu quả có thể tưởng tượng hồ tùng khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh có thể làm à từ trung thắng nhíu mày người khác không được mang hồng dám chắc được người này nhất là phách lối, biết được Giang Trần sự tình về sau, hai ngày này đã tuyên bố các loại Giang Trần tiến vào hạch tâm viện, liền để Giang Trần quỳ bước đi, chúng ta vừa vặn tốt thêm một mồi lửa, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là mang hồng đối thủ. Hồ Tùng cười nói, một bộ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Tốt, đáng chết Giang Trần, muốn cho hắn biết, coi như hắn thiên tài đi nữa, tại cái này tinh vân tông, cũng là phách lối không nổi. Từ Trung Thắng cắn răng nói ra. Xin vốt 9.10. Chương 643, lửa giận ngút trời. Nguồn mê truyện audio. Com. Giang Trần Bế Quan tu luyện ngày thứ ba, thể nội Hoàng Nguyên Đan đã bị hoàn toàn luyện hóa hấp thu, Long Văn số lượng bắt đầu từng đầu tăng trưởng. Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài Kim Quan tràn ngập, hình thành một cái Hoàng Kim Đại Kén, nhìn vô cùng thần dị. Trung Kích Chiến Hoàng, ngay tại lúc này, Giang Trần bỗng mở hai mắt ra, từ trong mắt lộ ra hai đạo hào quang ống ánh chấn động hư không đều tùy theo rung rẩy lên, đại lượng thiên nguyên đang giống như không cần tiền một dạng trực tiếp thiêu đốt, biến thành tinh thuần nhất năng lượng bị gian trần cho hấp thu, từ cửu cấp chiến vương đến nhất cấp chiến hoàng tấn thăng, cần tiêu hao thiên nguyên đang số lượng đó là cực kỳ khủng bố, thật lớn như thế tiêu hao, cũng liền gian trần mới có thể gánh vác lên, nếu là truyền đi để ngoại nhân. Biết lời nói, không biết sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì. Rất nhanh, bốn vạn đầu long văn hoàn toàn ngưng tụ ra, hoàng nguyên đang tác dụng cũng chỉ là vừa vặn để giang trần tấn thăng chiến hoàng mà thôi bốn vạn long văn vừa vặn tại tấn thăng chiến hoàng giờ khắc này giang trần bên ngoài thân bên ngoài lại một lần nữa che kín huyết sắc long lân nhìn vô cùng thần dị cùng dọa người ngay tại lúc đó từ nơi sâu xa một cổ kiếp nạn khí tức buông xuống đó là thiên kiếp khí tức loại tình huống này tại giang trần đoán trước bên trong từ tấn thăng chiến linh cảnh thời điểm bắt đầu chính mình vẫn nương theo lấy kiếp nạn từ tam trọng tiểu kiếp đến lục trọng trung kiếp lần này chiến hoàng thiên kiếp rất có thể trực tiếp là chính tầng đại kiếp đối mặt loại tình huống này, Giang Trần chính mình cũng là thổn thức không thôi, hóa lòng quyết thực sự quá kinh khủng, nhất định chế tạo ra chính mình cái này nghịch thiên tồn tại, dọc theo con đường này kiếp nạn, chắc chắn sẽ không ít, bất quá đây đối với Giang Trần tới nói cũng là có chỗ tốt cực lớn. Cho nên không tai kiếp khó bên trong diệt vong, ngay tại kiếp nạn bên trong thuế biến, mỗi một lần thiên kiếp đều sẽ cho Giang Trần mang đến lột xác to lớn, hắn thân thể sẽ biến vô cùng mạnh mẽ, càng ngày càng mạnh thế, tiếp nhận lôi đình tẩy lễ, chỗ tốt là vô cùng tấn thăng chiến hoàng về sau, Giang Trần cũng không có trực tiếp xuất quan, mà là tiếp tục lâm vào càng sâu một tầng bế quan bên trong, hắn tối tâm ở trong tự hồ đụng chạm đến món đồ gì, giá trị được bản thân tiếp tục cân nhắc, hắn nỗ lực vận chuyển hóa long quyết, hóa long quyết tại trải qua mấy lần thuế biến về sau, vận chuyển tốc độ đã biến cực nhanh, căn bản không phải đồng dạng công pháp có thể so sánh cùng nhau. Hống. Theo hóa long quyết không ngừng vận chuyển, Giang Trần phản phất lại nghe được một tiếng đến từ sâu trong linh hồn cổ lão long ngâm, đó là tổ long gào thét, rung động tâm linh. Giang Trần hoàn toàn bị này tiếng long ngâm hấp dẫn, hắn cảm nhận được một cổ vô pháp nói rõ cảm giác thân thiết, giờ khắc này, hóa long quyết vận chuyển giống như theo Giang Trần huyết mạch đang lưu động một dạng, hoàn toàn hòa làm một thể, dần dần, Giang Trần tại chính mình linh hồn chỗ sâu nhất, tự hồ nhìn thấy một hình bóng, này là một người, không đúng, là một con rồng, cũng không đúng, hẳn là bán nhân bán long trạng thái. Cái bóng kia dần dần biến có chút rõ ràng, lại vẫn là không có nguyên thực, nhân thủ long thân, Giang Trần thấy rõ ràng, này khuôn mặt, đúng là mình, mang trên mặt huyết sắc long lân, một đôi con mắt màu đỏ ngòm không bình thường dọa người trên thân che kín huyết sắc long lân cả người chừng dài khoảng một trượng hai tay đều biến thành vuốt trồng vô cùng sắc bén giang trần muốn phải cố gắng đem thân ảnh kia ngưng thực nhưng lại không phải một kiện đơn giản sự tình nhưng giang trần đang cố gắng lấy trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu như thân ảnh kia có thể ngưng thực lời nói sẽ mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng chỗ tốt rất có thể là hóa long quyết lần tiếp theo thuế biến giờ phút này giang trần biệt viện bên ngoài ba thân ảnh xuất hiện ba người này khóe miệng đều mang một tia cười lạnh, bên trong hai cái chính là Hồ Tùng cùng Hồ Lai hai huynh đệ, một người khác, trưởng cao to lực lưỡng, không bình thường hùng tráng, Tinh Vân Tông phục sức mặt trên người hắn đều có chút lộ ra căng cứng, hắn đầu báo vòng mắt, trên mặt ria mép sau so nói bừa đến còn phải nồng đậm, xem xét cũng không phải là một cái dễ trêu người. Mang sư huynh, chính là chỗ này, chúng ta một sẽ trực tiếp tiến vào, ngươi liền nói muốn muốn đến xem chúng ta Tinh Vân Tông cái thế thiên tài, dạng này cũng không tính là khiêu khích, này gian Trần nhìn thấy huynh đệ chúng ta về sau, khẳng định hội không thèm nói đạo lý, Đến lúc đó cũng là hắn chủ động đập vào ngươi, một cái nội môn đệ tử đập vào đệ tử Hạch Tâm, đối đệ tử Hạch Tâm bất kính, này không phải mình muốn chết sao? Mang sư huynh tựu có lấy cớ đối phó hắn, nếu là có thể đoạn hắn một. Cánh tay lời nói, a. À, Hồ Tùng ngữ khí rất lợi hại âm lãnh, hắn nhìn xem chính mình trống rỗng ống tay áo, tâm lý phẫn nộ tựu không được đánh một chỗ đến, thù này nếu như không được báo lời nói, hắn ngủ đều ngủ không an ổn. Hừ, cho dù thiên tài đi nữa, trong mắt ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật thôi từ trung thắng lão gia hỏa kia thật là một cái phế vật, vậy mà đánh không lại một người đệ tử, hắn cái này đại quản sự, sau này cũng không cần làm. Mang hồng lạnh hư một tiếng, hoàn toàn không đem gian trần để ở trong mắt, gia hỏa này hung tàn bá đạo, quyết tâm muốn đánh ép một chút tân đệ tử nghệ khí. Qua gõ cửa, Hồ Tùng đối Hồ Lai nói. Hồ Lai cười toe toét đi vào biệt viện đại môn trước đó, nhất chân liền trực tiếp đạp ra ngoài, thế này sao lại là tại gõ cửa, cái này tứ chi phát triển đầu óc đơn giản gia hỏa căn bản chính là ý vào mang hồng thế đến gây chuyện báo thù. Oanh! Làm bằng gỗ đại môn bị hồ lai một chân đạp lưa thưa nát, mà giờ khắc này gian trần, lúc đầu đang đứng ở tầng sâu độ bế quan bên trong, sâu trong linh hồn hư ánh mắt thấy là phải ngưng thực, bởi vì cái này một cái đại động tĩnh, cái bóng kia trực tiếp biến mất không còn tâm hơi vô tung, muốn đang tìm kiếm, tự cũng tìm không được nữa, xoát. Gian trần bỗng mở hai mắt ra, hai đạo băng lãnh hàng mang mang theo sát ý vô biên từ trong mắt bắn ra, hư không đều bị cỏ sát ra tia lửa đến, một cổ giống như lửa giận đột nhiên từ gian trần nội trùng kích mà ra tại cổ này khí lãng trùng kích vào Chính gian phòng ầm vang vỡ vụn liền nóc phòng đều bị nhấc lên gian trần giận chưa từng có lửa giận hắn không bình thường rõ ràng chính mình vừa rồi trạng thái đến cỡ nào trân quý cùng khó được liền giống với ngày đó bá giả hòa thượng đốn ngộ một dạng đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ mà gian trần lần này kỳ ngộ chính là hóa long quyết lại một lần nữa thuế biến lần này thuế biến sẽ cho gian trần mang đến chỗ tốt to lớn nếu là thuế biến hoàn thành gian trần có thể trực tiếp hoàn thành long biến biến thành bán long bán nhân trạng thái. Tại loại này trạng thái dưới chiến đấu, chiến lực ít nhất phải đề bạc gấp 10 lần, thân thể càng là không thể phá vỡ. Giang Trần Lâm vào loại kia trong trạng thái vô pháp tự kềm chế, chỉ cần lại cho hắn nửa giờ thời gian, vẹn vẹn nửa giờ, hắn liền có thể hoàn thành, nhưng là hiện tại, bởi vì hồ lai mạnh mẽ đâm tới, làm ra đại động tỉnh, sinh sinh đem Giang Trần từ loại kia đốn ngộ trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Bất kể là ai, ta cũng phải làm cho ngươi nỗ lực nặng nề đại giới. Giang Trần con mắt trực tiếp biến thành xích hồng sắc, hoàn toàn bị lửa giận bao trùm hắn không có cách nào không giận cái gọi là đốn ngộ căn bản chính là đang sông kỳ ngộ lần này đốn ngộ thất bại lần tiếp theo đốn ngộ căn bản không biết lúc nào còn lại ở xuất hiện hóa long quyết muốn lại một lần nữa thuế biến cũng không biết muốn chờ tới khi nào phòng ốc vỡ nát thật lớn như thế động tỉnh tự nhiên cũng là kinh động toàn bộ nội viện không ít đệ tử đều bị kinh động ánh mắt nhìn về phía nơi này chuyện gì xảy ra phòng ốc làm sao lại sụp đổ đó là gian sư huynh chỗ biệt viện không biết lại xảy ra chuyện gì, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nương, sẽ không lại phải đánh nhau đi, xem ra Giang Sư Huynh đi vào tông môn về sau, tông môn tự mơ tưởng lại bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, nội môn đệ tử từng cái hướng về Giang Trần ở lại chỗ mà đi, liền phòng ốc đều vỡ nát, khẳng định là xảy ra chuyện, Giang Trần đến tinh vân tông ngày đầu tiên tự làm ra đại sự, đầu tiên là quan minh kính vỡ nát, lại hành hung đại trưởng lão, thật vất vả yên lặng ba ngày, không biết lại có cái đại sự gì phát sinh. Đại quản sự từ trung thắng ánh mắt cũng nhìn về phía nơi đó, khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh. Muốn đánh nhau. Giang Trần trong biệt viện, lúc đầu phách lối vô cùng hồ lai, đột nhiên nhìn thấy phòng ốc vỡ nát, tại chỗ tự mộng, tự liền mang hồng cùng hồ tùng cũng mộng, không biết gia hỏa này đang làm cái gì, không phải liền là bị đá nát đại môn à, cũng không trở thành đem phòng ốc cho vỡ nát đi. Xoát. Ngay tại ba người ngay người thời khắc, một bóng người còn tựa như tia chớp từ vỡ vụn phòng ốc bên trong lao ra, vừa vặn rơi vào hồ lai trước người. Hồ Lai nhìn thấy Giang Trần này băng lãnh mà khát máu ánh mắt, toàn thân cũng nhìn không được đánh rung một cái, hắn cảm giác mình tốt như sa vào địa ngục một dạng, toàn thân đều bị băng lãnh cho vây quanh. Là người đá đại môn. Giang trần thanh âm đều biến có chút khàn giọng. Hồ Lai vô ý thức gật gật đầu. Đúng. Giang trần một bàn tay đập vào hồ Lai trên mặt, trong miệng hàm răng toàn bộ đều đập bay ra ngoài, hắn đem hồ Lai đập trên mặt đất, tại chỗ tựu đã hôn mê, hồ Lai một cước này đối với mình tổn thất có lớn, chỉ có Giang trần chính mình rõ ràng, này không cách nào đền bù tổn thất. Giang Trần, dừng tay. Hồ Tùng hét lớn một tiếng, hắn vốn là nghĩ đến hôm nay mang theo mang hồng mà đến, nghĩ biện pháp chọc giận Giang Trần, để Giang Trần đập vào mang hồng, lại không nghĩ rằng Giang Trần không biết nổi điên làm gì, lên đối hồ lai cũng là đánh điên cùng một trận. Hống. Giang Trần hoàn toàn không nhìn hồ Tùng cùng mang hồng, hắn phát ra gầm lên giận dữ, một tay lấy hồ lai từ dưới đất chọc tới, sau đó tự ném ra, tại hồ lai bị ném ra trong nháy mắt, Giang Trần nhất quyền đánh vào hồ lai nơi khí hải. Xoạt xoạt, a, à, hồ lai phát ra để cho người ta trùng mình kêu thảm, cả người giống như đạn pháo một dạng bị Giang Trần đánh bay ra ngoài, Hồ Tùng sắc mặt đại biến, hắn nhìn rõ ràng, Giang Trần vừa rồi một quyền kia, trực tiếp phế bỏ Hồ Lai khí hải, nói cách khác, từ giờ trở đi, Hồ Lai tự hoàn toàn biến thành một tên phế nhân. Giang Trần, ngươi. Hồ Tùng khí toàn thân phát run, đây quả thực là một người điên, cũng bởi vì đập một đại môn liền muốn đem một người hoàn toàn phế bỏ, thủ đoạn này không khỏi cũng ngoan độc một chút, một cái cửa gỗ, làm sao cũng không trở thành dẫn phát giận dữ như vậy hỏa đi. Hắn làm sao biết, nếu như ba người bọn hắn chậm thêm đến một giờ, đừng nói đạp một đại môn, cũng là đem phòng trọ cho Giang Trần đốt, Giang Trần cũng sẽ không tức giận như thế, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ đến không phải lúc, vừa rồi đạp cửa cũng chính là Hồ Lai, nếu như nếu đổi lại là Hồ Tùng, kết cục cũng là giống như Hồ Lai, đương nhiên, cho dù đạp cửa không phải Hồ Tùng, hắn kết cục cũng sẽ không so đệ đệ tốt bao nhiêu, bởi vì Giang Trần lửa giận, còn xa xa không có lắng lại. Chương 644 Toàn bộ phế bỏ Nguồn Mê truyện audio.com Phu, phu Bên ngoài mấy trăm trượng trên đất trống, hồ lai thân thể từ trên không ầm vang rơi xuống, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to đến, vừa lúc bị không ít đang chạy về gian trần ở lại chỗ các nội môn đệ tử cho nhìn thấy, rất nhiều người đều dừng bước lại, khi thấy hồ lai thảm trạng về sau, tất cả mọi người không một hít sâu một hơi. Mau nhìn, là hồ lai, lại bị đánh thành dạng này, là ai đánh? Còn phải nói gì nữa sao, khẳng định là huynh đệ bọn họ lại qua tìm giang sư huynh phiền phức, bị giang sư huynh cho đánh một trận tơi bời, bất quá cái này cũng bị đánh rất thảm, không đúng, các ngươi mau nhìn, hồ lai trên thân nguyên lực chính đang nhanh chóng tiêu tán lấy, trời ạ, à, hắn khí hải bị phế sạch. ta thiên, giang sư huynh ra tay không khỏi quá ác một điểm đi, vậy mà trực tiếp phế bỏ hồ lai, phải biết đối với một cái tu sĩ tới nói, phế bỏ khí hải, sau trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn, hồ lai bị phế sạch, sau này sẽ là một cái hoàn toàn phế nhân. đây đều là hắn tự tìm, biết rõ giang sư huynh không thể gây, liền đại quản sự cũng dám đánh, huống chi là hắn, hắn khẳng định là làm chuyện gì hoàn toàn chọc giận giang sư huynh, không phải vậy lời nói. Giang sư huynh ra tay sẽ không như thế tàn nhẫn. Đi, chúng ta đi xem một chút, Hồ Lai cũng không dám chính mình qua chủ động tìm Giang sư huynh phiền phức, khẳng định còn có cao thủ, nói không chừng là Hồ Tùng xin hạch tâm viện đệ tử hạch tâm. Toàn bộ nội viện lại một lần nữa nổ tung, Giang Trần xuất thủ quá ác độc, trực tiếp phế bỏ Hồ Lai, loại chuyện này cho tới nay chỉ có tại sinh tử chiến đài thường mới có thể xuất hiện, những theo đó theo qua Giang Trần cùng một chỗ chinh chiến sa mạc đệ tử đều rõ ràng, Giang Trần tuy nhiên cùng vọng, nhưng vẫn là một cái vô cùng có khí độ người, có thể làm cho hắn ngay cả mình phòng ốc đều vỡ nát xuất thủ tự phế bỏ hồ lai có thể tưởng tượng giang trần phẫn nộ đến loại trình độ nào trong biệt viện giang trần vẫn như củ lửa giận ngút trời hôm nay tất cần để cho trước mắt hai người này nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới không phải vậy lời nói trong lòng của hắn lửa giận tự thả không thả ra được hóa lòng quyết tu luyện đều lại nhận trở ngại giang trần ngươi thật lớn mật cũng dám ngay trước mặt ta phế nhân người nào cho ngươi đảm lượng mang hồng giận dữ chỉ giang trần cái mũi quát to mang sư huynh hôm nay nhất định phế bỏ hắn, cho đệ đệ ta báo thù. Hồ Tùng nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn giấu ở mang hồng phía sau, cũng không dám đi về phía trước một bước, Giang Trần thật đáng sợ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, mà lại hắn có thể cảm nhận được, Giang Trần khi lấy được Hoàng Nguyên Đan về sau, đã tấn thăng chiến hoàng, chính mình cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, chỉ có thể càng ngày càng lớn, chính mình vĩnh viễn đều khó có khả năng theo kịp. Ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Giang Trần vô cùng lạnh lùng nói ra, hắn có thể cảm nhận được mang hồng cường đại, cấp 4 chiến hoàng, nếu như là trước đó lời nói, Giang Trần tất nhiên không phải là đối thủ, nhưng bây giờ Giang Trần đã tấn thăng đến chiến hoàng, cấp 4 chiến hoàng cũng hoàn toàn không để trong mắt. Giang Trần, đây là hạch tâm viện mang hồng sư huynh, hôm nay vốn là muốn muốn đến xem ngươi cái này thiên tài khoáng thế, không nghĩ tới ngươi người này như thế không nói đạo lý, cũng bởi vì đệ đệ ta đánh ngươi đại môn, ngươi liền trực tiếp xuất thủ đem phế bỏ, thủ đoạn hung tàn tàn nhẫn, đơn giản cũng là người trong ma giáo. Hồ Tùng Thanh Sắc câu lệ nói ra, nghĩ đến đệ đệ mình bị trực tiếp phế bỏ, hắn phẫn nộ tựu không được đánh một chỗ đến, hôm nay tổn thất thực sự quá lớn. Hồ Tùng lời nói vừa lúc bị dẫn đầu chạy tới một chút nội môn đệ tử cho nghe được, từng cái cũng là nhìn không được trừng to mắt, bởi vì nếu như chỉ là bởi vì đạp nát đại môn liền xuống thủ đem người phế bỏ, Giang Trần làm quả thật có chút quá phận, nhưng mọi người lập tức nhìn thấy lên cơn giận dữ Giang Trần, thấy thế nào đều không giống như là vẻn vẹn đạp một đại môn đơn giản như vậy. Như Hồ Tùng nói, đạp nát đại môn hoàn toàn không đến mức đem người phế bỏ đi, đồng dạng, đạp nát đại môn cũng hoàn toàn không đến mức để giang trần phẫn nộ đến trình độ như thế này nhưng tình huống trước mắt lại là rất rõ hồ tùng huynh đệ mời đến hạch tâm viện mang hồng tới đối phó giang trần đây rõ ràng cũng là đến gây chuyện ở đâu là hâm mộ tiếng tâm mà đến bớt nói nhiều lời mang hồng ngươi tự đoạn một tay ta hôm nay không làm khó dễ ngươi giang trần mở miệng nói ra hoa lời này vừa nói ra nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, những cái kia chạy tới nội môn đệ tử vừa vặn nghe nói như thế, từng cái chân dưới một cái lão đảo, kém chút nằm rạp trên mặt đất, bọn họ biết Giang Trần vẫn luôn rất ngông cuồng, liền đại quản sự đều đánh bại, nhưng lên liền muốn mang Hồng lưu lại một cánh tay, cái này cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng một điểm. Mang Hồng là ai? Đó là hạch tâm viện tiếng tâm lừng lẫy tồn tại, cấp 4 chiến hoàng, mà lại là nhân vật thiên tài, há lại đại quản sự có thể so sánh, cho dù Giang Trần tấn thăng đến chiến hoàng, nhưng một cái vừa mới tấn thăng một cấp chiến hoàng, như thế nào là mang hồng đối thủ, hiện tại yêu cầu người ta lưu lại một cánh tay, cũng có chút rất kéo. Người nói cái gì? Mang hồng cũng trực tiếp sửng sốt, nghiêm trọng trong lòng lỗ tai của mình mắc lỗi. Ta nói ngươi lưu lại một cánh tay, không phải vậy lời nói, kết cục giống như hồ lai. Giang trần ngữ khí không bình thường băng lãnh, phạm sai lầm, tự nhất định phải gánh chịu đại giới, mang hồng ba người lần này phạm sai lầm là không được tha thứ ha ha, cùng vọng, Giang Trần, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng, sao lão tử ta còn muốn cùng vọng, tại cái này tinh vân trong tông, ngươi là người thứ nhất dám dạng này nói chuyện với ta người, vẹn vẹn bằng ngươi câu nói này, ta hôm nay liền có thể phế bỏ ngươi. Mang Hồng đột nhiên cười lên ha hả, hắn giống như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất một chuyện cười, một cái vừa mới tấn thăng một cấp chiến hoàng tuyên bố muốn chính mình lưu lại một cánh tay, không phải vậy liền muốn phế bỏ chính mình, cái này quá buồn cười. Đã như vậy, vậy liền nhất chiến đi. Giang Trần soát một chút bay lên không trung, không có gì có thể nói, mang hồng nhất định phải vì chính mình sợ tác sở vi nỗ lực mọi người. Hôm nay lão tử sẽ dạy một chút ngươi cái này cùng vòng tiểu tử, để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Mang hồng hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái bay lên không trung, đứng tại gian trần mặt đối lập, nội môn đệ tử đều ngẩng đầu nhìn về phía trên không, gặp cùng gian trần quyết đấu là mang hồng, sắc mặt đều là đại biến. Phát sinh cái gì, gian trần làm sao lại cùng mang hồng làm? có người nói là hồ tùng huynh đệ mời đến mang hồng hỗ trợ muốn đối phó giang trần vừa rồi hồ lai đã bị giang trần phế bỏ hiện tại bọn hắn hai cái muốn làm giang trần đã tấn thăng chiến hoàng bất quá mang hồng thế nhưng là hạch tâm trong viện tiến tâm lừng lẫy tồn tại hung tàn tàn nhẫn cấp 4 chiến hoàng tu vi cũng là tướng làm khó đối phó đúng vậy a à, hạch tâm viện cấp 4 chiến hoàng thiên tài xa không phải bình thường cùng cấp bậc tu sĩ có thể so sánh càng không phải là đại quản sự có thể so sánh giang sư huynh vừa mới tấn thăng chiến hoàng chỉ sợ còn không phải mang hồng đối thủ a à rất nhiều người đều giật mình không thôi về phần Giang Trần vì sao cùng mang hồng đánh nhau, mọi người trong lòng đã nắm chắc, nhưng mọi người không biết là Giang Trần vì sao lửa giận như thế chi thịnh, xuất thủ liền trực tiếp phế bỏ Hồ Lai, xem ra sự tình tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Hồ Lai ba người này khẳng định là làm cái gì để Giang Trần lửa giận nập trời sự tình, mang sư huynh phế hắn, Hồ Tùng nghiến răng nghiến lợi la lớn, âm âm. ngay vào lúc này lại là một tiếng gào thét từ biệt viện một căn phòng khác nội vang lên, chợt căn phòng kia cũng là cùng gian trần gian phòng một dạng, bị đến từ gian phòng bên trong năng lượng trực tiếp cho vỡ nát, một đầu vô cùng hùng tráng đại hoàng cẩu từ bên trong nhảy ra, đại hoàng cẩu thần uy mạc trắc, trong mắt cũng là che kín lửa giận. Tên vương bác đảng nào quấy rầy cẩu gia ta ngủ? Đại hoàng cẩu gầm hét lên, bị người quấy rầy ngủ cũng là rất tức giận, bất quá gian trần từ đại hoàng cẩu khí thế đó có thể thấy được, bây giờ đại hoàng cẩu đã là nhất cấp yêu hoàng, thành công hoàn thành tấn cấp. Đại hoàng, đem hồ tùng cho ta phế bỏ, để hắn biến thành một tên phế nhân. Giang Trần đối đại hoàng cẩu la lớn. Được. Đại hoàng cẩu ánh mắt xoát một chút khóa chặt Hồ Tùng, hóa thành một đạo kim quang vọt mạnh mà xuống, trong chớp mắt liền đến Hồ Tùng phụ cận. Chó chết, muốn chết. Hồ Tùng giận dữ, một con chó cũng dám tuyên bố phế bỏ chính mình, đây là đối với mình nhục nhã, hắn lúc này đánh ra khai bi trưởng, đối đại hoàng cẩu đầu chó tự đập tới. Đại hoàng cẩu không tránh không né, trực tiếp đỉnh lấy đầu chó và đập tới. Phanh, xoạt xoạt. Nương theo lấy một thân tiếng vang trầm trầm, hồ tùng thủ trưởng trực tiếp bị đụng vặn vẹo cả người tức thì bị đụng bay vài chục trượng liền biệt viện vách tường đều đâm vào một cái đại lỗ thủng quấy rầy cẩu gia ngủ muốn chết đại hoàng cẩu dữ dội như vậy lại một lần nữa hướng về hồ tùng đánh tới chớ nói hiện tại hồ tùng đoạn một cánh tay bản thân vẫn còn cấm chế loại đang dược phản vệ giai đoạn cho dù hắn là toàn thịnh thời kỳ cho dù hắn là cấp hai chiến hoàng cũng giống vậy không phải đại hoàng cẩu đối thủ đại hoàng cẩu có được tôn quý thần thú huyết mạch lòng mã thân thế kinh khủng bực nào vừa mới tấn thăng yêu hoàng thực lực căn bản không phải hồ tùng có thể đánh đồng cho dù là đồng dạng cấp hai chiến hoàng xuất thủ cũng hoàn toàn không phải đại hoàng cẩu đối thủ đại hoàng cẩu quá mạnh giống như một tòa núi lớn một dạng hùng tráng thân thể trực tiếp đặt ở hồ tùng trên thân thú vương uy thế hoàn toàn phóng xuất ra vẻn vẹn cổ khí thế này cũng đã đem hồ tùng dọa sợ hắn giờ phút này nằm trên mặt đất liền dãy dụ năng lực đều không có chớ nói chi là phản kháng xoạt xoạt đại hoàng cẩu mở ra miệng rộng cắn một cái vào hồ tùng mặt khác một cánh tay dùng lực xé ra chỉ nghe xoẹt một tiếng, một cánh tay xinh xinh bị kéo, máu tươi chảy đầm đìa, thảm trạng làm cho người rùng mình. A, à, Hồ Tùng kêu thảm để cho người ta nghe ra đầu tê dại phiền, không nội dung bọn họ đệ tử tận mắt thấy cảnh này, từng cái đều là hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, con chó này rất hung tàn, Hồ Tùng hôm nay muốn xong đời. Đại hoàng cẩu tia không chút nào để ý Hồ Tùng kêu thảm, sắc bén hàm răng không ngừng tại Hồ Tùng trên thân chào hỏi, máu tươi bắn tung tóe, Giang Trần đã lên tiếng, muốn hắn phế bỏ Hồ Tùng, vậy liền nhất định phải phế bỏ chỉ bất quá đại hoàng cẩu phế bỏ nhân phương thức không phải phế bỏ người ta chọc tức hải, mà chính là một loại khác giả mang phương thức, nhưng loại phương thức này rõ ràng càng thêm huyết tinh, sau trực tiếp phế bỏ khí hải còn muốn thống khổ mấy trăm lần. Trong chớp mắt công phu, Hồ Tùng nằm trên mặt đất tựu không nhúc nhích, cả người đã hoàn toàn biến thành huyết nhân, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương, máu tươi chảy đầm đìa, để cho người ta nhìn cũng nhìn không được buồn nôn, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt đều hoàn toàn biến, tràn ngập hoảng sợ. Xin vốt 9.10 Chương 645 Hung ác bá đạo Nguồn Mê truyện audio.com Hồ Tùng thực sự rất thảm, đơn giản cũng là bị chó hoàng ngược, không khỏi nhiều người đều biết đầu này đại hoàng cẩu khủng bố, ban đầu ở hoàng lăng sa mạc thời điểm, con chó này lấy cửu cấp yêu vương tu vi liền có thể đối kháng nhất cấp ma hoàng, bây giờ tấn thăng đến nhất cấp yêu hoàng, nhẹ nhõm đối phó Hồ Tùng, hoàn toàn không là vấn đề. Không ít người thở dài, nhưng không ai qua thương hại Hồ Tùng, tại rất nhiều người xem ra, anh em nhà họ hồ đây đều là tự tìm. Giang trần liền đại quản sự đều đánh mà lại tại đánh đại quản sự về sau còn có thể bình yên vô sự nói rõ tại tông môn cao tầng trong lòng đại quản sự địa vị xa xa không kịp nổi gian trần cái này thiên tài khoáng thế anh em nhà họ hồ dưới loại tình huống này còn chủ động trêu chọc gian trần không phải mình muốn chết là cái gì gian trần thủ đoạn cường thế tàn nhẫn căn bản chính là một cái không thể trêu vào tồn tại đây chính là không biết lượng sức kết cục đại hoàng cẩu hoàn thành gian trần giao cho mình nhiệm vụ tùy tiện tìm tới một chỗ nằm xuống qua ngẩng đầu nhìn trên không gian trần cùng mang hồng không tiếp tục qua nhìn một chút nằm trên mặt đất hồ tùng giờ phút này gian trần cùng mang hồng còn chưa có bắt đầu chiến đấu bọn họ trước đó ánh mắt đều rơi vào đại hoàng cẩu cùng hồ tùng trên thân giờ phút này nhìn thấy hồ tùng thảm trạng gian trần khóe miệng chỉ là tràn ra một tia cười nhạt hoàn toàn không thèm để ý hắn thấy hồ tùng trừng phạt đúng tội là giao gió gạt bão cưỡng ép cắt ngang chính mình đốn ngộ cái này trừng phạt đã rất nhẹ nếu như nơi này không phải tinh vân tông lời nói anh em nhà họ hồ hiện tại đã là người chết Giang Trần, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, vậy mà như thế đối đãi đồng môn, chẳng lẽ trong mắt ngươi liền không có tông môn quy củ à? Mang Hồng đối Giang Trần la lớn, hắn tự nhận mình tại tinh vân trong tông hung danh hiển hách, thủ đoạn đã vô cùng tàn nhẫn, nhưng so với Giang Trần đến, nhất thời cảm thấy mình vẫn là kém xa, kẻ trước mắt này có thể vẹn vẹn bởi vì vì người khác đạp chính mình đại môn liền trực tiếp xuất thủ đem người phế bỏ, liền hồ tùng cũng không ngoại lệ, hắn cùng đại hoàng cẩu động tác theo mưu sát không hề khác gì nhau, hồ lai xem như hoàn toàn phế bỏ, làm một cái tu sĩ, khí hải bị phế, sống còn khó chịu. Hơn chết, Hồ Tùng cũng giống như vậy, cho dù hắn sau này thương thế khôi phục, tu vi chỉ sợ cũng không có chút nào tiến thêm, cả một đời chỉ có thể dừng lại tại nhất cấp chiến hoàng cấp bậc, đương nhiên, nhất cấp chiến hoàng chí ít so Hồ Lai hoàn toàn phế bỏ muốn đỡ một ít. Tông môn muốn như thế nào ta đều tiếp theo, nhưng cái này là các ngươi tự tìm, cho dù ngươi là đệ tử hạch tâm, cũng sẽ không có mảy may ngoại lệ, ngươi kết cục không thể so với bọn họ tốt bao nhiêu. Giang Trần ngữ khí vô cùng âm lãnh, hắn rất rõ ràng mang hồng hôm nay ý đồ đến, cái kia chính là vì đối phó chính mình, đã như vậy, Giang Trần cũng không cần thiết tới khách khí, mà lại, nếu như không phải là bởi vì mang hồng cùng một chỗ cùng đi theo lời nói, lấy anh em nhà họ hồ đảm lượng, như thế nào dám tìm đến mình phiền phức, nếu như không có mang hồng lời nói, Giang Trần đốn ngộ liền sẽ không bị đánh gãy, hóa Long quyết nói không chừng liền sẽ sinh ra tân thuế biến, chính mình đem sẽ nhận. Được Long biến kỹ năng, Tu Vi có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 2 chiến hoàng thậm chí là cấp 3 chiến hoàng. Nhưng bây giờ hết thảy thất bại trong gan tất, đừng nói cấp hai chiến hoàng, hóa long quyết lần tiếp theo thuế biến không biết ngày tháng năm nào mới gặp được có thể nói trước mắt cái này mang hồng mới là hôm nay nhân vật chính gian Trần nhất định sẽ không để cho đối phương dễ chịu phạm phải không được tha thứ sai lầm tự nhất định phải nỗ lực vô cùng thảm trọng đại giới gian trần miệng ngươi khí không nhỏ một cái vừa mới tấn thăng một cấp chiến hoàng cũng dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng cho dù ngươi thiên tài đi nữa nhưng tu vi chênh lệch là không được đền bù hôm nay ta tự thay thế tông môn xuất thủ để ngươi biết một cái tinh vân tông quy cũ ngươi giết hại đồng môn nhất định phải nhận nghiêm xử phạt nặng. Mang Hồng giận, hắn đem chính mình cấp 4 chiến hoàng khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chầm chầm Giang Trần, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế nhân vật, tinh vân trong tông thiên tài rất nhiều, riêng là hạch tâm viện, các loại cuồng ngạo người đều có, chính mình cũng là một cái cuồng ngạo hạng người, nhưng giống như Giang Trần dạng này, thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy, giờ phút này phía dưới đứng đấy vô số nội môn đệ tử, nếu như không tự mình ra tay. Giáo huấn Giang Trần, sau này mặt mũi cũng liền không có địa phương thả. Oanh. Giang Trần lười nhác cùng Mang Hồng nói nhảm, lên tự đánh ra chân long đại thủ ấn, cự đại huyết sắc long trảo trống rỗng xuất hiện, hướng về Mang Hồng đập vào mà đi, thể nội bốn vạn đầu long văn đồng thời khuấy động, liên tục không ngừng cho Giang Trần cung cấp dùng mãi không cạn năng lượng, tấn thăng chiến hoàng về sau, hóa long quyết vận chuyển tốc độ càng nhanh, Giang Trần chiến lực cũng càng khủng bố hơn. Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Mang Hồng hét lớn một tiếng, phất tay đánh ra nhất quyền, một quyền này vô cùng cương liệt, mà lại tốc độ cực nhanh, giống như thiên mã lưu tinh một dạng, trong chớp mắt tự cùng chân long đại thủ ấn đụng va vào nhau. Âm âm. Hai đại khinh khủng công kích lẫn nhau đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt tự bị đánh nát, hàng phong ào ào, tự bị đánh nát vết nứt không gian nội phun ra ngoài, dị thường băng lãnh. Đạp đạp. Tại cự đại lực phản chấn phía dưới, mang hồng hướng lui về phía sau hai bước mới đứng vững thân thể, trái lại gian trần, đứng tại chỗ liền động một cái đều không có. Cái gì? Loại tình huống này để mang hồng trực tiếp kinh hô lên, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến, Giang Trần rõ ràng chỉ là một cái vừa mới tấn thăng một cấp chiến hoàng, chiến lực vậy mà như thế sự khủng bố, tùy tiện một chiêu, lại có thể đem chính mình đẩy lui, cái này rất trung động. Khủng bố a, à, vừa mới qua đi ba ngày, Giang Sư Huynh vậy mà khủng bố đến trình độ như thế này, liền cấp bốn chiến hoàng mang hồng đều bị hắn đẩy lui. Ta cảm thấy đây là rất bình thường, Giang Sư Huynh dữ dội mọi người đều biết, hắn tại cửu cấp chiến vương thời điểm tự đánh bại cấp ba chiến hoàng đại quản sự, hiện tại tấn thăng đến chiến hoàng, đánh bại cấp bốn chiến hoàng cũng không kỳ lạ, Giang sư huynh có thể là có thể dẫn phát thiên kiếp tồn tại, chính là là chân chính yêu nghiệt, căn bản không phải rất tốt hạng người có thể có so sánh cùng nhau. Xem đi, mang hồng cũng khó đối phó, hắn dù sao cũng là đệ tử hạch tâm, cho dù Giang sư huynh có thể đánh bại hắn, nhưng muốn như trước đó nói tới đem phế bỏ, chỉ sợ cũng không thực tế. Ở đây người đều giật mình không thôi, không có cách nào không kinh hãi, Giang Trần thực sự quá cường đại, không đơn giản như thế, hắn tốc độ phát triển cũng quá nhanh, làm y bọn họ lần đầu tiên tại Hoàng Lăng sa mạc nhìn thấy Giang Trần thời điểm, Giang Trần mới là cấp 8 chiến vương, vừa mới qua đi mấy cái ngày thời gian, liền trực tiếp vượt qua cửu cấp chiến vương, trực tiếp trùng kích đến nhất cấp chiến hoàng, vẹn vẹn là nhất cấp chiến hoàng cũng được, nhưng hắn có thể lấy nhất cấp chiến hoàng tu vi, khuất nhục cấp 4 chiến hoàng, dạng này yêu nghiệt đã không thể vẹn vẹn dùng khủng bố để hình dung, đơn giản cũng là kinh hải thế tục. A, à, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn chiến ý vô song, lửa giận ngút trời, tay trái ngưng kết ra hỏa long ấn, nóng trực hỏa diễm đem hư không đều cho thiêu đốt một đầu rất sống động hỏa long không ngừng xoay quanh, mà tại gian trần tay phải, lại là một đầu thủy long, băng hàng triệt cốt, hai loại hoàn toàn tương phản thuộc tính đồng thời xuất hiện tại gian trần trong tay. Giang trần hét lớn một tiếng, nương theo lấy hai tiếng rung khắp khắp nơi long ngâm, hai đầu chừng mấy cái to khoảng 10 trượng chân long phân biệt từ hai cái phương hướng khác nhau hướng về mang hồng đánh tới, một đầu hỏa long, một đầu thủy long, hai loại cực hạn nhiệt độ đụng va vào nhau, khiến cho hư không sinh ra một hệ liệt nổ tung. Mang hồng sắc mặt rốt cục biến, cảm nhận được từ hai đầu long thể nội truyền ra khí tức khủng bố, hắn rốt cuộc biết chính mình xem thường gian trần, tên yêu nghiệt này thiên tài, là tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, mà lại gian trần loại này đồng thời đánh ra hai loại thuộc tính tương phản công kích, mà lại là hai loại thuộc tính cực hạn biểu hiện, tâm lý chấn kinh đơn giản như là phiên gian đảo hải một dạng, như thế thủ đoạn nghịch thiên, đừng nói gặp, liền nghe đều chưa từng. Nghe qua. Nhưng bây giờ cũng không phải chần chờ thời điểm, gian trần công kích đã đến phụ cận, ngũ hành chiến long ấn kinh khủng bực nào, huống chi là đã hoàn toàn đại thành thủy hỏa sông Long đồng thời xuất kích, giảng thẳng làm cho không người nào có thể chống cự. Mang Hồng không dám có nửa điểm lãnh đạm, cánh tay hắn nhoáng một cái, một thanh vô cùng sắc bén chiến phủ xuất hiện, hắn giơ cao lên chiến phủ, đối thủy hỏa sông Long tự chặt chém xuống dưới, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối mặt gian trần dạng này công kích, chính mình sở hữu chiến kỹ toàn bộ thi triển cũng không là đối thủ, lúc này chỉ có thi triển ra chiến binh tới. Cự phủ tản mát ra vô cùng rực rỡ quang huy, phía trên che kín từng đạo từng đạo phù văn, bị chiến ý chỗ tràn ngập hống. Thủy hỏa sông long liên hợp xuất kích thực sự quá kinh khủng, cùng mang hồng chiến phủ va chạm về sau, trực tiếp vỡ ra, hủy diệt tính năng lượng sóng ánh sáng, hai loại thuộc tính khác nhau khí lãng đồng thời bạo liệt, chỗ sinh ra năng lượng đơn giản quá lớn, có thể trực tiếp vỡ nát một tòa núi lớn. Phanh. Tại dạng này năng lượng trùng kích xuống, mang hồng cả người đều bị đụng bay, trong tay mang theo chiến phủ, một mực lui lại trên trăm trường mới đứng vững thân thể, hắn đầu báo vòng mắt, nhưng giờ phút này trong mắt lại bị vẻ chấn động hoàn toàn bao trùm. Giang Trần chiến lực uy mãnh, đắc thế không tha người, tại mang hồng bị đẩy lui trong nháy mắt, cả người hắn liền hóa thành một đạo quan ảnh trùng kích ra ngoài, cước bộ sinh huyền, dẫm ra thương long ngũ bộ, lấy hắn hiện tại chiến lực sự khủng bố, hoàn toàn có thể lực áp cấp 4 chiến hoàng, nếu như vận chuyển tay trái thánh cốt lời nói, bình thường cấp 5 chiến hoàng đều có thể đối phó, không nói chơi, nói một cách khác, gian trần tại tấn thăng chiến hoàng về sau, toàn bộ người cũng đã đề. Thăng tới một cái khác khủng bố tầng thứ. Hóa Long quyết càng là đến phía sau thì càng khủng bố, điểm này từ gian trần giờ phút này biểu hiện liền có thể thấy được, vừa mới tấn thăng chiến hoàng, liền có cùng cấp 5 chiến hoàng đối kháng thực lực. Mang hồng trong lòng kinh hải, hắn còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, Giang Trần động tác lại xông tới trước mắt, thương long ngũ bộ trực tiếp tự đạp xuống đến, Giang Trần đuổi kịp mang hồng thời điểm, dưới chân giảm ra đã là đệ ngũ bộ, kinh khủng nhất một bước, lấy mang hồng hiện tại trạng thái, căn bản là ngăn cản không nổi thương long ngũ bộ mang hồng nổ hống, rơi vào đường cùng chỉ có thể dơ lên chiến phủ đón lấy, hắn hôm nay cuối cùng kiến thức đến cái gì gọi là cường thế, mình tại Tinh Vân Tông đã là nổi danh ngoan nhân, hôm nay gặp được một cái ác hơn, lúc này, trong lòng của hắn đã bắt đầu mắng hồ tùng cùng đại quản sự. Đông Thương Long ngủ bộ đệ ngủ bộ dẫm tại chiến phủ phía trên, còn tự như núi cao lực lượng áp xuống tới, trực tiếp đem mang hồng chiến phủ cho thực sự bay, mang hồng phát ra kêu to một tiếng, đồng dạng bị một chân đạp bay ra ngoài. Xin vốt 9.10 Chương 646 Đại quản sự cũng phải phế. Nguồn Mê truyện audio.com. Mang Hồng hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, thân thể bị Thương Long ngũ bộ đạp bay, căn bản không bị khống chế, tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, Giang Trần lại động, hắn lại một lần nữa đánh ra chân Long đại thủ ấn, cự đại huyết sắc long trảo từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo huyết sắc lòng giam, đem Mang Hồng trực tiếp cho nhốt lại. Không được, điều đó không có khả năng, một cái vừa mới tấn thăng một cấp chiến hoàng, làm sao lại lợi hại như thế? Mang Hồng nhận bị thương nghiêm trọng, trong miệng không ngừng phun máu, nhưng so sánh với thân thể thương thế tới nói, tâm lý rung động mới là lớn nhất, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh mảnh như vậy người, chính mình đường đường cấp 4 chiến hoàng, mà lại là tinh vân tông số ít thiên tài, cho dù là dạng này, cũng hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ. soát Giang Trần lăng không vừa sải bước ra, liền đến Mang Hồng phụ cận, không nói hai lời, đột nhiên dò xét xuất thủ trưởng, đối Mang Hồng khí hải tự đập tới. Tự hồ phát giác được Giang Trần động tác mang hồng vội vàng trống to phát ra như tê tâm liệt phế gào thét một cổ trước đó chưa từng có hoảng sợ trong nháy mắt đem hắn bao phủ hắn lúc này mới nghĩ đến gian trần trước đó nói chuyện nguyên lai đối phương thật không phải tại nói đùa chính mình là thật muốn phế bỏ chính mình nghĩ đến hồ lai tao ngộ nghĩ đến từ nay về sau chính mình tự muốn biến thành một tên phế nhân từ kim tự tháp đỉnh đầu một chút ngã sắp xuống bộ loài kia tâm lý chênh lệch không được là người ngoài có thể lý giải đáng tiếc hoảng sợ là vô dụng hoảng sợ cũng cải biến không hiện trạng cho dù hắn hiện tại mở miệng cầu xin tha thứ cho dù hắn hiện tại quỳ gối Giang Trần trước mặt, cho dù hắn hiện tại nguyện ý tự đoạn một tay, cũng không được. Giang Trần xưa nay không cho người ta cơ hội thứ hai, bởi vì mang hồng, cho Giang Trần mang đến vô cùng tổn thất to lớn, cái này tổn thất liền Giang Trần chính mình cũng vô pháp đoán chừng, hắn rõ ràng đã nhanh muốn đem sâu trong linh hồn bóng dáng ngưng tụ ra, hóa long quyết rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ tiến hành lại một lần nữa thuế biến, Giang Trần rất rõ ràng lần này thuế biến sẽ mang đến cho mình thêm chỗ cực tốt, cấp 2 chiến hoàng thậm chí là cấp 3 chiến hoàng đều là thứ yếu, loại kia long. Biến uy lực, mới là kinh khủng nhất cho nên giang trần hận mang hồng hắn muốn để mang hồng giao ra bản thân hẳn là có đại giới phanh a à, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết giang trần nhất trưởng vô tình đập vào hắn nơi khí hải một cổ kình khí giống như kim cương toản một dạng trực tiếp chui vào mang hồng khí hải bên trong đem khí hải hoàn toàn phế bỏ đi một cổ phát ra từ linh hồn kịch liệt đau nhất để mang hồng toàn thân đều đang vặn vẹo hắn kịch liệt gào thét có đau đớn có ảo não có không trăm lòng càng nhiều là điên cuồng hắn cảm thấy mình sắp điên mất chính mình đường đường một cái cấp 4 chiến hoàng, lập tức muốn biến thành một người bình thường, loại đả kích này thực sự quá lớn. Cảm thụ được từ khí hải nội chính đang không ngừng tán loạn nguyên lực, mang hồng mở đầu miệng phun ra một ngụm máu tươi. Giang trần, ngươi, ngươi, ngươi vậy mà thật phế bỏ ta. Mang hồng khuôn mặt đã vặn vẹo, hắn vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Ngươi hẳn là rất lợi hại may mắn chính mình còn có thể sống được nói chuyện, nói cho ta biết, để ngươi tìm đến ta phiền phức, trừ hồ tùng, còn có ai, có hay không từ trung thắng. Giang Trần một phát bắt được mang hồng cổ áo, đem kéo đến chính mình phụ cận, hắn làm việc từ trước đến nay không thích lưu lại cái đuôi cùng hậu hoạn, đã chính mình muốn tại cái này tinh vân trong tông đặt chân, vậy sẽ phải dùng mạnh mẽ thủ đoạn để người ta biết, chính mình không phải dễ treo, hắn muốn đem âm thầm cho mình làm bím tóc người một lần diệt trừ, tránh khỏi sau này có phiền toái nữa. Nhìn lấy Giang Trần này băng lãnh con ngươi, có thể làm cho người tùy thời tiến nhập địa ngục, tại cái này đôi mắt nhìn soi mói, mang hồng ngay cả nói láo dũng khí đều không có, lúc này nhìn đau khổ, run rẩy nói ra, là đại quản sự cùng hồ tùng cầm chỗ tốt để cho ta tới đối phó ngươi, hai tên khốn kiếp này, đem lão tử hại khổ. Mang hồng liền khóc tâm tư đều có, tại cái này tinh vân trong tông, hắn đã là một cái vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn vô cùng hung tàn người, không nghĩ tới hôm nay gặp được một cái so với chính mình còn muốn hung tàn bá đạo gấp trăm lần người, hắn hiện tại có giết chết hồ tùng cùng đại quản sự xúc động, nếu như không phải bọn họ lời nói, chính mình cũng sẽ không tới tiền gian trần phiền phức, liền sẽ không có hiện tại kết cục. Đáng tiếc, trên cái thế giới này có rất nhiều thuốc, linh đang dịu dược cũng có, nhưng chính là không có thuốc hối hận, hết thảy đều muộn. Giang Trần vứt bỏ mang hồng, mặc cho mang hồng thân thể từ trên không rơi xuống, trong tay hắn còn mang theo mang hồng chiến phủ, vừa hay nhìn thấy vừa mới từ nơi không xa chạy đến Vu Vĩ, Vu Vĩ đã sớm là cửu cấp chiến vương đỉnh phong, nửa chân đạp đến tiếng chiến hoàng, ba ngày trước đạt được hoàng nguyên đan, giờ phút này đã là chiến hoàng cao thủ. Vu Vĩ, chúc mừng ngươi tấn thăng chiến hoàng, đưa ngươi một kiện chiến binh. Giang Trần tiện tay cầm trong tay chiến phủ ném cho Vu Vĩ, Vu Vĩ nhãn tình sáng lên, trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng một tay lấy chiến phủ cho tiếp nhận, ánh mắt lại là nhìn về phía nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống mang hồng, trong lòng nhìn không được thở dài một tiếng, gian trần trong lòng hắn ấn tượng càng thêm biến cao không thể chạm. Hắn vừa mới tấn thăng chiến hoàng, liền đạt được một kiện mạnh mẽ hoàng giả chi binh, trong lòng tự nhiên vui sướng, đây là mang hồng chiến binh, nếu như là trước đó, coi như cho hắn cũng không dám muốn, nhưng bây giờ không giống nhau, mang hồng đã biến thành phế nhân, cái này chiến phủ coi như cho mang hồng, cũng sử dụng không được. Đa tạ Giang Huynh vô Vĩ đối Giang Trần ông một cái quyền nói cho ta biết, đại quản sự ở nơi nào? Giang Trần mở miệng nói ra, ở bên kia. Vu Vĩ vạch một cái phương hướng, đó là đại quản sự chỗ nơi ở địa phương. Hừ, lão bất tử, hôm nay sở hữu sổ sách một khối tính toán. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quan hướng về đại quản sự chỗ phương hướng bay đi. Trên mặt đất những cái kia còn đang vì mang hồng bị phế mà rung động đệ tử, nhìn thấy Giang Trần lại qua tìm đại quản sự, tràn diện lúc này lại nổ tung. Trời ạ, à, gia hỏa này đến muốn làm gì? hắn muốn đi tìm đại quản sự, chẳng lẽ hắn cũng phải đem đại quản sự phế bỏ đi không thành, vô pháp vô thiên. Thủ đoạn rất rất lợi hại, đơn giản là một cái không thể gây người, người nào chọc hắn người nào không may, mang hồng đã là hạch tâm viện nổi danh tàn nhẫn, nhưng cùng giang sư huynh so ra, chênh lệch thực sự không phải một điểm nửa điểm, đường đường cấp 4 chiến hoàng, nói phế tự phế, nếu như hắn lại phế bỏ đại quản sự lời nói, sự tình tự hoàn toàn làm lớn chuyện, tông môn cao tầng đều muốn đi ra quản. Đi à, chúng ta nhanh đi nhìn xem, tinh vân tông thêm dạng này một kẻ hung ác, sau này chỉ sợ đều khó mà bình tĩnh không người không sợ hãi nhưng không thể không nói gian trần hành vi để ở đây rất nhiều người cũng nhìn không được nhiệt huyết sôi trào lên thủ đoạn rất hung tàn xuất thủ tự phế bỏ ba người liền đệ tử hạch tâm cũng không ngoại lệ hiện tại lại phải đi tìm đại quản sự phiền phức đây là bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra tràn cảnh gian trần thủ đoạn xác thực tàn nhẫn nhưng theo bọn hắn nghĩ lại cũng không có cái gì tu hành giới vốn chính là dạng này mạnh được yếu thua người khác đều ức hiếp đến trên đầu ngươi chẳng lẽ còn không được phản kích Lão cẩu, cút ra đây cho ta." Đại quản sự từ Trung Thắng biệt viện trên không, đột nhiên khí lãng lăn lộn, hét lớn một tiếng vang lên, truyền khắp toàn bộ Tinh Vân Tông, từ Trung Thắng đang trong biệt viện bồi hồi, đi tới đi lui, vừa rồi mang hồng bị Giang Trần phế bỏ tràn cảnh hắn đứng ở chỗ này thấy rõ ràng, có thể nói là chấn kinh tới cực điểm, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Trần sẽ biết chuyện này còn cùng hắn có quan hệ, càng thêm nghĩ không ra là, Giang Trần cũng dám mạnh mẽ đâm tới tới đối phó chính. "Mình. Giang Trần, ngươi, ngươi muốn làm gì?" từ trung thắng nữ khí đều có chút trung rẩy ba ngày trước tình huống còn rõ mồn một trước mắt bây giờ giang trần đã tấn thăng đến nhất cấp chiến hoàng chính mình càng thêm không phải là đối thủ nếu là cùng giang trần đối chiến đứng lên chỉ có mặt cho đối phương nhào nặng phần Hừ, ngươi đường đường đại quản sự vậy mà cấu kết đệ tử hạch tâm tới đối phó ta ta giang trần há lại dễ khi dễ như vậy ba ngày trước ta đã nói qua để ngươi sau này cũng đừng chọc tới ta không nghĩ tới ngươi còn dám tới đã như vậy ta tự phế bỏ ngươi cái này đại quản sự để tông môn một lần nữa tuyển ra một cái tới Giang Trần Thanh thế chấn thiên, hắn bàn tay lớn vồ một cái, chân long đại thủ ấn lần nữa đánh ra, huyết sắc long trảo hóa thành lòng giam từ trên không rơi xuống, đem từ trung thắng hoàn toàn bao phủ lại, sau đó, Giang Trần thủ trưởng dùng lực, đem từ trung thắng trực tiếp từ phía dưới nâng lên giữa không trung. Giang. Giang Trần, ngươi, ngươi không muốn phế ta, ta biết sai, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, phát qua ta. Từ trung thắng sợ hãi, trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ, hắn cũng không muốn bị phế, có thể có hôm nay chi thành tựu, là hắn hơn nửa đời người khổ tu mới lấy được, nếu như bị Giang Trần cứ như vậy phế bỏ lời nói, so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi không có cơ hội. Giang Trần xuất thủ vô tình, hung hăng một chưởng vỗ tại từ trung thắng nơi khí hải, một cổ kình khí xông vào đến từ trung thắng khí hải bên trong, sau đó nổ tung lên, đem khí hải tạc vỡ nát. À, từ trung thắng phát ra thê lương kêu thảm, khí hải bị phế thống khổ cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được, mà lại thân thể thống khổ còn kém rất rất xa tâm lý thống khổ, đó là một loại sống không bằng chết cảm giác. Một màn này bị rất nhiều người đều nhìn thấy, có thể nói là sở hữu nội môn đệ tử đều nhìn thấy, từng cái chấn kinh há to mồm, ngày bình thường cao cao tại thượng, chưởng quản nội môn hết thảy công việc đại quản sự, vậy mà liền dạng này bị phế sạch, mà lại là bị một cái mới tới đệ tử phế bỏ đi, cái này rất trung động, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng đây là thật. Trời ạ, à, ra đại sự, xảy ra đại sự, đại quản sự đều bị phế sạch, cái này vẫn phải đúng vậy a, à, phế bỏ mang hồng cũng liền thôi, nhiều lắm thì đệ tử ở giữa tranh đấu, nhưng quản sự cũng không đồng dạng, đó là tông môn quản sự a, à, là tông môn cao tầng tự mình chỉ định nhân vật, đem đại quản sự phế bỏ đi, vậy nếu không có đem tông môn quy cũ để ở trong mắt, tính chất tự hoàn toàn không giống, rất hung ác, rất bá đạo, chuyện này khẳng định phải kinh động tông môn cao tầng, không biết phía trên muốn xử lý như thế nào đây. phế bỏ đệ tử hạch tâm, phế bỏ nội môn đại trưởng lão, vô pháp vô thiên, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng tự gian trần mới có dạng này đảm lượng đi. Giang Trần phế bỏ từ trung thắng, không nhìn đối phương trên mặt thống khổ, đem trực tiếp từ trên không vẫn xuống tới, làm xong đây hết thảy, trong lòng của hắn này cổ oán khí mới tiêu tán không ít, hóa Long quyết vận chuyển cũng thông thuận một chút, hôm nay nếu như không phải là bởi vì hồ tùng bọn họ trùng hợp cắt ngang chính mình đốn ngộ, kết cục có lẽ sẽ không là như vậy. Xin vốt 9.10 Chương 647 Không được trừng phạt Nguồn Mê truyện audio.com Giang Trần rất lợi hại bá đạo, tác phong làm việc quả quyết tàn nhẫn, cái này từ trước đến nay là hắn tác phong trước sau như một cho tới nay giang trần địch nhân đều không có kết cục tốt đến tinh vân tông cũng không ngoại lệ bây giờ chính mình biệt viện bị phá hủy mất đi tu luyện địa phương giang trần cách làm rất lợi hại trực tiếp hắn cùng đại hoàng cẩu ngay tại đại quản sự biệt viện ở lại nơi này hoàn cảnh cùng ở lại điều kiện cần phải so với chính mình biệt viện tốt quá nhiều về phần đại quản sự đã biến thành rác rưởi bị giang trần một thanh từ biệt viện ném ra mặc kệ sinh tử giang trần đóng lại biệt viện đại môn ai cũng không gặp hắn chuẩn bị tiếp tục bế quan thử nghiệm nhìn còn có thể hay không từ sâu trong linh hồn nhìn thấy chính mình long biến hình dáng phía sau tử, nếm thử có thể hay không đem hóa long quyết lại một lần nữa thuế biến, nghĩ đến như thế một cái rất tốt kỳ ngộ bị mang hồng bọn họ cho đảo loạn, gian trần khí vẫn là không được đánh vừa ra tới. Những nội môn đệ tử kia cũng đều tán đi, nhưng tinh vân trong tông không cách nào lại bình tĩnh, vấn đề này náo quá lớn, muốn bình tĩnh đều khó có khả năng, tinh vân trong tông môn còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sự tình, từ trung thắng hẳn là nội môn quốc ức nhất một cái quản sự về phần nội môn hắn quản sự cùng trưởng lão nào dám tìm đến gian trần phiền phức bọn họ căn bản không có hưng sư vấn tội dũng khí đắc tội gian trần cái này kẻ hung hãn kết quả cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận được bọn họ duy nhất có thể làm cũng là hướng tinh vân tông cao tầng cáo trạng thảm a thực sự rất thảm đều bị phế sạch sống không bằng chết a quá ác dạng này người tuyệt đối không thể gây gây chính là mình muốn chết a bất quá cái này gian sư huynh thật đúng là bá khí a ta nghe nói hắn là đem trọn cái lương châu náo túi bụi, dạng này yêu nghiệt vô luận đi đến nơi nào đều là hỗn thế ma vương, loại kia tung hoành thiên hạ cảm giác tưởng tượng đã cảm thấy rất lợi hại thoải mái, ta nếu là cũng có thể giống như cái kia dạng phong tao một lần, đời này cũng không được sống uổng phí. Người đi mà nằm mơ à, cũng không được cầm tấm gương chiếu mình một cái, tự ngươi dạng này còn muốn cùng Giang Trần so, kiếp sau đều khó có khả năng. Giang Trần hoàn toàn thanh danh tinh vân tông, từ ngoại môn đến hạch tâm viện, không ai không biết không người không hay, tự liền những cường đại đó chiến hoàng các thiên tài, nhấc lên giang trần chỗ làm sự tình cũng là nhìn không được dơ ngón tay cái lên bọn họ tại giang trần cái này tu vi thời điểm cùng giang trần so ra hoàn toàn không cùng đẳng cấp trong biệt viện giang trần tùy tiện ngồi tại trên một tảng đá mặt cao mày tiểu tử ngươi hôm nay nổi điên làm gì xuất thủ đột nhiên tàn nhẫn như vậy vậy mà đem bọn hắn đều phế bỏ đi đại hoàng cẩu nhìn không được nói ra hắn rất lợi hại hiểu biết giang trần giang trần thủ đoạn tuy nhiên đối đại địch nhân từ trước đến nay tàn nhẫn nhưng dựa theo giang trần tính cách không nên tại trong tông môn tự động thủ, tối thiểu cũng muốn tìm cơ hội ở bên ngoài động thủ, tại trong tông môn nội lực đem hồ tùng bọn họ giáo huấn một lần thôi, không nghĩ tới gian trần xuất thủ tự phế bỏ tất cả mọi người. Bọn họ còn có thể sống, đã là bọn họ may mắn, lão tử vừa rồi đang đứng ở đốn ngộ giai đoạn, chỉ kém một giờ liền có thể hoàn thành hóa long quyết lại một lần nữa thuế biến, đến lúc đó đem sẽ nhận được chỗ tốt to lớn, tu vi cũng có thể là muốn trực tiếp trùng kích đến cấp 2 chiến hoàng, thậm chí cấp 3 chiến hoàng, cũng là bởi vì bọn họ đột nhiên xông tới, sáu trộn lão tử tiết tấu. Giang Trần trong mắt lộ ra hàng mang, hắn vừa rồi đã lại một lần nữa nếm thử tiến vào loại kia cảm ngộ trạng thái, đáng tiếc loại kia trạng thái giống như đốn ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, càng là cố ý là đi tìm, thì càng tìm không thấy nửa điểm tung tích. Bố khỉ, mấy tên khốn kiếp này, hẳn là trực tiếp xử lý bọn họ. Đại hoàng cẩu lúc này chuyển biến thái độ mình, hắn xem như minh bạch Giang Trần xuất thủ vì gì tàn nhẫn như vậy, dạng này tổn thất quá lớn, riêng là đốn ngộ trạng thái, có thể ngộ nhưng không thể cầu, bình thường người cả một đời đều khó có khả năng có một lần đốn ngộ, lần trước hòa thượng một cái đốn ngộ, tu vi trực tiếp trùng kích đến cửu cấp chiến vương đỉnh phong, bây giờ nói bất định đã tấn thăng chiến hoàng. Dạng này tổn thất không cách nào đoán chừng, đại hoàng cậu cảm thấy, nếu như đổi lại chính mình lời nói, nhất định tại chỗ tự đem bọn hắn toàn bộ cắn chết. Đám gia hỏa này ta căn bản không để trong lòng, nhưng một số thời khắc rất là đáng ghét, liền tốt giống như con ruồi, đối với ngươi mà nói không có uy hiếp chút nào, nhưng luôn ở trước mặt ngươi ông ông gọi bậy, đối với những con ruồi này, phương pháp tốt nhất cũng là trực tiếp đem bọn hắn bóp chết, để bọn hắn rốt cuộc không bay lên được. Giang Trần mở miệng nói ra. Bất quá lão gia hỏa kia còn có cái kia đệ tử hạch tâm có thể không phải nhân vật bình thường, ngươi hôm nay phế bỏ bọn họ, tại trong tông môn gây nên oanh động to lớn, tinh vân tông các cao tầng sợ rằng sẽ tìm làm phiền ngươi a. À. Đại hoàng cẩu có chút lo lắng nói ra, gia hỏa này vừa tới tinh vân tông tựu cao hơn động tỉnh lớn như vậy, hoàn toàn không đem tinh vân tông quy làm theo để ở trong mắt, Tinh Vân Tông cao tầng sau lại tùy ý hồ nháo xuống dưới. Yên tâm đi, Tinh Vân Tông cao tầng không dám làm gì ta, an tâm tu luyện chính là ta muốn tiến hành bế quan, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới cảm giác. Giang Trần thuận miệng nói ra, Tinh Vân tử đã biết mình thân phận, cho dù chính mình đem cái này Tinh Vân Tông nháo lật trời, Tinh Vân tử đều sẽ ôm lấy. Tinh Vân trong tông bộ, tại nội môn nhị quản sự chỉ huy xuống, mấy cái trưởng lão dơ lên bị Giang Trần phế bỏ đại quản sự từ trung thắng cùng mang hồng, còn có anh em nhà họ Hồ đi vào trưởng lão trong đại điện, giờ phút này Phong vân thất tử cùng hoa cốc nhất đều tại, bọn họ là Tinh Vân Tông lớn nhất đại trưởng lão, trưởng quản hết thảy công việc. Trưởng lão, nhất định phải làm chủ cho chúng ta a, à, cái này Giang Trần thật sự là hung tàn thành tính, chẳng qua là đồng môn ở giữa tiểu tranh đấu, liền xuống tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, liền đại quản sự đều phế bỏ đi, dạng này cuồng độ, cùng ma giáo người có cái gì khác biệt, Giang Trần căn bản không có đem tông môn quy củ để ở trong mắt, nếu như không thêm vào Trừng Trị lời nói, sau này khẳng định hội càng thêm làm càng a. À. Nhi quản sự vô cùng ủy khuất mở miệng nói ra, Đúng vậy a, à, người này quá cuồng vọng, thân là nội môn đệ tử, căn bản không được đem chúng ta những này quản sự để ở trong mắt, trong mắt càng là không có nửa điểm tông môn quy củ, nếu là bỏ mặt phách lối xuống dưới, còn thể thống gì a? À? Câu các trưởng lão Trừng Trị kẻ này, dạy cho hắn huấn. Câu các trưởng lão vì đại quản sự báo thù, đại quản sự một cái đường đường cấp ba chiến hoàng, cứ như vậy bị phế sạch, nửa đời sau đã coi như là hoàn toàn xong đời. Các trưởng lão từng cái vô cùng ủy khuất, xem bọn hắn nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, giống như gian trần phế bỏ không phải đại quản sự mà chính là bọn họ một dạng, mà trên thực tế, trong lòng bọn họ đối gian trần không phải căm hận, mà chính là e ngại, nội môn nếu là có dạng này một cái cuồng đồ tồn tại, bọn họ những này làm quản sự, sau này đều không cần xuất hiện quản lý sự vụ. Tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, đơn giản vô pháp vô thiên, chư vị trưởng lão, các ngươi có ý kiến gì? Phong vân lão đại đập bàn một cái, đem hoàn toàn dùng nham thạch chế tạo cái bàn đều đập vang lên kèn kẹt, kẹt. Lá gan sát thực lớn chút, mà lại tương đương cuồng vọng, nhưng không thể không nói, đây là một cái vạn năm khó gặp khoáng cổ kỳ tài thử nghĩ một hồi ai có thể tại cửu cấp chiến vương thời điểm tự đánh bại cấp 3 chiến hoàng từ trung thắng bây giờ tấn thăng đến nhất cấp chiến hoàng liền trực tiếp xuất thủ xử lý cấp 4 chiến hoàng mang hồng dạng này thiên tài có thể chính thức chúng ta tinh vân tông trần a lúc trước không có thu hắn làm chân truyền đệ tử thật đúng là đáng tiếc phong vân lão đại mở miệng nói ra trong ngôn ngữ chẳng những không có muốn trách cứ gian trần ý tứ ngược lại đối gian trần vô cùng tán thưởng thiên tài thật là khó được thiên tài nhưng miệt thị như vậy quy tắc nếu là không thêm vào trừng trị lời nói chúng ta mặc mũi hướng này thả về phần thu chân truyền đệ tử như thế kiệt ngao bất thuần đệ tử chỉ sợ còn không nguyện ý bái chúng ta đám này lão cốt đầu vi sư đây phong vân lão lục cũng mở miệng nói ra hoa cốc nhất ngươi nói thế nào phong vân lão đại nhìn về phía hoa cốc nhất nói cái rắm mấy tên này đều là bọn họ tự tìm là chính bọn hắn không có bản sự đường đường đại quản sự bị một cái mới tới đệ tử cho đánh thành cái dạng này thật sự là ném người chết các ngươi còn không biết xấu hổ đến cáo trạng giang trần thế nhưng là tông chủ tự mình thẩm vấn qua này tự không có vấn đề đối với chúng ta tinh vân tông cũng là trung thành tuyệt đối chẳng lẽ các ngươi muốn có mấy phế vật trừng trị dạng này một thiên tài à hoa cốc nhất tuy nhiên một giới nữ lưu lại là chân chính tính tình bên trong người đương nhiên nàng kiên định đứng tại giang trần bên này có một bộ phận nguyên nhân hay là bởi vì ái độ tả linh nhi dù sao tả linh nhi cùng giang trần quan hệ vô cùng tốt nếu như trừng trị giang trần tả linh nhi khẳng định không thuận theo hoa cốc nhất đối với mình cái này tân thủ chân truyền đệ tử, đây chính là bảo bối rất lợi hại đây. Thiên tài khó được, nhưng cũng không thể một vô pháp kỹ, hắn tại tinh vân trong tông giống như này hoành hành không sợ, trong mắt nơi nào có tinh vân tông quy làm theo, dạng này người cho dù thiên tài đi nữa, cũng nhất định phải trừng phạt, ít nhất cũng phải cho hắn một chút giáo huấn. Ta cũng cho là như vậy, nếu như coi là thật một điểm không được trừng phạt lời nói, chúng ta trên mặt mũi khó coi, hắn hiện tại mới vừa vặn tấn thăng một cấp chiến hoàng tự phế bỏ đại quản sự sau này nếu là trưởng thành chỉ sợ ngay cả chúng ta đều không để trong mắt phong vân thất tử bên trong hai người khác cũng mở miệng nói ra tán thành muốn cho giang trần một chút giáo huấn dù sao chuyện này náo quá lớn nếu như một chút giáo huấn không cho đối sau này đệ tử quản lý không tốt lắm chứ vị trưởng lão phải cho ta bọn họ làm chủ a nếu là không trừng trị giang trần chúng ta sau này nơi nào còn dám trong sự quản lý môn a nhị quản sự khuôn mặt kéo lão trưởng nhanh muốn khóc lên với, xem các ngươi từng cái này hùng dạng, còn rất dài lão đây, không có nửa điểm trưởng lão khí độ, lão nương nhìn lấy tự tâm phiền, các ngươi nếu là không được, lão nương một câu đem bọn ngươi đều hoán đổi. Tính khí nóng nảy hoa cốc nhất trực tiếp nhìn không được. Gặp hoa cốc nhất bảo nổi, nhị quản sự bọn họ nhất thời hoảng sợ toàn thân run rẩy, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía phong vân thất tử. Phong vân lão đại nhíu mày, lẩm bẩm nói. Nếu như muốn trừng phạt lời nói, làm sao trừng phạt đây? ngay tại phong vân thất tử chính đang thảo luận như thế nào trừng phạt giang trần thời điểm một bóng người đột nhiên như quỷ mị xuất hiện ở trong đại điện thân ảnh này nhìn có chút hư huyễn một bộ áo xanh khí độ bất phàm hai đầu lông mày mang theo không giận tự uy bá khí tông chủ nhìn người tới trong đại điện tất cả mọi người liền vội vàng không người thi lễ đây là tinh vân tử một đạo thần niệm nhưng không có người dám lãnh đạm giang trần chính là vạn cổ hiếm thấy khoáng thế kỳ tài tinh vân tông phải thật tốt bồi dưỡng sự kiện lần này bổn tọa đã biết được nguyên nhân không trách giang trần nói xong, tinh vân tử thân ảnh biến mất không thấy. Xin vốt 9.10. Chương 648. Cấm địa mở ra. Nguồn. Mê truyện audio com Tinh vân tử xuất hiện để bác đại trưởng lão đều cảm giác được rất là ngoại ý muốn, phải biết, tông chủ cao cao tại thượng, ngày bình thường chỉ lo tu hành, căn bản cũng không quản tông môn công việc, liên hạch tâm viện sự tình đều rất ít đi hỏi đến, chớ nói chi là đi qua hỏi nội môn đệ tử sự tình, hôm nay lại làm một cái gian trần tự mình hiện thân, có thể thấy được Tinh Vân Tử đối Giang Trần coi trọng trình độ. Đương nhiên, Tinh Vân Tử muốn không coi trọng Giang Trần cũng không được, Thiên Hạ đệ nhất thánh chuyển thế, đó cũng không phải là đùa giỡn, bây giờ Giang Trần tiến vào Tinh Vân trong tông, vô luận đối với Tinh Vân Tông vẫn là hắn Tinh Vân Tử bản thân, đều là một chuyện tốt, Giang Trần thủ đoạn, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Mà lại, tại Tinh Vân Tử trong lòng, cho tới nay đều muốn Thiên Hạ đệ nhất thánh xem như chính mình thần tượng bây giờ nhìn thấy thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế thân thế hắn có lý do tin tưởng giang trần sẽ còn đi đến kiếp trước đỉnh phong mình có thể đi theo dạng này người đó là vô thượng quang vinh quan trọng hơn là đi theo giang trần chính mình cũng đem đạt được chỗ tốt to lớn sau này thành tựu đại thánh cũng không phải không dám nghĩ nhị quản sự bọn người sững sờ ngay tại chỗ từng cái rốt cuộc nói không nên lời muốn trừng trị giang trần lời nói liền tông chủ đều hiện thân bảo đảm giang trần đó là chân chính đem giang trần xem như thiên tài đến bồi dưỡng bọn họ muốn tiếp tục cáo trạng này chính là mình tìm không thoải mái tại cái này tinh vân trong tông, còn không có bất kỳ người nào dám vi phạm tinh vân tử. Mấy người các ngươi còn không được xéo đi nhanh lên, tông chủ đều lên tiếng, sau này các ngươi nhìn thấy Giang Trần, tốt nhất cách xa xa, không nên đi trêu chọc, từ trung thắng nếu như không chủ động qua trêu chọc Giang Trần, nghĩ đến các xén Giang Trần Hoàng Nguyên Đan, cũng sẽ không có hôm nay. Hoa cốc nhất vô cùng không khách khí nói ra. Không sai, Giang Trần tuy nhiên cùng vọng, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng theo bản trưởng lão biết, đều là từ trung thắng cùng mang hồng còn có này anh em nhà họ hồ chủ động trêu chọc giang trần giang trần nhưng không có chủ động gây sự qua lại nói đường đường đại quản sự bị đệ tử đánh thành dạng này còn không biết xấu hổ đến cáo trạng có phải hay không quá mất mặt phong vân lão ngủ mở miệng nói ra chuyển biến chính mình trước đó muốn trừng trị giang trần thái độ phong vân thất tử đều không phải người ngu bọn họ đối tông chủ bao nhiêu là có chút hiểu biết tông chủ tự mình coi trọng người sau này tại cái này tinh vân trong tông trên cơ bản không người nào dám lại đi trêu chọc giang trần trừng trị giang trần khẳng định là không thể nào bất quá bọn hắn cũng sẽ không chủ động đi trợ giúp giang trần môn phái đệ tử ở giữa tranh đấu cao tầng các trưởng lão từ trước đến nay là mở một mắt nhắm một mắt lấy hậu giang trần đến hạch tâm viện hội náo thành bộ dáng gì bọn họ cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt phong vân thất tử hắn mấy người cũng nhao nhau gật đầu bọn họ không được gật đầu cũng không có cách nào tông chủ tự mình bảo đảm đệ tử cho dù là bọn họ cũng không dám động huống chi thân là tinh vân tông đức cao vọng trọng trưởng lão tự nhiên muốn vì tinh vân tông tương lai cân nhắc chính như hoa cốc nhất nói há có thể có mấy phế vật qua khó làm một cái khoáng thế kỳ tài cuối cùng nhị quản sự bọn người mang theo đã là phế nhân đại quản sự rời đi trưởng lão điện một lần nữa trở lại nội môn nhị quản sự chúng ta làm sao bây giờ có trưởng lão hỏi còn có thể làm sao sau này thiếu gây gian trần đó là tông chủ che chở chúng ta không thể trêu vào coi như tông chủ không được hộ chúng ta cũng không thể trêu vào đại quản sự cũng là ví dụ dù sao Giang Trần hiện tại đã là chiến hoàng cao thủ, qua không được mấy ngày tự muốn đi trước hạch tâm viện đưa tin, đưa đi tên sát tinh này, nội môn vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Nhị quản sự mở miệng nói ra, không thể trêu vào chỉ có thể tránh. Sau đó hai ngày, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tự hoàn toàn chiếm lấy từ trung thắng ở lại biệt viện, có thể nói là tu hú chiếm tổ chim khách, nội môn cũng không bình tĩnh, người người đều đang đợi lấy cao tầng hạ lệnh trừng trị Giang Trần. Không ít người hai ngày trước tận mắt thấy nhị quản sự bọn người mang theo đại quản sự tiến về trưởng lão điện qua cáo trạng. Nhưng cũng tiếc là, hai ngày thời gian trôi qua, trưởng lão điện một chút tâm hơi đều không có, đừng nói muốn trừng trị Giang Trần, phía trên liền một câu trách cứ lời nói đều không có, giống như tổn thất một cái đại quản sự theo không có việc gì một dạng. Các ngươi thấy không, bác đại trưởng lão đều hướng về Giang Trần đây, căn bản cũng không có muốn trừng trị Giang Trần ý tứ. Thật sự là kỳ quái, Giang Trần lần này náo lớn như vậy, theo nói trưởng lão điện bao nhiêu đều hẳn là có chỗ biểu thị mới đúng, không nghĩ tới một tiếng đều không lên tiếng, giống như sự tình không có phát sinh một dạng. Cái này còn không nhớ quá à, chính như ta trước đó nói như thế, gian trần thiên phú là cá nhân đều có thể nhìn thấy, đó là khoáng cổ kỳ tài, căn vốn không phải người bình thường có thể so sánh, tinh vân tông đạt được dạng này thiên tài, cao hứng còn không kịp, làm sao lại trách cứ, dù sao sự tình đã ra, đại quản sự cùng mang hồng đám người đã bị phế sạch, hoàn toàn biến thành phế nhân, tông môn ở thời điểm này không thể là vì mấy cái một phế nhân qua trừng trị một thiên tài. Đây chính là hiện thực, cái thế giới này chính là như vậy, thực lực mới là đạo lý quyết định, có thực lực liền có thể chà đạp quy tắc, không nhìn quy tắc, Giang sư huynh dạng này kỳ tài, có thể đến Tinh Vân Tông, là chúng ta Tinh Vân Tông vinh hạnh, tông môn tự nhiên muốn hảo hảo bồi dưỡng. Rất nhiều người thổn thức không thôi, hiện thực chính là như vậy, người càng là cường thế liền sẽ càng bị người coi trọng, tương phản, nếu như Giang Trần đối với đại quản sự ức hiếp lựa chọn yên lặng tiếp nhận lời nói, chẳng những không được sẽ nhận được liền thương hại, ngược lại sẽ để cho người ta xem thường. Hai ngày này thời gian, Giang Trần một mực trong phòng bế quan, buồn bực ngán ngẩm đại hoàng cẩu lại tại nội môn không ngừng du đảng, khắp nơi đùa dẫn mỹ nữ này, mỹ nữ, đến theo cậu gia bàn luận nhân sinh vừa vặn rất tốt. Mỹ nữ, ta nhìn ngươi bộ ngực quá nhỏ, cậu gia có một loại bí phương, có thể tăng lớn gấp đôi, có thể muốn thử một chút. À, vì cô nương này nhìn tốt hiền hòa a, à, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua, hay, chớ đi à. Đại hoàng cẩu hành tẩu tại nội môn bên trong, hai đầu chân trước dựng thẳng lên, học người bước đi, nhìn thấy nữ đệ tử tự mở miệng đùa giỡn, làm rất nhiều nữ đệ tử cũng không dám ra ngoài môn, bởi vì đại hoàng cẩu nguyên nhân, khiến cho Giang Trần Tại rất nhiều nữ đệ tử trong lòng hình tượng cũng bắt đầu giảm lớn, các mỹ nữ đều lấy vì sao người nuôi cái dạng gì chó, đầu này cực phẩm chó chủ nhân Giang Trần cũng không phải vật gì tốt. Đương nhiên, tại đại đa số nữ đệ tử trong lòng, Giang Trần hình tượng vẫn là tương đối cao đại thượng, cho dù Giang Trần không phải vật gì tốt, nếu là có thể thêm nhìn các nàng hai mắt, các nàng đều sẽ cảm giác được rất hạnh phúc đây, thân thể vì một nữ nhân, ai không muốn tìm Giang Trần dạng này lại xuất khí thực lực lại mạnh, toàn thân trên dưới tràn ngập năm nhân dương cương bá khiến người đâu. Hai ngày thời gian, không có một vị nữ đệ tử để ý tới đại hoàng cẩu, cái này khiến đại hoàng cẩu rất là thất lạc, trở lại biệt viện liền bắt đầu soi gương. Bố khỉ, nhất bang không có có ánh mắt tiểu nữ tử, cậu gia ta hùng tráng như vậy uy vũ, bá khí phi phàm, vậy mà tìm không thấy một cái có thể đàm nhân sinh tri kỷ, thất bại, thất bại a. À. Đại hoàng cẩu thở dài không thôi, đối tấm gương lại là một trận dò xét, đối với mình hình tượng thật sự là càng xem càng xuất khí, càng xem càng hài lòng, chỉ cảm thấy mình là trên cái thế giới này anh tuấn nhất tiêu sái tồn tại, cho dù chỉ là một con chó, đó cũng là là đẹp trai nhất với, kìm lòng không được phía dưới, đại hoàng cẩu trực tiếp đối tấm gương cho mình đập mấy cái đầu. sùng bái, rất sùng bái chính mình, kìm lòng không được. một màn này vừa vặn bị từ bế quan trạng thái tỉnh lại gian trần cho nhìn thấy, gian trần tại chỗ tự phun một đạo nước bọt, còn kém phun lão huyết, một cái chân to bay ra, trực tiếp đá vào đại hoàng cẩu trên đầu. chó hoang, mình có thể hay không đừng như thế tự luyến. gian trần đối đại hoàng cẩu cũng là không nói gì, bên người đi theo dạng này một cái cực phẩm tồn tại, còn có thể nói cái gì đó. Ngươi nói cậu gia bộ dạng như thế đẹp trai, những nữ đệ tử đó vì sao nhìn thấy ta đều chạy đây? Đại hoàng cậu vô cùng nghiêm túc hỏi Giang Trần. Nghe vậy, Giang Trần nhất thời cùng mắt trận trắng, không cần nghĩ cũng biết hai ngày này thời gian đại hoàng cậu làm cái gì, khẳng định ra ngoài khắp nơi đùa dẫn nữ đệ tử. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến đại hoàng cẩu đùa dẫn nữ đệ tử nói những lời kia, lúc này nhìn không được một thanh nắm chặt đại hoàng cẩu lỗ tai. Ngươi nha liền không thể an phận một chút, lão tử hình tượng đều bị ngươi cho hủy. Hình tượng cái rắm, tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là phong quan vô hạn, những nữ đệ tử đó nhất lên tên ngươi hai mắt đều tỏa ánh sáng, theo ta nói, ngươi một câu, đem đám kia nữ đệ tử toàn bộ đều lên, nam nhân mà, liền phải dùng nữ nhân số lượng để chứng minh chính mình thành công. Đại hoàng cẩu một bộ hắn rất hiểu nữ người bộ dáng, tận tình khuyên bảo giáo dục khởi gian trần tới. Cúc, lão tử không muốn nói chuyện cùng ngươi. Giang trần không nói gì. Đúng, hai ngày trước ta nhìn thấy nội môn đám lão gia kia giờ lên ngất đi đại quản sự qua trưởng lão điện, xem ra là qua cáo ngươi hình không được hai ngày nữa đi qua, phía trên vậy mà một điểm động tĩnh đều không có, thật sự là kỳ quái. Đại hoàng cậu nghĩ đến cái này một cốc trà, nhìn không được nói ra. Có gì có thể kỳ quái, người đều phế, bọn họ còn có thể có mấy phế nhân đến trừng phạt ta. Giang Trần trên mặt tràn ngập tự tin, kết quả này là hắn đã sớm dự liệu được, coi như bác đại trưởng lão muốn trừng phạt chính mình, tinh vân tử cũng sẽ ra mặt ngăn cản. Tiểu tử ngươi từ trước đến nay tính toán không lộ chút sơ hở, đúng, người bế quan hai ngày, có thu hoạch hay không? Đại hoàng cậu hỏi. Giang Trần lắc đầu, nhìn không được thở dài một tiếng. Đốn ngộ thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, lần trước bị quấy rầy, muốn lại liên nhận, tự biến vô cùng khó khăn. Giang Trần nỗ lực hai ngày thời gian, nỗ lực muốn nhìn rõ ràng sâu trong linh hồn chính mình long biến hậu thân ảnh, lại liền sợi long đều không nhìn thấy, sau cùng không thể không từ bỏ, mỗi khi nghĩ tới chỗ này, hắn tự hận không thể đem mang hồng bọn họ lại kéo lên đánh một trận, thực sự rất đáng giận. Cái đồ chơi này vẫn là muốn dựa vào vận khí, liền tốt giống như hòa thượng, vận khí tới chặn đều hán không được, lần này bị quấy rầy, vậy thì chờ lần tiếp theo. Đại hoàng cẩu nói nhẹ nhõm tùy ý, dù sao cũng không phải hắn đốn ngộ, bất quá lời nói này cũng không tệ, không phải vậy lời nói, còn có thể thế nào, coi như đem mang hồng bọn họ đánh sau khi chết lại tiên thi, cũng vô pháp đền bù tổn thất. Hôm sau, tông môn đột nhiên truyền ra tin tức, thần châu đại lục bát đại cấm địa chi nhất tử vong núi tại sau 10 ngày muốn mở ra, huyền vực ngũ đại thế lực muốn điều động thế hệ tuổi trẻ đệ tử tiến về tử vong trong núi lịch luyện, tin tức này vừa ra, chỉnh cái tông đệ tử trong môn phái nhất thời vỡ tổ thần châu đại lục hết thảy có bát đại cấm địa, phân biệt ở vào bát đại vực nội, thần châu đại lục bát đại vực cũng là bởi vì cái này bát đại cấm địa mà phân chia, tử vong núi chính là bát đại cấm địa chi nhất, ở vào huyền vực phạm vi bên trong. Xin vốt 9.10 Chương 649 Việc này không thiếu hòa thượng Nguồn Mê truyện audio com Tử vong sơn thời gian tồn tại rất lâu dài, so gian trần tồn tại muốn xa xưa nhiều, chí ít cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Tử vong sơn, nghe rất đáng sợ a. À? đại hoàng cẩu nói hắn nhìn về phía giang trần tiểu tử ngươi đối tử vong sơn hiểu biết không hiểu tại đại hoàng cẩu tâm lý giang trần cũng là một cái không gì làm không được không gì không biết tồn tại cho dù tại cái này thần châu đại lục bên trên giống như cũng không có giang trần không biết tồn tại tử vong sơn thời gian tồn tại rất xa xưa ngay cả ta cũng không biết tồn tại bao lâu nghe nói thật lâu trước đó nơi đó tọa lạc lấy một cái siêu cấp đại môn phái thần châu đại lục siêu cấp đại phái khi đó thần châu còn không có các đại vực cùng thần châu tịnh thổ phân chia về sau không biết nguyên nhân gì cái này siêu cấp đại phái trong vòng một đêm tự diệt vong hơn vạn đệ tử được mai táng ở chính giữa quán khí rất lớn về sau rất nhiều cao thủ muốn đi vào bên trong tìm tòi hư thực nhưng đều chết ở chính giữa bởi vậy được xưng là tử vong sơn tử vong sơn nội bị này siêu cấp đại phái cao thủ dùng sinh mệnh chế tạo một cái mãi mãi cấm chế đại thánh đều không phá nổi cấm chế rất nhiều cao thủ đều là chết tại này cấm chế phía dưới giang trần mở miệng nói ra đã cấm chế lợi hại như thế, vậy tại sao còn phải tại sau 10 ngày mở ra, chẳng phải là để cho người ta tiến vào chịu chết? Đại hoàng cẩu khó hiểu nói. Này cấm chế lấy thiên địa làm cơ sở kiến tạo, câu thông thất phương tinh thần, cực kỳ khủng bố, nhưng cách mỗi 30 năm, này cấm chế sẽ xuất hiện một cái yếu ớt kỳ, rất nhiều thế lực đều sẽ ở thời điểm này lựa chọn mở ra tử vong sơn, tiến vào tìm kiếm bảo tàng. Này siêu cấp đại phái hết thảy đều bị phong tồn, bên trong bảo tàng tự nhiên giác động nhân tâm, xem ra sau 10 ngày chính là cấm chế yếu ớt kỳ đến. Giang Trần nói ra, năm đó hắn đã từng từng tiến vào Tử Vong Sơn bên trong, từ ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt, về sau hắn trở thành tuyệt đại đại thánh về sau, nhất tâm si mê với võ đạo, muốn muốn mở ra tiên giới đại môn, tự đối Tử Vong Sơn mất đi hứng thú, không tiếp tục từng tiến vào, cho nên cũng không có chánh thức qua tìm tòi nghiên cứu qua Tử Vong Sơn nội bí mật, bất quá truyền thuyết dù sao cũng là là thật, cũng không có cái gì có thể tìm tòi nghiên cứu. Đều đi qua nhiều thời gian như vậy, cho dù là 30 năm mở ra một lần, bên trong bảo bối cũng sớm đã bị cướp sạch đại hoàng cẩu biểu môi đối tử vong sơn hứng thú không được là rất lớn người sai tử vong sơn nội có rất nhiều không gian tồn tại chồng chất thường xuyên còn di hình hoáng vị mà lại phong bế thời gian dài bên trong còn đảng sinh ra không ít sinh linh không ít linh dược bên trong bảo tàng là vô cùng vô tận giang trần nói trong ngôn ngữ đối lần này tử vong sơn chi hành rất là cảm thấy hứng thú nghe vậy đại hoàng cẩu con mắt nhất thời sáng lên hắn đối bảo bối cảm thấy hứng thú nhất bản thân cũng là một cái tìm kiếm bảo bối tay thiện nghệ đã Tử Vong Sơn Nội còn có rất nhiều bảo tàng không có mở phát ra tới, vậy liền nhất định phải đi vào thử thời vận. Nói như vậy, nhất định phải tiến vào Tử Vong Sơn Nội thử thời vận, bất quá chúng ta thực lực không tính quá mạnh, nếu là đám kia tiểu thánh cũng tiến vào bên trong, bảo bối cái gì nơi nào còn có chúng ta phần. Đại hoàng cẩu nói ra. Không có khả năng, Tử Vong Sơn Nội cấm chế tuy nhiên 30 năm biến yếu ớt, nhưng cũng không phải không tồn tại, nếu có tiểu thánh cao thủ cấp bậc tiến vào bên trong, sẽ lập tức chạm đến cấm chế, khiến cho cân chi lực lượng khôi phục lại trước kia, đối với tiếng vào người mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn, Huyền vực ngũ đại thế lực sẽ không cho phép tiểu thánh cấp bậc trở lên cao thủ tiến vào bên trong, cụ thể còn phải xem tông môn nói thế nào, đi, chúng ta ra đi vòng vòng. Giang Trần mở miệng nói ra, đối với Tử Vong Sơn hắn vẫn là hiểu biết một chút, bất quá dù sao đã qua hơn 100 năm, nói không chừng sẽ phát sinh những biến hóa gì, mà lại, tiến vào Bất Tử Sơn là có điều kiện, điều kiện này còn phải xem tông môn nói thế nào nội môn trên diễn võ trường, rất nhiều người đều đang nghị luận tử vong sơn mở ra sự tình. Tử vong sơn cấm địa, 30 năm mở ra một lần, lần này rốt cục đến phiên chúng ta, đây là chúng ta vinh hạnh a. nghe nói trong cấm địa bộ bị mở ra có tam trọng không gian, lấy chúng ta chiến vương thực lực, hẳn là có thể với tiến vào đệ nhị trọng qua. Cái này thật là một cái khó được lịch luyện cơ hội tốt. Nghe nói cái này tử vong sơn đã từng là một cái siêu cấp đại phái tông môn chỗ, về sau tông môn bị diệt vong, tự biến thành cấm địa bên trong bảo bối thêm rất lợi hại bất quá cũng có rất nhiều hung hiểm tồn tại tuy nhiên bao trùm tử vong sơn cấm chế biến yếu ớt nhưng nguy hiểm còn là rất lớn chúng ta tiến vào bên trong nhất định phải cẩn thận một chút sau 10 ngày liền muốn xuất phát nhất định phải chuẩn bị cẩn thận một chút mỗi một lần cấm địa mở ra tiến vào bên trong người cũng rất nhiều trường ngũ đại thế lực bên ngoài còn có rất nhiều lớn nhỏ thế lực rất nhiều tán tu đều sẽ tiến vào bên trong miễn không đồng nhất lật tranh đấu a người người đều đang nghị luận tử vong sơn đây là mỗi 30 năm huyền vực một kiện đại sự ngũ đại thế lực cũng không đem tử vong núi lũng đoạn mà chính là hoàn toàn khai phóng cho dù là phổ thông tán tu cũng có thể tiến vào bên trong đã từng có người vận khí không tệ tại tử vong sơn nội đạt được cự đại kỳ ngộ sau khi đi ra tự gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đương nhiên nhiều người hơn chết ở bên trong hóa thành âm linh tử vong sơn tự cùng nó tên một dạng mang theo tử vong khí tức nhưng cái này lại ngăn không được tu sĩ cước bộ con đường tu luyện vốn chính là đi ngược dòng nước vì có thể có được tốt tư nguyên, tốt kỳ ngộ, rất nhiều người đều đang liều mạng, đối với những đại thế lực kia tới nói, loại này sinh tử lịch luyện, có thể để đệ tử đạt được cực lớn trưởng thành, cái gọi là không sống móng chết, ai có thể trưởng thành, liền có thể đứng vững chân, trái lại liền bị người khác giẫm tại dưới chân. Lâm Y Hòa Lâm Khang bọn họ cũng tại diễn võ trường bên trên, nhìn thấy Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu Hoảng Du Du đi tới, hai người lúc này nghênh đón, người khác nhìn thấy Giang Trần, nhất thời đình chỉ nói chuyện với nhau, từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Giang Sư Huynh rất nhiều người đều mở miệng chào hỏi, đối đã Giang Trần bọn họ cũng không dám chậm trễ chút nào, ở đây đệ tử có rất nhiều ban đầu ở Hoàng Lăng sa mạc đều đi theo Giang Trần chinh chiến qua Yêu Ma, trong lòng bội phục Giang Trần, Giang Trần đi vào tông môn về sau, phế bỏ đại quản sự cùng mang hồng bọn họ, càng là làm cho tất cả mọi người đối với hắn kính sợ không thôi. Cho dù là Lâm Y, tại Giang Trần trước mặt nói chuyện, cũng có chút không được tự nhiên, kiến thức Giang Trần thủ đoạn về sau, bọn họ không dám có nửa điểm lỗ mãn. Từng, xem ra các ngươi đều tại vì Tử Vong Sơn mở ra làm chuẩn bị a. À? chuẩn bị tốt nhất làm đầy đủ một chút cấm địa chỗ vị xưng là cấm địa cũng là bên trong quá nhiều hung hiểm cùng ẩn số trừ cái đó ra chúng ta muốn đối phó còn có hắn thế lực đệ tử còn có một số âm thầm ra tay độc ác đám tán tu lần này tử vong sơn chuyến đi là toàn bộ huyền vực sự tình tuyệt đối không thể chủ quan gian trần mở miệng nói ra cho mọi người nhắc nhở hắn trên mặt nụ cười xuất khí mặt giống như một cái nhà bên chàng trai nhìn hắn cái dạng này rất khó cùng ba ngày trước cái kia hung tàn bá đạo xuất thủ tự phế nhân tiểu cùng ma liên hệ đến cùng một chỗ Đa tạ Giang Sư Huynh nhắc nhở, Giang Sư Huynh khẳng định cũng muốn đi tử vong sơn, chỉ muốn đi theo Giang Sư Huynh, chúng ta tự không sợ. Có người mở miệng nói ra, nhìn thấy Giang Trần nụ cười, bầu không khí cũng nhẹ nhõm không ít, đều cảm giác Giang Sư Huynh nguyên lai cũng không phải khó như vậy tiếp xúc, hắn đối đãi địch nhân tàn nhẫn, đối đãi người một nhà vẫn là rất hòa thuận nha. Thật đến trong cấm địa, ta khả năng không có cách nào giúp giúp đỡ bọn ngươi, bất quá các ngươi không cần lo lắng, nếu là gặp được ma âm giáo cùng Trần Gia Trang người, tự sách tên của ta là được, ta cùng ma âm giáo thiếu chủ chính là bạn tri kỷ, Trần Gia Trang Trần Chí Hào đã từng được ta cứu qua tánh mạng, thời khắc mấu chốt, có thể lựa chọn cùng bọn hắn liên hợp. Giang Trần nói ra. Giang Sư Huynh, ma âm giáo thế nhưng là ma giáo A, chúng ta cùng ma âm giáo quan hệ, từ trước đến nay là không tốt. Lâm Khang cẩn thận từng ly từng tí nói ra, cảm thấy cùng ma giáo liên hợp, có chút rất khó chịu. Hừ, trong mắt ta, ma giáo người muốn so những cái được gọi là chính đạo môn phái ngụy quân tử có quan hệ tốt nhiều, ma giáo người tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng cũng không phải là không thể kết giao đến lúc đó các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh là được nếu là cùng ma giáo phát sinh xung đột lời nói tự báo tên của ta hoặc là bọn họ thiếu chủ hàng diễn tên giang trần nói giang sư huynh đều là vì muốn tốt cho chúng ta mọi người nghe giang sư huynh tự nhất định không có sai lam y lớn tiếng nói đó là khẳng định chúng ta đều lấy giang sư huynh cầm đầu có người nói lam y lần này tiến vào tử vong sơn tông môn có điều kiện gì à giang trần nhìn về phía lam y có chủ yếu là tu vi phương diện, từ chiến linh cảnh đến cấp 8 chiến hoàng đều có thể tự nguyện lựa chọn tiến vào Tử Vong sơn lịch luyện, bởi vì muốn cân nhắc đến tu vi quá cường nhân tiến vào bên trong có khả năng khắp nơi yếu ớt cấm chế bạo phát, cho nên sẽ tiến vào người tu vi áp chế đến cấp 8 chiến hoàng, cấp 8 chiến hoàng trở lên cao thủ đều không thể tiến vào. làm Y nói ra. Cấp 8 chiến hoàng, xem ra áp lực không nhỏ a. À? Đại hoàng cẩu thầm nói. Có áp lực mới tốt chơi. Giang Trần cười cười nếu như không có nửa điểm áp lực lời nói, này tự không có ý gì. Đối với cái này tử vong sơn, nếu như là kiếp trước gian trần, cũng không có hứng thú gì, chính hắn bảo tàng đều dùng không hết, nhưng bây giờ khác biệt, hắn còn sót lại bảo tàng tại thánh nhai chỗ sâu nhất, tạm thời căn bản vào không được, đối tử vong sơn tự không thể không có hứng thú. Giang sư huynh tuy nhiên cường đại, có thể đánh bại cấp 4 chiến hoàng, nhưng cũng không thể khinh thị, hạch tâm trong viện vẫn là có không ít nhân vật thiên tài, tiêu giao cung, thiên sơn phái, trần gia trang cùng ma âm giáo bên trong cũng không ít người tại ba, không thể khinh thường. Lam Y nhắc nhở. Ừm, ta biết, các ngươi cố gắng chuẩn bị đi. Giang Trần gật gật đầu, sau đó mang theo đại hoàng Cẩu trực tiếp rời đi. Tiểu Trần Tử, còn có 10 ngày đây, chúng ta hiện đang làm gì, liền ở chỗ này chờ lấy à? Đại hoàng cẩu hỏi. Đi, chúng ta qua tìm hòa thượng, việc này nhất định phải mang theo hắn, gia hỏa này lần trước đốn ngộ về sau, xá lợi tử tìm lực đoán chừng đều đã kích phát ra đến, hiện tại chỉ sợ đã là chiến hoàng cao thủ. Giang Trần cười nói. Khắc khắc, thời gian dài như vậy không thấy, thật đúng là có chút muốn cái kia vô sĩ hòa thượng. Đại hoàng cẩu cười hắc hắc. Về sau, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trực tiếp rời đi tinh vân tông, hướng về nhiễm phong tự phương hướng bay đi, hắn không có hứng thú cùng tông môn cùng một chỗ, đến lúc đó theo hòa thượng một khối, trực tiếp qua tử vong sơn. Xin vốt 9.10 Chương 650 Ám ảnh sát thủ Nguồn Mê truyện audio.com Nhiễm phong tự, từ lần trước bị phá hủy về sau, một lần nữa tu kiến nhiễm phong tự, cơ hồ cùng nguyên lai kiến trúc giống như đúc, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ khác biệt, bá giả hòa thượng vào ở nhiễm phong tự về sau, mấy cái nhận đẳng cấp cao nhất đại ngộ, vô luận là tả gia vẫn là trụ trì, cũng không dám có nửa phần lãnh đạm. Hòa thượng sư phụ đã từng đối tả gia tổ tiên có đại ân, hòa thượng lại đối với hiện tại tả gia có đại ân, loại này ân tình là không thể báo đáp, bây giờ hòa thượng muốn lưu tại nhiễm phong tự nội tỉnh tu, đó là toàn bộ tả gia vinh hạnh. Hô hô! mặt trời chói chang trên cao, giờ phút này chính vào vào lúc giữa trưa, vốn là bầu trời trong trẻo mây đen, liền gió nhẹ đều rất khó cảm nhận được, nhưng vừa đến kim quang đột nhiên từ nhiễm phong tự nội một cái phòng vọt lên, ở trên không nhất lên vừa đến nóng rực sóng gió, hô hô trung động. Này một đạo kim sát quan trụ chính là thuần chủng Phật quan ngưng tụ mà thành, phía trên che kín phức tạp khó tả phạm văn, thậm chí có thể nghe được cao vút phạm sướng chi âm, tại dạng này phạm sướng phía dưới, khiến tâm linh người ta đều sẽ tùy theo an tĩnh lại. Cái kia kim sắc quan trụ rất là sáng ngời, từ bên trong tràn ra khí thế cũng cực kỳ mạnh mẽ một màn này vừa vặn bị từ tinh vân tông chạy đến gian trần cùng đại hoàng cẩu nhìn thấy hai người cách xa nhau rất xa liền thấy đạo này thuần chủng phật quan đồng thời từ kim sắc trong cột ánh sáng cảm nhận được một cổ vô cùng khí tức quen thuộc mau nhìn là hòa thượng xem ra chúng ta tới vừa vặn hòa thượng vừa vặn đột phá đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên kinh hỷ vô cùng nói ra rất lợi hại thuần chủng quan mang xem ra xá lợi tử đối hòa thượng trợ giúp cực lớn đây không phải nhất cấp chiến hoàng mà chính là cấp hai chiến hoàng trạng ra khí tức gia hỏa này trực tiếp đột phá cấp hai chiến hoàng nhiễm phong đại sư cao độ phật môn tuyệt thế thiên tài lĩnh ngộ lực quả nhiên không tầm thường giang trần nhịn không được tán một tiếng hòa thượng chính là một cái phật môn dị loại hắn cho tới bây giờ đều không có khinh thường qua hòa thượng bởi vì hòa thượng kế thừa thế nhưng là thanh liên lão tổ truyền thừa đó là phật môn đệ nhất tăng tại nhiễm phong đại sư phía dưới và còn sớm muộn sẽ trở thành chí tôn phật đà bố khỉ cấp hai chiến hoàng trâu bò rất lợi hại a à, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút đại hoàng cẩu tăng thêm tốc độ, một người một chó hóa thành hai đạo khói xanh, trong chớp mắt liền đến nhiễm phong tự trên không. Người nào? Hét lớn một tiếng vang lên, 10 cái cao tăng đồng thời từ phía dưới bay lên, dẫn đầu chính là Nguyên Minh trụ trì, bọn họ từng cái như lâm đại địch, bây giờ chính là bá giả hòa thượng tấn cấp thời khắc mấu chốt, bọn họ vẫn luôn thủ hộ lấy, tuyệt đối không cho phép có người tới quấy rầy. Phương trưởng không cần khẩn trương. Giang Trần liền bận biểu mở miệng nói ra, bởi vì vừa rồi Giang Trần cùng Đại Hoàng cẩu tốc độ quá nhanh, đến mức Giang Trần lúc nói chuyện, Nguyên Minh trụ trì bọn họ mới nhìn rõ ràng người tới, khi thấy rõ là Giang Trần cùng Đại Hoàng cẩu về sau, mọi người không khí khẩn trương nhất thời thư giãn xuống tới, Nguyên Minh trụ trì trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai là Giang công tử trở về. Nguyên Minh trụ trì đối Giang Trần hơi hơi thi lễ. "Phương trưởng không thể so với khách khí, chúng ta xuống dưới nói chuyện, làm động tĩnh lớn như vậy sẽ ảnh hưởng đến hòa thượng." Giang Trần nói ra, mọi người vội vàng hàng thân thể tiến vào nhiễm phong từ bên trong nguyên minh trụ trì cái này mới cảm nhận được gian trần cùng đại hoàng cẩu khí tức từ trên người bọn họ cảm giác được một cổ áp lực thật lớn này là tới từ hoàng giả uy áp sắc mặt lúc này khẽ biến lúc này mới bao lâu thời gian gian trần tự tấn thăng chiến hoàng dạng này tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút không nghĩ tới vừa mới qua đi không bao lâu gian công tử liền đã tấn thăng đến chiến hoàng thật sự là thật đáng mừng a à. nguyên minh trụ trì nói ra sau đó nghĩ đến tả linh nhi không biết linh nhi hiện tại thế nào phương trượng yên tâm tiểu nha đầu tốt rất lợi hại, nàng thiên phú dị bẩm, tiến vào tinh vân tông ngày đầu tiên liền bị cửu cấp chiến hoàng thu vì chân truyền đệ tử, hiện tại cũng đã là chiến hoàng cao thủ, tương lai thành tựu, đó là bất khả hạn lượng. Giang Trần nói ra, hắn lần này đi ra, cũng không có kêu tả Linh Nhi, hiện tại tả Linh Nhi thế nhưng là hoa cốc nhất bảo bối, cũng không phải hắn muốn mang liền có thể mang ra, tả Linh Nhi đạt được hoàng nguyên đan, lấy nàng thiên phú, khẳng định đã tấn thăng chiến hoàng. Tổ tiên tích đức A. Nghe được tả Linh Nhi đã trở thành chiến hoàng, mà lại bị cửu cấp chiến hoàng thu vì chân truyền đệ tử lúc này kích động lệ nóng doanh trọng giang trần nói không sai lấy tiểu nha đầu thiên tư tương lai thành cũng không cách nào đoán chừng âm âm đột nhiên một tiếng biết tai nhức ốc vang lên âm âm xoay quanh tại nhiễm phong tự trên không kim sắc quan trụ ầm vang vỡ vụn hóa thành điểm điểm quan mang hạ xuống toàn bộ rơi vào giữa phong két Phong cửa bị đẩy ra hòa thượng người khoác kim sắc áo cà sa chắp tay trước ngực một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng không biết vì sao nhìn thấy hắn cái dạng này Giang trần cùng đại hoàng cẩu đều sẽ nhìn không được trực tiếp bật cười nhìn thấy gian trần cùng đại hoàng cẩu hòa thượng lập tức đổi khuôn mặt nhếch miệng cười mở tiểu trần tử đại hoàng các ngươi hai cái không phải đi tinh vân tông à làm sao đột nhiên chạy về đến ta biết nhất định là các ngươi hình tượng quá kém bị tinh vân tông cho gấp trở về xéo đi cậu gia ta hình tượng miễu sát ngươi một đoàn được không cậu gia ta tại tinh vân tông lăn lộn phong sinh thủy khởi phía sau nữ đệ tử mỗi ngày theo thành nhóm lớn đại hoàng cẩu khoác lác tuyệt không e lệ nói sát có việc Giang Trần đã không nhìn được muốn xuất chân. Hòa thượng, xem ra lần này đốn ngộ đối ngươi trợ giúp không nhỏ a, à, trực tiếp trùng kích đến cấp 2 chiến hoàng. Giang Trần đi ra phía trước, vỗ vỗ hòa thượng bả vai. Chúc mừng đại sư tấn cấp, thật đáng mừng a. À. Nguyên Minh trụ trì hướng về phía trước chúc mừng. Phương trượng, huynh đệ chúng ta nói ra suy nghĩ của mình, các ngươi tự lui xuống trước đi đi. Giang Trần đối Nguyên Minh trụ trì nói ra. Nguyên Minh trụ trì là một cái người biết chuyện, biết Giang Trần thật xa từ tinh vân tông trở về tìm hòa thượng, khẳng định là có chuyện lúc này mang theo nhiễm phong tự tăng nhân rời đi tiểu trần tử các ngươi làm sao đột nhiên trở về đương nhiên các ngươi trở về rất là thời điểm nếu như muộn trở về hai ngày bần tăng liền trực tiếp đi hòa thượng mở miệng nói ra đi ngươi muốn đi đâu đại hoàng cẩu nói hồi tây vực sư phụ ta nói qua chờ ta đạt tới chiến hoàng cảnh giới về sau liền để ta về đi tiếp thu tổ sư gia truyền thừa đem mặt khác hai môn pháp ấn truyền cho ta còn có tổ sư gia lưu lại phật môn cổ kinh ta hiện tại đã là cấp hai chiến hoàng chuẩn bị đi trở về tìm sư phụ, tiếp nhận truyền thừa, các ngươi hai cái khẳng định là muốn đến lấy bần tăng thiên phú muốn tấn thăng, cho nên chuyên môn chạy về đến cho ta tuyển đưa, còn coi như các ngươi có lương tâm. Hòa thượng chẳng biết xấu hổ nói ra. Giang trần trận mắt một cái, một chân đá vào hòa thượng trên mông đít, quả nhiên là bản tính A, gia hỏa này đã giống như đại hoàng cẩu tự luyến, đơn giản không thể trị. Ngươi bây giờ không thể quay về, theo chúng ta chết chung vong núi, từ tử vong sơn đi ra lại về Tây Vực đi. Giang Trần nói ra, hòa thượng tuy nhiên tự luyến, nhưng có một câu lại nói không tệ, cũng là hắn cùng đại hoàng cẩu trở về rất lợi hại kịp thời, nếu như trễ một chút, gia hỏa này liền trực tiếp về Tây Vực. Tử Vong Sơn, đây không phải là huyền vực cấm địa à, chống cấm địa này 30 năm vừa mở ra, chẳng lẽ lại muốn mở ra à? Hoa thượng nhãn tình sáng lên, thân là thần châu đại lục người, đối với bác đại cấm địa vẫn là biết một chút, hắn tuy nhiên không được tại huyền vực, nhưng cũng biết Tử Vong Sơn 30 năm mở ra một lần. Coi như người thông minh, Tử Vong Sơn sau 10 ngày mở ra, huyền vực ngũ đại thế lực sẽ có ngoan độc người tiến vào bên trong, đây chính là một cái lịch luyện cơ hội tốt, tử vong sơn bên trong tồn tại rất nhiều bảo tàng, chúng ta không có lý do gì bỏ qua cơ hội này. Giang Trần nói ra, xem ra lần này trùng hợp, vậy liền thật không thể trở về qua, qua tử vong sơn lịch luyện một phen cũng là rất không tệ, sư phụ ta để cho ta rời xa tây vực đi ra, chính là vì lịch luyện, bất quá tử vong sơn thời gian tồn tại xa xưa, bên trong liền chui có bảo tàng, chỉ sợ cũng sớm đã bị đạo ánh sáng đi hòa thượng nói hỏi một cái cùng trước đó đại hoàng cẩu một dạng vấn đề ngươi biết cái đếch gì tử vong sơn đã tự thành không gian bên trong ẩn giấu đi một cái siêu cấp đại phái tích xuất bên trong chồng chất không gian bảo bối khẳng định không ít mà lại bởi vì thời gian lâu cũng sẽ xuất hiện không ít không biết tồn tại huống hồ tìm kiếm bảo bối loại chuyện này đó là đại hoàng sở trường trò vui Giang trần cười cười tại tầm bảo phương diện hắn đối đại hoàng cẩu đó là sùng bái rất lợi hại đến mức đại hoàng cẩu theo hắn về sau hắn tựu không còn có cẩn thận tìm kiếm qua bảo bối, không phải hắn không có năng lực này, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn năng lực nhiều nữa đây, nhưng có đại hoàng cẩu tại, hắn trực tiếp tự lười nhát cầm phần này tâm. Tốt, vậy liền chết chung vong núi, chờ từ tử vong sơn sau khi đi ra, ta gặp lại Tây Vực, đúng, các ngươi tại Tinh Vân Tông thế nào, không có gặp được phiền toái gì đi, ta nhìn các ngươi hai cái đều đã là chiến hoàng, thật sự là biến thái. Hoa thượng gật đầu, quyết định tiến về tử vong sơn, bỏ đi bảo bối không nói, cái này thật là một cái lịch luyện cơ hội thật tốt gặp được một chút tiểu phiền toái, bất quá đều đã giải quyết. Giang Trần không đáng kể nói ra. Sau đó thời gian, Giang Trần ngay tại cái này nhiễm phong tự ở lại, đi theo Hòa thượng qua mấy ngày nhàn nhã ngay. Ngày thứ ba, đêm khuya, Giang Trần chính trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một cổ rất lạnh thấu xương sát ý đột nhiên từ hư không thâm sử du đảng mà ra, cơ hồ là Giang Trần cảm nhận được cổ này sát ý trong nháy mắt, một thanh băng lạnh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, giống như từ trong địa ngục đi ra một dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhắm ngay Giang Trần cổ họng chỗ trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Phốc phốc. Trưởng kiếm đâm xuyên Giang Trần thân thể, người trong bóng tối rõ ràng hiện ra một vẻ vui mừng, nhưng chợt, Giang Trần thân thể trực tiếp tán loạn, thình lình chỉ là một đạo tàn ảnh. Giang Trần nhìn thấy một đạo hắc ảnh phụ động một cái, chợt biến mất không thấy gì nữa. Đã đến, cũng không cần đi. Giang Trần hét lớn một tiếng, đại diễn luyện hồn thuộc khóa chặt bóng đen kia khí tức, hắn tay không xé rách không gian, trực tiếp đuổi theo ra qua. Vừa rồi một kiếm kia, chính là trong bóng tối sát thủ đâm ra, đó là đoạt mệnh một kiếm, vô thanh vô tức, giống như đến từ địa ngục một dạng, cũng chính là gian trần, nếu là đổi thành bất kỳ một cái nào người khác, đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó, một kiếm kia lại nhanh lại rất lợi hại, cực kỳ khủng bố, gian trần liếc một chút liền có thể đánh giá ra, đó là một cái thâm niên sát thủ đâm ra một kiếm, người xuất thủ thực lực cao cường, nhưng lại tuyệt không ham chiến, nhất kích không. Trúng, liền trực tiếp rút lui, đây là một cái sát thủ nhà nghề chỗ thiết yếu. Xin vốt 9.10 Chương 651 khủng bố sát thủ tổ chức. Nguồn. Mê truyện audio com Âm. Những phong tử bên ngoài trăm dặm chỗ hư không, đột nhiên truyền ra bạo liệt phía trên, một đạo hắc ảnh từ trong hư không lóe ra đến, bóng đen này người mặc bó sát người áo đen, trên mặt cũng bịt kín miếng vải đen, vẻn vẹn một đôi mắt lộ ở bên ngoài, đó là một đôi băng lạnh khát máu con người, cả người hắn giống như cùng đêm tối dung hợp một dạng, khí tức như có như không, hư vô mờ mịt, nếu như không được nhìn kỹ, căn bản là không phát hiện được hắn tồn tại. Đây là một cái hành tẩu trong bóng đêm sát thủ, một cái chánh thức sát thủ, đó là một người nam nhân ánh mắt, bên trong không được pha tạp nửa điểm cảm tình. Nhưng giờ phút này, cái này hai nhãn thần chầm chầm sau lưng tự mình cách đó không xa, trong mắt trừ sát thủ chỗ có băng lãnh bên ngoài, còn có nồng đậm rung động, bởi vì tại hắn cách đó không xa, đứng đấy một cái thanh niên mặc áo lam, đang dùng đồng dạng băng lãnh ánh mắt nhìn mình chầm chầm. Sát thủ rất lợi hại rung động, bởi vì hắn vậy mà không có chạy mất, hắn cả đời giết người vô số, tiếp nhận nhiệm vụ hơn trăm lần, chưa bao giờ có một lần thất thủ, Hôm nay là hắn lần đầu tiên thất thủ, không đơn giản thất thủ, thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được, lấy hắn chạy trốn thủ đoạn, thường nhân căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến chính mình tung tích, nhưng trước mắt thanh niên mặc áo lam này lại một mực khóa chặt chính mình khí tức, sát thủ minh bạch, cho dù chính mình lại chạy trốn, kết cục cũng giống như vậy, căn bản không vung được cái này khủng bố thanh niên. Thanh niên mặc áo lam chính là Giang Trần, hắn bỏ đi chính mình áo trắng, hiện tại mặc là Tinh Vân Tông phục sức. Ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta? Giang Trần mở miệng hỏi, hắn có thể khẳng định, chính mình chưa bao giờ đắc tội xem qua trước tên sát thủ này, hai người cũng tuyệt đối là vốn không quen biết. Sát thủ không nói gì, khí thế của hắn chấn động, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo u mang, như thiểm điện hướng về Giang Trần đánh tới, vừa nhanh vừa độc một kiếm, kiếm quan chẳng khác nào rắn độc. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn đã nhìn ra, cái này sát thủ bản thân có cấp 3 chiến hoàng tu vi, nhưng hắn ám sát thủ đoạn lại vô cùng cao minh, cho dù là một cái cấp 4 chiến hoàng bị hắn ám sát, cơ hồ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có chút nào đường sống. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, cái này sát thủ gặp được là Giang Trần, một cái so sát thủ càng thêm nhân vật đáng sợ. Thiên Thánh kiếm soát một chút xuất hiện tại Giang Trần trong tay, hắn động tác so sát thủ nhanh hơn, hắn kiếm thuật càng là trực tiếp, mà lại tuyệt không thể tả, như thiểm điện cùng sát thủ kiếm đụng vào nhau, hắc sát bầu trời đêm va chạm ra mảng lớn tia lửa tới. Sát thủ kia phát ra trên lên một tiếng, cả người bị Giang Trần một kiếm đánh bay hơn 10 trường một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhiễm màu đỏ đen khăn che mặt, máu tươi nhụm đen vải, tại hắc sắc trong bóng đêm là rất khó phát giác, nhưng Giang Trần lại nhìn nhất thanh nhị sở, hắn thậm chí không cần nhìn, liền có thể biết sát thủ nhận thương thế. Sát thủ sắc mặt kịch biến, nhìn lấy Giang Trần ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, hắn kiếm thuật chính là thứ sát chi thuật, vô thanh vô tức, lại nhanh lại rất lợi hại, chính là là một thanh chánh thức sát nhân kiếm, nhưng trước mắt người thanh niên này kiếm thuật, so với chính mình càng thêm âm ngoan, mà lại đối phương cảm tri lực vô cùng nhạy cảm, tốt như chính mình còn không có ra chiêu, Đối phương liền đã biết mình kiếm muốn đâm về chỗ nào một dạng, cái này quá kinh khủng, không chút. Khách khí nói, nếu như Giang Trần muốn đi làm sát thủ, tên sát thủ này liền không có cơm ăn. Làm sao có thể? Người mới nhất cấp chiến hoàng. Sát thủ nói chuyện, thanh âm có chút khàn giọng, càng nhiều là chấn kinh. Sưu sưu. Lúc này, lại là hai đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức từ đằng xa bay tới, chính là cảm nhận được chiến đấu ba động hòa thượng cùng đại hoàng cẩu, bọn họ xuất hiện về sau, liền thấy đang đối mắt Giang Trần cùng người áo đen sát thủ gặp lại tới cao thủ, lại thêm gian trần thực lực quá mạnh, lúc này không ngừng lại, thân thể nhoáng một cái lại một lần nữa biến mất không thấy gì nữa, có thể nhìn ra, sát thủ vận dụng không đơn thuần là không gian chi lực, còn có không gì sánh nổi huyền diệu thân pháp, tới vô ảnh, đi vô tung, trong nháy mắt tự biến mất không thấy gì nữa, căn bản không phát hiện được nửa điểm tung tích. Nhưng người khác không phát hiện được, gian trần lại có thể phát giác được, ngay tại sát thủ biến mất trong nháy mắt, gian trần cũng động, chân hắn giảm thương long ngũ bộ, đối hư không một chỗ hung hăng thực sự qua, hư không bị giẫm nát, trong bóng đêm lại một tiếng tiếng vang trầm trầm, sát thủ kia tiếp nhận Giang Trần một chân, lại một lần nữa bị từ trong hư không bước đi ra, giờ phút này sát thủ, bộ dáng đã vô cùng chật vật, thân thể lung la lung lay, tiếp nhận Giang Trần thương long ngũ bộ, còn có thể tiếp tục đứng ở chỗ này, đã nói rõ cái này sát thủ rất không bình thường. Giang Trần hiện tại mặc dù là nhất cấp chiến hoàng, nhưng cấp 4 chiến hoàng đều có thể chém giết, huống chi sát thủ chẳng qua là cấp 3 chiến hoàng, nếu không có sát thủ thủ đoạn cao minh, giờ phút này đã là người chết, một cái dấu ở trong âm u sát thủ, một khi bạo lộ ra, liền không còn là sát thủ, người ưu thế, ở trước mặt ta, không còn sót lại chút gì. Giang Trần mở miệng nói ra. Xem ra tình báo có sai. Sát thủ ngữ khí rất bình thản, không có chút nào bối rối, đây là một sát thủ hẳn là có tố chất, thân thể vì một sát thủ, khi tiến vào một chuyến này thời điểm, cũng đã đem sinh tử không để ý. Ngươi là ám ảnh người. Giang Trần trong mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp sát thủ, sát thủ trong mắt thần sắc đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới đối phương vậy mà đoán ra thân phận của mình. Nói cho ta biết ai bảo ngươi tới giết ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, có thể mời được đến ám ảnh xuất thủ, muốn đến cũng có được nhất định thân phận. Giang Trần nói ra. Ha ha, đã ngươi đều biết thân phận ta, vậy ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Sát thủ cười ha ha, hắn biết mình hoàn toàn thất bại, sau này cũng đem sẽ không còn có thời cơ hành thích. Đã như vậy, vậy ngươi tự đi chết đi. Giang Trần sát khí tất hiện, đối đại chính mình địch nhân, hắn từ trước đến nay không có gì có thể nói, thiên thánh kiếm dập dần mà ra, cả người hóa thành mũi tên, trong nháy mắt liền đến sát thủ phụ cận, trường kiếm thổi phù một tiếng đâm xuyên sát thủ đầu lâu. Tại tối hậu quan đầu, nhìn thấy gian trần khí thế, sát thủ kia trực tiếp tự tự bỏ chống lại, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, tình báo có sai, lúc đầu coi là điều động mình đã là vạn vô nhất thất, hắn trước khi tới còn rất không hài lòng, cảm thấy để cho tự mình ra tay ám sát một cái tiểu lâu la, đơn giản là xem thường chính mình, hiện tại xem ra, tình báo thật hại chết người. Giang Trần có câu nói nói rất đúng, một sát thủ, một khi bại lộ ở ngoài sáng, tự mất đi hết thảy ưu thế, cho nên cái này sát thủ tối hậu quan đầu liền chống cự đều không làm. Một kiếm giết chết sát thủ, Giang Trần cũng không có chút nào khoái cảm, sắc mặt ngược lại biến vô cùng ngưng trọng lên. Tiểu Trần Tử, người kia là ai? Vì sao muốn tới giết ngươi? Hòa thượng đi tới gần, nhíu mày hỏi, hắn có thể cảm nhận được sát thủ kia bất phàm, nhân vật như vậy là vô cùng đáng sợ một sát thủ sát thủ nhà nghề hòa thượng không biết ngươi có nghe nói hay không qua ám ảnh giang trần mở miệng hỏi ám ảnh chưa từng nghe qua hòa thượng lắc đầu cũng không nghe được ám ảnh cái tên này vậy cũng rất bình thường ám ảnh là một sát thủ tổ chức tổ chức phía dưới sát thủ có thể trải rộng toàn bộ thần châu đại lục đây là thần châu đại lục một cái âm thầm đại thế lực không bình thường đáng sợ cho dù là thần châu bên trong vùng tịnh thổ những gia tộc cổ xưa đó không có việc gì cũng sẽ không qua trêu chọc ám ảnh cái tổ chức này thật đáng sợ bọn họ bồi dưỡng được tới giết thủ đều là tối cao cấp, hoàng mỹ nhất, thần châu đại lục lưu truyền ám ảnh truyền thuyết, phàm là bị ám ảnh. Truy sát người, chưa từng có một cái có thể sống sót, bất quá ám ảnh rất ít hoạt động tại Tây Vực, Tây Vực chính là Phật môn thánh địa, dưới tình huống bình thường không sẽ cùng ngoại giới có cái gì ân oán, cũng không cần ám ảnh ra mặt đến giải quyết, người chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Giang Trần nói ra, ám ảnh cái tổ chức này truyền thừa rất xa xưa, trong tổ chức sát thủ cực kỳ mạnh mẽ, năm đó Giang Trần cùng ám ảnh cũng phát sinh qua tranh chấp, Hắn thân thủ diệt sát ám ảnh thủ lĩnh, khiến cho ám ảnh có một đoạn thời gian gần như sụp đổ, chẳng qua hiện nay đi qua hơn 100 năm, cái tổ chức này khẳng định lại khôi phục cường thịnh, để Giang Trần không nghĩ tới là chính mình trọng sinh cả đời, lại một lần nữa cùng ám ảnh có tranh chấp. Ngươi chừng nào thì đắc tội ám ảnh? Hoa Thượng nhíu mày, trong mắt lộ ra một vẻ lo âu, hắn tuy nhiên đối ám ảnh không hiểu, nhưng từ Giang Trần trong miệng có thể nghe ra, cái tổ chức này vô cùng khó có thể đối phó, một khi bị dây dưa, chỗ phải thừa nhận, cũng là không ngừng nghỉ ám sát ta không có có đắc tội ám ảnh, nhưng ám ảnh là một sát thủ tổ chức, bọn họ sẽ không tiếp nhận nhân vật bình thường, khẳng định là ta cường nhân xin ám ảnh người đến truy sát ta, bất quá tại thần châu đại lục, có thể mời được đến ám ảnh, tự hồ cũng không nhiều, nếu như ta không có đoán sai lời nói, rất có thể là thiên nhất môn gây nên. Giang Trần trong mắt lộ ra hai đạo lợi mang đến, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nhất tâm muốn đưa mình vào chỗ chết, mà lại có thể mời được đến ám ảnh xuất thủ, chỉ có thiên nhất môn, ban đầu ở Tây Vực thời điểm. Chính mình giết thiên nhất môn thiên tài đệ tử cùng trưởng lão, khiến cho thiên nhất môn nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn thất khẩu khí này thiên nhất môn nhất định sẽ không nuốt xuống nhưng bởi vì nhiễm phong đại sư quan hệ thiên nhất môn không dám đang đối mặt giao gian trần cho nên tìm ám ảnh nương xem ra cùng thiên nhất môn ân oán vô pháp tùy tiện bỏ qua đại hoàng cẩu nhìn không được mắng một tiếng nếu như là thiên nhất môn lời nói vậy cũng nói còn nghe được thiên nhất môn e ngại sư phụ ta không dám trực tiếp xuất thủ, nhưng thiên nhất môn lại nhìn thấy tiểu trần tử tiềm lực, cảm thấy nếu như không nhanh chóng đem tiểu trần tử diệt trừ lời nói, giữ lại đến sau này sẽ là họa lớn, thực sự đáng giận. Hòa thượng hạng gì thông minh, một chút liền nghĩ đến trung quan khóa. Ám ảnh rất là khó chơi, ta hôm nay giết bọn hắn người, chính là hoàn toàn đạt được bọn họ, coi như không có thiên nhất môn nhiệm vụ, ám ảnh cũng sẽ không bỏ qua ta, sẽ điều động lợi hại hơn sát thủ tới đối phó ta. Giang Trần nói ra, đám gia hỏa này còn giống như U Linh, rất khó quấn bị bọn họ tiếp cận, ngủ cũng không thể an ổn. Hòa thượng nói, yên tâm đi, ám ảnh xuất động sát thủ, sẽ không lập tức xuất động chân chính cao thủ, bọn họ hồi trước tiên cân nhắc đối thủ thực lực, tuyển ra tương ứng sát thủ đến, đối với những sát thủ kia tới nói, cũng coi là thí luyện, đây là bọn họ sát thủ hình thức, hư. Bất quá ta cũng không sợ, ám ảnh muốn giết ta, liền đợi đến bị ta thu hoạch tánh mạng đi, cho dù bọn họ là u linh, ta cũng để bọn hắn biến thành quỷ. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn địch nhân từ trước đến nay rất nhiều, hắn gian trần cũng không phải bị hoảng sợ lớn, kiếp trước có thể diệt sát ám ảnh thủ lĩnh, một thế này, đồng dạng có thể đánh tan cái tổ chức này. Xin vốt 9.10 Chương 652 Xuất thủ cứu người Nguồn Mê truyện audio com Ám ảnh xuất hiện, để gian trần tâm lý vô cùng không thoải mái, hắn tuy nhiên không sợ, nhưng tên sát thủ này tổ chức xác thực rất khó đối phó, bây giờ tự mình ra tay giết ám ảnh tổ chức người, chẳng khác nào hoàn toàn đắc tội cái tổ chức này, ngày tháng sau đó, tất nhiên sẽ không tốt hơn tiểu trần tử ngươi nói có khả năng hay không là nam bắc triều xin ám ảnh sát thủ đại hoàng cẩu hỏi không có khả năng nam bắc triều làm người ngươi còn không hiểu à đây là một cái vô cùng cao ngạo gia hỏa hắn là muốn tự tay giết chết ta chỉ có dạng này mới có thể rửa sạch nhục nhã huống chi nam bắc triều hiện tại còn cũng không nhất định biết ta xuất hiện tại huyền vực không phải vậy lời nói hắn sớm tự tìm tới cửa giang trần lúc này tự phủ định đại hoàng cẩu thuyết pháp nam bắc triều là một cái vô cùng cao ngạo người cao ngạo tới cực điểm, hắn trời sinh đế hoàng chi khí, hắn muốn đối phó Giang Trần, tuyệt đối sẽ không theo dựa vào người khác. Vậy cũng đúng, cái này kiêu ngạo gia hỏa, làm sao lại mượn nhờ sát thủ thủ đến diệt trường ngươi. Đại hoàng cẩu gật đầu, lúc trước Tề Châu phát sinh hết thảy hắn cũng biết, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều cũng là hai cái nhân vật chính, Nam Bắc Triều cao ngạo vượt qua thường nhân, lúc trước thua ở Giang Trần trong tay, sĩ nhục này, hắn sẽ tự mình tìm trở về. Nam Bắc Triều là ai? Hòa thượng Hiếu Kỳ nói. Một cái rất lợi hại nhân vật lợi hại, hơn 100 năm trước, thiên hạ đệ nhất thánh kiếm trảm thương khung, có tiên linh hạ xuống, cái này Nam Bắc Triều chính là này tiên linh biến thành, là ta kình địch, này người đã xuất hiện tại huyền vực, bên người có một đầu cấp 3 tiểu yêu thánh thần thú Bạch Hổ đi theo, tinh vân tông tông chủ tinh vân tử tự thua ở Bạch Hổ phía dưới, sau này huyền vực, chỉ sợ sẽ không lại bình tĩnh. Giang Trần mở miệng nói ra, trong nháy mắt thần niệm truyền âm, đem có quan hệ Nam Bắc Triều sự tình cho Hòa Thượng nói một lần, phần lớn đều là tại tề châu chuyện phát sinh. Người gia hỏa này, vô luận đi đến nơi nào, đều có vô số đến không hết địch nhân, hiện tại lại đụng tới một cái ám ảnh cùng Nam Bắc Triều, xem ra ngươi ngày không dễ chịu a. À. Hòa thượng thở dài nói, cùng Giang Trần nhận biết thời gian dài như vậy, Giang Trần đi tới chỗ nào đều là địch nhân khắp nơi trên đất, hiện tại lại xuất hiện càng thêm cường đại địch nhân, đây cũng chính là Giang Trần tên biến thái này, nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã xong đời. Dạng này ngày mới có ý tứ, bây giờ cách tử vong sơn mở ra còn có 9 ngày thời gian, hiện tại thêm ám ảnh tồn tại, chúng ta ngày mai liền sớm xuất phát, chạy tới tử vong sơn. Giang Trần mở miệng nói ra, ám ảnh là một cái phi thường khủng bố tồn tại, sát thủ kia bị giết về sau, dùng không bao lâu, ám ảnh tự sẽ biết, lấy ám ảnh tác phong làm việc, tất nhiên sẽ điều động càng tăng mạnh hơn giết khắp thủ đến đây, nếu như Giang Trần tiếp tục lưu lại nơi này lời nói, rất có thể cho nhiễm phong tự người thậm chí là tả gia mang đến một tràng tai nạn. Dù sao khoảng cách tử vong núi mở ra cũng chưa được mấy ngày, không bằng sớm tiến về, một khi chờ tử vong núi mở ra, đến lúc đó nhân số đông đảo, tự miễn không được hỗn loạn, ám ảnh tìm kiếm cơ hội hạ thủ cũng liền thiếu quan trọng hơn là giang trần nhất định phải mau chóng đề bạc thực lực mình lấy hắn hiện tại trạng thái mang theo cái này nhiễm phong tự cũng không có tác dụng gì hắn lúc đầu muốn qua mấy ngày thanh nhàn ngày ám ảnh xuất hiện để hắn hoàn toàn thanh nhàn không xuống hôm sau hai người một chó không có từ biệt nguyên minh trụ trì liền trực tiếp rời đi nhiễm phong tự hướng về tử vong sơn phương hướng bay đi đối với tử vong sơn mở ra tới nói gian trần các loại hãy còn có đại hoàng cẩu dạng này trần doanh đã không tính yếu nhưng cũng tuyệt đối không tính là quá mạnh lần này tiến vào tử vong sơn cực hạn là cấp 8 chiến vương lấy thực lực bọn hắn đối đầu cấp 8 chiến vương hoàn toàn không phải là đối thủ cho nên tăng thực lực lên vẫn như cũ là việc cấp bách gian trần cái này cùng nhau đi tới vẫn luôn đang là thực lực nỗ lực hắn tiến bộ không thể nghi ngờ là nhanh chóng nhưng mỗi một lần đối với trước mắt tình thế tới nói đều còn thiếu rất nhiều hai người một cho tốc độ cũng không nhanh du sơn ngoạn thủy một dạng mãi cho đến lúc chạng vạn tối, bọn họ đi tới một mảnh hoang nguyên. Mênh mông hoang nguyên, người ở thưa thớt, bây giờ khoảng cách tử vong núi mở ra còn có một đoạn thời gian, trên đường gặp được người còn không phải rất nhiều, chỉ là có một ít chiến linh cảnh tán tu đang liều mạng hướng về tử vong sơn phương hướng đuổi. Huyền vực rất lớn, đối với không có lĩnh ngộ ra không gian chi lực chiến linh cảnh tu sĩ tới nói, muốn đến tử vong núi thật là một cái không được khoảng cách gần. Âm âm. Hư không truyền ra tiếng vang, phía trước đột nhiên có chiến đấu ba động, gian trần các loại chú trọng nhìn nhau, không hẹn mà cùng hướng về chiến đấu phương hướng bay đi. Trên cánh đồng hoang khoảng không, đang tiến hành một trận vô cùng chiến đấu kịch liệt, bên trong ba cái thân thể mặc áo bào vàng lão giả đem bên trong một cái áo đen lão giả vây khốn ở chính giữa. Bốn người này khí thế đều vô cùng mạnh mẽ, đều là đạt tới cấp 5 chiến hoàng cấp bậc, ông lão mặc áo đen kia mang trên mặt vẻ hung ác, nhưng trên người hắn đã có bao nhiêu chỗ thương thế, bị ba cái cùng cao thủ cấp bậc vây công, cho dù hắn lợi hại hơn nữa, cũng có chút không chịu đựng nổi. Bị ổi. Áo đen lão giả hung dữ nói ra, vô thường lão nhân, mà giáo các ngươi làm nhiều việc ác, chết không có gì đáng tiếc, hôm nay chúng ta thật vất vả đưa ngươi chặn lại, tự nhiên muốn diệt trừ ngươi cái tai họa này. Bên trong một cái hoàng bào lão giả mở miệng nói ra, màn trên mặt cười lạnh, ông lão mặc áo đen kia không phải ai khác, chính là ma âm giáo vô thường lão nhân, ban đầu ở Lương Châu thời điểm ra tay trợ giúp qua Giang Trần. Mặt khác ba cái kia, đều là tiêu giao cung người, nói chuyện chính là Âu Tâm Lôi, hắn cùng vô thường lão nhân chính là là tử đối đầu, bây giờ tiêu giao cung ba cái trưởng lão đem vô thường lão nhân cho vây khốn, cũng là một kiện rất lợi hại không được chuyện dễ dàng. Âu Tâm Lôi, các ngươi tiêu giao cung hành sự mới thật sự là bị ổi, có loại đơn đã độc đấu, lão tử sao lại e sợ các ngươi. Vô thường lão nhân trên mặt che kín lửa giận. Ha ha, vô thường lão nhân, cùng các ngươi loại này người trong ma giáo, căn bản không có cái gì tính dự có thể giảng, chúng ta đã đem nơi này không gian cho phong tỏa ngăn cản, ngươi bây giờ đã thân chịu trọng thương, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, còn có thể chết thống khoái. Một cái khác tiêu giao cung trưởng lão lớn tiếng nói, trong mắt bọn hắn, vô thường lão nhân đã là cái người chết, dạng này cục diện, trừ phi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, không phải vậy lời nói, vô thường lão nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, ngoài ý muốn lúc nào cũng có thể phát sinh. Giang Trần từ một nơi bí mật gần đó đem hết thảy để ở trong mắt, đặc biệt là nhìn thấy Âu Tâm lôi về sau, trong mắt nhất thời toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đến, hắn đối với cái này tiêu giao cung, không có nửa điểm hảo cảm. Tiểu Trần Tử, lão nhân này ban đầu ở Lương Châu có thể cứu qua ngươi à, Hắn là ma âm giáo người đi, không nghĩ tới bây giờ bị vây công. Đại hoàng cậu nói ra. Ngày đó hắn cứu ta, hôm nay cái kia ta cứu hắn. Giang Trần cười cười, vô thường lão nhân hắn nhất định phải cứu, hôm nay vấn đề này để hắn gặp được, tự nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn, không nói trước vô thường lão nhân lúc trước ra mặt đã cứu chính mình, đang chỉ bởi vì hàng diễn quan hệ, hắn cũng muốn xuất thủ cứu giúp. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, ba cái kia đều là cấp 5 chiến hoàng, ta hiện tại tu vi nội lực có thể giết chết cấp 3 chiến hoàng đối đầu cấp 4 chiến hoàng tự hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này cấp 5 chiến hoàng, người có thể đối phó à, hơn nữa còn là ba cái. Hòa thượng nhìn về phía Giang Trần, cảm giác được muốn cứu người tự hồ cũng không phải là đơn giản sự tình, thực lực đối phương quá mạnh, ba cái cấp 5 chiến hoàng cao thủ, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Xin vốt 9.10 Chương 653 Khủng bố thiên lôi Nguồn Mê truyện audio.com Nghe vậy, Giang Trần cũng hơi hơi nhíu mày, cục thế trước mắt đã rất rõ ràng, vô thường lão nhân cơ hội là nỏ mạnh hết đà, bên trong một cái đối thủ đều không có cách nào đối phó, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu tạm thời đều không có cách nào đối phó cường đại cấp 5 chiến hoàng, Giang Trần tình huống trước mắt cũng chỉ là có thể đối phó cấp 4 chiến hoàng, nếu là thi triển thánh cốt lời nói, có thể đối phó cấp 5 chiến hoàng. Bất quá, thánh cốt tiêu hao quá lớn, cho dù là Giang Trần cũng chỉ có thể với thi triển một lần, cho dù thánh cốt có thể xử lý bên trong một cái cấp năm chiến hoàng, còn lại hai cái cũng không có cách nào đối phó được, đến lúc đó chính mình bởi vì thánh cốt tiêu hao, ngược lại sẽ giảm xuống chiến lực. Xem ra, chỉ có một chiêu kia. Giang Trần hai mắt hơi hiếp lại, vô thường lão nhân là nhất định phải cứu, đối mặt ba cái cấp 5 chiến hoàng, cũng chỉ có một chiêu cuối cùng, cái kia chính là lôi kiếp, lợi dụng thiên kiếp lực lượng, cam đoan có thể đem ba cái kia cấp 5 chiến hoàng tươi sống đánh chết. Giang Trần tấn thăng chiến hoàng về sau, lôi kiếp còn không có buông xuống, Giang Trần bản thân là có thể khống chế lôi kiếp phủ xuống thời giờ ở giữa, bất quá thời gian này giới hạn tại nhất cấp chiến hoàng đến cấp 2 chiến hoàng ở giữa, nếu như hắn muốn tấn thăng cấp 2 chiến hoàng, lôi kiếp ngay lập tức sẽ buông xuống, cho nên Giang Trần lúc đầu còn đang do dự để lôi kiếp lúc nào buông xuống, dù sao lôi kiếp là một cái sát chiêu, nếu như trực tiếp tự buông xuống lời nói, có chút lãng phí, nhưng nếu như một mực không được buông xuống, chờ đến Tử Vong Sơn nội, chính mình khẳng định phải nghĩ biện pháp tấn cấp nếu như tại tử vong sơn ngươi độ kiếp lời nói, thiên kiếp quy lực rất có thể liền sẽ kích phát tử vong sơn đã yếu ớt cấm chế, đến lúc đó sẽ cho sở hữu tiến vào tử vong sơn người bên trong, mang đến vô pháp tưởng tượng tai nạn, thậm chí ngay cả chính mình cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Cho nên, gian Trần tự nhiên không thể đem thiên kiếp mang đến tử vong sơn nội qua, hôm nay gặp được loại tình huống này, chính dễ dàng độ kiếp, xử lý tiêu giao cung ba người, riêng là cái kia âu tâm lôi, ngày đó bởi vì chính mình đập vào đối phương, nếu như không phải vô thường lão nhân lời nói, Âu Tâm Lôi chỉ sợ cũng muốn ra tay với mình, Giang Trần thế nhưng là một cái thù rất dai người, chuyện này vẫn chưa quên. Bây giờ vô thường lão nhân bị tiêu giao cung vây khốn, Giang Trần cơ hồ không cần nghĩ, nhất định phải trợ giúp vô thường lão nhân. Cái chiêu gì, ngươi sẽ không cần vận dụng sư phụ ta lưu cho ngươi đạo phù kia đi. Hoa thượng sững sờ. Này làm sao có thể, quá lãng phí, ta một hội tử có diệu chiêu, bất quá các ngươi hai cái đều đừng đi ra ngoài, sau cùng cách ta càng xa càng tốt, tránh khỏi gặp vạ lây, đến lúc đó uy lực mạnh mẽ, ta à, có thể khống chế không nổi. Giang Trần nhắc nhở Hòa Thượng cùng Đại Hoàng Cẩu, Hòa Thượng còn tại mê hoặc, Đại Hoàng Cẩu lại xoát một chút hướng về nơi xa bay đi, rất rõ ràng, Đại Hoàng Cẩu đã nghĩ đến Giang Trần chiêu số, đối với Đại Hoàng Cẩu tới nói, cái này cũng không khó đoán, Giang Trần tại tấn thăng chiến linh cảnh cùng chiến vương thời điểm, đều buông xuống thiên kiếp, tấn thăng chiến hoàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hòa Thượng mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng gặp Đại Hoàng Cẩu đều trượt, hắn cũng liền bận bịu đuổi theo, tránh khỏi lưu lại ăn thiệt thòi. Trong chiến trường, vô thường lão nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn nhìn xem chung quanh trận doanh đột nhiên cười lên ha hả ha. ha ha không nghĩ tới ta vô thường lão nhân hôm nay hội hao tổn ở chỗ này âu tâm lôi đồng thủ đi chờ lão tử biến thành lợi quỷ về sau trở lại tìm ngươi hừ vô thường lão nhân ngươi chỉ sợ liền biến thành quỷ thời cơ đều không có lão phu hiện tại liền để ngươi thân tử đạo tiêu âu tâm lôi lạnh hừ một tiếng nghĩ đến muốn đem cái này lão đối đầu cho diệt trừ tâm lý thống khổ tựu không được đánh vừa ra tới, hắn sát khí chấn động, làm bộ tự hướng về vô thường lão nhân đánh tới. ba cái lão bất tử khi dễ một cái, thật sự là không xấu hổ a. À. ngay vào lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm từ đằng xa vang lên. người nào? tiêu giao cung tam đại trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng, không hẹn mà cùng quay người nhìn lại, vô thường lão nhân cũng nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy một cái diện dung tuấn tú thanh niên mặc áo lam chấp tay đi tới, khí định thần nhàn, giống như nhàn nhã tản bộ một dàn mang trên mặt ấm áp nụ cười. Là ngươi. Âu Tâm Lôi lần đầu tiên tự nhận ra người, nhìn không được giật mình không thôi, hắn giật mình nguyên nhân trừ là Giang Trần đột nhiên xuất hiện bên ngoài, càng giật mình Giang Trần vì sao dám xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ đối phương là cái ngu ngốc, nhìn không ra tình thế à, lúc này đi tới, này không phải mình muốn chết sao. Bất quá Âu Tâm Lôi cùng vô thường lão nhân đều nhìn ra Giang Trần giờ phút này tu vi, trong lòng càng thêm giật mình, nhất cấp chiến hoàng trong mắt bọn hắn tính không được cái gì, nhưng khi đó tại Lương Châu thời điểm, Giang Trần rõ ràng mới là một cái cấp 4 chiến vương, vừa mới qua đi bao lâu, liền trực tiếp đạt tới chiến hoàng, dạng này tấn cấp tốc độ, chỉ có dùng kinh hải thế tục để hình dung. Lão đầu, trí nhớ cũng không tệ lắm nha, còn nhận ra lão tử ta, các ngươi tiêu giao cung liền sẽ làm những này không cần mặt mũi hoạt động, ba cái đánh một cái, tính toán cái chim bản sự. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra. Chỗ nào xuất hiện giả tiểu tử, cũng dám ở tại chúng ta trước mặt dương oai, không muốn sống à. Tiêu giao cung bên trong một trưởng lão trong nháy mắt tự giận, bọn họ là nhân vật bậc nào, cho dù tại tiêu giao cung bên trong, này cũng là có thân phận tôn quý, hôm nay lại bị một tên mau đầu tiểu tử tại trong lời nói nhục nhã, như thế nào nhận được. Giang công tử, ngươi đi mau, không cần để ý lão phu, nói cho thiếu chủ, vì lão phu báo thù. Vô thường lão nhân đối Giang Trần lớn tiếng nói, trên mặt toát ra vội vàng chi sắc, hắn thấy, Giang Trần lúc này lựa chọn đi ra, người trẻ tuổi thật sự là quá manh động, nhất cấp chiến hoàng tu vi đi tới, đây không phải là không không chịu chết à, nhưng Giang Trần có thể đứng ra, vô thường lão nhân trong lòng vẫn là rất lợi hại cảm kích, bất kể nói thế nào, thiếu chủ người bạn này, là cái có tình có nghĩa người. Muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, đã đến, cũng đừng đi. Âu tâm lôi sát cơ tất hiện, lợi dụng thần niệm truyền âm đem Giang Trần thân phận nói cho mặt khác hai cái trưởng lão, này hai cái trưởng lão sắc mặt cũng phải biến đổi, đối Giang Trần sinh ra sát ý, Giang Trần trưởng thành quá nhanh, nếu như không được sớm làm việc trừ lời nói, sớm muộn cũng sẽ thành họa lớn. Dạng này thiên tài, nếu như không thể nạp cho mình dùng, liền muốn sớm làm diệt trừ nhưng hiện tại xem ra giang trần cùng ma giáo cấu kết muốn nạp cho mình dùng đã không có khả năng vậy liền chỉ có đem diệt trừ lão tử đến không có ý định muốn đi các ngươi muốn giết ta chỉ sợ căn bản làm không được ngược lại là ba người các ngươi nếu như bây giờ tự lựa chọn đào tẩu lời nói còn có một đường sinh cơ không phải vậy lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ giang trần giả vờ giả việc thả ra ngoan thoại bất quá cái này ngoan thoại chẳng những không có hồ sợ đối phương ngược lại để âu tâm lôi ba người cười lên ha hả bọn họ giống như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất trò cười, một cái nhất cấp chiến hoàng, tuyên bố muốn tiêu diệt bọn họ, đây không phải trò cười là cái gì. Hừ, đã các ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giang Trần lạnh hừ một tiếng. Ha ha, tiểu tử, ngươi đừng nói mạnh miệng, ngươi cũng không khách khí một cái cho chúng ta nhìn xem a. À. Âu tâm lôi cười to không thôi, cảm thấy Giang Trần thực sự rất đáng yêu, bất quá sau một khắc, hắn tựu sẽ không như thế cảm thấy, ngược lại cho là mình nhận biết là cỡ nào ngu xuẩn. Âm âm một cổ khí lãng từ gian trần thể nội bắn ra mà ra tại cổ này khí lãng trùng kích vào nguyên bản phong khinh vân đạm trên không trong lúc đó lôi đình đại tác phẩm kình phong gào thét giống như ngày tận thế một dạng lôi đình đến quá nhanh chỉ là trong nháy mắt công phu trên không biến xuất hiện vô cùng vô tận ám vân khủng bố uy áp từ trong tầng mây rơi xuống làm người ta kinh ngạc run sợ bao quát vô thường lão nhân ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều kịch biến tiêu giao cung ba người lúc này cũng cũng không cười nổi nữa thân là cấp năm chiến hoàng bọn họ không có khả năng nhìn không ra đây là có chuyện gì là thiên kiếp, mẹ, tiểu tử này vậy mà lấy ra thiên kiếp đến, nãy nãy, đây là một cái quái vật. Tiêu giao cung trưởng lão rốt cục trở mặt. Lão tử quên, hắn ban đầu ở lương châu tấn thăng chiến vương thời điểm, giống như tự dẫn phát qua thiên kiếp, chúng ta nhanh lên rời đi, không phải vậy lời nói, sẽ tao ngộ và lây. Âu tâm lôi lớn tiếng nói, đến lúc này, đã không để ý tới đánh giết vô thường lão nhân, đối mặt trong truyền thuyết thiên kiếp, cho dù bọn họ là cấp 5 chiến hoàng cũng không có cơ bản nhất bình tĩnh, tu vi càng cao người, nhìn trời cướp hiểu biết cũng liền nhiều một ít, hiểu biết càng nhiều, càng là biết thiên cấp khủng bố. Nương, thiếu chủ bằng hữu quả nhiên là một cái đại yêu nghiệt a, à, vậy mà có thể dẫn phát thiên kiếp. Vô thường lão nhân cũng là cực kỳ chấn kinh, nhưng càng nhiều là kinh hỉ. Hắn vốn cho rằng gian trần rất quá là hấp tấp, nhất cấp chiến hoàng tu vi liền chạy ra khỏi đi tìm cái chết. Hiện tại xem ra, gian trần là có nhất định bài. Gian trần ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên không, hắc ám tầng mây chỗ, có chín đầu màu đỏ sẫm lôi điện. Nhìn thấy loại tình huống này, gian trần khóe miệng nhìn không được tràn ra một nụ cười khổ cử chuyển đại kiếp đối mặt kinh khủng như vậy kiếp nạn mặc cho ai cũng phải cười khổ cũng chính là gian trần tu luyện hóa long quyết mới có thể chống cự cái này loại này cấp bậc kiếp nạn bất quá đối mặt cái này cử chuyển đại kiếp gian trần trong lòng vẫn là có một vẻ vui mừng dạng này lôi kiếp có thể đem thân thể của mình lần nữa thối luyện lật một cái kích phát ra tiềm ẩn tiềm lực chỉ cần hắn có thể độ an toàn qua kiếp nạn này có thể trùng kích đến cấp hai chiến hoàn cảnh giới đây là gian trần hy vọng nhìn thấy không cần trì hoãn chạy mau rời đi nơi này chúng ta ngay tại cách đó không xa nhìn lấy, kinh khủng như vậy thiên kiếp, tiểu tử này khẳng định vô pháp chánh thức vượt qua, cho dù đi qua, bản thân cũng phải lâm vào cực lớn hư nhược kỳ, đến lúc đó chúng ta xuất thủ, nhẹ nhõm xử lý hắn. Âu Tâm lôi lớn tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe bầu trời một đạo sấm sét đột nhiên hạ xuống tới, này một tia chớp vô cùng tráng kiện, giống như một con cự mãn một dạng, mang theo nồng đầm thiên uy, hướng về gian trần bổ nhào mà đến. Mà liền tại thiên lôi hạ xuống trong nháy mắt, Giang Trần cũng động, hắn bất động như núi, động như Jaguar, có không gian động phối hợp, Giang Trần tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, liền đuổi kịp bên trong một cái cách mình gần nhất tiêu giao cung trưởng lão. Lão gia hỏa, để ngươi chạy ngươi không chạy, nếm thử lôi kiếp tư vị đi. Giang Trần lạnh lùng nói ra, lão giả kia sắc mặt kịch biến, nhưng bây giờ muốn chạy đã muộn, thiên kiếp đã cảm nhận được hắn khí tức, quanh lại một lần nữa buông xuống một đạo lôi quang, đó là thuộc về trưởng lão này chính mình kiếp nạn, vào đầu tự bổ xuống. Xin vốt 9.10 chương 654. Luyện thêm cửu dương lôi long đan. Nguồn. Mê truyện audio com Âm âm. a à, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, này cấp năm chiến hoàng trưởng lão trong nháy mắt liền bị lôi đình bao phủ lại, đối với không có chút nào độ kiếp kinh nghiệm hắn tới nói, dạng này công kích tuyệt đối là hủy diệt tính, thiên kiếp quy lực là căn cứ độ kiếp người thực lực mà định ra, cái này tiêu giao cung trưởng lão dẫn phát thiên kiếp, quy lực muốn sao gian trần không biết lợi hại bao nhiêu. Một cái cấp năm chiến hoàng cấp bậc trưởng lão, trực tiếp bị oanh đánh thành thang tại chỗ chết thảm thi thể từ trên không rơi xuống nhìn thấy loại tình huống này âu tâm lôi cùng một cái khác tiêu dao cung trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt vô cùng trắng bệch đứng lên không có nửa điểm huyết sắc loại kia kinh dị không cách nào che giấu một cái cấp năm chiến hoàng cứ như vậy bị sống sờ sờ đánh chết mà chánh thức để bọn hắn phiền muộn là tiêu dao cung trưởng lão kia cơ hồ là cùng giang trần đồng thời buông xuống thiên lôi cấp năm chiến hoàng bị tại chỗ đánh chết lại nhìn giang trần lôi điện tiến vào trong cơ thể hắn giống như bị hắn hoàn toàn ăn hết một dạng chẳng những không có bán một ít chuyện, ngược lại biến sinh long hoạt khổ đứng lên. đây quả thực không thể chịu đựng a, à, loại này khác biệt không khỏi cũng quá lớn hơn một chút. vô thường lão nhân càng là chấn kinh há to mồm, sững sờ tại nguyên chỗ, bị hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người, cho dù lấy tâm hắn tính, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này tràn diện, hắn suy nghĩ vẫn như cũ đắm chìm trong vừa rồi này khủng bố lôi điện nhất kích phía trên. ngẩn người làm gì, chờ chết à? Giang Trần Thanh âm giống như lôi âm một dạng rơi vào vô thường lão nhân trong tai, đem biết tai đoá ông ông tác hưởng, nhưng cũng trước tiên từ chấn kinh ở trong kịp phản ứng, không nói hai lời, lúc này có cẳng liền chạy, hắn há có thể không hiểu Giang Trần lời nói, chính mình tiếp tục đợi nơi này, ảnh hưởng nghiêm trọng Giang Trần thi triển, không ai có thể tránh thức khống chế thiên lôi, liền xem như Giang Trần cũng làm không được, hắn chỉ có thể lợi dụng chính mình ưu thế đem thiên lôi dẫn. Tới một chỗ nào đó, nhưng theo phía sau lôi kiếp ngày càng mạnh mẽ, phạm vi bao trùm cũng liền càng lúc càng rộng vô thường lão nhân tiếp tục lưu lại nơi này, không đơn giản ảnh hưởng gian trần đối phó Âu Tâm lôi bọn họ, còn có thể bởi vì thiên kiếp quy lực quá mạnh để cho mình gặp vạ lây. Đến lúc này, vô thường lão nhân đã cũng không tiếp tục lo lắng gian trần, lợi dụng thiên kiếp giết người, đây là hắn lần đầu tiên gặp, nhưng tuyệt đối rung động, có thể tưởng tượng, tiêu giao cung này hai tên gia hỏa, nếu là chạy chậm một chút, cũng sẽ trực tiếp xong đời. Âm âm. Thiên khung chấn động, vạn vân áp đỉnh, lại là một tiếng vang lên ầm ầm, ngay sau đó, một đạo giống như trường long một dạng đỏ như máu lôi quang ngưng tụ ra. Thấy thế, Âu Tâm lôi sắc mặt lại một lần nữa đại biến, nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này hô to một tiếng. Chạy mau. Nhất định phải chạy mau, nếu không chạy hết thảy cũng không kịp, đến lúc này, bọn họ chỉ có thể theo dựa vào chính mình cấp 5 chiến hoàng tốc độ kinh khủng trước tiên rời xa cái này một mảnh địa vực. Muốn chạy, muộn. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, cấp 5 chiến hoàng tốc độ rất nhanh, nhưng hắn không gian động càng nhanh, cơ hội trong chớp mắt công phu, liền đuổi kịp Âu Tâm Lôi, đạo thứ hai lôi quang hạ xuống tới, Âu Tâm Lôi hô to một tiếng, trong nháy mắt bị lôi quang bao phủ lại, hoàn toàn bước trước đó trưởng lão kia theo gót, lại là một cái cấp 5 chiến hoàng, chết thảm tại gian trần trong tay. Mà gian Trần tiếp nhận đạo thứ hai lôi quan về sau, vẫn như cũ giống như người không việc gì một dạng, sinh long hoạt hổ, lấy hắn tình huống bây giờ, hoàn toàn mạnh mẽ chống đỡ phía trước sáu lực thiên kiếp không có vấn đề chút nào, sau cùng ba đạo, mới so sánh gian nan. Gặp hai người đồng bạn đều bị lôi quan giết chết, một cái khác cấp 5 chiến hoàng vong hồn đều nhanh muốn bị hoảng sợ đi ra, hắn đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong chớp mắt chui vào trong hư không, đối với người này đào tẩu, gian trần cũng không có truy kích. Không phải hắn không muốn đuổi theo, mà chính là đuổi không kịp, cấp 5 chiến hoàng muốn chạy trốn, vẫn là rất dễ dàng, đạt tới cấp bậc này, đối không gian chi lực trưởng khống đã không bình thường lợi hại, gian trần nếu như nhất tâm muốn truy sát lời nói, cũng không phải là không thể đem thứ đó lưu lại đến, nhưng hắn cũng không thể đỉnh lấy thiên kiếp tiến hành trường cử cách truy kích, lời như vậy, rất có thể cho hắn địa vực mang đến một tràng tai nạn. Mà lại, Giang Trần hiện tại độ thế nhưng là cửu chuyển đại kiếp, bản thân hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, hắn đến lưu sức mạnh đến chống cự còn lại thất đạo khủng bố thiên kiếp, về phần này tiêu giao cung trưởng lão, chạy liền chạy, sau này nếu là gặp được, như cũ giết hắn. Giang Trần có nắm chắc lần này vượt qua cửu chuyển đại kiếp về sau, liền trực tiếp tấn thăng cấp hai chiến hoàng, đến lúc đó diệt sát cấp 5 chiến hoàng, căn bản không khó khăn. Âm. Lôi âm cuồn cuộn, đạo thiên kiếp thứ ba lại một lần nữa ngưng tụ ma thành, như lòng lôi quan chiếu nghiêng xuống, đối gian trần vào đầu tự chặt chém xuống tới, dạng này tràn cảnh nhìn nơi xa hòa thượng cùng đại hoàng cẩu, còn có vô thường lão nhân đều nhìn hải hùng khiếp vía, nhưng gian trần trên mặt hoàn toàn nhìn không ra khẩn trương chút nào chi sắc, giống như độ kiếp cũng là một kiện cực nhẹ tung tùy ý sự tình một dạng. Không đơn giản như thế, dưới loại tình huống này, gian trần còn tế ra bản thân chiến binh, hào quang rực rỡ thiên thánh kiếm tắm rửa tại lôi quan ở trong vừa đi vừa về du đảng, lộ ra càng thêm thần dị giang trần kiếp trước thiên thánh kiếm đã có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất thánh binh nhưng thiên thánh kiếm mãi cho đến sau cùng đều không có đi qua lôi đình tẩy lễ lần này giang trần muốn làm tuyệt đối không đơn thuận là đem thiên thánh kiếm khôi phục lại kiếp trước điên phong trạng thái hắn muốn để cho mình bản mệnh chiến binh theo chính mình cùng một chỗ trưởng thành cùng một chỗ tiếp nhận lôi đình sắc bén khiến cho trường kiếm thay đổi thêm ngưng thực càng khủng bố hơn quả nhiên đạo thứ ba lôi quan kết thúc về sau gian Trần vẫn như cũ sừng sững tại giữa không trung đứng tại lôi vân phía dưới hoàn toàn giống như là người không việc gì một dạng một màn này nhìn vô thường lão nhân các loại chú trọng đều hoàn toàn không nói gì gặp qua biến thái chưa từng thấy qua như thế biến thái thiếu chủ bằng hữu này không khỏi quá phận một chút mặc cho lôi định tàn phá bừa bãi lại nhiên bất động như núi hoàn hảo không chút tổn hại cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng truyền thuyết cửu cấp tiểu thánh đang trùng kích đại thánh thời điểm hội dẫn phát thánh kiếp, nhưng mỗi một người độ kiếp thánh người không có chỗ nào mà không phải là cẩn thận từng ly từng tí, từ kiếp nạn bắt đầu đến kết thúc, cái kia chính là cửu tử nhất sinh a, à, thậm chí có không ít. Thánh nhân chết tại thiên kiếp dưới, nhưng chưa từng thấy qua bình tĩnh như thế độ kiếp, quả nhiên là cái yêu nghiệt. Vô thường lão nhân thổn thức không thôi, gian trần cái này dị loại thật là để hắn không nói gì, loại này độ kiếp phương thức trước đây chưa từng gặp, đương nhiên, vô thường lão nhân cũng biết, trên cái thế giới này có một số sự vật có ít người là không thể đủ lẽ thường đến ước đoán, Giang Trần có thể như thế nhẹ nhõm độ kiếp, liền giống với hắn có thể tại cấp bậc này tự dẫn phát thiên kiếp một dạng, là một cái kỳ tích. Một cái có thể sáng tạo ra kỳ tích người tới, vĩnh còn lâu mới có thể dùng bình thường nhãn quan đến đối đãi cái này chết biến thái. Hoa thượng thầm nói, đây là hắn lần đầu tiên tận mắt thấy Giang Trần độ kiếp, cũng là cực kỳ chấn kinh. Hắn trên miệng tuy nhiên nói như thế, nhưng từ hắn ánh mắt còn có thể nhìn ra một vẻ lo âu, hắn có thể cảm nhận được gian trần lần này kiếp nạn là vô cùng khủng bố thiên kiếp quy lực càng là đến phía sau thì càng khủng bố gian trần bây giờ còn có thể khí định thần nhàn nhưng đến phía sau tự không nhất định âm âm đạo thứ tư lôi quan cũng ngưng tụ ra quy lực so tiền tam đạo khủng bố hơn nhiều cả khoảng không đều là lít nha lít nhít lôi quan, xen lẫn thành một mảnh tri chu võng giống như từng đầu linh xà là nhúc nhích rất là dọa người trên người của ta dược tài cùng cửu dương thánh thủy còn có thể luyện chế ra sáu viên cửu dương lôi long đan vừa vặn mượn nhờ cơ hội này nhất cử luyện chế ra tới. Giang Trần trong mắt lấp lóe laser cửu dương lôi long đang dạng này đang dược, lại nhiều đều chê ít, lần trước luyện chế ra đến cửu dương lôi long đan Giang Trần trên thân còn có hai khỏa, lần này nếu là lại luyện chế ra đến 6 viên, cái kia chính là 8 khỏa nhiều, sau này khẳng định có đại dụng, cho dù chính mình không được lấy ra làm giao dịch, cũng có thể cho mình người đến phục dụng. Hàng diễn cùng năm cung vấn thiên còn có vũ ngưng trúc bọn họ đều không có đạt được cửu dương lôi long đan. Đây, liền tả Linh Nhi hiện tại cũng không có trong thiên hạ có thể luyện chế cửu dương lôi long đang người chỉ sợ cũng tự giang trần một cái thật sự là luyện chế đang dược này điều kiện quá mức hà khắc cho dù là một cái thánh cấp luyện đan sư cũng vô pháp luyện chế ra tới mà lại giang trần lần này luyện đan thời gian hữu hạn hắn nhất định phải tại đạo thiên kiếp thứ bảy buông xuống trước đó đem sở hữu cửu dương lôi long đang luyện chế ra đến sau đó toàn thân tâm chống cự phía sau ba đạo lôi kiếp cửu chuyển đại kiếp sau cùng ba đạo mới là kinh khủng nhất cho dù giang trần rất lợi hại tự tin cũng không dám tồn tại nửa phần lãnh đạm, nhất định phải phải ứng phó cẩn thận. Hô hô. Lôi đình phía dưới, chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa bị Giang Trần đánh ra đến, trước người trực tiếp hóa thành một cái biển lửa, sau đó, từng cây linh dược bị hắn lấy ra, trực tiếp ném tới trong biển lửa. Hắn đang làm gì? Hoa thượng sững sờ. Trời ạ, à, hắn tại luyện đan, gia hỏa này vậy mà tại độ kiếp thời điểm luyện đan, ta nhất định là hoa mắt. Vô thường lão nhân lấy tay vỗ vỗ trán, hắn đã nhìn ra, Giang Trần tại luyện đan, cái này nếu là truyền đi, không biết hội chấn kinh bao nhiêu cái cầm, đại ca, đây chính là tại độ kiếp A, ngươi cho rằng đây là luyện đan phòng A, toàn tâm toàn ý độ kiếp còn sợ qua không được đây, ngươi còn có tâm tư luyện đan, ngẫm lại cũng thật sự là say. Ta biết, hắn tại luyện chế cửu dương lôi long đan, ta rốt cuộc biết trong tay hắn vì sao có loại đan dược này, nguyên lai là chính hắn luyện chế, quá bất hợp lý cái này, gia hỏa này là trên cái thế giới này một cái duy nhất có thể luyện chế ra cửu dương lôi long đan người, yêu nghiệt. Hòa thượng kịp phản ứng, ban đầu ở Tây Vực thời điểm, Giang Trần cho hắn còn có nhiễm phong đại sư mỗi người một khỏa cửu dương lôi long đan, hiện tại xem ra, cái này khủng bố đang dược, lại là Giang Trần từ tự luyện chế đi ra, thật sự là quá kinh khủng, cho dù hắn không phải một cái luyện đan sư, cũng biết muốn luyện chế cửu dương lôi long đan trình độ khó khăn. Giang Trần mắt sáng như đuốc, thủ trưởng không ngừng tung bay, đánh ra từng đạo từng đạo pháp ấn, luyện đan đối với hắn mà nói thực sự thời gian vô cùng đơn giản sự tình, cho dù tại lôi đình phía dưới cũng giống như vậy, thủ pháp thực sự rất thành thạo. Âm âm làm đạo thứ sáu lôi quan hàng lâm xuống về sau, gian trần trong tay, đã thêm sáu viên kim quan rực rỡ đang dược, tại trong biển lửa thượng hạ nhảy lên. Âm âm. Đạo thiên kiếp thứ bảy rốt cục muốn buông xuống, gian trần sắc mặt cũng rốt cục toát ra một tiên ngưng trọng, hắn cầm trong tay đang dược như thiểm điện thu lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, hắn rõ ràng cảm nhận được, đến từ tầng mây thiên uy, càng khủng bố hơn. Xin vốt 9.10. Chương 655. Để cửu chuyển. Nguồn. Mê truyện audio.com Giang Trần ngẩng đầu nhìn trên không ngưng tụ thành hình lôi điện, màu sắc như máu, rất nhanh, điện quang trực tiếp biến thành một đạo lôi long, vô cùng hung ác lôi long, con ngươi không mang theo nửa điểm tình cảm, đó là thiên uy, nồng đậm thiên uy, giờ khắc này, lôi long đại biểu là thiên phạt, trừng phạt hết thảy nghịch thiên tồn tại. Lôi long con ngươi khóa chặt Giang Trần, giống như có linh tính một dạng, đơn giản cũng là một đầu chánh thức long, đây là đạo thiên kiếp thứ bảy, uy lực xa không phải phí trước bảy lực thiên kiếp có thể so sánh. Nơi xa, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu còn có vô thường lão nhân sắc mặt đều lần nửa biến, bọn họ có thể cảm nhận được, cái này đạo thiên kiếp thứ bảy, quy lực ít nhất là đạo thứ sáu gấp 10 lần. Giang trần thần sắc bất biến, dù vậy mạnh đại thiên kiếp, vẫn như cũ không thể để hắn khuất phục, tu luyện hóa long quyết, nhất định phải có loại này đại nghị lực, khí phách thật lớn, có không sợ trời không sợ đất dũng khí, đây hết thảy, đều tại giang trần thân thể bên trên biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tới đi. Giang Trần dùng tay chỉ huyết sắc lôi long, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thanh thế mạnh mẽ, hắn toàn thân long tơ đều mở ra, hóa long quyết vận chuyển tới cực hạn, theo hóa long quyết vận chuyển, thiên thánh kiếm chuyển động cũng càng ngày càng kịch liệt. Đối mặt cái này đạo thiên kiếp thứ bảy, gian trần vậy mà lựa chọn từ bỏ sở hữu phòng ngự, muốn lấy thân thể máu thịt, đối cứng thiên kiếp. Hắn muốn làm gì, cái này đạo thiên kiếp thứ bảy so với phía trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu, hắn vậy mà không có chút nào phản kháng. Vô thường lão nhân sắc mặt đại biến, hắn không biết gian trần vì sao muốn làm như vậy, nhưng hắn lại biết, cái này thực sự rất hung hiểm hắn đây là muốn dùng thân thể máu thịt đối kháng thiên kiếp, lợi dụng lôi điện thối luyện chính mình thân thể hấp thu bên trong lôi điện chi lực đem thân thể thối luyện đến một cái cực kỳ khủng bố trạng thái từ đó kích phát chính mình tiềm năng trùng kích cảnh giới cao hơn đại hoàng cẩu nói ra gia hỏa này lá gan quá lớn hòa thượng tháng một tiếng hắn cũng coi là rất lợi hại hiểu biết giang trần một người dùng thân thể máu thịt đối kháng thiên kiếp, kinh thiên động địa như vậy cách làm trừ hắn giang trần rốt cuộc tìm không ra người thứ hai có thể qua làm đến tự hồ cảm nhận được giang trần khiêu khích huyết sắc lôi long cũng giận phát ra kinh thiên động địa nổ hống kéo lấy thật dài thân thể từ trên xuống dưới hướng về gian trần tự công kích đến tới âm âm hư không trực tiếp bị mất đi lôi long vỡ ra biến thành một mảnh huyết sắc lôi hải khắp nơi đều là nồng đầm điện quang đem gian trần một mực cho vây ở bên trong vô thường lão nhân cho dù là cấp năm chiến hoàng tu vi giờ phút này cũng không cách nào thấy rõ ràng trong lôi hải tình huống hai người một chó trên mặt đều hiện lên ra vẻ lo lắng loại tình huống này dù sao không phải đùa giỡn độ kiếp hơi không cẩn thận tự có nguy hiểm tính mạng. Lôi hải oanh minh, một mực tiếp tục một phút đồng hồ thời gian mới tiêu tán, Giang Trần thân ảnh cũng hiển lộ ra, giờ phút này Giang Trần, bộ dáng đã có chút chật vật, quần áo trên người rách rưới tốt mấy nơi, trên đầu sợi tóc cũng loạn, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi, khí tức cũng có chút không khoái. Thấy thế, vô thường lão nhân các loại hãy còn có đại hoàng cẩu cũng nhìn không được buông lỏng một hơi, âm thầm đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, lấy thân thể thân thế đối kháng thiên kiếp, có thể đạt tới trình độ như thế này, đã không thể vẹn vẹn dùng khủng bố để hình dung tâm âm. Nhưng là không kịp mừng rỡ, đạo thiên kiếp thứ 8 trong nháy mắt hình thành, lại là một đầu lôi long xuất hiện, trọn vẹn so đạo thứ bảy tráng kiện hơn hai lần. Vô thường lão nhân chỉ cảm thấy mình hô hấp đều có chút khó khăn, uy áp quá mạnh, cái này đạo thứ 8 thiên uy, nếu để cho chính mình đặt mình vào bên trong lời nói, trực tiếp liền bị oanh sát thành cặn bã, không biết gian trận như thế nào chống cự. Mà càng để cho người lo lắng, không đơn thuần là cái này đạo thứ 8, mà chính là phía sau đạo thứ 9, cũng là cường đại nhất một đạo. Giang Trần con ngươi đã biến thành đỏ như máu, hắn một tay nắm lấy Thiên Thánh kiếm, kiếm rít trùng thiên, cả thanh kiếm đều biến thành một con rồng, chỉ hướng trên không lôi long. Giờ khắc này, Giang Trần hai tay đều che kín long lân, bên ngoài thân bên ngoài cũng có thật nhiều địa phương xuất hiện long lân, loại này thân thể đã đạt đến cực hạn. Giang Trần chiến ý vô song, không sai, hắn muốn chiến thiên, muốn hướng thiên khiêu chiến, cho dù là thiên kiếp cũng không thể để hắn sinh ra mảy may e ngại, đây không phải hắn lần đầu tiên chiến thiên, kiếp trước hắn đã triển khai thương khung, không sợ hãi chút nào hống. Cảm nhận được Giang Trần khiêu khích, này Lôi Long cũng thay đổi bạo ngược đứng lên, Lôi Long là thiên phạt hóa thân, đại biểu là thiên uy, thiên uy tuyệt độ không cho phép khinh nhận, không cho phép bất luận cái gì nghịch thiên tồn tại càng rỡ, thiên uy buông xuống, tự muốn tiêu diệt hết thảy. Tới đi, nhất chiến. Giang Trần hét to, tay hắn cầm thiên thánh kiếm, nhân kiếm hợp nhất, vậy mà dẫn đầu hướng về Lôi Long công kích mà đi. Lôi Long càng thêm bạo ngược, rốt cục chiếu nghiêng xuống, mở ra miệng lớn, muốn đem Giang Trần cùng Thiên Thánh kiếm nhất khởi nuốt hết mất, âm âm. Lại là kinh thiên động địa oanh minh, phía dưới hoang nguyên đều bị phá hủy không còn hình dáng, khắp nơi đều là hố sâu cùng khói đặc, lần này, lôi hải khoảng chừng phương viên hơn 10 dặm phạm vi, bên trong lốc bóp tiếng vang không ngừng, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu còn có vô thường lão nhân đều ngừng thở, bọn họ trừng to mắt nhìn lấy trung tâm biển sấm sét, nhưng bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có thể là làm như vậy nhìn lấy, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, liền ở trung tâm cũng không. Dám đặt chân nửa phần. Phanh. Một cái vật nặng từ trong lôi hải đến rơi xuống, Trùng điệp rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu đến, này đến rơi xuống vật nặng, chính là Giang Trần. Không tốt. Vô Thường lão nhân kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được Giang Trần giờ phút này trạng thái, có thể nói là vô cùng hỏng bét, toàn thân trên dưới đều đang chảy máu, đạo thiên kiếp thứ 8 quá kinh khủng. Không biết tiểu Trần tử thế nào. Hoa Thường cũng là vô cùng lo lắng. Khục khục. Chấn động ho khan, Giang Trần chậm rãi từ trong hố sâu leo ra, giờ phút này hắn, hình tượng hoàn toàn không, đỉnh đầu đều tại khói đen bốc lên khuôn mặt nhanh muốn biến thành than cốc, trên thân phục sức thất linh bát lạc, quả nhiên là chật vật tới cực điểm. Bất quá, Giang Trần vẫn là đứng lên, hoàn toàn như trước đây đứng vững, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, ngẩng đầu nhìn Lôi Vân Thượng này sau cùng nhất lượt thiên kiếp, đưa ngón tay giữa ra, hướng xuống. Âm âm. Đạo thiên kiếp thứ 9 rốt cục muốn buông xuống, đây là cửu chuyển đại kiếp bên trong kinh khủng nhất nhất kích, quy lực là phía trước 8 lượt thiên kiếp quy lực tổng cộng. Lão Thiên, còn lại sau cùng nhất lực thiên kiếp, đó là kinh khủng nhất một đạo, không biết Giang Trần có thể hay không chịu đựng được a. À? Vô thường lão nhân sắc mặt khó coi, hôm nay Giang Trần là vì cứu mình mới ra tay, hắn có thể cảm nhận được là Giang Trần phóng xuất ra khí tức về sau, mới buông xuống lôi kiếp, nói cách khác, nếu như Giang Trần không được cứu mình, thiên kiếp còn có thể không cần buông xuống, Giang Trần còn sẽ có càng thêm thời gian chuẩn bị. Cho nên, nếu như Giang Trần hôm nay có cái gì ngoại ý muốn lời nói, vô thường lão nhân đừng nói không có cách nào cho thiếu chủ bàn giao, tự liền chính hắn cái này liên quan, đều căn bản không qua được tâm đi, hắn nhất định có thể chịu đựng được, gia hỏa này là đánh không chết. Đại hoàng Cẩu Lung lay trán kiện cái đuôi, tự tin vô cùng nói ra, hắn đi theo Giang Trần bên người dài nhất, đối Giang Trần cũng nhất là hiểu biết, từ khởi nguyên sơn mạch cùng nhau đi tới, không biết kinh lịch bao nhiêu sự tình, to to nhỏ nhỏ trận chiến không biết đánh bao nhiêu, cho dù là lại khó khốn cảnh, Giang Trần đều có thể yên ổn vượt qua. Giang Trần không nhìn bị thương thân thể, một lần nữa đứng lên, hắn thân thể nhảy lên, lại một lần nữa bay lên không trung, thiên thánh kiếm trong tay hắn tản mát ra vụ vụ tiếng kêu to truyền bá giang trần chiến ý ha ha tới đi giang trần cất tiếng cười to trường kiếm lần nữa chỉ hướng tầng mây chính lược thiên kiếp hắn đều không để trong lòng giang trần hiện tại máu trong cơ thể chuyển động cực nhanh thể nội tiềm ẩn tiềm lực đang không ngừng bị kích phát chỉ cần lần này vượt qua cửu chuyển đại kiếp trăm phần trăm có thể trùng kích cấp hai chiến hoàng giang trần biết mình hiện tại trạng thái hắn lấy ra một khỏa cửu dương lôi long đan cho nuốt mất lần thứ hai nuốt cửu dương lôi long đan hiệu quả đã không phải là quá tốt nhưng đối với hắn sau khi độ kiếp trạng thái, lại không bình thường có trợ giúp. Hống, Giang Trần mỗi một lần khiêu khích cũng có thể trở thành công đem lôi long cho chọc giận, cái này đạo thiên kiếp thứ 9, lôi long thân thể cũng không phải là rất dài, nhưng lại vô cùng ngưng thực, trên thân chỗ mang theo uy áp, trọng vẹn là trước kia tám lượt thiên kiếp tổng cộng thế mạnh hơn, chấn nhíp người linh hồn. Lôi long đầu tiên nhô ra một khỏa cự đầu to đến, băng lãnh con ngươi không có nửa điểm tình cảm, gắt gao nhìn chầm chầm Giang Trần. Sau một khắc, lôi long động, như là trước đó kiếp nạn một dạng, chiếu nghiêng xuống, hóa thành lôi hải, đem Giang Trần hoàn toàn vây khốn ở chính giữa. Nơi xa, Hoa thượng cùng vô Thường lão nhân tim cũng nhảy lên đến cuốn họng bên trên, đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thiên kiếp, hoàn toàn bị thiên kiếp khủng bố cho rung động, trừ rung động bên ngoài, trong lòng bọn họ càng thêm lo lắng là Giang Trần an nguy, đạo thiên kiếp thứ chín quá kinh khủng, thật không biết Giang Trần có thể hay không chống xuống tới. Lôi hải trọn vẹn tiếp tục 2 phút đồng hồ thời gian mới dừng lại, Giang Trần thân thể lại một lần nữa từ trên không ngã xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Cửu chuyển đại kiếp kết thúc, đệ cử chuyển uy lực để cho người ta kinh dị, mà theo đệ cử chuyển lôi kiếp kết thúc, trên không ám vân cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, cái này một mảng lớn hoang nguyên thật giống như kinh lịch một trận ngày tận thế một dạng, bị tàn phá không còn hình dáng. Ba đạo thân ảnh giống như mũi tên một dạng lao ra, bọn họ không có có tâm tư quan sát hoang nguyên tình huống, đi thẳng tới gian trần phụ cận. Giờ phút này gian trần, con mắt đóng chặt, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, cả người đều biến thành một cái huyết nhân, nhưng có thể cảm nhận được hắn khí tức còn không có đoạn tuyệt, chẳng qua là đã hôn mê càng để cho người giật mình là Giang Trần thương thế, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đây là Hóa Long Quyết tự mình chữa trị công năng. Sau so cái gì thần đang dịu dược đều khủng bố, càng vốn không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng Giang Trần bị thương thực sự quá nặng, mặc dù có Hóa Long Quyết tự mình chữa trị công năng, muốn tại cực đoan thời gian bên trong khôi phục lại cũng là không thực tế. Hắn bị thương quá nặng, mặc dù chỉ là đã hôn mê, nhưng cũng tiến vào trong mắt hư nhược kỳ, nơi này bởi vì thiên kiếp nguyên nhân lấy ra động tỉnh quá lớn chẳng mấy chốc sẽ có người tới, chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Vô thường lão nhân nói ra. Không sai, rời khỏi nơi này trước. Hòa thượng gật đầu, một thanh âm lấy gian trần, hai người một chó hóa thành ba đạo lưu quan, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Xin vốt 9.10. Chương 656 Đại hoàng trận pháp Nguồn Mê truyện audio.com ngay tại hòa thượng bọn họ vừa vừa rời đi không lâu sau đó, nơi này liền xuất hiện rất nhiều thân ảnh, không ít người trước đó tự nhìn đến đây động tĩnh, mênh mông như vậy lôi kiếp, muốn không được bị người phát hiện đều khó có khả năng, bất quá cũng chính bởi vì thiên kiếp mạnh mẽ, mới không có người chạy tới. Nhìn thấy đầy rẫy thương di hoang ban đầu, không ít người sắc mặt đều biến, rất nhiều người đều đoán được đây là có người tại độ kiếp, nhưng kinh khủng như vậy kiếp nạn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đều đang suy đoán đến tột cùng là người phương nào gây nên bên trong một người mặc hoàng bào lão giả sắc mặt nhất là khó coi, lão giả này chính là trước kia đào tẩu này tiêu giao cung trưởng lão, cấp năm chiến hoàng tu vi, hắn nhìn qua giống như bị ngày tận thế càng quét qua hoang nguyên, toàn thân đều có chút phát run, về phần âu tâm lôi cùng một cái khác trưởng lão thi thể, hiện tại nơi nào còn có thi thể, đã sớm tại thiên kiếp dưới biến thành hư vô. Kẻ này quá mạnh, tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng đem diệt trừ, không phải vậy lời nói, hậu hoạn vô cùng. Trưởng lão này vô cùng âm lãnh nói ra, làm là địch nhân, ai sẽ hy vọng chính mình địch nhân càng ngày càng cường đại, riêng là giống như gian trần dạng này yêu nghiệt, lưu lại tuyệt đối tai họa vô cùng, mà lại tốc độ phát triển quá nhanh, một khi để tránh thức trưởng thành, cái kia chính là tiêu giao cung ác mộng. Ngoài vạn dặm, một mảnh sơn cốc u tỉnh bên trong, sơn cốc bốn bề toàn núi, khắp nơi đều là âm lãnh ẩm ướt sơn động, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện, tùy tiện trai nhìn một chút địa hình, tự hướng về bên trong trong một cái sơn động chui vào. Sơn động mặc dù có chút ẩm ướt, nhưng coi như sạch sẽ, mà lại rất rộng rãi, càng trong sơn động ở giữa trưng bày một tảng đá xanh lớn, vừa vặn đem gian trần thả ở phía trên. Nhìn tiểu trần tử bộ dáng, chỉ sợ chưa được mấy ngày thời gian, là sẽ không khôi phục, chúng ta muốn chờ hắn khôi phục về sau, mới có thể ra qua. Hòa thượng mở miệng nói ra. Các ngươi đều là gian huynh đệ bằng hữu đi. Vô thường lão nhân nhìn về phía hòa thượng cùng đại hoàng cẩu, hắn mặc dù không có gặp qua cái này một người một chó, nhưng từ bọn họ đối gian trần thái độ đó có thể thấy được, bọn họ cùng Giang Trần quan hệ vô cùng không tầm thường, mà lại cái này đại hoàng cẩu hắn thực cũng không xa lạ gì, lúc trước thiếu chủ phái hắn đi ra thời điểm, đã đem bạn hắn đều nói một bên, Giang Trần đặc thù cũng là bên người đi theo một con chó, còn một người khác thân hình cao lớn, trong tay cầm xích nam tử, tên là Nam Cung Vấn Thiên, còn có một người mặc áo đen tuyệt đại phong hoa, đó là Vũ Ngưng Trúc. Đúng, huynh đệ sinh tử. Hoa thượng gật gật đầu. Ta là ma âm giáo vô thường lão nhân, Vô thường lão nhân đối hòa thượng cùng đại hoàng cẩu ông một cái quyền, hắn mặc dù là cấp năm chiến hoàng, mặc dù là tiền bối, nhưng ở hòa thượng cùng đại hoàng cẩu trước mặt lại hoàn toàn không có nửa điểm giá đỡ. Hôm nay chính mình cái mạng này, vậy cũng là người ta cấp cứu. Ta biết ngươi, lần trước ngươi tại lương châu trợ giúp tiểu trần tử thời điểm, cậu gia ta tự trong bóng tối nhìn lấy đây, ngươi lão nhân này còn là rất không tệ, không phải vậy lời nói, tiểu trần tử hôm nay cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm xuất thủ cứu ngươi. Đại hoàng cẩu vênh váo tự đắc nói ra. Vô thường lão nhân không nói gì, cúi đầu nhìn lấy nằm ở trên tảng đá lớn mặt không nhúc nhích, bộ dáng chật vật tới cực điểm gian trần, trong lòng tràn ngập cảm kích, ám đạo lúc trước tự mình ra tay cứu gian trần thật sự là làm chính xác nhất sự tình, không phải vậy lời nói, hôm nay chính mình tự xong đời. Yên tâm đi, không cần lo lắng, gia hỏa này sinh mệnh lực sau con dáng còn muốn ương ngạnh, cái này lực thiên kiếp lúc đầu cũng là không cách nào tránh khỏi, thiên kiếp về sau sẽ còn mang đến cho hắn rất tốt đẹp chỗ, nếu như ta đoán không sai, chờ hắn tỉnh lại, liền có thể trực tiếp xông vào cấp hai chiến hoàng. Hòa thượng vừa cười vừa nói, đối với Giang Trần sinh mệnh lực chi ương ngạnh, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua, ban đầu ở Lương Châu nhận thương thế gì trọng, đều không thể đòi mạng hắn, lần này càng không tính là gì. Bất quá nhìn Giang huynh đệ trong thời gian ngắn cũng sẽ không thức tỉnh, trước đó thả đi tiêu giao cung một trưởng lão, tiêu giao cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ có cao thủ đến nổi lên, chúng ta ẩn trốn ở chỗ này, cũng không gạt được chiến hoàng cao thủ cảm ứng, chỉ sợ cũng không phải trường cửu chi kế a, à, nhưng nếu là mang theo Giang huynh đệ đào vong, cũng không phải biện pháp, Vô thường lão nhân lo lắng nói. Đào vong, tại sao phải trốn, chúng ta ngay ở chỗ này, này đều không đi, các ngươi nhìn cậu gia thủ đoạn. Đại hoàng cậu nói xong, xoát một chút xong ra sơn động bên ngoài, chỉ gặp trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai cái chó móng tại hư không không ngừng phủi đi, đánh ra từng đạo từng đạo thần dị linh phù, rất nhanh ngưng kết ra một cái đại trận đến, đem trọn cái cửa sơn động đều cho phong bế. Làm xong những này, đại hoàng cậu một lần nữa trở lại trong sơn động, đối hòa thượng cùng vô thường lão nhân nói ra. Cậu gia ta bố trí trận pháp này, chỉ cần không phải tiểu thánh cấp bậc tự mình đến, tự căn bản phát hiện không được chúng ta. Đại hoàng cẩu tự tin vô cùng, bản thân hắn tinh thông trận nguyên thiên thư, tại trận pháp cùng cấm chế một đạo tạo nghệ, xa phi thường người có thể so sánh. Vô thường lão nhân trên mặt toát ra vẻ kinh hãi, hắn chậm rãi đi đến sơn động phụ cận, lấy hắn nhãn lực, vậy mà cũng căn bản là không có cách phát giác được trận pháp tồn tại, hắn không phải một cái hiểu trận pháp người, nhưng cũng được chứng kiến một chút lợi hại trận pháp, giống như đại hoàng cẩu như thế huyền ảo trận pháp, coi là thật là lần đầu tiên gặp, nếu như không phải hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy đại hoàng cẩu bố trận lời nói, căn bản không thể tin được trước mắt tồn tại một đạo. Trận pháp. Lợi hại. Vô thường lão nhân nhìn không được đối đại hoàng cẩu giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc, hắn nhìn một chút gian trần, ám đạo thiên tài quả nhiên là thiên tài, liền thân một bên theo một con chó đều như thế thần dị. Ta nhìn ngươi cũng nhận không nhẹ thương thế, thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tĩnh dưỡng một chút. Hòa thượng đối vô thường lão nhân nói ra, thân là người trong Phật môn, bản thân hắn đối với ma giáo không có hảo cảm gì, nhưng ma giáo là gian trần bằng hữu, vậy liền không giống nhau, mà lại hòa thượng cũng không phải loại kia bảo thủ không chịu thay đổi người, trời sinh tính phóng đảng không bị trói buộc, không lấy quy tắc đến xem người, trước mắt lão nhân này đã từng xuất thủ cứu qua gian trần, này chính là mình bằng hữu. Vô thường lão nhân gật gật đầu, hắn từ khí hải trong không gian lấy ra một khỏa thánh dược chữa thương, trực tiếp nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu chữa trị thương thế. Đại hoàng cẩu các loại chú trọng nhận cửa sơn động ra, đảm đương khởi hộ pháp. Giang Trần nằm ở nơi đó bất động, nhưng thể nội cũng đang không ngừng phát sinh cự đại biến hóa, lần này cửu chuyển đại kiếp mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt, đem hắn tìm ẩn tìm lực lại một lần nữa cho kích phát ra đến, Hóa Long quyết nói cho vận chuyển, thể nội chứa đựng lôi điện chi lực, còn đang không ngừng rèn luyện Giang Trần cốt cách cùng huyết nhục, liền mỗi một cái tế bào cơ bắp đều chiếm được rất tốt thối luyện, có thể tưởng tượng, Giang Trần lần này thức tỉnh về sau, thân thể càng là mạnh mẽ đến một cái trình độ kinh khủng, chờ tấn thăng cấp hai chiến hoàng về sau, vẹn vẹn lấy thân thể lực lượng liền có thể một quyền đấm chết cấp 4 chiến hoàng. Hóa Long Quyết bản thân cực kỳ khủng bố, có rất cường đại tu phục năng lực, cho nên tại lôi điện chi lực thối thể đồng thời, Hóa Long Quyết cũng không ngừng chữa trị gian trần thương thế, này bị kích phát ra đến tiềm lực, cũng sẽ tại thương thế hoàn toàn khôi phục thời điểm hoàn toàn bạo phát, đến lúc đó Tân Long Văn ngưng tụ, trực tiếp trùng kích cấp 2 chiến hoàng. Giang Trần hiện tại bộ dáng tuy nhiên nhìn vô cùng chật vật, thương thế cũng rất nặng, nhưng lại hiện ra một loại sinh cơ bừng bừng trạng thái, so với một lần trước tại Tây vực thời điểm không biết mạnh mẽ bao nhiêu, giang trần sở dĩ có cường đại như thế sinh cơ cùng viên kia cửu dương lôi long đang có nhất định quan hệ cửu dương lôi long đang quá kinh khủng chính là là chân chính thánh dược cho dù giang trần đã từng từng nuốt một khỏa viên thứ hai hiệu quả đã không lớn nhưng đối trước mắt hắn trạng thái còn là có vô cùng trợ giúp lớn giang trần tính toán không lộ chút sơ hở đoán được chính mình chống cự cử để cửu chuyển thiên kiếp về sau lại biến thành hiện tại cái dạng này cho nên sớm tự nuốt một khỏa cửu dương lôi long đang không phải vậy lời nói hắn hoàn toàn khôi phục thời gian ít nhất là hiện tại gấp đôi còn nhiều hơn một ngày sau. Nơi xa đột nhiên xuất hiện ba đạo mạnh mẽ không so khí thế, ba người này đều mặc lấy tiêu giao cung phục sức, bên trong một cái lão giả, chính là hôm qua chạy thoát trưởng lão kia, một cái khác trưởng lão giống như hắn, cũng là cấp 5 chiến hoàng tu vi, chánh thức khủng bố chỉ huy bọn họ người trẻ tuổi kia, này người khí thế nhất là mạnh mẽ, chính là nhưng đã là cấp 6 chiến hoàng tu vi. Đây là tiêu giao cung đệ tử hạch tâm, chính là một nhân vật thiên tài, bình thường cấp 6 chiến hoàng đều hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Từng tất từng tất tiền, nhất định phải đem hắn tiền cho ra trưởng lão kia hung dữ nói ra. Kẻ này có thể dẫn phát thiên kiếp, tư chất yêu nghiệt, thiên phú cực mạnh, tấn cấp tốc độ để cho người ta không dám tưởng tượng, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, lưu lại cũng là mối họa lớn. Một cái khác hôm qua chạy thoát trưởng lão mở miệng nói ra, hắn tận mắt nhìn đến gian trần khủng bố, thật sâu cảm thấy dạng này người lưu lại cũng là một cái đại uy hiếp. Hừ, dám giết ta tiêu giao cung trưởng lão, cái kia chính là muốn chết, nếu là không đem diệt trừ, tiêu giao cung mặt mũi hướng này thả. Thanh niên kia lạnh hừ một tiếng, mang trên mặt ngạo mạn chi khí, đó là thiên tài đặc thù đặc thù, cũng là ngạo mạn. Lần này vương thiếu gia tự mình xuất thủ, thế tất yếu đem này người chém giết, bảo vệ ta tiêu giao cung uy nghiêm. Trưởng lão kia nhất thời đập một cái mông ngựa, bọn họ mặc dù là tiêu giao cung nội đức cao vọng trọng trưởng lão, nhưng địa vị căn bản so ra kém đệ tử hạch tâm, huống chi vẫn là một cái cấp 6 chiến hoàng cấp bậc đệ tử hạch tâm, nhân vật như vậy tương lai tiền đồ so với bọn hắn phần lớn, cho nên, vô luận là tại tiêu giao cung, vẫn là tại tinh vân tông, rất nhiều trưởng lão đều sẽ đi nịnh bợ đệ tử hạch tâm. Phía trước có một cái sơn cốc, bọn họ có khả năng ẩn nấp ở bên trong, chúng ta đi qua nhìn một chút. Này được xưng là vương thiếu gia thanh niên mở miệng nói ra, hắn gọi vương nghị, là đệ tử hạch tâm bên trong người nổi bật, lần này cũng là muốn tham gia tử vong sơn lịch luyện cao thủ, hiện tại theo đuổi dết gian trần. Nguyên bản sơn cốc u tỉnh bên trong, trên không đột nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, ba người này đều là đem thần niệm hoàn toàn phóng xuất ra, tại đối chỉnh cái sơn cốc thảm thức, không buông tha bất luận cái gì một tất địa phương nương, tiêu giao cung người quả nhiên tìm tới. Hòa thượng xuyên thấu qua sơn động nhìn thấy ba người, nhìn không được chửi một câu. Vô thường lão nhân cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ, từ bế quan trạng thái khôi phục lại, đi vào cửa sơn động, trên mặt tràn ngập đề phòng. Không cần lo lắng, bằng bọn họ còn không phát hiện được cậu gia ta bố trí xuống trận pháp. Đại hoàng cậu tự tin vô cùng. Xin vốt 9.10. Xin cơ tờ. Xin n. T. Chương 657, cấp 2 chiến hoàng. Nguồn Mê truyện audio com Cho dù đại hoàng cẩu rất lợi hại tự tin, nhưng cùng chú trọng cùng vô thường lão nhân trên mặt cũng là một mảnh vẻ khẩn trương, dù sao đối phương thực lực quá mạnh, một cái cấp 6 chiến hoàng thiên tài, hai cái cấp 5 chiến hoàng trưởng lão, dạng này đội hình, bọn họ căn bản đối phó không được, gian trần nằm trên mặt đất là không có cách nào chiến đấu, vô thường lão nhân mặc dù là cấp 5 chiến hoàng, nhưng thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, cho dù vô thường lão nhân hiện tại là trạng thái toàn thịnh, cũng không làm nên chuyện gì ba đạo mạnh mẽ thần niệm giống như ba thanh vô hình liêm đao một dạng đem sơn cốc mỗi một tấc đất không gian đều càng quét không có chút nào bỏ sót thân là chiến hoàng cao thủ hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái dị độ không gian đến bất quá loại này không gian đều là dựa vào đại thế giới tạo dựng lên một khi đến càng thêm cao thủ mạnh mẽ rất dễ dàng tự bị phát hiện đến lúc đó muốn muốn chạy trốn đều biến vô cùng khó khăn ngạch mà lại chế tạo không gian vô cùng phiền phức không phải tiện tay liền đến sự tình cho nên bọn họ mới lựa chọn ẩn tàng trong sơn động này vương nghị chính là cấp 6 chiến hoàng, tiêu giao cung ít có thiên tài, thực lực sau so mặt khác hai cái trưởng lão không biết cường đại đến mức nào, đại hoàng cẩu trận pháp rất lợi hại, này hai cái cấp 5 chiến hoàng cao thủ cấp bậc thần niệm đảo qua, không có nửa điểm dừng lại, liền mau đều không có phát hiện. Bất quá khi này vương nghị thần niệm đảo qua sơn động thời điểm, cố ý dừng lại một chút, mà lại là qua lại càng quét ba lần, vô thường lão nhân các loại chú trọng mi đầu nhíu chặt, lúc đầu coi là muốn bị phát hiện, không nghĩ tới vương nghị thần niệm cũng theo đó rời đi. Ba người lại tại trong sơn cốc lắc lư một vòng, cũng là không thu hoạch được gì. Không ở nơi này, chúng ta qua hắn địa phương nhìn xem. Bên trong một trưởng lão nói ra. Này Vương Nghị gấp cao mày, ánh mắt lại tại trong sơn cốc dò xét một lát, mang theo hai cái trưởng lão hướng về hắn địa phương bay đi. Cảm nhận được ba người khí tức càng ngày càng xa, hòa thượng cùng vô thượng lão nhân mới buông lỏng một hơi, vừa rồi tràn diện thực sự thật là làm cho người ta khẩn trương, kém một chút liền bị phát hiện, cũng khó trách bọn hắn hội khẩn trương, cái này nếu như bị phát hiện, một trận ác chiến là miễn không được, làm không tốt sẽ còn mất đi tính mạng. Bố khỉ, các ngươi hai cái hỗn đản khẩn trương như vậy, là đối cậu gia ta trận pháp không có tự tin sao? Đại hoàng cẩu hung dữ đối hai người nói, đối với hai người khẩn trương biểu hiện, đại hoàng cẩu tương đương không hài lòng, hắn phương diện không nói, tại trận pháp nhất đạo bên trên, đại hoàng cẩu tự tin tuyệt đối bành trướng. Hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, không hẹn mà cùng đối đại hoàng cẩu dựng thẳng giơ ngón tay cái, bọn họ đối đại hoàng cẩu này là thật tâm tán thưởng cùng bội phục, tuyệt đối không có nửa điểm ngụy trang, đối đại hoàng cẩu lần nữa xem trọng mấy phần liền cấp 6 chiến hoàng thần niệm đều cho ngăn cản trở về, lần này có thể an ổn trong sơn động nghỉ ngơi, có đại hoàng cẩu trận pháp tại, vậy liền vạn vô nhất thất, tiêu giao cung coi như còn muốn giết gian trần, cũng không có khả năng phái. Ra một cái tiểu thánh đi ra. Đại hoàng trận pháp thật sự là lợi hại, lão phu hiện tại có thể an tâm tu dưỡng, ta thương thế không nặng, nhiều nhất 3 ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Vô thường lão nhân nói xong, lại một lần nữa tiến vào tu dưỡng trạng thái, lần này trạng thái cùng trước đó nâm nớp lo sợ không giống nhau, lần này vô cùng nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần lo lắng tiêu giao cung người theo đuổi giết, mà lại, tiêu giao cung người đi qua về sau, hẳn là liền sẽ không trở lại. Sau đó thời gian, đại hoàng cẩu buồn bực ngán ngẩm, nằm rạp trên mặt đất nằm ngáy o o, hòa thượng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong miệng mặt niệm liên hoa kinh, gian trần nằm trên mặt đất, bên ngoài thân bên ngoài thỉnh thoảng có kim sắc quang mang lưu động, vô thường lão nhân còn như hóa đá một dạng, cả người lâm vào tu dưỡng trạng thái ở trong về phần tiêu giao cung người, thật giống như vô thường lão nhân nói như thế, bọn họ tìm kiếm rất xa, đều không có chênh lệch đến gian trần cùng vô thường lão nhân khí tức, sau cùng không thể không từ bỏ. Nương, đều tìm ba ngày, mấy ngày nữa, tử vong sơn liền muốn mở ra. Tiêu giao cung trưởng lão kia mở miệng nói ra, nghĩ đến không thể diệt trừ gian trần, trong lòng của hắn tự vô cùng không thoải mái, hắn tận mắt chứng kiến gian trần khủng bố, nghĩ đến này khủng bố thiên kiếp, đến nay còn không rét mà run đi thôi, chúng ta đi trước tử vong sơn, lần này tử vong sơn mở ra chính là huyền vực một kiện đại sự, này Giang Trần khẳng định cũng muốn đi trước, chờ đến tử vong núi, cũng là hắn tử kỳ, trước hết để hắn sống lâu mấy ngày. Vương Nghị dùng cực kỳ lạnh nhạt ngữ khí nói ra. Tiểu tử kia cũng không dễ dàng đối phó. Trưởng lão kia cau mày nói. Hư. Hắn có thể giết chết Âu Tâm Lôi hai vị trưởng lão, đơn giản là dựa vào thiên kiếp quy lực, một cái nhất cấp chiến hoàng, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào, chẳng lẽ đến Tử Vong núi, hắn còn có thể lại một lần nữa dẫn phát thiên kiếp không thành. Vương Nghị lạnh hừ một tiếng, hướng về tử vong sơn phương hướng bay đi. Trong sơn cốc một mảnh yên tĩnh, vô thường lão nhân bế quan ba ngày, rốt cục mở to mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo từ trong mắt của hắn bắn ra mà ra, chấn động hư không đều đang rung rẩy, cấp năm chiến hoàng khí thế hoàng mỹ phóng xuất ra, hắn bên ngoài thân bên ngoài, tràn ngập chính vẫn ma khí, vô cùng dọa người. Rốt cục hoàn toàn khôi phục, thù này nhất định phải báo. Vô thường lão nhân âm ngoan nói ra, hắn cũng không phải một cái dễ trêu người, mà giáo người không có một cái nào dễ trêu, càng giống như vô thường lão nhân dạng này hung tàn nhân vật, càng là có thù tất báo. Ông ông trong sơn động có ông minh chi thanh vang lên gian trần bên ngoài thân bên ngoài kim quan càng lúc càng nồng nặc hắn trạng thái sau ngay từ đầu không biết mạnh mẽ bao nhiêu bộ dáng chật vật cũng biến mất trên mặt khôi phục cương nghị chi sắc giang huynh đợi khôi phục rất nhanh nhìn bộ dạng này dùng không được mấy ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục sẽ không ảnh hưởng tiến vào tử vong sơn đúng các ngươi lần này là vì tử vong sơn mà đến đây đi Vô thường lão nhân nhìn về phía hòa thượng cùng đại hoàng cẩu. Không sai, Giang Trần Tinh Vân Tông, hiện tại là Tinh Vân Tông nhân, lần này chính là vì tử vong sơn mà đến, trên nửa đường đụng phải ngươi. Đại hoàng cẩu nói ra. Tinh Vân Tông là ngũ đại thế lực một trong, lấy Giang Huynh để thiên phú Tinh Vân Tông, Tinh Vân tử chỉ sợ đều muốn để điên, dùng không được thời gian mấy năm, Tinh Vân Tông liền muốn bởi vì Giang Huynh để tồn tại mà chánh thức cường đại lên, đến lúc đó huyền vực thăng bằng cũng có thể bị đánh vỡ, vô thường lão nhân ánh mắt nhìn rất xa, gian trận nhân vật như vậy tinh vân tông, đối với mặt khác bốn đại thế lực tới nói, cái kia chính là cự đại uy hiếp, bất quá vô thường lão nhân cũng âm thầm may mắn, may mắn gian trận cùng ma âm giáo thiếu chủ chính là là bạn tốt, cứ như vậy, cho dù sau này huyền vực bố cục bị cải biến, mà âm giáo cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Đó là tự nhiên, đúng, các ngươi ma âm giáo thiếu chủ, có phải hay không hàng diễn? Đại hoàng cậu mở miệng hỏi, mặc dù nhưng đã đoán được, nhưng dù sao không có đạt được vô thường lão nhân chính miệng chính thực không sai thiếu chủ chính là gọi hàng diễn thiếu chủ nhận không gian phong bào trùng kích nhận trọng thương may mắn gặp được giáo chủ của chúng ta giáo chủ thấy thiếu chủ chính là vạn năm khó gặp cổ thiên ma thể chất lúc này đại hỷ đem mang về ma âm giáo đồng thời thu làm nghĩa tử lúc ta tới hậu thiếu chủ đang ma bên trong huyết trì thối luyện hiện tại cũng đã theo ma bên trong huyết trì đi ra lần này thiếu chủ cũng sẽ tham gia tử vong sơn lịch luyện vô thường lão nhân nói ra ha ha hàng diễn tiểu tử này cũng phải đến rèn luyện thật sự là quá tốt Gia hỏa này hiện tại thế nhưng là tiền độ, đi vào thần châu còn làm cái thiếu chủ tương xứng, hai chúng ta lại khắp nơi bị đuổi giết, cùng hắn so ra, thật sự là rất làm giận. Đại hoàng cậu không bình thường không cam lòng nói ra, nghĩ đến hắn cùng gian trần cái này cùng nhau đi tới tao ngộ, nhìn nhìn lại người ta hàng diễn, so ra đơn giản cũng là một cái trên trời một cái dưới đất A. À. Đại hoàng, hàng diễn là ai? Hòa thượng nhìn không được hỏi, hắn đã sớm nghe nói gian trần cùng mà âm giáo thiếu chủ là bằng hữu, hiện tại xem ra, bọn họ đã sớm nhận biết chúng ta là từ cùng một nơi đến, lúc trước hết thảy đến năm người, không đoán trúng đồ gặp được không gian phong bạo, tự thất lạc. Đại hoàng cẩu đem hàng diễn, nằm cùng vấn thiên còn có vũ ngưng trúc sự tình toàn bộ đều nói một lần, hiện tại hàng diễn thành khác thiếu chủ, tự nhiên là không cần lo lắng, nhưng nằm cùng vấn thiên cùng vũ ngưng trúc vẫn như cũ là tung tích không rõ, để cho người ta không khỏi lo lắng. Vô thường lão nhân các loại chú trọng đều là kinh ngạc không thôi, nguyên lai bọn họ đều là từ xa xôi đông đại lục mà đến, càng thêm để bọn hắn nghĩ không ra là, tại đông đại lục loại địa phương kia lại có thể xuất hiện nhiều như vậy khoáng thế kỳ tài giang trần cùng đại hoàng cẩu cũng không cần nói hàng diễn cũng là cổ thiên ma thể chất mấy ngày kế tiếp thời gian giang trần vẫn như cũ là ở vào trạng thái hôn mê không có tỉnh lại nhưng mấy ngày nay tử vong sơn lại náo nhiệt lên tử vong sơn bên ngoài đã xuất hiện rất nhiều người vô số tu sĩ hội tụ ở này huyền vực to to nhỏ nhỏ vô số thế lực đều tham dự vào muốn đi vào tử vong sơn tầm bảo đạt được cơ duyên nhất định ngũ đại thế lực các thiên tài cũng lần lượt xuất hiện chỉ bất quá còn không có đặc biệt cường đại cao thủ mà thôi. Ngày thứ 9, cũng chính là tử vong sơn mở ra một ngày trước, ngủ say lâu như vậy gian trần, rốt cục có động tỉnh, hắn bên ngoài thân bên ngoài kim sắc đại kén ầm vang vỡ vụn, nguyên bản nằm trên mặt đất gian trần, bỗng ngồi xuống, hắn không có mở to mắt, cứ như vậy ngồi ngay thẳng, một cổ cực kỳ cường hãn khí lãng từ trong cơ thể hắn xông ra, khiến cho cả ngọn núi đều ở vào lắc lư ở trong. Giờ khắc này, gian trần thể nội thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hắn thân thể khẽ nhúc nhích, đều có lôi quang lấp lóe, cửu chuyển đại kiếp đem hắn thân thể thối luyện mạnh mẽ đến không còn hình dáng, mà hắn đạt được chỗ tốt xa xa không đơn thuần là thân thể đơn giản như vậy. Giang Trần thể nội, từng đầu tân long văn bắt đầu ngưng tụ, chiến hoàng ở giữa tấn thăng, cùng chiến vương ở giữa tấn thăng là một dạng, mỗi một cái cấp bậc đề bạc đều cần 2000 đầu long văn, vẹn vẹn mấy phút, Giang Trần thể nội 2000 đầu long văn liền hoàn toàn ngưng tụ ra. Giang Trần bất động như núi, từ khí hải trong không gian triệu tập đại lượng thiên nguyên đang trợ giúp tấn cấp, hắn mỗi một lần tấn cấp đều là một cái đại công trình, tiêu hao khổng lồ làm cho người liếu lưỡi. Oanh! Khí lãng càng tăng mạnh hơn hoành, nếu không có gian trần có ý khống chế lời nói, cả ngọn núi đều muốn trực tiếp sụp đổ. Cấp 2 Chiến Hoàng Hòa thượng cùng vô thường lão nhân đều là nhãn tình sáng lên, phát giác được gian trần khí thế, trên mặt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà, hai ngàn đầu Long Văn cũng không phải là cực hạn, gian trần tấn thăng cấp 2 Chiến Hoàng về sau, thể nội Long Văn còn đang không ngừng ngưng tụ. Xin vốt 9.10 Xin tờ. Xin Chương 658 Tặng đan Nguồn Mê truyện audio com Giang trần bên ngoài thân bên ngoài khí lãng một tầng liên tiếp một tầng dập dần, hắn khí tức cũng tại một chút xíu không ngừng tăng lên, hòa thượng cùng đại hoàng cẩu biểu hiện hoàn hảo một chút, dù sao bọn họ hiểu biết giang trần biến thái, nhưng vô thường lão nhân tựu không giống nhau, giang trần tấn thăng cấp hai chiến hoàng về sau, từ trong cơ thể hắn tràn ra tới khí tức, vậy mà để hắn cái này cấp năm chiến hoàng đều cảm nhận được một tia áp lực. Nói cách khác, Tấn Thăng cấp hai chiến hoàng chi hậu Giang Trần chiến lực rất có thể sao chính mình cái này cấp năm chiến hoàng còn muốn cường hoành hơn cái này quá bất hợp lý mạnh mẽ như thế tồn tại chính là hắn cuộc đời ít thấy bất quá nghĩ đến Giang Trần ngay cả thiên kiếp đều có thể dẫn xuống tới trong lòng cũng tự thoải mái nhân vật như vậy vốn là không thể dùng bình thường nhãn quan đi đối đãi cử chuyển đại kiếp về sau Giang Trần tìm lực lại một lần nữa bị kích phát ra đến bản thân đạt được chỗ tốt to lớn thể nội Long văn số lượng không ngừng gia tăng tại tấn thăng cấp hai chiến hoàng về sau, lại ngưng tụ thành một nghìn đầu long văn, mới chính thức ngưng xuống. Đến bây giờ, Giang Trần thể nội tổng cộng là bốn vạn ba nghìn đầu long văn, Giang Trần tu vi, đạt tới cấp hai chiến hoàng trung đẳng tầng thứ, thêm một nghìn đầu long văn, chiến lực tự gia tăng không ít, lấy hắn hiện tại trạng thái, nếu là đối đầu cấp năm chiến hoàng lời nói, có tuyệt đối nắm chắc đem giết chết, cho dù là gặp gỡ cấp sáu chiến hoàng cũng có sức đánh một trận, nếu như vận chuyển thánh cốt lời nói, có thể giết chết cấp sáu chiến hoàng, đây chính là hóa long quyết khủng bố bất quá đối với Giang Trần tới nói, vẫn còn có chút tiếc nuối, cái kia chính là hóa long quyết không thể lại một lần nữa tiến hành tiến hóa thuế biến, nghĩ tới chỗ này, hắn tự hận không thể đem anh em nhà họ hồ cùng mang hồng lại đánh một trận. Bất quá tu luyện hóa long quyết đến cấp độ này, Giang Trần trong lòng cũng đang suy nghĩ một chuyện, hắn lúc trước vừa mới tu luyện hóa long quyết thời điểm, công pháp này phía trên nói rất rõ ràng, chờ thể nội ngưng tụ ra 10 vạn long văn, liền có thể đạt đến đại thành trạng thái, Bây giờ đã ngưng tụ ra hơn 4 vạn long văn, nhưng Hóa Long Quyết lại càng ngày càng thần bí, những chân long đó chiến kỹ, ban đầu ở luyện một bên trong huyết phù, lần trước đột nhiên xuất hiện Long chi tinh huyết, còn có lần trước long hồn chỗ sâu long ngâm, đều thuyết minh Hóa Long Quyết không tầm thường. Giang Trần cảm thấy, cho dù chính mình ngưng tụ ra 10 vạn long văn, cũng tuyệt đối không thể nào là Hóa Long Quyết đỉnh phong, không thể nào là điểm cuối, đương nhiên, Hóa Long Quyết điểm cuối ở nơi nào, Giang Trần chính mình cũng không biết, hắn còn muốn tại trong quá trình tu luyện không ngừng tìm tòi, nhưng có một chút là có thể khẳng định tu luyện công pháp này, đối bản thân hắn không có nửa điểm chỗ xấu, sẽ để cho hắn tại trên con đường tu hành càng chạy càng xa, càng ngày càng mạnh. Bốn vạn ba đầu Long Văn, để hắn đối với tử vong Sơn Chi Hành tràn ngập lòng tin, về phần hóa Long Quyết lần tiếp theo thuế biến, thứ này tự theo hòa thượng đốn ngộ một dạng, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cái kia lúc đến đợi tự nhiên là tới. Giang Trần chậm rãi từ dưới đất đứng lên, tùy tiện nhìn một chút cảnh vật chung quanh, tự đoán ra chuyện gì xảy ra. Giang huynh đệ, ngươi tỉnh vô thường lão nhân trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ta mê man bao lâu giang trần hỏi vài ngày ngày mai liền là tử vong sơn mở ra ngày vô thường lão nhân nói xem ra còn không có chậm trễ sự tình vô thường lão nhân ngươi cũng chuẩn bị tiến vào tử vong sơn nội à giang trần nhìn về phía vô thường lão nhân gặp hơi thở đối phương đã hoàn toàn khôi phục không sai ta hiện tại là cấp năm chiến hoàng tu vi phù hợp tiến vào tử vong sơn tư cách cũng muốn tiến vào bên trong tầm tìm một cái cơ duyên Vô thường lão nhân gật đầu nói. Các ngươi thiếu chủ đến không có. Giang Trần lại hỏi. Thiếu chủ nhất định sẽ tới, đây là huyền vực đại sự kiện, thiếu chủ khẳng định hội tham dự, Giang Huynh đệ ngày mai liền có thể cùng thiếu chủ gặp nhau. Vô thường lão nhân vừa cười vừa nói. Ha ha, tốt, cái này hỗn đảng cũng làm thiếu chủ, lão tử đến xem hắn phát sinh thêm đại biến hóa. Giang Trần thoải mái cười to, nghĩ đến rất nhanh liền có thể Huynh đệ gặp lại, tự nói không nên lời thống khoái. Giang huynh đệ, chúng ta hiện tại có phải hay không trực tiếp tiến về tử vong sơn, hiện tại tử vong sơn, khẳng định đã là người đông tấp nập. Vô thường lão nhân hỏi thăm Giang Trần tiếp xuống dự định, nghiễm nhưng đã coi Giang Trần là làm chủ tâm cốt. Tử vong sơn, ngày mai mới mở ra, chúng ta trước tiên không nóng nảy đi qua, vô thường lão nhân, ta hiện tại cho ngươi một cái bảo bối, để ngươi ngày mai tiến về tử vong sơn trước đó tấn thăng đến cấp 6 chiến hoàng. Giang Trần lật bàn tay một cái, lấy ra một khỏa cửu dương lôi long đan, đưa tới vô thường lão nhân phụ cận. Đây là ta thân thủ luyện chế cửu dương lôi long đan, ngươi luyện hóa về sau, chẳng những có thể lấy cải thiện thể chất, nhẹ nhõm đề bạc một cái cấp bậc hoàn toàn không là vấn đề. Cửu dương lôi long đan trân quý như thế đồ vật, gian trần đồng dạng là sẽ không dễ dàng lấy ra bày ra, chớ nói chi là đưa người, nhưng vô thường lão nhân không phải ai khác, đi theo hàng diễn người, chính là mình người, mà lại, vô thường lão nhân đã từng ra mặt đã cứu hắn, phần ân tình này gian trần một mực ghi ở trong lòng. Gian trần đối đã địch nhân thủ đoạn độc ác, nhưng đối đãi bằng hữu của mình, từ trước đến nay là rất lớn phương mà lại bây giờ cục diện khác biệt, bên cạnh bọn họ cũng khuyết thiếu cao thủ, nếu như vô thường lão nhân có thể tấn thăng cấp 6 chiến hoàng lợi nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, gặp được sự tình cũng có thể một mình đảm đương một phía. Cái gì, cửu dương lôi long đan? Vô thường lão nhân nhìn chầm chầm gian trần trong tay đang dược nhìn không được kinh hô lên, hắn nghĩ tới trước đó gian trần tại độ kiếp thời điểm xác thực luyện chế qua đang dược, nhưng không có nghĩ đến lại là trong truyền thuyết cửu dương lôi long đan. Lấy vô thường lão nhân kiến thức, tự nhiên nghe nói qua loại này trong truyền thuyết đang dược, nhưng cũng chỉ là trong truyền thuyết mà thôi, bởi vì đan dược này thực sự quá khó mà luyện chế, cho dù là trên cái thế giới này cao thủ hàng đầu nhất cũng không có khả năng luyện chế ra tới. Cho nên đan dược này cũng một mực vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa bao giờ trên đại lục xuất hiện qua, lại không nghĩ rằng hôm nay trước mặt mình tự xuất hiện một khỏa. Vô thường lão nhân tự nhiên rõ ràng một khỏa cửu dương lôi long đang giá trị, dạng này đang dược, nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn, thậm chí bộc phát ra một trận gió tanh mưa máu. Bây giờ, truyền thuyết này bên trong thần kỳ đang dược tự hiện ra ở trước mặt mình, cho dù là hắn cấp năm chiến hoàng tính cách, cũng không nhịn được hoảng hốt. Cái này, cái này, Giang huynh đệ, đang dược này quá trân quý, lão phu không chịu nổi a. À. Vô thường lão nhân ngữ khí đều có chút trung rẩy, đang dược này đến tột cùng trân quý cỡ nào, chỉ sợ liền chính hắn cũng không dám đoán chừng, nếu như nói hắn người trong tay cầm cửu dương lôi long đan, lấy vô thường lão nhân tính cách, chỉ sợ trực tiếp tự xuất thủ cướp đoạt, nhưng bây giờ đối diện đứng là Giang Trần, hắn vậy mà không dám nhận thụ người trong ma giáo đều là tính tình ngay thẳng hạng người, cho ngươi liền cầm lấy, ngươi nếu là không muốn, ta coi như thu hồi. Giang Trần làm bộ liền muốn đem đang dược cho thu hồi lại. Ta muốn. Vô thường lão nhân như thiểm điện đem đang dược đoạt lấy qua, sau đó đối Giang Trần cười hắc hắc. Lão Phu cũng là khách khí một chút, Giang Huynh đệ nói không sai, chúng ta người trong ma giáo, cũng là tính tình ngay thẳng, hôm nay ân tình này, vô thường ghi lại, sau này phàm là Giang Huynh đệ có chỗ phân công, vô thường xông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Vô thường lão nhân cũng không được nhăn nhó, hắn có thể nhìn ra gian trần là một cái ngay thẳng người, nếu như mình nhăn nhó lời nói, ngược lại sẽ bị xem thường, mà lại, chính mình đạt được đan dược này, tu vi liền sẽ vô cùng trong thời gian ngắn đề bạc, đối bọn hắn tình huống bây giờ, cũng là có chỗ tốt. Xin vốt 9.10 Xin cơ tờ Xin nơ pơ Chương 659 Mà âm giáo thiếu chủ Nguồn Mê truyện audio.com Vô thường lão nhân đạt được cửu dương lôi long đan, cưỡng ép áp chế trong lòng kích động, lúc này trong sơn động bắt đầu luyện hóa, hắn hiện tại tu vi bản thân đã ở vào cấp 5 chiến hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng cấp 6 chiến hoàng. Có cửu dương lôi long đang trợ giúp, vô thường lão thiên không cần đến một ngày thời gian, tự trực tiếp trùng kích đến cấp 6 chiến hoàng, mà lại là cấp 6 chiến hoàng điên phong trạng thái, khoảng cách thất cấp chiến hoàng, cũng chỉ là cách xa một bước, không đơn giản như thế, vô thường lão nhân cả người đều phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa, tiềm lực bị kích phát, thể chất cũng được tăng lên nhiều, không chút khách khí nói, nếu như trước đó vô thường lão nhân đời này đều không có hy vọng trùng kích tiểu thánh cảnh giới lời nói hiện tại thể chất bị cửu dương lôi long đang cải thiện về sau sau này liền có trùng kích tiểu thánh khả năng vô thường lão nhân thần thái sáng láng hắn nhìn về phía giang trần cái gì cũng không nói đối giang trần hơi hơi không người thi lễ động tác này đã đại biểu hắn muốn biểu đạt hết thảy căn bản không cần ngôn ngữ giang trần đối với hắn ân tình đó là mãi mãi cũng vô pháp quên ngày hậu giang trần nếu là có cần lời nói chính như vô thường lão nhân trước đó nói tới như thế xông pha khói lửa muôn lần chết không từ rất tốt, tử vong sơn ngay tại hôm nay mở ra, chúng ta phải nhanh chút chạy tới, không thể lại trì hoãn. Giang Trần nhìn một chút sắc trời, giờ phút này mới là lúc tờ mờ sáng, tử vong sơn không lâu sau liền bị mở ra, bất quá lấy tốc độ bọn họ, hiện tại chạy tới cũng sẽ không chậm trễ. Tử vong sơn ở vào huyền vực mặt phía Bắc, từ bên ngoài nhìn lại, tử vong sơn vô cùng to lớn, toàn thân màu đen, tràn diện tản ra sương mù màu đen, từng tòa sơn phong tầng tầng lớp lớp, tốt giống như thiên thê, tối cao một ngọn núi uyển như một thanh trùng thiên lợi kiếm, trực tiếp cắm vào tầng mây. Mà tử vong núi chính đối diện, thật giống như một trương cự đại cổ lão mặt người, đó là một cái khô lâu nhân mặt, mở ra hung ác miệng lớn, tản mát ra cổ lão mà hung ác khí tức, để cho người ta nhìn một chút đều sẽ cảm giác được linh hồn đang run sợ. Đây là một mảnh chánh thức cấm địa, tử vong sơn trong phạm vi trăm dặm, không có một ngọn cỏ, bị một cổ tử khí chỗ cuốn quanh, ngày bình thường nơi này hoang tàn vắng vẻ, cho dù là cường đại tu sĩ lại tới đây, cũng sẽ đường vòng mà đi, đã từng có cường đại chiến hoàng cao thủ tại tử vong sơn chung quanh du đảng, không cẩn thận bị từ tử vong sơn nội phun ra ngoài vòng xoáy cho hút đi vào, tự không còn có đi ra. Tử vong sơn sở dĩ gọi là tử vong sơn, không phải là không có đạo lý, 30 năm mới mở ra một lần, cũng chỉ có cái này một tháng thời gian, mới hội có người tiến vào bên trong. Giờ phút này, sắc trời mặc dù mới là lúc tờ mờ sáng, nhưng tử vong sơn bên ngoài đã là người đông tấp nập, trong hư không khắp nơi đều đứng đấy tu sĩ, top 5 top ba, cũng có một chút tu sĩ người mặc đồng dạng phục sức, tụ tập cùng một chỗ, đó là một cái môn phái người. Dạng này người đồng dạng trên mặt đều mang tự ngạo thần sắc, so với tán tu đến, bọn họ luôn có thể tùy tiện tìm tới cảm giác ưu việt. Tán tu số lượng cũng không ít, là một cái không thể coi thường số lượng, ngũ đại thế lực tuy nhiên liên hợp mở ra tử vong sơn, nhưng cũng không dám đem hoàn toàn lũng đoạn, không cho phép tán tu tiến vào, nếu quả thật làm như vậy, sẽ khiến huyền vực rất nhiều trung tiểu hình thực lực còn có tán tu bất mãn, một khi mất đi dân tâm, ngũ đại thế lực cũng không thể lâu dài, mà lại, thế giới to lớn, hội có rất nhiều kỳ lạ đồ, vật xuất hiện, không nên xem thường những tán tu này, rất nhiều tán tu đều. Có vô cùng đặc thù năng lực, tỉ như một chút tán tu trời sinh tinh thông một chút kỳ môn dị thuật, đối với tìm kiếm bảo tàng vẫn là có một tay, khiến cái này người tiến vào bên trong, một khi phát hiện bảo tàng, sau cùng còn không phải hội rơi xuống ngũ đại thế lực trong tay người, liền giống với đại hoàng cẩu loại này, cái kia chính là chánh thức dị loại. Tử vong sơn 30 năm mới mở ra một lần, đại đa số người cả đời đều chỉ có một lần tiến vào bên trong thời cơ, ta hy vọng lần này tiến vào tử vong sơn có thể một đạo một vị cao nhân tiền bối lưu lại truyền thừa để cho ta nhất phi trùng thiên dương danh lập vạn đừng nằm mơ dạng này sự tình vậy cũng là chính mình người có đại khí vận mới có thể đạt được ngươi cũng không nhìn một chút chính mình trưởng cái dạng kia xấu xí xem xét tự cùng số mệnh vô duyên đúng đấy chánh thức bảo bối tốt cũng không tới phiên chúng ta chỉ có ngũ đại thế lực cao thủ mới có thể mở ra tử vong sơn chúng ta có thể đi vào cũng không tệ ngươi dám cùng ngũ đại thế lực các thiên tài cướp bảo bối này không phải mình muốn chết sao Ta nghe nói lần này tiến vào Tử Vong Sơn điều kiện là chiến linh cảnh đến cấp 8 chiến hoàng ở giữa, ngũ đại thế lực bên trong những đệ tử hạch tâm đó, thế nhưng là một cái sau một cái khủng bố a, à, không biết đều sẽ xuất hiện những người nào, mà lại, ngũ đại thế lực lẫn nhau ở giữa quan hệ từ trước đến nay không hòa thuận, những đệ tử này đụng vào nhau, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột a. À. Đó là ngũ đại thế lực ở giữa cạnh tranh, cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta quản tốt chính mình là được, chờ tiến vào Tử Vong Sơn, chúng ta tốt nhất liên hợp lại cùng nhau, nghe nói bên trong hung hiểm vô cùng có trước kia tiến vào bên trong tiền bối nói qua, đây là một cái cổ lão đại phái di chỉ, bên trong có một ít năm đó trong môn phái đệ tử đều biến thành âm linh, quá kinh khủng. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, có quan hệ tử vong sơn truyền mọi người nói đã sớm biết, mặc dù nói lần này tử vong sơn mở ra đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái khó được cơ hội tốt, nhưng mọi người cũng rất rõ ràng, tử vong sơn nội vẫn là tồn tại vô tận hung hiểm, từ bên trong chạy một vòng, có thể nói cửu tử nhất sinh, nhưng con đường tu hành vốn chính là đi ngược dòng nước, cho dù phía trước lại nhiều khó khăn, cũng là có rất nhiều người nguyện ý nếm thử tử vong sơn bên ngoài có năm cái phương trận đặc biệt nhất bọn họ phân biệt hùng cứ một phương người khác không dám tới gần những người này nhìn thẳng vào ngũ đại thế lực bên trong người hơi nhìn sang mỗi một cái trong phương trận đều chí ít có số hơn trăm người đây đều là ngũ đại thế lực bên trong các đệ tử nhất lên tự đuổi tới không quá nặng lượng cấp nhân vật đến hiện tại còn chưa có xuất hiện ngũ đại thế lực thiên tài chân chính còn chưa có xuất hiện bất quá muốn đến cũng nhanh tử vong sơn mở ra trước đó nhất định sẽ tới mau nhìn đó là tinh vân tông các thiên tài, bọn họ cái thứ nhất xuất hiện. Có người kinh hô một tiếng, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, chỉ gặp nơi đó một cổ mạnh mẽ không so khí thế phóng lên tận trời, từng cái thân thể mặc áo lăm người trẻ tuổi đạp không mà đến, còn có không ít người mặc trưởng lão phục trưởng lão, lần này tử vong sơn mở ra, chỉ hạn chế tu vi, cũng không hạn chế tuổi tác. Một nhóm người này chỉ ít có mười mấy cái, đều là chiến hoàng cùng chiến vương cao thủ, bọn họ đi vào tinh vân tông trận doanh trước đó, nên đón tinh vân tông đệ tử từng đạo từng đạo kính sợ ánh mắt. Tinh Vân Tông dẫn đầu chính là một cái nhìn 27-28 tuổi thanh niên, này người khí thế vô song, mặt như đao tước, vô cùng anh tuấn, tu vi nhìn đã đạt tới cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong, khoảng cách cửu cấp chiến hoàng cũng chỉ là cách xa một bước. Người này tên là Quách Thiểu Phi, chính là hạch tâm trong viện người nổi bật, trên thiên bản nhân vật. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái cường đại cấp 8 chiến hoàng cũng cùng nhau đến đây, từng cái mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, tả linh nhi cũng ở chính giữa, tiểu nha đầu đứng tại phía trước nhất cùng này quách thiểu phi đứng chung một chỗ hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ đang tìm kiếm cái gì giờ phút này tả linh nhi so với mới vừa tiến vào tinh vân tông thời điểm không biết mạnh mẽ bao nhiêu đã là cấp hai chiến hoàng lẽ ra một cái mới tới cấp hai chiến hoàng là không có tư cách cùng quách thiểu phi sống vai đứng chung một chỗ nhưng tả linh nhi thân phận nhưng khác biệt nàng là hoa cốc nhất trưởng lão chân truyền đệ tử địa vị so hạch tâm viện người cũng cao hơn mà lại tả linh nhi thiên phú dị bẩm chính là khó được khoáng thế kỳ tài là tinh vân tông trọng điểm bồi dưỡng người yêu ai dám lãnh đạm nhìn, Tinh Vân Tông dẫn đầu là Quách Thiểu Phi, tự liền những cấp 8 đó chiến hoàng cấp bậc trưởng lão cũng phải nghe hắn, nghe nói hắn là Tinh Vân Tông thiên bản thứ năm tồn tại, khủng bố a. À. Các ngươi nhìn cái kia nữ oa, nghe nói Tinh Vân Tông gần nhất thu hai cái kỳ tài, một cái cũng là bé con này, mới 12 tuổi liền đã đạt tới chiến hoàng, cái này là yêu nghiệt thiên tài a, à, quá kinh khủng, một cái khác càng khủng bố hơn, chính là cái kia có thể dẫn phát thiên kiếp Giang trần. Cái gì? Gian trần Tinh Vân Tông, ta nghe nói qua gian trần, người này mới là một cái chánh thức yêu nghiệt mà lại thủ đoạn độc ác, vô cùng không dễ chọc, chính là một cái chánh thức hỗn thế ma vương, không nghĩ tới hắn tinh vân tông. Mau nhìn, thật cường hoành ma khí, là ma âm giáo người tới. Nơi xa một phương hướng khác không trung chỗ, một đoàn hát sắc ma vân đột nhiên xuất hiện, cả khoảng không đều bị băng lãnh ma khí cho bao phủ, trong nháy mắt, ma khí đến phụ cận, biến thành mười mấy cái thân thể mặt nam tử áo đen, mỗi người trên mặt đều che kín lạnh lùng. Nhàn nhạt về mặt khí thế đến xem, mà âm giáo khí thế, không kém chút nào tinh vân tông, nhưng để cho người ta nghi hoặc là, mà âm giáo dẫn đầu một thanh niên, cũng chỉ là cấp 6 chiến hoàng. Nam tử này một đầu phiêu giật tóc trắng, trưởng rất là anh Tuấn, một đôi mắt như giống như đầm sâu một dạng, không nhìn thấy, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, mang theo một tia phóng đảng không bị trói buộc vị đạo, sau lưng hắn, đi theo mấy cái cường đại cấp 8 chiến hoàng, có người tuổi trẻ, cũng có trưởng lão, nhưng những người này đều đứng sau lưng thanh niên, rất rõ ràng, tuy nhiên bọn họ tu vi cao thâm, đều vị xa kém xa phía trước người thanh niên kia. Nam tử tóc trắng này không phải ai khác, chính là hàng diễn, giờ phút này hàng diễn đã là cấp 6 chiến hoàng tu vi nếu để cho giang trần cùng đại hoàng tổ nhìn thấy lời nói chỉ sợ trực tiếp tự chấn kinh há to mồm cổ thiên ma huyết mạch rốt cục tại ma trong huyết trì phát huy uy lực hàng diễn theo ma huyết trì đi ra trực tiếp tấn thăng đến cấp 6 chiến hoàng đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng mau nhìn đó là ma âm giáo tân thiếu gia người nghe nói là ma âm giáo giáo chủ kiếm về con nuôi nghe nói người này trời sinh cổ thiên ma thể chất chính là vạn năm khó gặp kỳ tài cực kỳ khủng bố một đoạn thời gian trước tiến vào ma âm dạy ma trong huyết trì tu luyện, không nghĩ tới trực tiếp cũng là cấp 6 chiến hoàng, hắn thể chất cực kỳ khủng bố, ta suy đoán cho dù hắn chỉ là cấp 6 chiến hoàng, nhưng cũng đủ để cùng những cấp 8 đó chiến hoàng cấp bậc thiên tài chống lại. Đúng vậy a, à, người này thâm thụ ma âm giáo giáo chủ yêu thích, tại ma âm giáo trong nước vị vô cùng tốt, cho dù là những thiên tài kia cùng trưởng lão, địa vị cũng xa kém xa hắn. Xin vốt 9.10 Xin cơ mơ tờ. Xin nợ Chương 660 tràn ngập mùi thuốc súng. Nguồn Mê truyện audio com Tinh Vân Tông Quách Thiểu Phi bản thân liền là trên thiên bản nhân vật thiên tài, đã sớm nổi danh bên ngoài, lần này xuất hiện tại tử Vong Sơn, mọi người cũng không ngoài ý muốn, chánh thức gây người nhãn cầu, lại là ma âm giáo thiếu chủ cùng tả Linh Nhi. Hai cái này đều là huyền vực gần nhất xuất hiện danh nhân, mà âm giáo thiếu chủ cũng không cần nói, vẹn vẹn cái danh này tự cũng đủ dọa người, mà giáo giáo chủ con nuôi, cái thân phận này, vô luận đi đến nơi nào, đều có thể đi ngang. Tả Linh Nhi tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng nàng tìm lực lại là lớn nhất, phóng nhãn toàn bộ huyền vực, cũng tìm không ra tìm lực lớn như thế thiên tài, 12 tuổi cấp 2 chiến hoàng, cho dù là thần châu tịnh thổ những truyền thừa đó cổ lão đại gia tộc, cũng rất khó tìm ra dạng này thiên tài đến, giống như Tả Linh Nhi dạng này dị loại, có thể xuất hiện tại huyền vực dạng này địa phương, bản thân liền là một cái kỳ tích. Hàng diễn xuất hiện về sau, ánh mắt tự rơi vào tinh vân tông Trần doanh phía trên, tùy tiện đánh đo một cái, trên mặt nhất thời toát ra vẻ thất vọng, bởi vì hắn không nhìn thấy mình muốn nhìn thấy người, nếu như Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tại lời nói, hắn liếc một chút liền có thể nhìn thấy. Giang Trần tiến vào tinh vân tông sự tình, hàng diễn là biết, thân là ma âm giáo thiếu chủ, hắn đối Giang Trần cử động đều bị người âm thầm một mực tìm hiểu lấy. Không được tại tinh vân tông trong phương trận, xem ra không có cùng tinh vân tông nhân cùng đi, bất quá cái này trọng đại như thế sự tình, hai người này là nhất định sẽ không bỏ qua. Hàng diễn khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, hắn rất hiểu biết Giang Trần cùng đại hoàng cẩu, hai cái này hỗn thế ma vương, e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, tử vong sơn mở ra dạng này đại sự, không có hai người bọn họ còn có ý gì, mà lại, Giang Trần cùng đại hoàng Cẩu cũng nhất định sẽ không sai cách tốt đẹp như vậy lịch luyện thời cơ. Âm âm. Lại là một cổ mạnh mẽ không so khí thế từ xa khoảng không lưu động, những khí thế này không phải một người sở hữu, vẹn vẹn về mặt khí thế phán đoán, không kém chút nào trước đó tinh vân tông cùng ma âm giáo, hầu như không cần phỏng đoán liền biết là ngũ đại thế lực bên trong một trong đến. Một nhóm lớn cao thủ từ đằng xa mà đến, đây là Trần Gia Trang người, dẫn đầu vẫn như cũ là một cái khí thế vô song người thanh niên vật, Tử Vong Sơn lịch luyện, thực chính là thiên tài so đấu, các đại thế lực sai phái ra ngày nửa mới cũng tuyệt đối không thể rất mất mặt, trên cơ bản đều là cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong tồn tại, nếu như bị hắn thế lực cho làm hạ thấp đi, đó là một kiện vô cùng mất mặt sự tình. Nhìn, Trần Gia Trang người đến, dẫn đầu người thanh niên kia, một bộ áo trắng, trong tay cầm quạt giấy, giống như Trần Chí Bạch, đây chính là Trần Gia bản tộc nhân, cùng những bàn chi đó còn có ngoại lai đệ tử không giống nhau, thân phận tôn quý vô cùng. Tu vi của người này mảy may không kém Quách Thiểu Phi a. À. Trần gia trang chính là một đại gia tộc, có thể trở thành huyền vực ngũ đại thế lực một trong, bản thân liền là vô cùng cường đại, trong thiên tài cũng là nhiều, chính thể thực lực không kém chút nào hắn bốn đại thế lực. Đúng vậy a, à, xem ra lần này Tử Vong Sơn lịch luyện, thật sự là một trận long tranh hổ đấu a, à, những thiên tài này nếu là ở Tử Vong Sơn nội bộ đạt được chỗ tốt lời nói, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng mọi người nghị luận âm ỉ nhìn về phía những đại thế lực kia bên trong đệ tử trong ánh mắt đều lộ ra một tia hâm mộ thầm nghĩ nếu như mình cũng có thể bên trong trở thành ngũ đại thế lực bên trong một thành viên thật là là một kiện hạnh phúc dường nào cùng tự hào sự tình a à. trần gia trang cao thủ xuất hiện về sau liền trực tiếp đứng tại trần gia trang trận doanh bên trong tử vong sơn cấm chế mặc dù nhưng đã yếu ớt xuống dưới nhưng muốn mở ra tử vong sơn môn hộ còn cần ngũ đại thế lực chân chính cao thủ đến đây tại tử vong sơn không có chánh thức mở ra trước đó người nào còn không thể nào vào được mau nhìn, tiêu giao cung người cũng tới. Có người kinh hô một tiếng, chỉ thấy tiêu giao cung người cũng từ đằng xa mà đến, rất nhanh buông xuống, trận doanh cùng mặt khác tam đại thế lực không có cái gì đại khác biệt, dẫn đầu đồng dạng là một cái tuổi trẻ thanh niên, bất quá thanh niên này sinh vô cùng hùng tráng, tóc nồng đậm, trên mặt ria mép cũng rất nồng đậm, xem xét cũng là loại kia cường tráng đại hán loại hình, Hán thân cao trọn vẹn so với bình thường người cao hơn hai cái đầu qua, trên cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên, còn giống như núi nhỏ, rất rõ ràng là một người tu luyện luyện thể người. Đó là tiêu giao cung Lý Long, cũng là tiêu giao cung trên thiên bản nhân vật, nghe nói thân thể tu luyện tới cực hạn, nhất quyền có thể đánh nát một tòa núi cao, tương đương sự khủng bố a. À. Thật sự là hâm mộ những này đại thế lực trong thiên tài, bản thân thiên phú không tồi, còn có thể có được tốt nhất tại nguyên tu luyện, ở đâu là chúng ta những tán tu này có thể so sánh. Hâm mộ là vô dụng, cho nên chúng ta mới muốn đi vào Tử Vong Sơn nội tìm kiếm cơ duyên, nếu như vận khí tốt lời nói, sau này cũng có thể giống như bọn họ, trở thành người trên người, cho dù không thể ngủ đại thế lực tiến vào đồng dạng trong thế lực cũng là không tệ. Nhìn thấy ngũ đại thế lực các thiên tài phong thái, đám tán tu trong ngôn ngữ đều tràn ngập hâm mộ và ghen ghét, nhưng hiện thực luôn luôn tàn khốc, bọn họ muốn phải thay đổi mình hiện trạng, liền muốn không được gián đoạn nỗ lực, nỗ lực sau người khác mấy lần mấy chục lần nỗ lực, mới có thể trở thành người trên người. Tiêu giao cung người xuất hiện về sau, từ trận doanh ở trong đi ra ba người, ba người này, chính là những ngày này khắp nơi tìm kiếm gian trần cùng vô thường lão nhân ba cái kia, dẫn đầu là Vương Nghị, cấp 6 chiến hoàng Tu Vi, Vương Nghị đứng sau khi đi ra, mâu thuẫn nhất thời chỉ hướng tinh vân tông tinh vân tông gian trần đây nhanh lên cút ra đây vương nghị thanh âm to khiến cho tất cả mọi người nghe rõ ràng hoa lời này vừa nói ra nhất thời gây nên đến một trận sóng to gió lớn tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía vương nghị nhìn vương nghị bộ dáng thế nhưng là không có chút nào thân mật a à. ở đây có không ít nghe nói qua gian trần tên người nhất thời cùng mắt trận trắng ám đạo đây thật là một người chuyên gây họa a à. đi tới chỗ nào cũng không quá bình cái này còn không có như thế nào đây liền đem Tiêu Giao Cung cho đắc tội, Tử Vong Sơn mở ra thời khắc, Tiêu Giao Cung ở trong hưng Sư vấn tội. Có thể thấy được Giang Trần đối Tiêu Giao Cung làm gì để cho người ta tức giận sự tình. Nguyên bản khí định thần nhàn hàng diễn, đang nghe Vương Nghị muốn hỏi tội Giang Trần về sau, trong mắt nhất thời toát ra hai đạo băng lãnh hàng mang, hắn cũng không quan tâm Giang Trần như thế nào đắc tội Tiêu Giao Cung cái kia, Giang Trần đắc tội với người quá nhiều, làm huynh đệ chỉ hội xuất thủ tương trợ, cho dù cùng toàn bộ thiên hạ là địch, vậy cũng không chút do dự. Ngươi thì tính là cái gì? cũng dám để ta đại ca ca cút ra đây, muốn chết sao? Tả Linh Nhi cái thứ nhất thụ không được, Vương Nghị ngữ khí để cho nàng vô cùng vì tức giận. Tiểu Nha Đầu lúc này đi về phía trước ra một bước, dùng tay chỉ Vương Nghị lớn tiếng nói: nơi nào đến Hoàng Mao Nha Đầu, các ngươi tinh vân tông tốt nhất đem Gian Trần cho giao ra, không phải vậy lời nói, chính là cùng chúng ta tiêu Giao Cung là địch. Vương Nghị cắn răng nói ra: cùng các ngươi tiêu Giao Cung là địch thì sao? Ám đạo ngươi cho rằng ngươi bọn họ tiêu Giao Cung có thể xưng bá huyền vực à? Gian sư đệ cũng không ở nơi này. Quách Thiểu Phi lạnh lùng nói ra, tâm lý đối chính mình cái này vốn không che mặt Giang Sư Đệ lại một lần nữa đến hứng thú, Giang Trần tại Tinh Vân trong tông làm ra những sự tình kia hắn đều biết, đây thật là cái gây chuyện tinh, bây giờ lại liền tiêu giao cung cũng đắc tội, bất quá Quách Thiểu Phi cũng không quan tâm, Tinh Vân Tông có thể không sợ tiêu giao cung. Này Giang Trần giết chúng ta tiêu giao cung hai cái cấp năm chiến hoàng cấp bậc trưởng lão, thù này nhất định phải báo, liên quan đến chúng ta tiêu giao tông mặt mũi, Quách Thiểu Phi, bây giờ tử vong sơn mở ra sắp đến, người tốt nhất đem Giang Trần cho giao ra, không muốn thương tổn hòa khí không phải vậy lời nói đối với các ngươi có thể không có, có chỗ tốt gì vương nghị tiếp tục lớn tiếng nói cái gì giang trần giết hai cái cấp năm chiến hoàng này giang trần trước đó không phải mới chiến vương tu vi à cho dù tấn thăng đến chiến hoàng làm sao có thể giết đến cấp năm chiến hoàng quá bất hợp lý đi cái này giang trần đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại lại có thể giết chết cấp năm chiến hoàng đơn giản không thể tin được a à? đúng vậy a à, nhưng nếu như là nói thật cũng khó trách tiêu giao cung tức giận như vậy tổn thất hai cái cấp năm chiến hoàng tổn thất này cũng không nhỏ a à. trong lúc nhất thời gian trần người còn chưa tới đây lại một lần nữa thành vì một cái tiêu điểm cùng đề tài Hừ, ngươi thì tính là cái gì cũng dám dạng này nói chuyện với ta còn dám ra lệnh cho ta giao người đơn giản là không biết sống chết quách thiểu phi lạnh hừ một tiếng hoàn toàn không đem vương nghị để ở trong mắt hắn tự nhiên không quan tâm vương nghị bởi vì hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nếu là lúc bình thường vương nghị dám dạng này ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ Quách Thiểu Phi một cái ngón tay liền đem bóp chết. Hắn không có tư cách, không biết ta có không có tư cách, Quách Thiểu Phi, Giang Trần giết ta tiêu giao cung hai đại trưởng lão, chúng ta tiêu giao cung tự nhiên muốn một cái thuyết pháp. Cao to lực lượng Lý Long cũng đi về phía trước một bước, hắn không có tận lực sách giọng to, nhưng nói ra lời nói tự giống như cuồng cuộn lôi âm một dạng, điển hình mảnh nhân A, à, Lý Long, ngươi là nói cười à, Giang Sư Đệ mới là nhất cấp chiến hoàng, coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể giết đến các ngươi hai cái cấp năm chiến hoàng, vẫn là nói, các ngươi tiêu giao cung cấp năm chiến hoàng đều là kén cỏi bột mềm, liền nhất cấp chiến hoàng đều có thể nhào nặng. Quách Thiểu Phi cười lạnh nói, nhưng trong lòng của hắn cũng rất là giật mình, hắn biết tiêu giao cung tuyệt đối sẽ không cầm dạng này sự tình nói đùa, tiêu giao cung hai cái trưởng lão, khẳng định chết tại Giang Trần trong tay, mà đây cũng chính là để hắn giật mình, hắn biết Giang Trần tại Tông Môn đánh bại cấp 4 chiến hoàng mang hồng, nhưng đánh bại cấp 4 chiến hoàng cùng đánh giết cấp 5 chiến hoàng, này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. À? Nếu như vẹn vẹn là nhất cấp chiến hoàng, tự nhưng không phải cấp 5 chiến hoàng đối thủ, bất quá tiểu tử kia có thể dẫn phát thiên kiếp, hắn lợi dụng thiên kiếp giết hai chúng ta trưởng lão, này một vùng thiên kiếp chi địa, rất nhiều người đều nhìn thấy. Này từ gian trần trong tay chạy thoát trưởng lão lớn tiếng nói. Nghe vậy, toàn trường lần nữa một mảnh xôn xao, thiên kiếp A, đó là xa xôi bao nhiêu sự tình, nhưng không ít người thật là nhìn thấy này một mảnh hoang nguyên bị phá hủy tình huống, chỉ là không nghĩ tới lại là độ kiếp gây nên. Ta đã sớm nghe nói cái kia gian trần chính là một cái khoáng thế yêu nghiệt, có thể dẫn phát thiên kiếp, nguyên lai hắn lợi dụng thiên kiếp giết tiêu giao cung đệ tử, khó trách. Đây là một cái yêu nghiệt a, à, tiêu giao cung lần này tổn thất có thể lớn, còn tổn thất thể diện, tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại gian trần còn chưa có xuất hiện, hai đại môn phái liền đã tràn ngập mùi thuốc súng. Xin vốt 9.10. Xin cơ mơ tờ. Xin nợ phờ. Chương 661. Trực tiếp khai sát. Nguồn. Mê truyện audio.com. Tràn ngập mùi thuốc súng tràn diện tiêu giao cung tổn thất hai cái cấp năm chiến hoàng, mà lại là trưởng lão, trưởng lão cùng đệ tử khác biệt, trưởng lão đại biểu đó là một cái tông môn bề ngoài, trưởng lão bị giết, nếu như không truy cứu hung thủ lời nói, tự hội bị người xem thường, sau này làm làm trò cười. Quách Thiểu Phi trong lòng càng là giật mình, đối cái này vốn không che mặt gian sư đệ càng thêm có hứng thú, bất quá hắn hiện tại thế nhưng là tinh vân tông đại biểu, đại biểu cũng là tinh vân tông sĩ khí, khí thế thượng là tuyệt đối không thể thua, mặc kệ gian trần cùng tiêu giao cung trưởng lão ở giữa phát sinh cái gì, Quách Thiểu Phi cũng không có thể yếu thế. Mà lại, Quách Thiểu Phi có thể không phải người ngu, thân là trên địa bản nhân vật, cái nào không phải thông minh tuyệt đỉnh, Giang Trần tại Tinh Vân trong tông làm chuyện như vậy đều không có nhận nửa điểm trừng phạt, rất rõ ràng là nhận Tinh Vân tông cao tầng coi trọng, thậm chí là tông chủ coi trọng, Giang Trần bản thân có thể dẫn phát thiên kiếp, đó là vạn năm khó gặp một lần khoáng thế kỳ tài, Quách Thiểu Phi đương nhiên sẽ không cùng dạng này người không qua được, huống chi, hiện tại đối. Ngoại, hắn cùng Giang Trần đều là Tinh Vân tông đệ tử. Tiêu giao cung cấp năm chiến hoàng trưởng lão bị một cái nhất cấp chiến hoàng tiểu bối giết chết, như thế mất mặt sự tình lại còn lẽ thẳng khí hùng nói ra, thật sự là không biết e lệ a. Lúc này, một cái âm dương quái khí âm thanh vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía ma âm giáo trận doanh, nói chuyện không phải ai khác, chính là hàng diễn, tiêu giao tông những người này nói chuyện như thế không khách khí, nhất tâm muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết, hắn đã sớm nhìn không được. Đúng, Giang Trần cùng ma giáo cấu kết, hắn chính là vì ma âm giáo vô thường lão nhân mới lợi dụng thiên kiếp giết hai chúng ta trưởng lão, Tinh Vân Tông dù sao cũng là danh môn chính phái, chẳng lẽ muốn dung túng môn hạ đệ tử cùng ma giáo cấu kết không thành. Này từ gian trần dưới thiên kiếp chạy thoát trưởng lão nhìn thấy hàng diễn nói chuyện, nhất thời mở miệng nói ra, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này cho gian trần ấn lên cùng ma giáo cấu kết tội danh. Lão đầu ngươi nói cái gì, chúng ta ma giáo làm sao, người trong ma giáo muốn so với các ngươi những này trong chính đạo ngụy quân tử mạnh hơn, khẳng định là các ngươi tiêu giao cung trưởng lão vây công ta ma giáo trưởng lão, gian trần nhìn đều nhìn không được, mới lựa chọn xuất thủ, hàng diễn sau lưng một cái cấp 8 chiến hoàng thanh niên nhất thời lớn tiếng nói, người này tên là Mạc Tang, chính là ma âm giáo ít có thiên tài, cùng quách thiểu phi bọn họ đều là cùng một cái cấp bậc, nếu như không phải ma âm giáo thêm một cái thiếu chủ, lần này tới tử vong sơn, đó chính là hắn chỉ huy, dù vậy, cũng không người nào dám khinh thị Mạc tang Mạc Tan tùy tiện nói câu nào, vậy cũng là cực kỳ phân lượng. Mà giáo người nhất thời cũng đều kịp phản ứng, rất nhiều người ngay từ đầu còn không biết thiếu chủ vì sao muốn đột nhiên mở miệng tham dự tiêu giao cung cùng tinh vân tông ở giữa tranh đấu, hiện tại xem ra, còn cùng bọn hắn ma âm giáo có quan hệ, gian trần đồng thủ giết người, lại là vì cứu ma âm giáo trưởng lão, như là như thế này lời nói, bọn họ ma âm giáo liền không thể ngồi yên không lý đến, ma âm giáo từng cái đối gian trần ấn tượng, đều tốt không ít. Ma giáo các ngươi bên trong người, làm nhiều việc ác, người người có thể tru diệt, nếu để cho bản thiếu gặp được lời nói, nhất định cũng là xuất thủ đánh giết. Trần gia trang trần chí bạch cầm trong tay quạt giấy, đối chọi gây gắt mở miệng nói ra, cái này nguyên bản chẳng qua là tiêu giao cung cùng tinh vân tông ở giữa tranh đấu trong nháy mắt vậy mà đem ma âm giáo cùng trần gia trang cũng liên lụy vào nhìn ngũ đại thế lực ở giữa vốn là không hòa thuận hiện tại bởi vì làm một cái gian trần đều bị liên lụy vào ta nghe nói trần gia trang trần chí bạch cùng ma âm giáo mạc tang đã từng tranh đấu qua hắn nhằm vào ma âm giáo cũng không có cái gì nhưng ngoài ý muốn xem đi càng ngày càng náo nhiệt các ngươi nhìn thiên sơn phái người cũng tới ngũ đại thế lực người đều đến tử vong sơn chẳng mấy chốc sẽ mở ra không biết tại mở ra trước đó có đánh nhau hay không. Bốn đại thế lực đều liên lụy vào, hiện tại Thiên Sơn Phái cũng xuất hiện, bất quá Thiên Sơn Phái người xuất hiện về sau, tự đứng ở trận doanh mình bên trong, thoạt nhìn không có muốn tham gia tranh đấu ý tứ, biến thành xem kịch. Các ngươi trần gia trang tính là thứ gì, còn muốn tru ta ma giáo, có gan ngươi lên tru cái thử một chút, lão tử xé ngươi. Mạc Tăng nhất thời giận dữ, một cổ ma lan từ thể nội bắn ra mà ra, xem ra một lợi không hợp muốn đánh, đây chính là người trong ma giáo tính cách, tuy nhiên âm hiểm xảo trá, nhưng nói đến đánh nhau tuyệt nghiêm túc, nói đánh là đánh, trong mắt không có cái gì quy tắc. Đánh tự đánh, chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? Trần Chí Bạch trong tay quạt giấy đùng một hộp, thân thể nhảy lên, bay thẳng lên không trung, mặt tan tự nhiên cũng không e ngại, hóa thành một đạo ma quang sông mà ra, trong chớp mắt công phu, hai người ở trên không mở ra tới một cái tân chiến trường, tại chỗ tự đánh nhau, hôn thiên ám địa. Ha ha, cái này đánh nhau, thật đúng là náo nhiệt a. À. Thiên Sơn phái người cầm đầu cười ha ha, hắn mặt như ngọc, nhìn 27-28 tuổi bộ dáng, dáng người trung đẳng, con mắt rất sáng, xem xét cũng là nhân trung long phượng, hắn gọi Diêm Huy, Thiên Sơn phái người dẫn đầu, cấp 8 chiến hoàng đỉnh phong tu vi, hắn một bộ thảnh thơi bộ dáng, nhìn lấy Mạc Tang cùng Trần Chí Bạch đối chiến, tâm tình lộ ra rất là thư sướng. Trần Gia Trang cùng Ma Âm giáo người khác đối chọi gây gắt, nhìn nếu là làm không cẩn thận, tùy thời có thể tới một trận đại hình sóng mái với nhau, bây giờ Tử Vong Sơn còn chưa mở ra, nếu là tại Tử Vong Sơn bên ngoài liền trực tiếp đánh nhau, vậy liền thật có ý tứ. Một bên khác, tiêu giao cung cùng tinh vân tông cũng là đối chọi gây gắt, không ai nhường ai, Giang Trần bây giờ đang tinh vân tông danh tiếng có thể thật là tốt, riêng là trong nội môn đệ tử, đó là vô số mọi người thần tượng. Quách Thiểu Phi, chuyện này chúng ta tiêu giao cung là nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi tinh vân tông nhất định phải cho một cái công đạo, vẫn là đem Giang Trần giao ra tốt. Lý Long tiếp tục nói, có bản lĩnh chính mình qua tiền đại ca ca, chỉ sợ tự các ngươi bản sự, đại ca ca đứng ở trước mặt các ngươi, các ngươi đều không có bản lãnh bắt lấy. Tả Linh Nhi lớn tiếng nói, một đôi quyền đầu nắm vang lên kèn kẹt, kẹt, nếu như không phải nàng thực lực không đủ, dựa theo nàng tính khí, sớm liền trực tiếp xuất thủ, có người ở trước mặt nàng một mực chửi bới nàng thân ái đại ca ca, tiểu nha đầu đã sớm thụ không được. Nơi xa, bốn bóng người như thiểm điện xuất hiện, chính là cấp tốc chạy đến ba người một chó, bọn họ khoảng cách rất xa liền thấy đang ở trên không đại chiến mặt tan cùng Trần Chí Bạch hai người. Đánh như thế nào đứng lên? Hoa thượng sững sờ. Đó là chúng ta ma âm giáo thiên tại Mạc Tang, Tại sao cùng Trần Gia Trang Thiên Tài đánh nhau? Vô thường lão nhân sững sờ. Xem ra các ngươi ma âm giáo cùng Trần Gia Trang quan hệ cũng không tốt. Ta cùng Trần Gia Trang Trần Chí Hào là bằng hữu, một sẽ giúp các ngươi điều tiết một chút. Bây giờ muốn đi vào Tử Vong Sơn, thêm một người bạn so thêm một kẻ địch có quan hệ tốt. Giang Trần cười nói, hắn có thể cảm nhận được, Trần Chí Hào tại Trần Gia Trang nội thân phận không tầm thường, chính mình đã cứu Trần Chí Hào mình, cùng Trần Gia Trang tự nhiên cũng coi là bằng hữu. Giang Trần còn không biết tử vong sơn bên ngoài phát sinh cái gì, bọn họ khí thế như hồng, rất nhanh liền xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong, khổng lồ như vậy khí thế trong nháy mắt tự gây nên tất cả mọi người chú ý, đầu tiên nhìn thấy bọn họ, cũng là tiêu giao cung người. Là Giang Trần, hắn rốt cục xuất hiện. Xuất thủ, giết hắn. Tiêu giao cung này hai cái trưởng lão hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về Giang Trần tự xông tới giết, vương nghị thân thể nhoáng một cái, cũng trùng kích đi qua, Ba người này chính là trước kia khắp nơi tìm kiếm Giang Trần mà tìm không thấy ba cái kia, giờ phút này nhìn thấy Giang Trần, nhất thời sát khí ngút trời. Nhìn a, à, người thanh niên áo trắng kia cũng là Giang Trần, nhìn thật trẻ tuổi a. À. Đúng vậy a, à, xem ra Tiêu Giao Cung là sẽ không bỏ qua hắn, không biết hắn muốn ứng đối ra sao. Đó là ma giáo vô thường lão nhân, Giang Trần quả nhiên cùng ma giáo cấu kết cùng một chỗ, xem ra Tiêu Giao Cung nói một điểm không sai. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, tự đang thảo luận thời khắc tiêu giao cung vương nghị ba người liền đã nên đón, ngăn tại Giang Trần phụ cận. Giang Trần, người giết ta tiêu giao cung trưởng lão, chịu chết đi. Vương nghị quát lên một tiếng lớn, sát khí ngút trời. Tiêu giao cung người, a! À. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn lạnh hừ một tiếng. Vô thường lão nhân, cho ta ngăn trở gia hỏa này. Không cần hắn nhiều lời, vô thường lão nhân đã lao ra, hắn hiện tại thế nhưng là cấp 6 chiến hoàng đỉnh phong, hoàn toàn có thể ngăn cản được vương nghị, hắn ma khí trùng thiên, trong tay thêm ra một thanh âm lãnh ma binh, hướng về Vương Nghị tự chém giết tới. Giang Trần, ngươi bây giờ không có thiên kiếp, nhìn ngươi còn như thế nào lợi hại. Tiêu giao cung hai cái trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, một trái một phải, hướng về Giang Trần vây công mà đến, ba người tốc độ đều quá nhanh, lấy về phần bọn hắn bên này động tay, tinh vân tông người mới kịp phản ứng, lúc này tới cứu viện, đã có chỗ không kịp. Bất quá, Giang Trần cũng không cần cứu viện. Khanh Kiếm quan trùng thiên, Giang Trần bá khí bên cạnh để lọt, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay, thần dị tới cực điểm thiên trên thánh kiếm khăn che mặt đầy máu sắc long văn giờ phút này thiên thánh kiếm đã là cường đại hoàng giả chi binh không biết so trước đó cường đại đến mức nào soát giang trần không nói hai lời một kiếm đối cái kia đã từng từ trong tay mình chạy thoát trưởng lão tự chặt chém xuống dưới một kiếm này kinh thiên động địa trưởng lão kia nguyên bản mặt mũi tràn đầy tự tin nhưng thiên thánh kiếm khóa chặt hắn một khắc này tâm hắn nhất thời chìm vào cốc hắn ngửi được một tia địa ngục khí tức này là tử vong vị đạo cuốn quýt ở giữa lão giả lấy ra bản thân chiến binh hướng về gian trần chống cự mà đi đáng tiếc bây giờ gian trần toàn lực nhất kích căn bản không phải cấp năm chiến hoàng có thể chống lại thiên thánh kiếm thần uy mạt trắc tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt thiên thánh kiếm từ trưởng lão kia thân thể xẹt qua trưởng lão kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết tại chỗ chết thảm bị trảm vì làm hai nửa thân thể từ trên không rơi xuống cái gì một cái khác đã công kích đến phụ cận trưởng lão lúc này kinh hô một tiếng nhìn về phía gian trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng nguyên lai bạo đập khí thế, vậy mà giống như thủy triều trong nháy mắt thối lui. Đã lên, thì cùng chết đi. Giang Trần không nói hai lời, xoay tay lại tự lại là một kiếm, kiếm quang sen lẫn thành một mảnh kiếm võng, đem lão giả kia hoàn toàn cho bao phủ ở chính giữa, Giang Trần kiếm quá nhanh, căn bản không cho đối phương phản ứng thời cơ, hắn lên tự dùng thiên thánh kiếm, cái kia chính là toàn thịnh nhất kích, cấp 5 chiến hoàng ngăn cản không nổi. A, à, lại là một tiếng hét thảm, tiêu giao cung khác một trưởng lão, chết. Xin vốt 9.10 Xin Xin nợ cảm tạ. Chương 662 Huynh đệ lặp lại. Nguồn Mê truyện audio com Nhanh, thực sự quá nhanh, Giang Trần phất tay tự diệt sát tiêu giao cung hai cái cấp 5 chiến hoàng, loại tràn diện này đơn giản sát bén đến bạo, tất cả mọi người mắt trận tròn, tự liền chính đang đối chiến vô thường lão nhân cùng vương nghị đều mắt trận tròn, dừng lại trong tay động tác, thậm chí ngay cả nơi xa trong lúc kịch chiến mạc tan cùng Trần Chí Bạch cũng dừng lại trong tay động tác bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Trần hoàn toàn không nghĩ tới đối phương vậy mà sắc bén như thế ngay trước Tiêu Giao Cung trận doanh trạm giết hai cái trưởng lão đây không phải tại giết người a đây là đang đánh mặt đánh Tiêu Giao Cung mặt a Ta Thiên a hắn cũng là Giang Trần a đã sớm nghe nói hắn thủ đoạn độc ác hành sự không hề cố kỵ hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a giết người liền con mắt đều không nháy mắt một chút Tiêu Giao Cung đại trận doanh ngay ở chỗ này. Hắn ngay trước người ta mặc vết hai cái trưởng lão phần này đảm lượng tuyệt thế vô địch a vô địch đơn giản là vô địch đây mới gọi là làm bá khí a quản ngươi là chim lên tựu giết ngươi tính toán cái bóng a từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường thế như vậy người bất quá càng khiến ta giật mình là giang trần nhìn rõ ràng chỉ là cấp 2 chiến hoàng nhưng cấp 5 chiến hoàng trong tay hắn liền một chiêu đều bù không được liền bị tại chỗ chém giết cái này quá kinh khủng không hổ là có thể dẫn phát thiên kiếp người a dạng này chiến lực nghịch thiên toàn trường xung quanh tất cả mọi người chấn kinh toàn bộ tràng diện đều bị giang trần đến cho nhóm lửa rất nhiều người đều chưa từng gặp qua giang trần thậm chí là lần đầu tiên nghe nói giang trần dù sao huyền vực quá lớn mọi người không biết giang trần cũng tình có thể hiểu nhưng đi qua vừa rồi một màn kia giang trần hoàn toàn nổi danh huyền vực nghĩ không ra minh đô khó hắn làm người khắp thiên hạ cũng không dám làm việc tình giang trần một tay mang theo thiên thánh kiếm toàn thân trên dưới đều bị một cổ không hướng bá khí cho tràn ngập hắn nhanh chân đi đến vương nghị phụ cận quát lên một tiếng lớn cút tiếng quát to này còn dường như sấm sét chấn động vương nghị lỗ tai ông ông tác hưởng vương nghị bản thân thế nhưng là cấp 6 chiến hoàng cao thủ theo nói căn bản không sợ giang trần coi như đánh nhau cũng có thể lực áp giang trần nhưng không biết vì sao có thể là giang trần khí thế quá mạnh lại thêm bị giang trần trước đó giết người tràn diện cho chấn nhiếp ra vương nghị bị một tiếng này cút chấn động vậy mà nhìn không được lui ra phía sau hai bước rác rưỡi, cứ như vậy cũng muốn giết lão tử giang trần miệt thị nhìn một chút vương nghị sau đó nhanh chân hướng về tinh vân tông phương hướng bay đi hòa thượng cùng đại hoàng cẩu theo sát về sau, vô thường lão nhân đứng tại phía sau cùng, để phòng vương nghị đánh lén. Mà vương nghị cả người vậy mà sững sờ ngay tại chỗ, khi hắn kịp phản ứng lúc đợi, Giang Trần đã đến tinh vân tông trận doanh phía trước, nghĩ đến vừa rồi một màn kia nhục nhã, vương nghị kém chút tại chỗ phun ra một thanh lão huyết, hắn biết, chính mình mới vừa rồi là đem người đều mất hết, không đơn giản hội bị ngoại nhân xem thường, sẽ còn bị tiêu giao cung đồng môn xem thường, thành vì một chuyện cười. Ta vì sao lại sợ hãi, hắn rõ ràng chỉ là cấp hai chiến hoàng, Hắn có thể giết cấp 5 chiến hoàng thì sao, một dạng không phải đối thủ của ta, nhưng ta tại sao lại sợ hãi? Vương Nghị có một loại muốn quốc chính mình xúc động, hắn lại bị đối phương khí thế dọa cho ngu, bị một cái cấp 2 chiến hoàng dọa cho ngu, cái này là bực nào mất mặt. Đại ca ca. Nhìn thấy Giang Trần, Tả Linh Nhi nhất thời vui sướng nghênh đón, tiến vào Tinh Vân Tông về sau bọn họ liền tách ra, cái này là lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thấy chính mình sùng bái đại ca ca đại triển thần uy, tiểu nha đầu tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng đã gần muốn mạo tinh tinh. Tiểu nha đầu rất không tệ nha. Giang Trần sờ sờ tiểu nha đầu đầu, tả Linh Nhi đạt tới cấp 2 chiến hoàng, cũng tại hắn trong dự liệu. Giang sư đệ, vừa mới có hơi lỗ mãn. Quách Thiểu Phi mở miệng nói ra, Giang Trần ngay trước nhiều người như vậy mặc vết tiêu giao cung hai cái cấp 5 chiến hoàng cấp bậc trưởng lão, xác thực là có chút lỗ mãn, lần này tiêu giao cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, Giang Trần cùng tiêu giao cung ân oán, cũng đem không chết không thôi. Bất quá Quách quá Thiểu Phi tuy nhiên trong miệng nói như thế, nhưng trong mắt đối Giang Trần tán thưởng đó là không che giấu chút nào, vừa rồi Giang Trần xuất thủ hắn nhìn nhất thanh nhị sở, nếu như đổi thành chính mình, đừng nói là tại cấp 2 chiến hoàng, liền xem như tại cấp 5 chiến hoàng thời điểm, cũng quả quyết làm không được Giang Trần dạng này tùy ý diệt sát cấp 5 chiến hoàng. Đại ca ca, đây là hạch tâm viện Quách Thiểu Phi sư huynh, là lần này người dẫn đầu. Tạ Linh Nhi giới thiệu nói, Quách sư huynh lời ấy sai rồi, chẳng lẽ bọn họ muốn giết ta, ta liền phải đứng ở nơi đó cho bọn hắn giết không được sao? Giang Trần đối quách thiểu phi ông một cái quyền, đối với cái này hạch tâm viện trong thiên tài, Giang Trần ấn tượng đầu tiên cũng không xấu. Tinh Vân Tông những đệ tử kia từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều là tràn ngập sùng bái, cho dù là có chút đệ tử hạch tâm, cũng là như thế, không ít người đã sớm nghe nói Giang Trần, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, riêng là những chiến linh đó cảnh ngoại môn đệ tử, hôm nay gặp mặt, đơn giản coi Giang Trần là thành chiến thần một dạng tồn tại đến đối đãi Giang Trần, ngươi thật lớn mật. Tiêu giao cung Lý Long rốt cục giận dữ, bây giờ tử vong sơn còn chưa mở ra, tiêu giao cung tự tổn thất hai cái cấp năm chiến hoàng, mà lại là bị người ngay trước chính mình mặc cho chém giết, đây quả thực là đang đánh mình mặt, như là không thể với đem Giang Trần cho giết chết, sau này chính mình cũng sẽ không cần lăn lộn. Đối mặt Lý Long uy hiếp, Giang Trần liền nhìn đối phương liếc một chút đều không có, trực tiếp hướng về Ma Âm giáo phương hướng đi đến, hắn biểu hiện hoàn toàn không có đem Lý Long để ở trong lòng, đây đối với Lý Long tầng thứ này thiên tài tới nói, không thể nghi ngờ là cự đại nhục nhã. Muốn chết. Lý Long giận, lúc này hướng về gian Trần xuất thủ. Lý Long, ngươi muốn ngay trước mặt ta sát tinh vân tông đệ tử A. Quách Thiểu Phi tự nhiên không có khả năng cho Lý Long công kích Giang Trần thời cơ, lúc này tự ngăn tại Lý Long trước người. Quách Thiểu Phi, ngươi tránh ra cho ta, đây là tiêu giao cung cùng Giang Trần sự tình. Lý Long song mắt đỏ bừng, quát to. Ngươi một cái cấp 8 chiến hoàng đối phó cấp 2 chiến hoàng, tuyệt không e lệ A, có bản lĩnh để cho các ngươi tiêu giao cung cấp 2 chiến hoàng xuất chiến, lão tử tự nhiên mặc kệ. Quách Thiểu Phi đối chọi gay gắt, lúc này nếu ai lùi bước, cái kia chính là sợ trứng bị người xem thường. Quách Thiểu Phi lời nói để không ít người đều cùng mắt trận trắng, để tiêu giao cung cấp hai chiến hoàng đối phó Giang Trần, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Lý Long nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không có biện pháp, hắn biết mình muốn làm lấy Quách Thiểu Phi mặt giết Giang Trần là không thể nào, tiêu giao cung cũng không có khả năng cùng Tinh Vân Tông trực tiếp tới cái ác chiến, tổn thất kia quá lớn. Lý Long mắt lộ ra hung mang, Giang Trần hắn nhất định phải giết, xem ra cũng chỉ có thể đợi đến tiếng vào tử vong sơn sau tìm cơ hội. Giang Trần bọn người đi thẳng tới Ma Âm giáo phụ cận, Vô Thường lão nhân đối hàng diễn ông một cái quyền, kêu một tiếng thiếu chủ. Nhưng mà, hàng diễn ánh mắt căn bản không được tại Vô Thường lão nhân trên thân, từ khi Giang Trần xuất hiện một khắc này, trong mắt của hắn tự lại cũng không nhìn thấy người khác. Tiểu tử ngươi vẫn là như vậy phong tao, vô luận ở đâu đều có thể danh tiếng xuất tẩn. Hàng diễn nói ra. Ma Âm giáo thiếu chủ nhìn rất ngưu bức a, cấp 6 chiến hoàng, xem ra ngươi cuộc sống tạm bờ qua rất lợi hại thoải mái nha. Giang Trần nói xong, duỗi ra hai tay, Hàn Diễn cũng duỗi ra hai tay, hai người không nhìn người khác ánh mắt, đến một cái to lớn hùng bảo. Thuộc về nam nhân hùng bảo, không bình thường hữu lực, loại kia nồng đậm huynh đệ chi tình, là người ngoài căn bản là không có cách lý giải, từ bước vào thần châu đến bây giờ, đi qua thời gian rất lâu, huynh đệ rốt cuộc có thể trùng phùng, loại kia vui vẻ, không cách nào nói nên lời. Bọn họ đều là sẽ không biểu đạt người, nhưng cũng không cần biểu đạt cái gì, cái này một cái hùng bảo, tự biểu đạt hết thảy các ngươi hai cái hỗn đảng ông với không, làm cậu gia ta không tồn tại à. Đại hoàng cậu nhìn không được, mở cái miệng rộng đối hàng diễn cái mông tự cắn một cái. Ngươi chó chết này, thật sự là đến chết không đổi. Hàng diễn một chân đá vào đại hoàng cậu chó trên đầu, sau đó, hai người một chó ngay trước vô số mặt người cất tiếng cười to, không kiên nể gì cả, Giang Trần căn bản không quan tâm hiện tại tình cảnh, hắn muốn làm, chính là mình muốn ngồi sự tình. Một màn này làm cho tất cả mọi người để ở trong mắt, rốt cuộc biết ma âm giáo thiếu chủ tại sao lại trợ giúp Giang Trần nói chuyện, hiện tại xem ra, hoàn toàn không đơn thuần là gian trần cứu vô thường lão nhân đơn giản như vậy, trước mắt tình huống này, ngu ngốc đều có thể nhìn ra hai người đã sớm nhận biết, mà lại quan hệ rất không bình thường. Mà âm giáo người nhìn về phía gian trần ánh mắt, đều tràn ngập hoan hỷ, gian trần vừa mới phong cách hành sự, rất để bọn hắn ưa thích, thiếu chủ cùng dạng này người kết giao bằng hữu, đủ thấy thiếu chủ cũng là một cái bá khí vô cùng nhân vật. Lúc này, Mạc Tăng cùng Trần Chí Bạch đã dừng lại trong tay động tác, phân biệt trở lại Trần doanh mình bên trong, nhưng vẫn như cũ là đối chọi gây gắt bộ dáng trước mắt tình thế mở ra, mặc dù có người xuất thủ, nhưng cũng vô pháp tránh thức đánh nhau, các đại thế lực đều là hướng về phía tử vong sơn mà đến, đều là vì chỗ tốt mà đến, đánh nhau chẳng tốt cho ai cả. Giang Trần quay người nhìn về phía trần gia trang trần doanh, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, vậy mà không nhìn thấy trần chí hào cùng đàm lãng, nhất thời nhìn không được nhíu mày đứng lên. Trần Chí Hào sớm tại Lương Châu thời điểm cũng đã là chiến hoàng tu vi, dạng này lịch luyện, hẳn là sẽ không bỏ lỡ mới đúng, bây giờ lại chưa từng xuất hiện tại Trần Gia Trang Trần Doanh bên trong, cái này cũng không bình thường. Giang Trần đối Trần Gia Trang ông một cái quyền, mở miệng nói ra. Tại hạ Giang Trần, cùng các ngươi Trần Gia Trang Trần Chí Hào chính là là bằng hữu. Giang Trần chỉ nói nhiều như vậy, bày ra Trần Chí Hào thân phận, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nếu là bằng hữu, tự không cần thiết chém chém giết vết hư, Trần Chí Hào, một cái tự thân khó đảm bảo người, ngươi cùng hắn là bằng hữu, cùng chúng ta Trần Gia Trang có quan hệ gì? Không ngờ, Trần Chí Bạch cười lạnh một tiếng, nói ra một câu nói như vậy tới. Ngươi có ý tứ gì? Giang Trần biến sắc, hắn hạng gì thông minh, xem ra trần chí hào tại trần gia trang tao ngộ khó khăn gì cái này khiến hắn đối trần gia trang hảo cảm trong nháy mắt tiêu tán trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đi ra một cái phế vật a à. trần chí bạch từ tốn nói trong tay quạt giấy ở trước ngực một lây một cái đây là giang trần không nghĩ tới hắn cùng trần chí hào cũng không có giao tình gì nếu như trần chí hào xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể mặc kệ không hỏi nhưng trong này còn dính dấp đàm lãng ban đầu là chính mình để đàm lãng đi theo trần chí hào tiến vào trần gia trang nếu như đàm lãng đi theo Trần Chí Hào bị liên lụy, Giang Trần sẽ không tha thứ chính mình. Xin vốt 9.10. Xin cơ mơ tờ. Xin nợ cảm tạ. Chương 663. Tử vong sơn mở ra. Nguồn. Mê truyện audio com Giang Trần sắc mặt nhìn không tốt, hắn lúc đầu cho là mình cùng Trần Gia Trang là bằng hữu, hiện tại xem ra, bằng hữu rất có thể không có làm, sau này còn có thể trở thành địch nhân, bất quá gian trần cũng không nói thêm gì nữa bây giờ tử vong sơn mở ra sắp đến cho dù trần chí hào xuất hiện cái gì hắn cũng bất lực chỉ có thể các loại từ tử vong sơn sau khi đi ra lại nghĩ biện pháp hiện trường mấy cái đại thế lực giữa lẫn nhau tràn ngập mùi thuốc súng nhưng cũng không có chánh thức đánh nhau giống như gian trần tình huống như vậy hôm nay nếu như không phải là bởi vì tử vong sơn mở ra chuyện lớn như vậy tình nói không chừng liền muốn sống mái với nhau nhưng bây giờ dạng này trường hợp không thích hợp sống mái với nhau đối bất kỳ bên nào thế lực đều không có, có chỗ tốt gì, cho dù tiêu giao cung đặc biệt muốn giết giang trần cũng phải các loại tiến vào tử vong sơn về sau chờ đến bên trong giết giang trần thời cơ nhất định sẽ rất nhiều. Lúc này năm đạo mạnh mẽ khí tức phân biệt từ năm cái phương hướng khác nhau chạy như bay tới tốc độ nhanh đến cực điểm, rất nhiều thực lực thấp người liền bóng dáng đều không nhìn thấy trong chớp mắt công phu năm đạo mạnh mẽ thân ảnh liền xuất hiện ở trên không năm người này giống như sớm hẹn sau một dạng xuất hiện thời gian cũng là một dạng năm người này xuất hiện về sau toàn bộ trang diện trong nháy mắt an tĩnh lại nồng đậm thánh uy từ trong cơ thể của bọn họ truyền ra giống như thủy triều dốc sức tản ra đến đem cả khoảng không đều bao trùm lại mọi người tại cổ uy áp này phía dưới đều cảm giác được linh hồn đang run sợ nhìn không được muốn sinh ra cúng bái tâm lý tinh vân tông tông chủ tinh vân tử tiêu giao cung công chúa tiêu giao vương thiên sơn phái trưởng môn thiên sơn đạo nhân trần gia trang trang chủ trần chấn thiên mà âm giáo giáo chủ vật nhất ma đây là huyền vực năm cái nhân vật cái thế trong truyền thuyết năm đại cử đầu, giống như Tinh Vân Tông cùng Tiêu Giao cung dạng này đại thế lực, trưởng môn danh hào đều là truyền thừa xuống, mỗi một thời đại trưởng môn đều lại được xưng là Tinh Vân Tử cùng Tiêu Giao Vương, đây là một loại truyền thừa, đại biểu cho một loại tôn quý cùng cường đại. Năm cái cấp 4 tiểu thánh, cơ hồ đại biểu toàn bộ huyền vực đỉnh phong chiến lực, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía năm người, trong mắt tràn ngập nóng rực quan mang, riêng là những tán tu kia cùng một chút trung tiểu thế lực người, cả đám đều vô cùng kích động, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết bá chủ, đó là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, huống chi còn lập tức xuất hiện năm cái, đang chỉ bởi vì cái này, tự có tư bản ra ngoài khoác lác. Tiêu giao vương người mặc một bộ chiến bào màu tím, không bình thường hùng vĩ, hắn đi vào về sau, liền thấy mặt đất nằm hai cổ bị chém vết thi thể, từ phục sức thượng tự nhận ra là tiêu giao cung trưởng lão. Chuyện gì xảy ra, là ai giết tiêu giao cung trưởng lão? Tiêu giao vương nhất thời tự giận, một cổ cường đại uy thế nhất thời từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, làm người ta kinh ngạc trung sợ cung chủ, là tinh vân tông giang trần làm, hắn giết chúng ta bốn người cấp năm chiến hoàng trưởng lão. Lý Long đối tiêu giao vương ông một cái quyền, dùng ngón tay hướng giang trần phương hướng. Lời này vừa nói ra, năm đại cử đầu cùng một thời gian đem ánh mắt rơi vào giang trần trên thân, giang trần không có che giấu chính mình khí tức, rõ ràng chỉ có cấp hai chiến hoàng, lại có thể diệt sát cấp năm chiến hoàng, cái này vẫn phải. Kinh hải nhất đương nhiên là tinh vân tử, lúc trước Giang Trần lần đầu tiên tiến vào tinh vân tông thời điểm, mới là cửu cấp chiến vương, vừa mới qua đi bao lâu, cũng là cấp 2 chiến hoàng, mà lại có thể chém giết cấp 5 chiến hoàng. Bất quá, hắn tuy nhiên chấn kinh, nhưng cũng nhất là bình tĩnh, bởi vì biết Giang Trần thân phận chân thật về sau, cho dù tại Giang Trần trên thân nhìn thấy lại nghịch thiên sự tình, hắn cũng sẽ không cảm giác được ngoài ý muốn, thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế thân thế, nếu là không có chút thủ đoạn nghịch thiên, ngược lại không bình thường. Nhìn thấy Giang Trần tiến bộ, Tinh Vân Tử càng thêm kiên định hợp tác với Giang Trần tín niệm, sau này tương lai mình, nói không chừng ngay tại Giang Trần trên thân, đi theo thiên hạ đệ nhất thánh lăn lộn, chỗ tốt chắc chắn sẽ không thiếu. Hừ, một tên mau đầu tiểu tử, cũng dám diệt sát ta tiêu giao cung trưởng lão, đơn giản là không biết sống chết. Tiêu giao vương lạnh hừ một tiếng, lúc này nhô ra một tay nắm, hướng về gian trần tự nắm tới, cấp bốn tiểu thánh uy năng, hạng gì cường thế, không chút khách khí nói, tiêu giao vương tùy tiện tràn ra một tia khí thế, liền có thể áp chế gian trần vô pháp động đậy. Đối với tiêu giao vương tới nói, gian trần dạng này thiên tài tuy nhiên khó được, nhưng là một địch nhân, tại hắn cấp bốn tiểu thánh trước mặt, cũng là còn như là dung giới đưa tay liền có thể bóp chết. ầm âm, âm. Tinh vân tử xuất thủ, hắn tự nhiên không có khả năng nhìn lấy tiêu giao vương giết giang trần, hắn cùng tiêu giao vương đối oanh nhất kích, ngăn trở tiêu giao vương tông kích. Tiêu giao vương, ngươi không khỏi quá không đem bổn tọa để ở trong mắt, ta tinh vân tông đệ tử, chẳng lẽ là ngươi nói giết tựu giết? Tinh vân tông giận dữ, hắn cùng tiêu giao vương bản thân quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, huống chi giang trần đối với hắn rất là trọng yếu, lại nói, tiêu giao vương muốn sát tinh vân tông đệ tử, nếu như mình người tông chủ này không xuất thủ lời nói chẳng phải là trở thành trò cười, bị người nhạo bán. Tinh vân tử, ngươi vì một cái đệ tử bình thường, cầm tới muốn cùng bổn tọa đánh một trận chiến không thành. Tiêu giao vương thanh sắc câu lệ. Đánh tự đánh, bổn tọa còn chả lẽ lại sợ ngươi, ngươi tiêu giao vương dù sao cũng là đệ nhất bá chủ, cấp 4 tiểu thánh tu vi đi đối phó một cái cấp 2 chiến hoàng, truyền đi cũng không ngại mất mặt à, còn là các ngươi tiêu giao cung thế hệ tuổi trẻ tìm không thấy ngươi. Tinh vân tử đối chọi gây gắt. Ha ha, tiêu giao vương, ngươi đây cũng quá mất mặt, các ngươi tiêu giao cung cấp năm chiến hoàng trưởng lão còn không đánh lại người ta một cái cấp hai chiến hoàng tiểu bối bản thân cái này đã với mất mặt có bản lĩnh để cho các ngươi tiêu giao cung đệ tử hạch tâm xuất thủ ngươi lão bất tử này xuất thủ đối phó tiểu bối lão tử đều thay ngươi cảm thấy e lệ mà âm giáo giáo chủ vật nhất ma cười ha ha không nguyện ý buông tha cái này đối tiêu giao vương chăm chọc khiêu khích cơ hội tốt tiêu giao vương thần sắc một nắm sau cùng lạnh hừ một tiếng lại không hề ra tay với Giang trần lấy thân phận của hắn đối phó một cái cấp hai chiến hoàng thật là mất mặt mà lại Tiêu Giao cung nội đệ tử hạch tâm có thể giết Giang Trần còn nhiều, rất nhiều. Tiêu Giao Vương lúc này cho Lý Long đại biểu một đám Tiêu Giao cung đệ tử hạch tâm đồng thời truyền âm. Các ngươi cho bổn tọa nghe, đừng cho bổn tọa nhìn thấy kẻ này sống mà đi ra Tử Vong Sơn. Nghe vậy, Lý Long bọn người thân thể chấn động, đối Tiêu Giao Vương hơi hơi không người. Được, không muốn chậm trễ thời gian, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian liên thủ mở ra Tử Vong Sơn. Trần Chấn Thiên mở miệng nói ra. Sau đó, năm đại cao thủ liên hợp xuất thủ, trong hư không đã thông ba cái hư huyễn thông đạo đi ra, cái này ba cái thông đạo đều liên tiếp đến tử vong sơn nội bộ. mau nhìn, tử vong sơn lập tức liền muốn mở ra, ngũ đại tiểu thánh bá chủ đồng thời xuất thủ, liên hợp mở ra thông đạo. tự muốn đi vào tử vong sơn lịch luyện, thật sự là chờ mong a. À. ta lần này tiến vào bên trong, nhất định phải đạt được một chút đồ tốt. rất nhiều người đều khẩn trương lên, chờ cũng là một ngày này, tử vong sơn lập tức liền muốn bị mở ra, bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ thông đạo mở ra trong nháy mắt liền vọt vào qua rất nhanh, này ba cái lối đi dần dần ngưng thực, biến thành ba cái chân thực lưu giữ tại không gian thông đạo, xuất hiện tại mọi người trên không. Cái này ba cái thông đạo, một cái sau một cái kéo dài trưởng, phân biệt thông hướng tử vong sơn khác biệt địa phương, lần này tử vong sơn bị mở ra ba tầng, mỗi một tầng mức độ nguy hiểm cũng không giống nhau, để nhất tầng thích hợp chiến linh cảnh, tầng thứ hai thích hợp chiến vương, tầng thứ ba thích hợp chiến hoàng cao thủ. Đi a, à, đi vào đi. Có người điên cùng bay lên, căn cứ thực lực mình lựa chọn thông đạo, như thiểm điện bay vào qua, ba cái thông đạo cửa vào đều vô cùng cự đại, đi vào người đều xếp thành đội, giống như hoàng phong một dạng. Ngũ đại thế lực bên trong thiên tài đệ tử bọn họ cũng nhau nhau tiến vào bên trong, căn cứ thực lực mình tiến vào khác biệt trong thông đạo, trên cơ bản có rất ít người chọn sai, một cái cường đại tới đâu chiến vương, cũng không dám tự tin đến có thể tiến vào tầng thứ ba, càng là xâm nhập bên trong, mức độ nguy hiểm lại càng lớn, đây là tới tầm bảo, cũng không phải đi tìm cái chết, không người nào nguyện ý lấy tính mạng mình nói đùa. Đại ca ca, chúng ta cũng đi vào đi. Tả Linh Nhi đứng tại gian trần bên người. Tiểu nha đầu này là ai a? À? Hàng diễn hỏi, lúc trước hắn tại Tả Linh Nhi đứng ra vì gian trần lúc nói chuyện tự đoán ra tiểu nha đầu cùng gian trần quan hệ không tầm thường. Giới thiệu một chút, đây là Tả Linh Nhi, ta thu một người mùi mùi, đây là ta hảo huynh đệ hàng diễn. Gian trần lẫn nhau giới thiệu một chút, hàng diễn mang trên mặt mỉm cười, đối với cái này 12 tuổi tự đạt tới cấp 2 chiến hoàng tiểu nha đầu, hắn trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, thiên tài như thế, tại đông đại lục bên kia, là căn bản không dám tưởng tượng. A à Diễn, đây là bá giả, sau này gọi hắn hòa thượng là được, cũng là tốt huynh đệ, đã từng cùng một chỗ trải qua sinh tử. Giang Trần vỗ bá giả bả vai giới thiệu nói. Bần Tăng gặp qua thiếu chủ. Bá giả một tay dựng thẳng ở trước ngực, vô cùng trang trọng nói ra. Đại sư hữu lễ. Hàng Diễn vội vàng về thi lễ. Giang Trần cùng đại hoàng tẩu trong nháy mắt tự nhìn không được, một cái dơ chân lên, một cái khác trực tiếp mở cái miệng rộng, hướng về hòa thượng một trái một phải đồng thời xuất kích. Ngươi nhà không giả bộ có thể chết không được. Giang Trần cũng là không nói gì, cái này vô sĩ hòa thượng, mặt ngoài thật đúng là có thể dụ hoặc người, một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, hàng diễn rõ ràng bị hắn bên ngoài cho lừa gạt qua. Hàng diễn cùng bá giả hòa thượng chưa có tiếp xúc qua, nhưng từ Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đối đãi hòa thượng trên thái độ, hắn đã có thể đại khái đoán ra hòa thượng này là cái dạng gì mặt hàng, nói không chính xác lại là một cái kỳ hoa. Đi nhanh lên đi, người ta đều đi vào, chúng ta cũng đừng lạc hậu. Hòa thượng nói xong, tranh thủ thời gian hướng về tầng thứ ba thông đạo bay qua, có phần có một loại bỏ trốn mất dạng hiềm nghi. Đi. Giang Trần khẽ quát một tiếng, mấy người cùng một chỗ bay về phía lối đi kia bên trong, tại Giang Trần mới vừa tiến vào thông đạo không lâu, đột nhiên cảm giác được một cổ sắc bén kình phong đột nhiên từ phía sau tiến công tập kích mà đến, lực công kích này vô cùng mạnh mẽ, lấy Giang Trần hiện tại chiến lực, căn bản là ngăn cản không nổi. Muốn chết. Hàng diễn giận dữ, một cổ ngập trời làn sóng ma đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn ra, hóa thành một đạo tráng kiện hắc sắc quan trụ, hướng về hậu phương tự va đập tới âm âm. Cự đại lực va đập khiến cho toàn bộ không gian thông đạo đều kịch liệt đung đưa, phía sau đối gian trần đánh lén, không phải ai khác, chính là tiêu giao cung Lý Long, hàng diễn lấy cấp 6 chiến hoàng tu viên ngăn cản được Lý Long, nhưng bản thân cũng bị chấn động lui lại không ít. Nhưng hàng diễn sắc mặt bất biến, nếu như hắn đem huyết mạch hoàn toàn kích phát lời nói, hoàn toàn có thể đối phó Lý Long. Xin vốt 9.10. Xin cơ mơ tờ. Xin nợ cảm tạ. Chương 664. Cung điện cổ xưa. Nguồn mê truyện audio com lý long ngươi là muốn chết à hàng diễn giận rất nhiều người đều giận nơi này chính là không gian thông đạo ở chỗ này đánh nhau nếu là thông đạo bị đánh nát rất nhiều người đều muốn đi theo gặp nạn trực tiếp bị truyền tống đến kẻ hở không gian bên trong vĩnh viễn đều ra không được lý long ngươi muốn chết không muốn mang theo chúng ta người nào ở trong đường hầm xuất thủ ta cái thứ nhất không thuận theo nơi xa trần chí bạch khí thế như hồng lớn tiếng nói vừa rồi một mạng kia có thể nói là kinh tâm động phách lý long cùng hàng diễn nhất kích đem thông đạo cho đánh kịch liệt lay động, đã xuất hiện một chút vết nứt, nếu là tiếp tục đánh xuống, thông đạo liền bị đánh nát, đến lúc đó người nào đều không có chỗ tốt. Lý Long xuất thủ trực tiếp gây nên nhiều người tức giận, tức giận không đơn thuần là Trần Chí Bạch một người, tất cả mọi người đang tức giận, tự liền tiêu giao cung đệ tử đều âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, ám đạo Lý Long quá manh động, như thế cách làm đơn giản cũng là tại cùng công chúng là địch. Thấy thế, Lý Long lạnh hừ một tiếng, nhưng lại không được dám tiếp tục ra tay, vừa rồi nhất kích không có giết chết Giang Trần, là hắn không ngờ rằng ma âm giáo thiếu chủ vậy mà như thế lợi hại, tiếp xuống muốn ra tay nữa liền không khả năng, một khi gây nhiều người tức giận, chờ đến Tử Vong Sơn nội không được, cái kia chính là mọi mũi tên chi. Ta tất sát ngươi. Giang Trần trở lại nhìn lấy Hậu Phương Lý Long, cực kỳ lạnh nhạt nói ra một câu, hắn đã đối Lý Long khởi ý quyết giết, đối với nhất tâm muốn đưa mình vào người chết, Giang Trần thủ đoạn cho tới bây giờ đều là chỉ có một loại, cái kia chính là làm cho đối phương so với chính mình chết trước. Đi thôi trước tiên không để ý tới hắn. Hàng diễn Trần Lý Long liếc một chút, mở miệng nói ra. Mọi người cấp tốc tiến lên, rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảnh trắng xóa khói như sương mù chi địa, những màu trắng đó vũ khí rất dày, ung ung kéo đến, hoàn toàn che đậy phía trước hư không, cho dù là cường đại chiến hoàng cao thủ, cũng căn bản là không có cách nhìn ra phía trước bạch vụ nội hết thảy. Nhưng là, người khác không nhìn thấy, có người lại có thể nhìn thấy, gian trần nhãn lực so tất cả mọi người có quan hệ tốt, hoặc là nói hắn đại diễn luyện hồn thuật quá mức lợi hại trong sương mù khói trắng hết thảy hắn đều nhìn rõ ràng bên trong tầng tầng lớp lớp khắp nơi đều là không gian cửa vào mà lại những này không gian cửa vào sẽ không cho người có lựa chọn tiến vào thời cơ bởi vì mỗi một cái không gian cửa vào đều có cường đại sức hấp dẫn phun ra chỉ cần đi vào bên trong tu sĩ bất ngờ không đề phòng liền bị cổ lực hút này trực tiếp cho hút đi vào đại ca ca phía trước bạch vụ cảm giác tốt âm u có thể bị nguy hiểm hay không a à? tả linh nhi hiếu kỳ hỏi tốt nồng đậm bạch vụ ngay cả ta đều không cách nào thấy rõ ràng bên trong đồ vật nói không chừng có không biết hung hiểm nơi này tên là tử vong sơn lúc nào cũng có thể xuất hiện tử vong hàng diễn nói ra không cần lo lắng phía trước không có gặp nguy hiểm chúng ta hiện tại còn không có hoàn toàn tiến vào đến tử vong sơn nội bộ đây trong này có rất nhiều không gian cửa vào một hồi phạm là tiến vào bên trong người đều sẽ bị không gian cửa vào hút đi vào bị truyền tống đến khác biệt trong không gian tử vong sơn nội không gian tầng tầng lớp lớp thực sự quá nhiều, nơi này đã từng là một cái siêu cấp đại phái di chỉ, đi qua vô số tuế nguyệt, bên trong bảo tàng, vẫn như cũ có rất nhiều, những Này không gian có là cơ duyên, có là nguy hiểm, có là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, có thể có được cái gì, tự nhìn chính mình tạo hóa, các ngươi hiện tại cũng tới gần ta, ta dùng sức mạnh đem bọn ngươi bao phủ, một hồi chúng ta có thể tiến vào cùng một cái không gian bóp. Giang Trần thấp giọng nói ra. Mọi người gật đầu, vội vàng hướng Giang Trần tới gần, đối với Giang Trần, ở đây người đều là vô cùng tín nhiệm, mà lại bọn họ đối Giang Trần vô cùng tin tưởng, người khác nhìn không ra cái này trắng trong sương mù tình huống, nhưng Giang Trần lại có thể nhìn ra, bọn họ không có chút nào hồi cảm giác được ngoài ý muốn. Đi. Giang Trần nhanh chân hướng về phía trước, mấy người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Bạch Vũ biên giới chỗ, lúc này, từ Giang Trần thể nội xông ra một cổ vô hình lực lượng, đem tất cả mọi người cho bao phủ lại. Tại bước vào Bạch Vũ một khắc này, mọi người nhìn không được đánh rung một cái, bọn họ quả nhiên thấy rất nhiều không gian cửa vào, Mỗi một cái cửa vào đều giống như một đầu hoang cổ mang thú miệng một dạng, tối âm, từ đó phun ra vô cùng băng lạnh khí tức, đó là cự đại sức hấp dẫn, nếu như không phải là bởi vì bị Giang Trần lực lượng liên tiếp lời nói, bọn họ trực tiếp liền bị hút vào khác biệt không gian cửa vào. Cũng may Giang Trần lúc trước có dự kiến trước, lợi dụng loại phương thức này không để cho mọi người tẩu tán. Nơi này không gian thông đạo giống như đúc, hoàn toàn nhìn không ra cái gì, cũng không có cái gì lựa chọn tốt, Giang Trần theo một cái không gian cửa vào sức hấp dẫn liền muốn trực tiếp xông vào, ngay vào lúc này, Đại Hoàng Cẩu vội vàng nói: tiến bên trái một cái kia, nhanh lên. Giang Trần lúc đầu đã đến một cái không gian cửa vào phụ cận, tại cường đại sức hấp dẫn phía dưới muốn chuyển biến phương hướng, thật sự là vô cùng buồn ngủ chuyện khó, nhưng đại hoàng cẩu lời nói hắn là nhất định phải nghe, đại hoàng cẩu khẳng định là cảm ứng được cái gì, mới lại đột nhiên để chuyển biến phương hướng. Đại gia ngươi không nói sớm. Giang Trần suýt nữa phun ra một thanh lão huyết đến, hắn đánh ra chân long đại thủ ấn, cưỡng ép đem sức hấp dẫn đẩy đi ra, nhưng loại lực lượng kia tương phản, để Giang Trần vô cùng khó chịu, sau đó, Giang Trần cước bộ rung lên, như thiểm điện tiến vào đại hoàng cẩu nói tới không gian cửa vào bên trong. Cấp tốc như vậy phản ứng tốc độ, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần mới có thể, cho dù là Lý Long cùng Quách Thiểu Phi như thế cấp 8 chiến hoàng thiên tài, tại đến không gian thông đạo cửa vào thời điểm, cũng đừng hồng nhanh chóng chuyển biến phương hướng, tiến vào hắn cửa vào. Tại Giang Trần bọn họ tiến vào không gian cửa vào về sau, một đạo hắc ảnh còn giống như quỷ mị, cũng đi theo tiến vào bên trong, bóng đen này trước đó căn vốn chưa từng xuất hiện, nhưng lại không biết lúc nào tự trực tiếp xuất hiện. Hắn tự như là chuyên môn vì gian trần mà đến một dạng, lựa chọn cùng tiến vào cùng một cái lối đi nội. Có người đi vào, chúng ta cũng chớ trì hoãn, đi vào xong, bảo bối đều bị cướp quan. Có tán tu hô to, thế là, thành đàn người điên cuồng hướng về bạch vụ khu vực bên trong phóng đi, mỗi một cái tiến vào bên trong tu sĩ, đều sẽ trong nháy mắt bị khác biệt không gian thông đạo cho hút đi vào, truyền tống đến khác biệt địa phương qua. Cái gọi là phú quý tại thiên, bị truyền tống đến địa phương nào, vậy cũng là mình, đây là khí vận biểu tượng, có người tự có thể có được bảo tàng, từ đó gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, có người liền sẽ bị truyền vào đến một mảnh chỗ chết, sau cùng hóa thành hoang xương. Lần lượt từng bóng người bị xương trắng không, trước sau mấy phút, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, tại tất cả mọi người tiến vào bạch vụ khu vực về sau, hậu phương không gian thông đạo cũng biến mất theo không thấy, tử vong sơn mở ra, cũng cứ như vậy mấy phút, nằm cái tiểu thánh cũng không dám dựa vào tử vong sơn quá gần càng thêm không dám chèo chống không gian thông đạo thời gian quá dài, một khi gây nên cấm đoán phản phệ, hậu quả không thể nghi ngờ là nặng nề, sở hữu tiến vào tử vong sơn người, toàn bộ đều phải chết, cái này đại giới ai cũng không chịu đựng nổi. Ánh sáng lóe lên, gian trần bọn người tiến vào một cái độc lập không gian bên trong, không ít người cũng tiến vào cái không gian này, bất quá rớt xuống đất chút không giống nhau, nơi này u ám một mảnh, khắp nơi tràn ngập một cổ tử vong khí tức, cho tâm linh người tạo thành áp lực cực lớn. Chúng ta bây giờ đã tiến vào đến tử vong sơn nội bộ, tất cả mọi người phải cẩn thận một chút. Vô thường lão nhân nhắc nhở. Giang Trần vừa mới đứng vững cước bộ, đột nhiên cảm thấy phía sau một cổ ý lạnh, hắn đột nhiên quay đầu, phát hiện sau lưng rỗng tuyết, không có cái gì, nhưng vừa rồi này một cổ sát khí, lại vô cùng rõ ràng. Ám ảnh người. Giang Trần mi đầu cau lại, trong mắt lóe lên một tia tinh mang, ám ảnh người rốt cục vẫn là xuất hiện, bọn họ hội giống như quỷ mị không ngừng nghỉ dây dưa ngươi, thẳng đến đưa ngươi giết chết. Giang Trần mặt ngoài bất động thanh sắc, hắn chờ đợi ám ảnh ra tay với mình, hắn biết ám ảnh người đang tìm kiếm cơ hội hạ thủ lần trước giáo huấn nhất định sẽ làm cho ám ảnh đạt được giáo huấn lần này xuất thủ người sẽ không lại khinh thường mình cho nên Giang Trần phải cẩn thận hơn một chút, ám ảnh người, khó lòng phòng bị. Đại Hoàng, ngươi cảm ứng được cái gì? Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, cái không gian này thế nhưng là Đại Hoàng Cẩu lựa chọn, muốn đến nhất định là có đồ tốt tồn tại. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết, nhưng trực giác nói cho ta biết, nơi này nhất định có bảo bối. Đại Hoàng Cẩu nói ra, đó là một loại trực giác, đối bảo bối trực giác, là Đại Hoàng Cẩu trời sinh năng lực, coi là một loại thiên phú kinh khủng thần thông. Đại Ca Ca, nơi này nhìn không có cái gì a? À. Tả Linh Nhi bốn phía nhìn một lần, nơi này trừ u ám vũ khí bên ngoài, không có cái gì, này cổ cổ lão mà khí tức âm trầm, để tiểu nha đầu rất lợi hại không thích ứng. Linh Nhi đừng sợ, chúng ta qua hắn địa phương nhìn một chút. Giang Trần nói xong, tuyển định một cái phương hướng, nhanh chân hướng về nơi xa mà đi, một đoàn người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền xông qua một mảnh hoang nguyên, tại chỗ rất xa, đã có thể nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ tọa lạc lấy. Phía trước có một dãy nhà, rất có thể là cái kia siêu cấp đại phái lưu lại, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hàng diễn nói ra. Mọi người lần nữa tăng tốc, đi vào kiến trúc phía trước. Đây là một tòa cung điện, vô cùng cung điện cổ xưa, không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, cung điện bên ngoài che kín dấu vết, đó là tuế nguyệt lưu lại vết sẹo, cung điện rất lớn, tức liền đã qua vô tận tuế nguyệt, vẫn như cụ bảo lưu lấy loại kia hùng uy, người đứng tại bên dưới cung điện mặt, đều sẽ kìm lòng không được ngưỡng mộ, xin lòng ra một tia cúng bái. Đại hoàng cẩu cái mũi ngửi ngửi, mở miệng nói ra. Trong này có bảo bối, nhưng cũng gặp nguy hiểm nghe vậy, mọi người tinh thần cũng không khỏi khẩn trương lên, bất quá trước mắt cung điện, đại môn rộng mở, một cổ nhàn nhạt khói bụi từ đó tràn ra, đó là tử khí, tử vong khí tức, để cho người ta rất lợi hại không thoải mái. Đi, chúng ta vào xem, tất cả mọi người cẩn thận một chút, A Diễn, vô thường lão nhân, ba người chúng ta đi ở phía trước. Giang Trần nhìn về phía hàng diễn cùng vô thường lão nhân, nơi này ba người bọn hắn mạnh nhất, nếu là gặp được cái gì hung hiểm, cũng có thể trực tiếp đối phó. Được. Hàng diễn cùng vô thường lão nhân gật gật đầu, cùng Giang Trần cùng một chỗ, từng bước một cẩn thận từng ly từng tí hướng về trong cung điện đi đến, vừa mới vừa đi tới cửa cung điện, một cổ gây mũi huyết tinh chi khí liền từ bên trong phiêu đảng đi ra, mấy người nhìn thấy, hai bộ thi thể nằm tại trong cung điện, hai mắt trừng rất lớn, trước ngực trái tim đã bị móc sạch, bọn họ biểu lộ vô cùng dữ tợn, lộ ra tử vong trước hoảng sợ, tự hồ nhìn thấy trên cái thế giới này lớn nhất kinh khủng tồn tại. Một dạng. Xin vốt 9.10. Xin cơm Xin cảm tạ chương 665. Khủng bố âm linh. Nguồn. Mê truyện audio com T. Mọi người hít sâu một hơi, trước mắt hai người này tử trạng thực sự quá thê thảm, mà lại trên người bọn họ tràn ngập tử khí, rất rõ ràng là nhận cực kỳ khủng bố tử vật công kích bố trí, trái tim đều bị đào đi. Thật độc ác thủ đoạn, hai người này đều là nhất cấp chiến hoàng tu vi, nhưng xem bọn hắn biểu lộ, rõ ràng là liền phản ứng thời cơ đều không có liền bị người trực tiếp đào qua trái tim. Hòa thượng mở miệng nói ra, mọi người cũng nhìn ra được, hai người này đều là vừa vặn từ bên ngoài tiến đến tán tu, coi là bên trong cung điện này khẳng định có trân quý bảo bối, cho nên trực tiếp xông tới, không nghĩ tới gặp bất trắc, mặt đất máu tươi còn không có ngưng kết, rất rõ ràng mới bị giết không lâu, có thể là tại gian trần bọn họ đến trước khi đến mới bị giết chết, nhưng gian trần bọn họ cũng không nghe được bất luận cái gì động tĩnh, nói cách khác, hai người này cho đến chết, liền. Phát ra tiếng kêu thảm thời cơ đều không có. Cái này quá kinh khủng, có thể làm cho hai cái nhất cấp chiến hoàng liền phát ra tiếng kêu thảm thời cơ đều không có tự chết thảm, có thể thấy được người xuất thủ hạng gì lợi hại. Đang khi nói chuyện, một cổ âm phong phiêu đảng, một cái mang theo lục mau móng vuốt đột nhiên từ trong hư không xông ra, trước đó trước hoàn toàn không có nửa điểm báo hiệu, cái này móng vuốt tốc độ thực sự quá nhanh, trực tiếp xuất hiện tại gian trần vị trí trái tim, cái này móng vuốt bên ngoài tràn ngập âm u tử khí, để cho người ta linh hồn đều cảm giác được vô cùng băng lãnh. A, à, gian trần lạnh hừ một tiếng, bên trong cung điện này ẩn tàn đồ, vật có thể đánh lén đánh giết nhất cấp chiến hoàng, nhưng muốn muốn giết hắn, thế nhưng là rất khó khăn. Khanh này móng vuốt hung hăng chọc vào gian trần vị trí trái tim lại phát ra rèn sắc thanh âm cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến tại gian trần trước ngực vị trí trái tim xuất hiện một tầng kim sắc khôi giáp ngăn trở móng vuốt công kích đó là xích dương chiến giáp gian trần hiện tại đối xích dương chiến giáp trưởng khống đã có thể làm được thu phóng tự nhiên tâm theo mà thay đổi để thân thể mỗi một cái bộ vị xuất hiện khôi giáp tê nhất kích không trúng từ này móng vuốt bên trong dập dần ra một tia hát sắc tử khí đến móng vuốt hướng về sau đột nhiên rụt lại mắt thấy là phải lại một lần nữa trốn vào giữa hư không lại bị giang trần như thiểm điện một phát bắt được giang trần thủ trưởng che kín long văn biến thành vô cùng sắc bén long trảo này mọc đầy lục mau móng vuốt trung lẫy bẫy tản mát ra càng chết nhiều hơn khí những này tử khí không bình thường âm độc người bình thường nếu là bị nhiễm so giữa thiên địa độc nhất kịch độc còn kinh khủng hơn nhưng những này tử khí rơi vào giang trần trên thân lại không cách nào đối giang trần tạo thành tổn thương chút nào hóa long quyết khủng bố đủ để khắc chế giữa thiên địa hết thảy đi ra cho ta đi. Giang Trần hét lớn một tiếng, Long Trảo dùng lực, một chút đem âm thầm ẩn tàn độ, vật sinh sinh lôi ra đến, chỉ gặp này bị lôi ra đến, cũng chỉ là một cái khô lâu nhân, khô lâu nhân không biết lưu giữ tại bao lâu thời gian, trên thân bị nồng đậm tử khí cho vây quanh, bên ngoài thân bên ngoài bao trùm một tầng lục mau, tản mát ra mùi tanh hôi vị. Hà! Khô lâu nhân xuất hiện về sau, trong miệng nhúc nhích, phát ra dị thường khó nghe thanh âm, thanh âm này thật giống như dặn co tử một dạng, dùng chói tai âm ba phát ra, khó nghe tới cực điểm này khô lâu nhân bị Giang Trần bắt lấy, mở cái miệng rộng, hướng về Giang Trần tự đột nhiên táp tới, tốc độ kia đơn giản nhanh đến cực hạn. A, à, Tả Linh Nhi một cái thiên kim đại tiểu thư, chưa từng gặp qua dạng này hung vật, lúc này hoảng sợ kinh hô một tiếng, tiểu nha đầu tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn còn con nít, tâm trí đều vẫn còn không tính là thành thục, bỗng nhiên gặp được đáng sợ như vậy đồ, vật, bị kinh sợ cũng có thể thông cảm được, Giang Trần trong ánh mắt toát ra băng lãnh hàng mang, cái này khô lâu người nội lực chẳng qua là cấp hai chiến hoàng chiến lực, coi như tốc độ lại nhanh, tử khí lại tràn đầy gian trần cũng không để ý chút nào hắn một thanh bẻ gãy khô lâu nhân móng vuốt lông trảo lại một lần nữa đột nhiên vung ra ông đồng nát khô lâu nhân đầu lâu này khô lâu nhân dãy dụ mấy lần liền hoàn toàn không có tiếng động ngã trên mặt đất đại ca ca thật đáng sợ đây là vật gì tả linh nhi mở miệng hỏi ở đây mấy cái sát mặt người đều có chút không dễ nhìn loài sinh vật này cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua khô lâu nhân lúc còn sống khẳng định là nhân loại nhưng không biết nguyên nhân gì sau khi chết vậy mà cũng có thể kinh khủng như vậy vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết cho dù là sống cao tuổi rồi vô thường lão nhân cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này hung vật đây là âm linh giang trần nói ra âm linh hòa thượng nghi vấn trên mặt mọi người cũng đều là mang theo nghi vấn loại này âm linh bọn họ còn là lần đầu tiên nghe nói không sai trên cái thế giới này không thiếu cái lạ có người tử vong về sau bởi vì nguyên nhân nào đó còn không bỏ xuống được thế giới đồ vật liền sẽ chết không nhắm mắt dạng này người sau khi chết thể nội hội ngưng tụ ra một thanh quán khí đến, nếu có đặc biệt hoàn cảnh, sau này liền có thể có thể biến thành khủng bố âm linh, một cái chỉ biết là thị sát sinh vật, không có linh trí, vô cùng đáng sợ. Trước mắt cái này âm linh, thời gian tồn tại lâu dài, biết ăn thịt người tâm, rõ ràng đã sinh linh trí, bất quá thị sát bản tính vẫn còn. Nhìn thấy người tự công kích, mà lại bọn họ tồn tại ở cái này một mảnh đặc biệt hoàn cảnh bên trong, tới vô ảnh, đi vô tung, tốc độ mau lẹ, không bình thường khó có thể đối phó. Giang Trần mở miệng nói ra hắn đã từng từng tiến vào mảnh này tử vong sơn, nhìn thấy qua âm linh tồn tại, bất quá khi đó âm linh, xa không có hiện tại khủng bố. Mọi người cẩn thận một chút, trong này âm linh rất có thể không chỉ là một cái, vừa rồi hai người kia, rõ ràng đồng thời nhận hai cái âm linh công kích, mới trong nháy mắt chết thảm. Giang Trần nhắc nhở mọi người. Bố khỉ, những này âm linh là từ nơi đó tới. Đại hoàng cẩu nhịn không được hỏi. Là cái kia siêu cấp đại phái đệ tử biến thành, cái kia siêu cấp đại phái năm đó không biết phát sinh cái gì, chỉnh cái tông môn người đều chết, bên trong rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều biến thành âm linh, tiếp tục thủ bảo vệ bọn họ tài vật, bất luận cái gì tiến đến tử vong sơn ngoại nhân, đều sẽ bị bọn họ xem như địch nhân, đem tàn sát. Giang Trần mở miệng nói ra. Nghe Giang Trần lời nói, mọi người đối với những này âm linh, ngược lại nhiều một ít đồng tình, bất quá đồng tình thì đồng tình, có những này âm linh là bọn họ địch nhân đây cũng là một sự thật. Cung điện này nhìn hẳn là một cái bảo khố, cũng không biết bên trong bảo bối lưu lại còn có bao nhiêu. Giang Trần nắm nhìn bốn phía, trong cung điện trống rỗng, không có cái gì, nhưng mà bên trong lại có một cái thang lầu, thang lầu này rất là xa xưa, phía trên chất đầy tro bụi, tro bụi độ dày, khiến cho thang lầu lúc đầu độ dày trọn vẹn gia tăng gấp ba còn nhiều hơn. Khắc khắc, trên lầu khẳng định là đồ tốt, đi, đi lên xem một chút. Đại hoàng cẩu nói xong, nhanh chân tự đi thẳng về phía trước, liền tại đây là, lại là một cái khủng bố móng vuốt từ trong hư không nhô ra, đối đại hoàng cẩu chó chọc vào đầu đi qua. Phanh móng vuốt đụng vào đại hoàng cẩu chó trên đầu, bởi vì đầu chó quá cứng, cũng không như trong tưởng tượng bị vồ nát, nhưng bất ngờ không đề phòng, đại hoàng cẩu toàn bộ thân hình khổng lồ đều bị đụng bay ra ngoài, ngã rơi trên mặt đất. Đại hoàng cẩu trong miệng hùng hùng hổ hổ, trên mặt đất đánh một vòng tròn, xoát một chút đứng lên, nhè răng nhếch miệng nhìn bốn phía, chửi ầm lên. Móng vuốt lưu lại tại đại hoàng cẩu trên thân tử khí, đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng. Cẩn thận một chút, nơi này âm linh vô thanh vô tức, ẩn tàng ở trong hư không, chúng ta căn bản không cảm ứng được, xem ra muốn đi lên trên lầu qua, không phải một chuyện dễ dàng. Hòa thượng cao mày nói. Bố khỉ, đám này tử quỷ, có loại đi ra theo cậu gia đơn đã độc đấu, cắn chết các ngươi. Đại hoàng cậu tức hỗn hỉnh, cho tới nay đều là hắn để cho người khác ăn thiệt thòi, còn chưa từng có nếm qua lớn như vậy thua thiệt đây, tâm lý đó là tương đương không thoải mái a, à, đại hoàng, trở về. Giang trần người đại hoàng cậu quát một tiếng. Các ngươi đều trước tiên đứng tại trước cửa này, ta đem bên trong âm linh đều cho thanh trừ sạch sẽ, sau đó lại đi vào những này âm linh vô thanh vô tức, tìm không thấy tung tích, ngươi như thế nào thanh để ý đến bọn họ. Hàng diễn nói, âm linh chi vật, tất nhiên sợ lửa, bọn họ khả năng không e ngại đồng dạng hỏa, nhưng nhất định sợ hãi ta hỏa, ta hỏa diễm, có thể để bọn hắn không chỗ che thân. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, hắn nhanh chân hướng về trong cung điện bộ đi đến, giấu ở loại kia âm linh tự hồ biết thanh niên mặc áo trắng này không dễ chọc, trong lúc nhất thời vậy mà đều không có xuất thủ, nhưng Giang Trần có thể cảm nhận được, âm thầm âm linh, đều tại rục trịch. Oanh! đột nhiên một cổ hỏa diễm từ gian trần thể nội bắn ra mà ra lấy gian trần làm trung tâm hỏa diễm bốn phía ra khiến cho toàn bộ trong cung điện đều lâm vào một cái biển lửa bên trong gian trần hỏa diễm chí cương chí dương bên trong mơ hồ còn có thể nghe được lôi điện đùng đùng tiếng vang đó là khủng bố lôi đình chân hỏa gian trần kinh lịch ba lần đại kiếp lôi đình chân hỏa đã đến một cái phi thường khủng bố trình độ hiện tại lôi đình chân hỏa cùng chân long chi hỏa dung hợp lại cùng nhau chính là giữa thiên địa cường đại nhất hỏa diễm là hết thảy vật âm hàng khắc tinh Giang huynh đệ thật là khủng khiếp hỏa diễm, ta đều cảm giác được một cổ tim đập nhanh, hắn hỏa diễm, đối với chúng ta mà khí có cực lớn khắc chế. Vô thường lão nhân trên mặt toát ra chấn kinh chi sắc, hắn chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy hỏa diễm, loại kỳ chí cương chí dương khí tức, khiến cho trong cơ thể hắn ma khí đều vận chuyển có chút không bình thường, cái này khiến trong lòng của hắn nhìn không được may mắn, may mắn ma âm giáo cùng Giang Trần là bằng hữu, nếu như là địch nhân lời nói, cái này uy hiếp cũng quá lớn. Tiểu Trần tử khủng bố thủ đoạn còn nhiều nữa, cho dù ta có cổ thiên ma huyết mạch, cùng hắn so ra chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm hàn diễn vừa cười vừa nói trong ngôn ngữ không có nửa điểm ghen ghét làm huynh đệ giang trần càng là cường đại hắn thì càng mừng thay cho giang trần suy suy giang trần hỏa diễm phóng xuất ra về sau trong cung điện tử khí trực tiếp liền bị đốt cháy mất phát ra tiếng xèo xèo vang âm thầm ẩn tàng âm linh cảm nhận được cái này khủng bố hỏa diễm cũng bắt đầu dao động bất an hà một cái yêu linh hiện ra thân thể nó mặc dù không có con mắt, nhưng trống rỗng trong con mắt cũng có thể cảm nhận được nó giờ khắc này hoảng sợ, trước mắt hỏa diễm rất muốn để nó gặp được lớn nhất khắc tinh một dạng, nó muốn xông về trước giết, lại từ đầu đến cuối không có dũng khí. Giang Trần cũng không cho nó thời cơ, chân long đại thủ ấn tiền tội, một thanh liền đem này âm linh bắt vào trong biển lửa. Ha ha! Âm linh bị ngọn lửa thiêu đốt, kịch liệt giằng co, nó nhìn cực kỳ thống khổ. Đã chết, tự an tâm đi chết đi, ta đến giải trừ ngươi thống khổ. gian Trần âm thanh như lôi đình, chân long đại thủ ấn dụng lực, đem này âm linh cho tan thành phấn vụn. Xin vốt 9.10. Xin cơ tờ. Xin nợ cảm tạ. Chương 666. Đại hoàng cẩu bữa ăn ngon. Nguồn. Mê truyện audio com Cường đại tới đâu âm linh tại gian trần hỏa diễm phía dưới cũng là không chịu nổi một kích, loại kia khắc chế thực sự quá lớn, lớn đến để âm linh căn bản là không có cách phản kháng, không bao lâu, tại gian trần hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, trong cung điện sở hữu âm linh đều không chỗ che thân, toàn bộ hiển lộ ra chân thân. Nơi này ẩn tàng âm linh khoảng chừng 6 cái, trước đó bị Giang Trần giết hai cái, còn thừa lại bốn cái, chúng nó đều là khô lâu bộ dáng, biểu lộ không bình thường dữ tận, tràn ngập e ngại, chúng nó ở trong biển lửa thống khổ kêu thảm. Những này âm linh tuy nhiên chiến lực cường đại, liền chiến hoàng đều có thể giết chết, nhưng chúng nó nhưng lại có cực lớn thế yếu, vậy nếu không có nguyên lực chèo chống, dựa vào chỉ là cường hãn cốt cách cùng tử khí, nhưng mà, những này tử khí nhìn thấy Giang Trần hỏa diễm trong nháy mắt liền sẽ bị đốt cháy mất, nói cách khác, đối mặt khủng bố hỏa diễm, chúng nó liền năng lực chống cự đều không có, cho dù Giang Trần không xuất thủ giết bọn hắn, bọn họ cũng phải bị đốt cháy thành tro bụi. Bất quá Giang Trần rất rõ ràng không muốn tra tấn bọn họ, đối với những này âm linh tao ngộ, trong lòng của hắn cũng biểu thị đồng tình, cho nên, một cổ sức mạnh cường hãn từ trong biển lửa trùng kích ra, đem bốn cái âm linh toàn bộ cho vỡ nát, giết sạch sẽ, liền một điểm không còn sót lại một chút cặn xuống, cho bọn hắn một thống khoái. Hoa diệt trừ sở hữu âm linh, Hỏa Diễm còn giống như là thủy triều thối lui, bị Giang Trần lại một lần nữa thu nhập thể nội, nhận hỏa Diễm đốt cháy chi hậu cung điện, đã hoàn toàn không có chết khí, cho mọi người cảm giác sau vừa rồi tốt nhiều. Đại ca ca thật tuyệt. Tạ Linh Nhi vui sướng nhảy dựng lên, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn đầy sùng bái. Đi thôi, qua trên lầu. Giang Trần tùy tiện sửa sang một chút quần áo, nhanh chân hướng về thang lầu đi đến. Không biết trên lầu sẽ có hay không có âm linh tồn tại. hàng Diễn nói. Sẽ không, âm linh thủ hộ tại một tầng phía trên hẳn là bảo bối. Giang Trần cười cười, đại hoàng cẩu nghe được bảo bối hai chữ, đã sớm chờ không nổi, lúc này hóa thành một đạo kim quang sông lại đi lên. Cung điện trên lầu, phạm vi cũng rất là cự đại, bên trong bày đầy rất nhiều đồ vật, cho dù thời gian đã qua thật lâu, cũng vô pháp che giấu bảo bối quan huy, đầu tiên đập vào mi mắt là từng kiện từng kiện thần dị chiến binh, những này chiến binh toàn bộ phiêu đảng trong hư không, đau thương kiếm kích, mọi thứ đều có, cấp bậc kém cỏi nhất cũng là tuyệt phẩm chiến binh, vương giả chi binh cũng có rất nhiều, cho dù là hoàng giả chi binh, cũng có mấy chục kiện. Nơi này chiến binh cộng lại chỉ ít có mấy trăm kiện, chiến binh đối với một cái tu sĩ tới nói vô cùng trọng yếu, cho dù tại cái này thần châu đại lục, chiến binh cũng là vô cùng trân quý, vẹn vẹn trước mắt những này chiến binh cũng đủ để chống lên một cái trung đẳng thế lực. Tốt nhiều chiến binh a, à, chỉ bất quá tùy tiện xuất hiện một cái cung điện, bên trong liền có nhiều như vậy bảo bối, có thể thấy được môn phái này tích xúc là bực nào hùng hậu. Vô thường lão nhân hai mắt nở rộ tinh mang, nhìn không được nói một câu xúc động, chiến binh để hắn nhìn hoa mắt nơi này có thể không đơn giản có chiến binh. Giang Trần ánh mắt không được tại chiến binh phía trên, hắn đối với những chiến binh đó không có nửa điểm hứng thú, cùng thiên thánh kiếm so ra, những này chiến binh đều là rác rưởi, trừ phi là cường đại tiểu thánh chi binh hoặc là đại thánh chi binh mới có thể để Giang Trần cảm thấy hứng thú. Giang Trần ánh mắt rơi ở phía dưới, chỉ thấy cung điện mặt đất song song trưng bày từng cái màu xám cái rương, cái rương này sở dĩ là màu xám, đó là bởi vì dính đầy bụi đất, nhàn sắc ban đầu khẳng định không phải như vậy. Những này cái rương đều là chứa đựng loại pháp bảo, bên trong khẳng định là đồ tốt. Đại hoàng cẩu cười lớn khăng khặc, hắn giống như gian trần, đối với những chiến binh đó một chút hứng thú đều không được cảm giác, hắn không kịp chờ đợi vọt tới bên trong một cái rương phụ cận, quanh một tiếng đem mở rương ra. Nhất thời, quan mang tứ diệu, chỉ gặp trong rương đổ đầy đang dược, từng khỏa đang dược tản mát ra hào quang vàng ống, nồng đậm mùi thuốc chi khí tràn ngập toàn bộ cung điện, khiến cho nơi này không khí biến tốt hơn nhiều. Là thiên nguyên đan, thật nhiều thiên nguyên đan, một trương này chỉ ít có hơn ngàn vạn thiên nguyên đan vô thường lão nhân kinh hô một tiếng, cái rương này không lớn, nhưng nội bộ không gian cũng không nhỏ, chứa đựng loại không gian là không thể với chỉ nhìn bề ngoài, cái này một trương thiên nguyên đang giá trị, đó là quá trân quý, mà lại nơi này chừng 10 cái cái rương đây, cái này một bút tài phú, thực sự rất kinh người. Giang Trần con mắt to sáng, khác đồ, vật hắn không có thèm, nhưng cái này thiên nguyên đang, thế nhưng là hắn cần có nhất, hắn trên người bây giờ thiên nguyên đang số lượng tuy nhiên không ít, nhưng lấy hắn hiện tại chiến hoàng tu vi, mỗi một lần tấn cấp tiêu hao, đều là vô pháp tưởng tượng, lại nhiều thiên nguyên đang đều không đủ dùng. Thật là đồ tốt a. À. Giang Trần Long mày công công. Một ít phế phẩm đồ chơi. Đại hoàng Cẩu biểu môi, biểu thị đối với mấy cái này thiên nguyên đang không có nửa điểm hứng thú, hắn giống như hàng diễn, tấn cấp chỉ cần dựa vào huyết mạch là được, không cần đang dược chèo chống, cho nên thiên nguyên đang đối bọn hắn sức hấp dẫn không lớn. Đại hoàng Cẩu không kịp chờ đợi mở ra cái thứ hai cái rương, bên trong cùng cái thứ nhất một dạng, toàn bộ đều là thiên nguyên đang, sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, một mực mở ra thứ hai đến ngược cái, toàn bộ đều là thiên nguyên đan, nhìn thấy đều là thiên nguyên đan, đại hoàng cẩu mặt đều xanh biếc, quá thất vọng, thực sự quá thất vọng. tốt nhiều đan dược a, à. tiểu nha đầu hai mắt thả ra ngôi sao nhỏ, một bên gian trần trên mặt toát ra hoa một dạng nụ cười, cái này một số lớn tài phú, thật đúng là quá tốt, nếu là thu sạch đứng lên, cũng đủ hắn toàn bộ chiến hoàng cảnh giới bên trong tấn cấp, trùng kích đến tiểu thánh cảnh giới. bố khỉ, một điểm đồ tốt đều không có, còn lại cái cuối cùng cái rương, lại còn là cái này rách rưới đồ chơi cậu gia ta liền trực tiếp chỉnh cái rương ăn hết. Đại hoàng cẩu nghiến răng nghiến lợi, chợt mở ra cái cuối cùng cái rương, chỉ gặp trong rương chất đầy linh dược, các loại trân phẩm dược tại đều ở chính giữa, tuy nhiên cất giữ thời gian quá dài, dược hiệu tiêu tán không ít, nhưng loại này trân phẩm vẫn như cũ là thiên hạ khó tìm. Tản ra hào quang màu đỏ ngầm hỏa long quả, năm xa sư long sâm, bị đóng băng đứng lên thiên sơn tuyết liên. Đại hoàng cậu con mắt trong nháy mắt tự thẳng, sau đó cạc cạc kêu to, mở cái miệng rộng đối này thiên sơn tuyết liên tự cắn đại hoàng cẩu là một cái điển hình ăn hàng ăn thiên sơn tuyết liên về sau trực tiếp đối này trong rương linh dược mở ra khối lớn nhi đập mạnh tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt đại hoàng cẩu gió cuốn mây ta vẹn vẹn dùng mấy phút liền đem chỉnh cái rương linh dược cho toàn bộ nuốt vào sau khi ăn xong không quên hài lòng đánh một ở no nê ta thiên a à, nhiều như vậy linh dược vậy mà liền dạng này bị ăn sạch vô thường lão nhân bị chấn kinh trừng to mắt liền tả linh nhi đều cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhất những có thể đó đều là kỳ trân a. À mà lại này cái rương thế nhưng là chứa đựng không gian bên trong linh dược xa xa không đơn thuần là mặt ngoài nhiều như vậy nhiều như vậy linh dược kỳ trân cứ như vậy bị đại hoàng cẩu cho chà đạp đương nhiên vô thường lão nhân cũng không phải là cảm thấy linh dược bị tao đạp hắn chấn kinh là đại hoàng cẩu có thể nuốt ăn nhiều như vậy linh dược liền xem như chính mình lập tức nuốt ăn nhiều như vậy linh dược này hùng hồn như dược lực cũng phải trực tiếp đem chính mình cho no bạo nhưng đại hoàng cẩu sau khi ăn xong giống như người không việc gì một dạng giang trần cùng hàng diễn nhìn nhau đều là bất đắc dĩ lắc đầu bất quá con chó này lập tức ăn nhiều như vậy đồ tốt, đạt được chỗ tốt không thể nghi ngờ cũng là cự đại, những linh dược này lực lượng quá lớn, đại hoàng cẩu nếu là không tấn cấp lời nói, đơn giản tự có lỗi với này chút linh dược. Ông ông. Sau một khắc, đại hoàng cẩu bên ngoài thân bên ngoài bắt đầu tràn ngập ra kim quang đến, này hùng hậu dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, cái này to lớn dược lực, người khác không cách nào tiếp nhận, nhưng đại hoàng cẩu lại tiếp nhận, đây chính là hắn chỗ biến thái, chỉ gặp khí thế của hắn giống như thủy triều bắt đầu tăng vọt, huyết mạch lực lượng đều hiển hiện ra, trước sau vẹn vẹn mấy phút, đại hoàng cẩu tu vi trực tiếp trùng kích đến cấp 3 yêu hoàng. Đạt tới cấp 3 yêu hoàng về sau, đại hoàng cẩu khí thế còn không có dừng lại, sau cùng đứng ở cấp 3 yêu hoàng đỉnh phong, khoảng cách cấp 4 yêu hoàng cũng chỉ là cách xa một bước, kinh khủng như vậy tấn cấp phương thức, có thể xưng khủng bố. Cạc cạc cạc, thoải mái, thoải mái a, à, sướng chết cẩu gia. Đại hoàng cẩu cười lớn khăng khặc, hưng phấn trên nhảy dưới tránh, tu vi đạt tới cấp 3 yêu hoàng đỉnh phong về sau, đại hoàng cẩu tự tin bạo đạp, chiến lực không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu, có hắn hiện tại chiến lực, có nắm chắc vết chết cấp 5 chiến hoàng. Đây chính là thần thú huyết mạch khủng bố, càng là đến sau cùng thì càng khủng bố. Hoa Thượng nói ra, đại hoàng cẩu thể nội chảy xuôi theo hoàng thành long mã huyết mạch, căn bản không thể dùng bình thường ánh mắt đi đối đãi. Linh dược bị đại hoàng cẩu ăn hết tất cả, đại hoàng cẩu dị thường thỏa mãn, đối với những chiến binh đó cùng thiên nguyên đang đại hoàng cẩu hoàn toàn không quan tâm, nhưng những bảo bối này cũng không thể với buông tha, đây là đại kỳ ngộ a, à, gặp được tựu không thể bỏ qua. Đông 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 Đúng lúc này, thang lầu ra vang lên thanh âm, ba đạo thân ảnh từ thang lầu đi tới, ba người này đều mặc lấy trần gia trang phục sức, chính là trần gia trang thiên tài, một cái cấp 3 chiến hoàng, một cái cấp hai chiến hoàng, một cái khác, tự nhiên mới cửu cấp chiến vương tu vi, một cái chiến vương vậy mà tiến vào tầng thứ ba trong không gian, cũng thật sự là với tự tin. Tốt nhiều chiến binh, tốt nhiều đang dược, ha. Ha, phát tài. Cái kia cửu cấp chiến vương ánh mắt lập tức tự rơi tại những chiến binh đó cùng thiên nguyên đang phía trên, hoàn toàn coi nhẹ gian trận bọn họ tồn tại, giống như những vật này vốn chính là bọn họ một dạng. Nhưng mặt khác hai cái chiến hoàng cao tay lại không có hưng phấn như thế, mi đầu ngược lại nhíu lên đến, bởi vì bọn hắn đều chú ý tới người bên trong, những người này, không có một cái nào dễ trêu, bọn hắn cũng đều không thể trêu vào, này gian trần liền tiêu giao cung trưởng lão cũng dám giết, chính là một cái hung ác thủ lạc hạng người, mà âm giáo thiếu chủ tự lại càng không cần phải nói, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Trần gia trang người Gian trần nhìn về phía ba người này, trong mắt lộ ra một tia lạnh ý, kể từ khi biết Trần Chí Hào xảy ra chuyện về sau, hắn đối Trần Gia Trang liền hoàn toàn mất đi hảo cảm. Không sai, chúng ta chính là Trần Gia Trang người, Giang Trần, những bảo bối này đã mọi người cùng nhau nhìn thấy, nên cùng một chỗ phân, ta nhìn chúng ta một người một nửa, ngươi bây giờ đã đắc tội tiêu giao cung, hẳn là kết giao chúng ta Trần Gia Trang, cùng chúng ta làm bằng hữu, ta nói đúng đi. Này cửu cấp chiến vương đối Giang Trần nói ra, mở miệng tự ra điều kiện, một cái nho nhỏ chiến vương ỷ vào Trần Gia Trang thân phận cuồng ngạo như vậy, thật không biết có phải hay không là não tử có bệnh, liền tình thế trước mắt cũng nhìn không ra. Xin vốt 9.10. Xin cơ tờ. Xin nợ cảm tạ. Chương 667. Trần Chí Hào Tao Ngộ. Nguồn. Mê truyện audio com Xoát. Trần Gia Trang đệ tử kia tiếng nói vừa mới rơi, chỉ thấy một vệt kim quang hướng về hắn bổ nhào mà đến, đó là đại hoàng cẩu thân ảnh. Xoát xoát một tiếng thanh thúy tiếng vang, sau đó là một đạo huyết tiễn, huyết tiễn phun đến mặt khác hai cái trần da trang đệ tử trên mặt, hai người tâm rung lên, vội vàng rung lên, phát hiện đồng bạn đầu lâu đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một thân hình đứng ở nơi đó, còn không có ngã xuống. Bên cạnh, một đầu hùng tráng như lập tức đại hoàng cẩu trong miệng nằm lấy một khỏa máu tươi chảy đầm đìa đầu lâu, đại hoàng cẩu ánh mắt toát ra vô cùng hung ác thần sắc, hắn há miệng đem đầu lâu vứt qua một bên, phi một tiếng. Thối, thật sự là buồn nôn một cái không biết từ nơi nào xuất hiện rác rưởi, vậy mà cũng tại cẩu gia trước mặt kỹ kỹ oai oai, lên liền muốn chia phần bảo tàng, cẩu gia lần này để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Trần gia trang danh tiếng rất lớn, nhưng ở Đại Hoàng Cẩu nơi này cái rắm cũng không bằng, Đại Hoàng Cẩu ý nghĩ rất đơn giản, bảo bối là lão tử tìm tới, người nào muốn đến phân một muỗng canh, không có ý tứ, đi chết đi. Đại Hoàng Cẩu ghét nhất loại này mặt mũi tràn đầy tràn ngập kiêu ngạo gia hỏa, bản thân còn không có kiêu ngạo tư bản, một cái cựu cấp chiến vương. Tại một đám chiến hoàng trước mặt khoa tay múa chân, đại hoàng cẩu dùng tử vong nói cho hắn biết sau này làm người như thế nào, đương nhiên, hắn không có khả năng tiếp tục làm người. Mà lại, đại hoàng cẩu hành sự từ trước đến nay trước tiên nhìn gian trần sắc mặt, cái này trần gia trang rất rõ ràng không phải gian trần bằng hữu, thậm chí ngay cả làm bằng hữu thời cơ đều không có, tại loại này tử vong sơn bên trong, tại bảo tàng trước mặt, không được là bằng hữu cái kia chính là địch nhân. Đối với đại hoàng cẩu hung tàn, ở đây trừ vô thường lão nhân có chút giật mình không nghĩ tới đại hoàng cẩu không nói lời gì tự giết người bên ngoài người khác biểu hiện đều cực kỳ bình tĩnh riêng là giang trần cùng hàng diễn bọn họ rất hiểu biết đại hoàng cẩu dựa theo vừa rồi trần gia trang tên kia biểu hiện bị đại hoàng cẩu một ngụm cắn chết đã coi như là chết thống khoái phu phu trần gia trang đệ tử kia thi thể không đầu ngã trên mặt đất máu tươi còn tại theo chặt đầu chỗ chảy ra mặt khác hai cái trần gia trang chiến hoàng cao thủ thần sắc hoàn toàn biến nhìn về phía đại hoàng cẩu ánh mắt bên trong trừ phẫn nộ bên ngoài còn có nồng đậm e ngại. Ngươi, các ngươi, vậy mà giết ta trần gia trang người Cái kia cấp 3 chiến hoàng ngữ khí đều có chút trung rẩy, hắn đột nhiên hối hận chính mình xông lên, bọn họ ngay từ đầu cũng cảm giác được trong cung điện có người, lại không nghĩ tới lại là gian trần bọn họ, những người này này là có thể trêu chọc, trong lòng của hắn càng muốn cuộc cái kia cửu cấp chiến vương đệ tử, cho dù này người đã chết, thật sự là thật không có mắt, người ta dám ngay ở tiêu giao cung nhiều người như vậy mặc chém giết tiêu giao cung trưởng lão, giết trần gia trang đệ tử càng. Không tính là gì mà lại gian trần bản thân là tinh vân tông đệ tử lại cùng ma âm giáo giao hảo có tinh vân tông cùng ma âm giáo cái này hai cái núi dựa lớn sao lại e ngại trần gia trang đây gian trần ngươi dám cùng trần gia trang là địch trần gia trang là sẽ không bỏ qua ngươi này cấp hai chiến hoàng lớn tiếng gầm thét lên bên cạnh cấp ba chiến hoàng nhất thời cùng mắt trận trắng thật muốn đi lên đem gia hỏa này miệng cho trắng lúc này bọn họ muốn làm là mau chóng rời đi mà không phải mở miệng uy hiếp loại này uy hiếp muốn nhìn cái gì người yêu người trước mắt rõ ràng là không để mình bị đẩy vòng vòng a, Dết giết một người là giết, giết ba cái cũng là giết. Vô thường lão nhân trong mắt lấp lóe hàng mang, hắn nhất trưởng đột nhiên nhô ra, đập vào nảy cấp hai chiến hoàng trên lòng ngực, nảy cấp hai chiến hoàng liền phản ứng thời cơ đều không có, lòng ngực sinh sinh bị vô thường lão nhân nhất trưởng cho đánh xuyên qua, tại chỗ chết thảm. Vô thường lão nhân cũng là một cái tàn nhẫn người, người trong ma giáo không có một cái nào không được hung ác, năm đó vô thường lão nhân trong vòng một đêm đồ sát cừu gia hơn 300 miệng, mới có cái này vô thường danh hào giết một người về sau, vô thường lão nhân cũng không dừng lại, giơ bàn tay lên đánh về phía này sau cùng cấp 3 chiến hoàng. Chậm đã. Giang Trần vội vàng ngăn cản, vô thường lão nhân dừng lại đã nhanh sẽ rơi xuống này cấp 3 chiến hoàng trên thân thủ trưởng, trở lại nhìn về phía Giang Trần. Ta có vấn đề hỏi hắn. Giang Trần tùy ý phất phất tay, vô thường lão nhân thối lui đến hàng diễn bên cạnh, Giang Trần từng bước một đi đến đệ tử kia phụ cận, đệ tử kia đã bị dọa sợ, hôm nay gặp được những này sát tinh, thật sự là không may tới cực điểm, bây giờ hai người đồng bạn đều chết lấy đối phương tác phong làm việc, là không thể nào để cho mình sống sót, trạm thảo trừ căn đạo lý hắn cũng hiểu. Ta đến hỏi ngươi, Trần Chí Hào ở đâu? Giang Trần ánh mắt giống như băng đao, tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, này Trần Gia Trang đệ tử cảm giác được chính mình cả người đều trốn vào trong hàng đàm, liền sâu trong linh hồn đều rét lạnh đứng lên, cho dù hắn sáng biết mình hẳn phải chết, cũng không dám không trả lời Giang Trần tra hỏi, lúc này run rẩy nói ra. Trần Chí Hào bị nhốt lại. Trần Chí Hào tại các ngươi Trần Gia Trang là địa vị gì? Giang trần tiếp tục hỏi trực hệ thiếu gia địa vị tại trên ta người kia không dám giấu giếm nghe vậy Giang trần càng thêm nghi hoặc hắn đã sớm đoán được trần chí hào tại trần gia trang địa vị khả năng không tầm thường xem ra thân phận của hắn giống như trần chí bạch đều là trực hệ thiếu gia nhưng cái này để hắn không hiểu một cái địa vị cao thượng trực hệ thiếu gia tại sao lại bị nhốt lại mà lại trần chí hào thiên phú cũng coi như rất không tệ giá trị tuyệt đối đến trần gia trang bồi dưỡng vì sao cầm tù hắn hắn làm cái gì giang trần tiếp tục hỏi thiện tự tiện xông vào từ đường đệ tử kia run rẩy nói ra bởi vì vì chuyện gì tự tiện xông vào từ đường giang trần tiếp tục nói trần gia trang như vậy mọi người tộc từ đường chính là trọng địa bình thường đệ tử liền tiến vào bên trong thời cơ đều không có trần chí hào không phải một cái người lỗ mãn nếu như không phải ra cái đại sự gì sẽ không làm tự tiện xông vào từ đường dạng này sự tình là trần chí hào gia gia tại trần gia trần chí hào mạch này vốn là nhân khẩu mỏng manh hắn từ nhỏ được gia gia nuôi lớn mấy năm trước lão gia tử ra ngoài vì trần gia trang tìm kiếm một vật vẫn chưa có trở về những năm này trần chí hào tại trong tộc địa vị cũng không tính quá cao sẽ bị hắn thiếu gia xa lánh nhưng bởi vì lão gia tử tại trần gia đức cao vọng trọng ngược lại là không ai dám động đến hắn trước đây không lâu gia tộc tìm đến lão gia tử bất quá lại chỉ là tìm tới thi thể lão gia tử thi thể kéo sau khi trở về trực tiếp tiến vào từ đường bên trong trần chí hào muốn đi từ đường bái tế lọc vào ngăn cản cho nên Đệ tử kia rất rõ ràng đối Trần Chí Hào sự tình không bình thường hiểu biết, từ đầu chí cuối cho Giang Trần nói một bên khác, hy vọng chính mình biểu hiện tốt một điểm, có thể giữ được tính mạng. Đệ tử kia phía sau lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng ở trận người cũng đã toàn bộ đều hiểu, rất rõ ràng, Trần Chí Hào cho tới nay đều dựa vào chính mình cái kia mạnh đại gia gia chỗ dựa, từ khi gia gia rời đi về sau, địa vị mình tự biến không tốt, thường xuyên bị người bắt nạt, hiện tại gia gia chết, cái này cái núi dựa lớn không, Trần Chí Hào tự nhiên không bị người coi ra gì, những cái kia khi dễ hắn thiếu gia, càng là một điểm lo lắng đều không có. Trần Chí Hào muốn đi bái tế Gia Gia Vong Linh, đây vốn là nhân chi thường tình, yêu thương Gia Gia mình chết, chính mình cái này làm tôn nhi, liền bái tế quyền lợi cũng không cho, vốn là ở vào thương tâm bên trong Trần Chí Hào tự nhiên giận dữ, làm ra tự tiện xông vào từ đường sự tình tới. Lấy Trần Chí Hào thân phận bây giờ, chỉ sợ tại cũng sẽ không có xoay người thời cơ, đối cái này băng lãnh gia tộc, chỉ sợ cũng đã thất vọng cực độ, từ phương diện này tới nói, hắn cùng đàm lãng là một dạng, lúc trước đàm lãng bởi vì vì một chút chuyện nhỏ liền bị tu la điện cho vô tình vứt bỏ nhưng mà trần chí hào sự tình so đàm lãng càng thêm thật đáng giận này trần chí hào thật đúng là với không may đại hoàng cẩu nhìn không được nói ra ta đến hỏi ngươi trần chí hào bên người có phải hay không đi theo một cái tên là đàm lãng cũng cùng một chỗ bị nhốt lại giang trần tiếp tục hỏi trên thực tế trong lòng hắn đàm lãng an nguy so trần chí hào trọng yếu hơn nhiều dù sao giống như trần gia trang như vậy mọi người trong tộc các loại tranh đấu không thể so với trong môn phái kém bao nhiêu riêng là trực hệ đệ tử ở giữa tranh đấu trần chí hào chỉ có thể nói là chính mình số mệnh không tốt nhưng đàm lãng lại là mình đem hắn đẩy lên trần gia trang qua nếu như đàm lãng có cái gì sơ xuất gian trần tâm lý cái này liên quan cũng không qua được cái này ta cũng không biết đệ tử kia nói ra hắn biểu lộ nghiêm túc không giống nói dối Giang trần gật gật đầu đối với trần gia trang tới nói đàm lãng dù sao chỉ là một tiểu nhân vật không được bị người ta biết cũng là bình thường người trước mắt này không giống như đang nói láo mà lại cũng không có ở trước mặt mình nói dối dũng khí, nhưng Giang Trần trên cơ bản đã đoán được Đàm Lãng kết cục, Đàm Lãng là một cái trọng tình nghĩa người, khẳng định giống như Trần Chí Hào bị nhốt lại, bởi vì hắn bản thân không phải Trần gia trang người, tao ngộ thậm chí ngay cả Trần Chí Hào còn. Không bằng, nếu như Đàm Lãng không có xảy ra chuyện lời nói, đã sớm xuất hiện tìm chính mình. Được, ngươi đi đi. Giang Trần mở miệng nói ra. Cái gì, để đi. Này Trần Gia Trang đệ tử trực tiếp sửng sốt, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, Giang Trần từ trước đến nay hung tàn bá đạo, liền tiêu giao cung trưởng lão cũng dám diệt sát, đây là một cái chính cống đại ma đầu a, à. bây giờ chính mình hai người đồng bạn đều bị giết, dựa theo đối phương bản tính, hẳn là trảm thảo trừ căn mới đúng, bây giờ đối phương lại nói muốn thả mất chính mình, đây quả thực theo giống như nằm mơ. Thế nào, ngươi không muốn đi, muốn chia phần bảo tàng a? À? Giang Trần từ tốn nói. Không được không được. Không dám. Người kia vội vàng khoát tay, cũng không đoái hoài tới đồng bạn thi thể, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa sợ mình chạy chậm một chút bị giang trần cho đổi ý một mực trời đi cung điện rất xa đệ tử kia vẫn như cũ chưa tỉnh hồn không thể tin được chính mình thật còn sống đi ra vừa rồi tình cảnh đơn giản cũng là tự quỷ môn quan đi dạo một vòng đệ tử kia không biết giang trần vì sao muốn thả đi chính mình rất có thể là bởi vì chính mình biểu hiện tương đối tốt trả lời giang trần vấn đề tương đối hài lòng đi giang huynh đệ ngươi làm gì để cho hắn chạy thoát hẳn là trảm thảo trừ căn mới đúng vô thường lão nhân có chút không hiểu cảm thấy đó cũng không phải Giang Trần tác phong làm việc. Ta Giang Trần giết người toàn bằng yêu thích, muốn giết liền giết, không muốn giết liền không giết, ta từ trên người hắn đạt được muốn biết đồ, vật, đổi hắn nhất mệnh cũng không sao, về phần cùng Trần Gia Trang công nhiên là địch, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm. Giang Trần tùy ý nói ra, người kia một cái cấp 3 chiến hoàng, đối với mình một điểm uy hiếp đều không có, giết hay không cũng bó tay, về phần Trần Gia Trang, đã là địch nhân, Giang Trần cũng căn bản không quan tâm Trần Gia Trang trả thù, huống chi, mà âm giáo vốn là cùng Trần Gia Trang quan hệ cũng không dễ xin vút 9.10. Xin cơ mơ tờ. Xin nợ cảm tạ. Chương 668. So sát thủ xuất sắc hơn. Nguồn. Mê truyện audio com Trần Gia Trang ba người đệ tử xuất hiện, đối với Giang Trần tới nói, chẳng qua là tử vong sơn nội một việc nhỏ xen giữa thôi, nhưng tốt xấu cho hắn biết Trần Chí Hào cùng đàm lãng tin tức, chuyện này hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng cũng phải các loại đi ra tử vong sơn về sau, này đoán chừng cũng là sau một tháng, Trần Chí Hào tuy nhiên bị nhốt lại, nhưng hắn dù sao vẫn là Trần Gia Trang người, giàu gì cũng bất quá là tại Trần Gia làm một người người ức hiếp tồn tại, còn không đến mức mất mạng, nhưng đàm lãng tự khác biệt, hắn một cái ngoại lai giả, Trần Gia tùy tiện một người đối với hắn thấy ngứa mắt liền có thể tùy tiện đánh giết, cho nên Giang Trần lo lắng là đàm lãng, chờ từ tử vong sơn nội sau khi đi ra ngoài, Giang Trần quyết định tiến về Trần Gia Trang một chuyến. Những bảo bối này mọi người phân. Giang Trần nhìn về phía trước những thiên nguyên đang đó cùng chiến binh, mở miệng nói ra ta đối với mấy cái này không có hứng thú, chiến binh cùng thiên nguyên đang đối ta đều vô dụng, ngược lại là tiểu trần tử, người tiêu hao thiên nguyên đang không bình thường lợi hại. Hàng diễn mở miệng nói ra, lão phu cũng không cần. Vô thường lão nhân lúc này tỏ thái độ, liền thiếu chủ cũng đừng, hắn càng thêm không có ý tứ muốn, vô thường lão nhân là một cái rất lợi hại người thông minh, hắn từ hàng diễn lời nói bên trong đã nghe ra, những ngày này nguyên đang là đều chuẩn bị cho giang trần, huống chi giang trần đã từng còn đã cứu mạng hắn, lại cho hắn cửu dương lôi long đan, hắn tự nhiên không có khả năng cùng Giang Trần đoạt tài vật. Bần Tăng cũng không có hứng thú. Hòa thượng biểu thị chính mình đối những bảo bối này cũng không có hứng thú, thiên nguyên đang hắn cũng cần, nhưng còn lâu mới có được Giang Trần tiêu hao khủng bố như vậy. Trên thực tế, giống như thiên nguyên đang dạng này bảo bối, trừ hàng diễn cùng đại hoàng cẩu loại này có thể dựa vào huyết mạch tấn cấp dị loại bên ngoài, không có có người nào tu sĩ là không cần, nhưng bọn họ cũng đều biết Giang Trần nhu cầu, cho nên không được đánh thiên nguyên đang chủ ý, đại ca ca, người tấn cấp tiêu hao lớn, những đan dược này ngươi tự đều giữ đi, Linh Nhi hiện tại sở hữu tiêu hao, sư phụ đều cho chuẩn bị kỹ càng, không cần những này, hắc hắc. Tả Linh Nhi cười hắc hắc, nàng lời này ngược lại là nói không tệ, hoa cốc nhất thật vất vả đạt được như thế một cái yêu nghiệt đệ tử, tự nhiên là hết thảy đều cho chuẩn bị kỹ càng. Những đan dược này đối ta xác thực có tác dụng rất lớn, đã như vậy, ta cũng liền không khách khí, a à diễn, những này chiến binh ngươi một mình ta một nửa, chúng ta không cần đến, nhưng đến ma âm giáo cùng tinh vân tông, lại có tác dụng lớn, huyền vực chẳng mấy chốc sẽ lâm vào trung chuyển bên trong, chúng ta nhất định phải làm chút chuẩn bị, mặt khác, ta chỗ này có hai khỏa cửu dương lôi long đan, ngươi cùng Linh Nhi một người một khỏa, đem luyện hóa về sau, chúng ta liền rời đi nơi này. Hướng về tử vong sơn chỗ sâu mà đi. Giang Trần nói xong, trực tiếp đem sở hữu thiên nguyên đang đều thu lại, chiến binh hắn cùng hàng diễn một người một nửa, hàng diễn hiện tại là ma âm giáo thiếu chủ, có những này chiến binh, liền có thể thu nạp nhân tâm. Những này chiến binh dùng đến ma âm giáo cùng tinh vân trong tông, có thể làm cho lưỡng đại thế lực thực lực thăng lên một cái cấp độ. Giang Trần lấy ra hai khỏa cửu dương lôi long đan, phân biệt đưa cho hàng diễn cùng tả Linh Nhi, lúc trước hắn quên cái này một cốc trà, đến mức tả Linh Nhi đến bây giờ còn không có đạt được cửu dương lôi long đan, vừa vặn hiện đang cho bọn hắn, ở đây người cũng đã luyện hóa cửu dương lôi long đan, còn kém hàng diễn cùng tả Linh Nhi. Trong truyền thuyết cửu dương lôi long đan, hàng diễn nhãn tình sáng lên, hắn từ khi trở thành ma âm giáo thiếu chủ về sau, cũng đã là kiến thức rộng rãi hàng người, từng tại cổ lão trong điển tịch thấy qua cửu dương lôi long đang loại này khủng bố đang dược, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy. Đang dược này chính là ta thân thủ sở luyện, các ngươi luyện hóa về sau, tu vi có thể tiến thêm một bước. Giang Trần mở miệng nói ra. Được. Hàng diễn cũng không được khách khí với Giang Trần, một tay lấy cửu dương lôi long đang cho nhận lấy, lúc này tự nuốt vào, hắn cùng Giang Trần ở giữa, không có cái gì hiếu khách khí, huynh đệ sinh tử, từ không so đo cái gì. Tả Linh Nhi chưa nghe nói qua cửu dương lôi long đang, nhưng nàng biết Giang Trần lấy ra khẳng định là đồ tốt, Cửu Dương Lôi Long đang mang theo thuần chủng chí cương chí dương khí tức, rơi xuống Tả Linh Nhi trên tay, Tả Linh Nhi con mắt nhất thời tựu sáng. Đây là vô thượng thánh đan, đại ca ca, ta nếu là luyện hóa viên đan dược kia, tu vi chắc chắn tiến thêm một bước, có thể đạt tới cấp 3 chiến hoàng đỉnh phong. Tiểu nha đầu vô cùng hưng phấn, nghĩ đến có thể tăng thực lực lên, trong nội tâm nàng tự vô cùng hưng phấn, phải biết, nàng tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng đi theo Giang Trần bên người, vẫn cảm thấy kém rất nhiều, có tăng thực lực lên máy bay sẽ tự nhiên không thể bỏ qua, tiểu nha đầu cũng không muốn cùng tại gian trần bên người làm vướng víu. Sau đó, hàng diễn cùng tiểu nha đầu bắt đầu luyện hóa cửu dương lôi long đan. Đại hoàng, hòa thượng, các ngươi cùng vô thường lão nhân hỗ trợ thủ tại chỗ này, ta đi ra ngoài một chuyến. Giang trần nói xong, không đợi mọi người trả lời, cả người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Giang huynh đệ muốn làm gì qua? Vô thường lão nhân nghi vấn hỏi. Không biết, bất quá hắn nhất định là có chuyện muốn làm đại hoàng cẩu tùy ý nói ra, Giang Trần mỗi làm một động tác, cũng sẽ không là vô duyên vô cớ, đều có nhất định lý do. Cung điện bên ngoài mấy chục dặm, Giang Trần thân ảnh xuất hiện tại hoang tàn vắng vẻ khu vực, hắn tự đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tự hồ đang đợi cái gì xuất hiện một dạng. Giang Trần cái này vừa đứng, chính là nửa giờ, nửa giờ thời gian, hắn nhắm hai mắt, không nhích động chút nào, không biết đang đợi cái gì. Đột nhiên, hư không một trận rung rẩy, một thanh lạnh lẽo thấu xương trường kiếm đột nhiên tự trong hư không xông ra, đối Giang Trần đầu liền đâm đi qua rốt cục xuất hiện à. Giang Trần bỗng mở hai mắt ra, chân đạp không gian động cùng lan ảnh cửu biến, như thiểm điện đem thân thể hơn người ra ngoài, này băng lãnh trường kiếm đem hắn đâm xuyên, bất quá đâm xuyên chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Tốt cảm giác bén nhạy lực, lại có thể trốn qua ta thứ sát chi thuật. Một cái băng lãnh khàn giọng thanh âm từ trong hư không vang lên, sau đó, một người áo đen từ trong hư không đi tới, hắn toàn thân trên dưới đều mang ngay ngắn nghiêm nghị, trên mặt tuy nhiên được hắc sắc vải, nhưng từ hắn ánh mắt đó có thể thấy được, người này tuổi tác cũng không lớn, cái này một thân trang phục, còn có trên thân băng lãnh sát cơ, cùng vừa rồi này gần như xuất thần nhập hóa ám sát thủ đoạn, đều chứng minh hắc y nhân kia thân phận cùng lai lịch. Sát thủ, ám ảnh sát thủ. Cấp 5 chiến hoàng. Giang Trần ánh mắt đảo qua người áo đen, khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, hắn rất hiểu biết ám ảnh, cái tổ chức này vô cùng đáng sợ, từ hắn xuất thủ đánh giết cái thứ nhất ám ảnh sát thủ bắt đầu, tự nhất định hắn cùng ám ảnh ở giữa không yên, cho dù là lần này đến Tử Vong Sơn nội, Giang Trần vẫn không có có thể thoát khỏi ám ảnh sát thủ. Trước đó mới vừa tiến vào không gian này thời điểm, Giang Trần liền cảm nhận được một cổ ẩn tàng sát khí, tự đoán được ám ảnh người đi theo đến, chỉ có ám ảnh người mới có đáng sợ như thế ẩn tàng năng lực. Ám ảnh người xuất thủ, nhất định sẽ tìm kiếm thời cơ tốt nhất, cho dù là trận đánh lúc trước trong cung điện nhiều như vậy bảo bối, người áo đen đều không có bị dụ hoặc, ẩn nhẫn lấy không có xuất thủ, từ hướng này nhìn, tên sát thủ này không thể nghi ngờ là không bình thường hợp cách. Giang Trần sở dĩ một người từ trong cung điện đi tới, cũng là không muốn tại trong cung điện cho sát thủ sáng tạo cơ hội, hiện tại hàng diễn cùng tả linh nhi nhất tâm luyện hóa cửu dương lôi long đan, nếu như sát thủ lựa chọn xuất thủ lời nói, đối với hai người hồi sinh ra ảnh hưởng cực lớn, còn có thể đối người khác tạo thành thương tổn, cho nên Giang Trần đi tới cung điện. Ám ảnh sát thủ, chỉ hội nhắm vào mình mục tiêu, sẽ không đi nhầm vào hắn người, Giang Trần có thể kết luận, chỉ cần mình đơn độc xuất hiện tại một chỗ, âm thầm sát thủ tự nhất định sẽ xuất thủ, hiện tại xem ra, quả nhiên không xuất từ chính mình sở liệu ngươi rất lợi hại, bất quá ta cũng không phải tiêu giao cung những ngu ngốc kia trưởng lão nhưng so sánh, giết ngươi, cũng đủ. Người áo đen tự tin vô cùng, rất rõ ràng, hắn tại tử vong sơn bên ngoài thời điểm tự chú ý tới Giang Trần, Giang Trần chém giết tiêu giao cung trưởng lão trang diện cũng bị hắn hoàn toàn nhìn thấy, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến hắn muốn giết Giang Trần quyết tâm, nói một cách khác, đây là hắn nhiệm vụ, ám ảnh người, chưa từng có lùi bước qua. Ngươi lời nói quá nhiều, sát thủ là không biết nói nhiều lời như vậy. Giang Trần từ tốn nói, từ đầu chậm lý rút ra chính mình thiên thánh kiếm, đối phó ám ảnh người, mà lại đối thủ là một cái cấp 5 chiến hoàng, Giang Trần cũng nhất định phải 12 phần cẩn thận, chính như đối phương nói, ám ảnh sát thủ, há có thể là tiêu giao cung cùng cấp bậc trưởng lão có thể so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, ám ảnh thủ đoạn, xuất quỷ nhập thần, để cho người ta kinh dị. A, à, sát thủ lạnh hư một tiếng, hắn đột nhiên đối Giang Trần đâm ra một kiếm, nhưng cả người hắn lại biến mất không thấy gì nữa, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Mà liền tại sát thủ biến mất trong nháy mắt, một cổ cực kỳ nguy hiểm băng hàng chi khí từ gian trần sau lưng truyền ra. Cho dù là gian trần, cũng không thể không thừa nhận cái này giết thủ thân pháp cao minh cùng khủng bố, kiếm rõ ràng là từ phía trước đâm ra, lại di chuyển tức thời đến phía sau, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nếu như là bình thường tiếng người, đối mặt một kiếm này, trực tiếp tự trở tay không kịp, căn bản là phản ứng không kịp. Đáng tiếc giết tay đối tay là gian trần, một cái cực biến hình dáng gia hỏa, đại diễn luyện hồn thuật khủng bố căn vốn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, Giang Trần có thể rõ ràng dốc sức bắt được sát thủ tung tích cùng khí tức. Mà lại, Giang Trần thân kim không gian động cùng lan ảnh cửu biến, tốc độ so sát thủ còn muốn mau lẹ, cơ hồ tại sát thủ đâm ra một kiếm trong nháy mắt, Giang Trần thiên thánh kiếm, cũng hướng, về, sau đâm tới, công bằng, vừa vặn cùng sát thủ kiếm đụng vào nhau. Khanh Hai kiếm chạm nhau, phát ra tiếng len ken, hư không trực tiếp bị đâm xuyên, cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, dưới một kiếm này sát thủ kia trực tiếp bị chấn động lui lại vài chục bước mới đứng vững thân thể trong mắt lúc này toát ra kinh hải quan mang tới ngươi lại có thể nhìn thấu ta kiếm thuật cùng thân pháp sát thủ cực kỳ khiếp sợ hắn đã từng được chứng kiến Giang trần thủ đoạn cấp hai chiến hoàng tu vi nhẹ nhõm chém giết cấp năm chiến hoàng cho dù là chính mình chính diện cùng Giang trần va chạm cũng hoàn toàn không phải là đối thủ hắn chỗ dựa vào liền là mình này xuất quỷ nhập thần làm cho không người nào có thể nắm lấy thứ sát chi thuật còn như quỷ mị thân pháp cùng còn giống như rắn độc kiếm thuật nhưng Giang Trần khủng bố vượt qua hắn tưởng tượng, vậy mà có thể nhẹ nhõm ứng đối hắn thứ sát chi thuật, đối phương cảm ứng chi nhạy bén hiếm thấy trên đời, ngược lại thả hắn có chút trở tay không kịp. Làm người thứ sát chi thuật đối ta vô dụng thời điểm, lấy ngươi chiến lực, đối đầu ta, chỉ có chết. Giang Trần nâng lên trường kiếm trong tay, chỉ hướng người áo đen, đối phương đột nhiên cảm thấy, Giang Trần càng giống là một sát thủ, nếu như Giang Trần làm sát thủ lời nói, nhất định sẽ phi thường xuất sắc. Xin vốt chính. 10. Xin cơm Xin nợ cảm tạ chương 669. Nhàm tương hạ lưu. Nguồn. Mê truyện audio com Sát thủ ánh mắt biến vô cùng ngưng trọng lên, hắn biết, chính mình nhiệm vụ thất bại, đối với chưa từng có thất bại qua hắn tới nói, đây không thể nghi ngờ là một loại mỉa mai, là hắn kiếp sống sát thủ bên trong một cái chỗ bẩn. Sát thủ đã cân nhắc chính mình cùng Giang Trần ở giữa thực lực sai biệt, chính như Giang Trần nói, nếu như mình thứ sát chi thuật đối Giang Trần vô dụng lời nói, chính mình căn bản không phải Giang Trần đối thủ, đã như vậy, vậy liền rút lui. Xoát, sát thủ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi vô tung, lấy hắn sát thủ ẩn nặc bản sự, cho dù đánh không lại, chạy trốn cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại mới chạy, muộn, ta đã âm thầm phong tỏa cái này một phiến hư không. Giang Trần lạnh lùng nói ra, thiên thánh kiếm đối hư không một chỗ liền đâm đi qua. Khanh. Thiên thánh kiếm chạm đến chỗ, trong hư không cũng có một thanh kiếm tới va chạm, sát thủ kia bị Giang Trần một kiếm từ trong hư không ép ra ngoài. Làm sao có thể? Sát thủ rất là giật mình, không nghĩ tới đối phương cảm tri lực mạnh mẽ đến loại tình trạng này, có thể trong nháy mắt tìm tới chính mình chạy trốn quỷ tích. Trên thực tế, nếu như sát thủ ngay từ đầu liền chạy chạy lời nói, vẫn là có cơ hội, nhưng vừa rồi Giang Trần đã âm thầm đem cái này một phiến hư không đều cho phong tỏa ngăn cản, vô luận sát thủ trốn hướng chỗ nào, đều có thể bị Giang Trần trong nháy mắt cảm giác được. Ngươi không có cơ hội. Giang Trần trường kiếm trung động, dập dần ra vô tận ánh sáng màu vàng ống, sát khí ngút trời, hắn thân thể nhoáng một cái, chính cái giống như đúc Giang Trần đồng thời xuất hiện, Đem sát thủ cho vây khốn ở chính giữa. Cửu đạo rực rỡ vô cùng trường kiếm chiếu rọi vùng không gian này, đồng thời hướng về sát thủ đâm tới. Sát thủ sắc mặt kịch biến, trong lúc nhất thời nhìn hoa mắt, không biết ứng đối ra sao. Phốc phốc. Giang Trần kiếm từ sát thủ hậu tâm xuyên qua sát thủ thân thể, sát thủ phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ che trắng ở trên mặt mặt nạ màu đen. Hình ảnh dừng lại tại thời khắc này, sát thủ trong mắt toát ra chấn kinh cùng tuyệt vọng, nguyên lai, thất bại một lần cũng là chết. Người đắc tội ám ảnh tự nhất định sẽ chết không yên lành, lần tiếp theo, ám ảnh lại phái phái tu vi càng dễ dết hơn thủ đến, ngươi chết chắc. Sát thủ đưa lưng về phía Giang Trần, mở miệng nói ra. Oanh! Một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo thiên thánh kiếm nội bắn ra mà ra, đem sát thủ tất cả sinh cơ đều cho chấn vỡ, hoàn toàn phai mờ, ám ảnh lại một thiên tài sát thủ, chết thảm tại Giang Trần trong tay. Giang Trần rút về trường kiếm, từ tốn nói. Chờ các ngươi dưới một sát thủ đến, chẳng lẽ ta vẫn là hiện tại tu vi à, các ngươi đến bao nhiêu, ta tự giết bao nhiêu, ám ảnh chọc ta, sẽ chỉ giống như trước đây. Giang Trần khắp khuôn mặt là tự tin, hắn cho tới bây giờ đều không sợ chính mình địch nhân quá mạnh, ám ảnh phái ra sát thủ càng ngày càng mạnh, nhưng hắn Giang Trần cũng tại dần dần mạnh lên, ám ảnh các thiên tài, nhất định đều muốn trở thành Giang Trần lịch luyện người yêu, trở thành hắn tiến lên trên đường bàn đạp. Giang Trần thả một mồi lửa, đem sát thủ thi thể đốt cháy thành hư vô, về phần sát thủ bảo kiếm, Giang Trần tự nhiên muốn thu lại, đây chính là một kiện khó được hoàng giả chi binh, bình thường sắc bén ám sát chi kiếm, thả đi ra bên ngoài cũng là khó được bảo bối. Trong cung điện, Giang Trần lúc trở về, hàng diễn cùng tiểu nha đầu như trước đang nỗ lực luyện hóa cửu dương lôi long đan, mặc dù mới đi qua nửa giờ thời gian, nhưng hai người khí tức đã phát sinh vô cùng đại biến hóa. Ngươi làm gì qua? Đại hoàng cẩu hỏi. Giang Trần trực tiếp đem sát thủ kia kiếm lấy ra, tại đại hoàng cẩu trước mặt lắc lắc, kiếm này sắc bén dị thường, mang theo băng lạnh sát khí, xem xét tự là một thanh thường xuyên nhúng máu kiếm. Ám ảnh sát thủ. Đại hoàng cẩu theo hòa thượng đồng thời nói ra, Bọn họ đều được chứng kiến ám ảnh sát thủ thủ đoạn, cho nên liếc mắt liền nhìn ra gian trần bảo kiếm trong tay chính là là tới từ ám ảnh. Các ngươi nói là trong truyền thuyết kia sát thủ tổ chức. Vô Thường lão nhân trực tiếp kinh hô lên, rất rõ ràng, đối với cái này khủng bố tổ chức ngầm, hắn cũng đã được nghe nói, mà lại đối cái tổ chức này rất là e ngại. Không sai, ám ảnh người muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ, khi tiến vào không gian này thời điểm, ta liền cảm nhận được sát thủ khí tức, chỉ bất quá đối phương một mực ẩn nhẫn không xuất thủ ta sợ sát thủ tại A Diễn cùng tiểu nha đầu luyện hóa đang dược thời điểm xuất thủ, ảnh hưởng hai người, cho nên mới rời đi. Giang Trần nói ra. Xem ra sát thủ kia đã bị ngươi cho diệt trừ. Hòa thượng cười cười, liền chiến binh đều bị Giang Trần cho cầm về, sát thủ kia vận mệnh có thể nghĩ. Đắc tội tên sát thủ này tổ chức, thực sự không phải một kiện chơi vui sự tình A. À. Vô thường lão nhân thở dài một tiếng, hắn từ Giang Trần trên mặt, không nhìn thấy khẩn trương chút nào chi sắc. Giống như đắc tội cái tổ chức này là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình, theo chơi đùa một dạng tại toàn bộ thần châu đại lục bị ám ảnh sát thủ khóa chặt về sau còn có thể biểu hiện trấn định như thế tự nhiên chỉ sợ cũng chỉ có gian trần nhìn a diễn cùng linh nhi tình huống lại có hai canh giờ nên không sai biệt lắm vô thường lão nhân người đi cung điện bên ngoài trông coi nếu là gặp được người tới lời nói liền trực tiếp xua đuổi gian trần đối vô thường lão nhân nói ra Vô thường lão nhân quay người rời đi, hắn hiện tại là cấp 6 chiến hoàng đỉnh phong tu vi, chỉ cần không phải đụng phải Lý Long cùng Trần Chí Bạch loại kia kinh khủng tồn tại, đủ để ngăn chặn một mặt, cho dù là đụng tới khủng bố âm linh, lấy vô thường lão nhân thủ đoạn, cũng hoàn toàn có thể ứng phó. Hai giờ về sau, hàng diễn khí tức lần đầu tiên phát sinh cự đại biến hóa, chung quanh hắn bị khủng bố hắc sắc ma khí bao trùm, những ma khí kia hóa thành từng đầu hắc sắc ma long quanh quẩn lấy, cực kỳ khủng bố, hàng diễn khí thế bắt đầu dần dần phun lên, một mực nhảy lên tới thất cấp chiến hoàng đỉnh phong cấp độ mới ổn định lại. Một bên khác, tả Linh Nhi cũng giống như vậy, nàng toàn thân phát ra kim quang, một cổ đến từ hoang cổ cậy mạnh còn như núi lớn nặng nề, tiểu nha đầu cũng không thua kém đấng mày râu, trực tiếp trùng kích đến cấp 3 chiến hoàng đỉnh phong, tuy nhiên cùng hàng diễn không có cách nào so sánh, nhưng đối với một cái 12 tuổi tiểu nữ hài tới nói, cái này đã rất khủng bố. Vô thường lão nhân luyện hóa một khỏa cửu dương lôi long đan, dùng một ngày một đêm thời gian, hàng diễn cùng tả linh nhi vẹn vẹn không cần đến ba giờ đây chính là bình thường tu sĩ cùng thiên tài ở giữa trên lệch đại ca ca ngươi đang dược này thực sự quá lợi hại ta cảm giác được chính mình trực tiếp phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa mà lại đang dược này sau hoàng nguyên đang hiệu quả tốt nhiều kém chút để cho ta trực tiếp tăng lên tới cấp 4 chiến hoàng càng tăng cường hơn ta tích xúc cùng tiềm lực dùng không bao lâu liền có thể trực tiếp trùng kích cấp 4 chiến hoàng tả linh nhi vô cùng vui vẻ nói ra ta cũng vậy ta hiện tại tích xúc so trước đó mạnh rất nhiều, dùng không bao lâu, liền có thể trực tiếp trùng kích cấp 8 chiến hoàng. Hàng diễn cũng là trong mắt nở rộ tinh mang, cửu dương lôi long đang hiệu quả trị liệu so với hắn trong dự đoán có quan hệ tốt nhiều, cả người đều phát sinh vô cùng đại biến hóa. Từng, tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất, riêng là tại cái này tử vong sơn nội bộ, khắp nơi đều gặp nguy hiểm, chỉ có thực lực đủ mạnh, mới có thể sinh tồn xuống tới, chúng ta rời đi nơi này, tiếp tục hướng hắn địa phương tầm bảo. Giang Trần nói ra, Vô Thường lão nhân còn tại cung điện bên ngoài trông coi đây, hai canh giờ, xác thực có một ít người tới cung điện phụ cận, bất quá khi nhìn đến Vô Thường lão nhân về sau, những tu sĩ kia rất lợi hại thức thời vội vàng rời đi, lão đầu này thế nhưng là bọn họ không thể trêu vào tồn tại a, à, một đoàn người rời đi cung điện về sau, tại đại hoàng chỉ dẫn xuống, hướng về không gian nội bộ bay đi, ở loại địa phương này, nghe đại hoàng nhất định không có sai, đại hoàng cẩu lựa chọn phương hướng, không. Nói trước phía trước có thể bị nguy hiểm hay không, nhưng khẳng định là có bảo bối. Trên đường đi, ngược lại là cũng gặp phải một chút tán tu, bất quá những tán tu này nhìn thấy gian trần trận doanh về sau, liền vội vàng kéo dài khoảng cách, không dám tới gần. Mảnh không gian này cũng không lớn, trừ trước đó cung điện kia bên ngoài, không còn có gặp được hắn công trình kiến trúc, chớ nói chi là phát hiện bảo bối, âm linh ngược lại là gặp được một hai cái, bị hàng diễn nhẹ nhõm giải quyết cho. Bọn họ hiện tại trận doanh, bởi vì có hàng diễn tồn tại, tại cái này tử vong sơn nội đủ để đi ngang, sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, cho dù là gặp gỡ Lý Long như thế cấp 8 chiến hoàng, hàng diễn cũng đủ để ứng phó. Ước chừng phi hành mười mấy phút, không khí đột nhiên biến vô cùng nóng bỏng lên, phía trước cách đó không xa, có thể nhìn thấy từng tầng từng tầng sóng nhiệt phiêu đảng ở trên không, khiến cho hư không đều đỏ bừng một mảnh. Phía trước có kỳ quái, chúng ta đi qua nhìn một chút. Giang Trần nói ra, một đoàn người tăng thêm tốc độ, hướng về phía trước bay đi, chỉ thấy phía trước một đầu nham tương hà lưu ngang qua, ngăn cản phía trước đường đi. Có mười mấy cái tu sĩ đứng tại dung nham trên bờ sông, nhìn qua dòng sông nội khủng bố dung nham, trên mặt đều là toát ra một tia sợ hãi. Hô hô! Cho dù khoảng cách có một khoảng cách, đều có thể cảm nhận được từ dòng sông nội lăn lộn sóng nhiệt, để cho người ta kinh dị, cho dù là chiến hoàng cao thủ, đều có thể cảm thấy một tia thiêu đốt cảm giác. Nhìn thấy Giang Trần đến, có hai người mặc tinh vân tông phục sức đệ tử nhất thời nên tới. Giang Sư Huynh Hai người đồng thời đối Giang Trần ông một cái quyền, bọn họ đều là tinh vân tông đệ tử hạt tâm, nhưng gặp Giang Trần cái này nội môn đệ tử, cũng phải tất cung tất kính tận mắt chứng kiến kiên trì chém giết tiêu giao cung cấp năm chiến hoàng trưởng lão uy thế, bọn họ tự nhiên không dám đối Giang Trần có nửa điểm lãnh đạm. Chuyện gì xảy ra? Giang Trần hỏi. Giang Sư Huynh, phía trước có một đầu nham tương hà lưu ngăn cản đường đi, chúng ta có thể cảm nhận được, chỉ cần qua đầu này nham tương hà lưu, liền có thể vào phía trước một cái không gian khác, bất quá cái này dòng sông nội dung nham quá mức khủng bố, liền xem như chiến hoàng cao thủ, cũng chịu không được. Bên trong một cái đệ tử mở miệng nói ra. gian Trần đám người đi tới dòng sông phụ cận, ánh mắt nhìn về phía dòng sông bên trong, chỉ gặp dòng sông nội dung nham không ngừng ngọ ngoại, giống như từng đầu giao long đang du động một dạng, kinh khủng phi thường, nơi này dung nham chẳng những nhiệt độ cao, mà lại tản mát ra một cổ nóng trực độc khí, chiến hoàng cao thủ đều ngăn cản không nổi, ở đây mấy chục người, đều bị ngăn cản cản. Trực tiếp từ phía trên bay qua không là được. Đại hoàng cậu nói xong, làm bộ liền muốn từ phía trên bay qua. Không được, trước đó có người ý đồ bay qua, lúc này tự tao ngộ dung nham công kích, bị tại chỗ cuốn vào nham tương hà lưu bên trong, ngay cả cặn cũng không còn dưới. Một tên khác tinh vân tông đệ tử vội vàng ngăn lại đại hoàng cẩu. Xin vốt 9.10. Xin cơ tờ. Xin cảm tạ. Chương 670. Xuyết sắc thạch bi. Nguồn. Mê truyện audio com Nghe vậy, đại hoàng cẩu vội vàng dừng bước lại, tán thưởng nhìn này tinh vân tông đệ tử liếc một chút, nếu không phải đối phương nhắc nhở lời nói, chính mình vừa rồi liền trực tiếp nhảy qua qua. Bên bờ sông đứng đấy không ít tu sĩ, mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt nham tương hà lưu, đều là tràn ngập e ngại, không có ai biết cái này dung nham đến khủng bố đến mức nào, nhưng vừa rồi thật có một cái cấp hai chiến hoàng muốn bay vọc nham tương hà lưu, tự trong nháy mắt cuốn vào bên trong, đốt cháy thành hư vô. Đó là cấp hai chiến hoàng a, đều không thể tới dung nham công kích, ai còn dám tùy tiện đi lên nếm thử. Giang Trần cùng hàng diễn đi về phía trước mấy bước, đi vào nham tương hà lưu phụ cận, cảm thụ được từ dung nham nội phun ra ngoài sóng nhiệt, trên mặt cũng là toát ra vẻ giật mình. Hảo lợi hại dung nham, bên trong ẩn giấu đi một cổ hung ác khí tức, cái này dung nham phát ra nhiệt độ, chẳng những có cực mạnh lực công kích, còn mang theo nhiệt nóng độc, ta mà khí căn bản là không có cách chống cự. Hàng diễn nói ra, để cho ta tới thử một chút cái này dung nham uy lực. Giang Trần nói xong, từ khí hải trong không gian lấy ra một kiện chiến binh đến, đó là một kiện hoàng giả chi binh. Giang Trần vận chuyển nguyên lực, đem nguyên lực truyền vào đến chiến binh bên trong, chiến binh nhất thời phát ra kịch liệt vụ vụ thanh âm, sau đó, Giang Trần dùng lực hất lên, đem chiến binh quăng về phía nham tương hà lưu đối diện. Giang Trần cái này hất lên, cường độ có thể thực không nhỏ, mà lại tốc độ nhanh đến mấy điểm, vừa theo cái này dòng sông độ rộng, cơ hồ là trong nháy mắt liền có thể truyền đi, đơn giản tự giống như lưu quan tấn mảnh. Phanh mà liền tại Giang Trần vung ra chiến binh trong nháy mắt đó, một đầu dung nham chi long đột nhiên từ phía dưới dòng sông nội sông lên, này dung nham chi long càng thêm tấn mảnh, lực lượng giống như một dạng to lớn, ngay tại chiến binh xúc động dòng sông trung ương chỗ địa phương, bị dung nham chi long cho tấn công chính diện. Dung nham chi long cuốn một cái, trực tiếp đem chiến binh cho cuốn vào bên trong, phổ thông một tiếng rơi vào nham tương hà lưu bên trong, cấp tốc bị lăn lộn dung nham bao phủ lại, cũng tìm không được nửa mảy may tung tích. Thấy thế, tất cả mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi, tự liền gian trần sắc mặt cũng thay đổi, phải biết, vừa rồi chính mình này hất lên, không nói trước lực lượng mạnh bao nhiêu, vẻn vẹn tốc độ tự tấn mạnh tới cực điểm cho dù là vội vã như vậy nhanh vẫn không có từ dung nham phía trên xuyên qua thật là khủng khiếp dung nham chúng ta căn bản là không có cách đi qua a à? đúng vậy a à, bởi vì cái này dày đặc nham thạch nóng chảy tồn tại hoàn toàn ngăn trở đường đi chúng ta liền không gian chi lực đều không thể vận dụng vừa rồi giang trần xuất ra chiến binh chính là một kiện hoàng giả chi binh tốc độ lại nhanh như vậy một dạng không có mặt qua sông chảy nói rõ nơi này dung nham là sẽ chủ động công kích phàm là muốn từ nơi này xuyên qua người đều sẽ gặp phải dung nham công kích thật đáng sợ chẳng lẽ chúng ta muốn bị vây ở chỗ này không thành cái không gian này đều ở cái địa phương này bắt đầu từ từ nhỏ dần phía trước cứ như vậy khắp nơi phương vừa lúc bị nham tương hà lưu cho cách trở trên mặt mọi người đều toát ra hoảng sợ chỉ phải xuyên qua cái này nham tương hà lưu liền có thể vào một cái không gian khác đi tìm hắn bảo bối bên trong không gian này căn bản không có bảo bối gì ngược lại hung hiểm trùng điệp hiện tại lại xuất hiện một cái khủng bố nham tương hà lưu ngăn trở chặn đường bọn họ, nếu như vô pháp từ nơi này nhằm tương hà lưu bên trong xuyên qua lời nói, bọn họ đều muốn bị vây ở chỗ này. Tiểu Trần Tử, ngươi có lôi đình chân hỏa hộ thân, hẳn là có thể từ nơi này tiến lên, không ngại lợi dụng ngươi lôi đình chân hỏa kiện hàng chúng ta, hẳn là có thể vượt qua. Hoa Thượng đề nghị. Không được, ta một người có thể thử qua qua, nhưng mang theo các ngươi không được, chúng ta đối với nơi này dung nhằm cũng không hiểu biết, không biết lực công kích của nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nơi này dung nhằm không đơn thuần là nhiệt độ cao đơn giản như vậy, nếu là cưỡng ép xong lời nói, quá mạo hiểm. Giang Trần lúc này lắc đầu, phủ định hòa thượng ý kiến, hắn không thích làm không có nắm chắc sự tình, hiện tại không biết dung nham uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vạn nhất xuất hiện vấn đề lời nói, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Các ngươi nhìn, bên kia có một tấm bia đá, không biết cái này nham tương hà lưu cùng bia đá có quan hệ hay không. Có người chỉ hướng nơi xa, nơi đó tọa lạc lấy một khối cao cỡ một người suýt sắc thạch bi, tấm bia đá này rất nhiều người ngay từ đầu tự chú ý tới, nhưng bởi vì nham tương hà lưu nhiệt lượng ảnh hưởng, cũng không có người đem tâm tư thả tại trên tấm bia đá. Bây giờ nham tương hà lưu vô pháp vượt qua, mới có người đem chú ý lực chơi tại trên tấm bia đá. Tiểu Trần Tử, ngươi nhìn bia đá kia. Hàng diễn cũng nhìn về phía bia đá, mười mấy cái tu sĩ toàn bộ hướng về bia đá đi tới, đem bia đá cho vây quanh, gian trần mấy người cũng đi tới, quan sát tỉ mỉ tấm bia đá này. Đó là một khối suyết sắc thạch bi, phía trên che kín sặc sở dấu vết, mấp mô, cao cỡ một người suyết sắc thạch bi, không biết sừng sững bao lâu thời gian, tản mát ra cổ lão khí tức. Trên tấm bia đá liền cái ký tự đều không có, không biết tấm bia đá này tên gọi là gì. Đại Hoàng, ngươi thấy thế nào? Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu, bởi vì lấy hắn nhãn lực, không có nhìn ra cái như thế về sau. Tấm bia đá này là bảo bối. Đại Hoàng Cẩu con mắt đã sáng, ánh mắt chăm chú vào cái này trên tấm bia đá. Tấm bia đá này nhìn rất lợi hại phổ thông a, à, không hề có sự khác biệt, chỉ bất quá nhan sắc có chút dọa người mà thôi. Tả Linh Nhi khó hiểu nói. Linh Nhi, tấm bia đá này xác thực bất phàm ngươi nghĩ một hồi nơi này đã không bình thường tới gần dung nham nơi này nhiệt độ cao bao nhiêu các ngươi cũng cảm nhận được cho dù là chiến hoàng cao thủ cũng cần vận chuyển nguyên lực đến chống cự đánh tới sóng nhiệt nếu như chỉ là bình thường bia đá lời nói sớm đã bị sóng nhiệt thiêu cháy thành tro bụi tấm bia đá này không biết tồn tại bao nhiêu năm bị sóng nhiệt trùng kích lại một chút sự tình đều không có đây chính là chỗ bất phàm giang trần nói ra không sai tấm bia đá này khẳng định là đồ tốt đại hoàng cẩu lớn một chút đầu hắn tuy nhiên cũng không biết tấm bia đá này là cái gì nhưng hắn đối bảo bối có ngày sinh cảm tri lực trực giác nói cho hắn biết tấm bia đá này không tầm thường giống như giang trần nói tới như thế nếu như là bình thường bia đá chỉ sợ sớm đã bị thiêu cháy thành tro bụi tấm bia đá này hoàn hảo không chút tổn hại vốn chính là một cái kỳ tích mọi người nhìn a à, nhằm tương hà lưu khẳng định cùng tấm bia đá này có quan hệ nếu như chúng ta đem tấm bia đá này cho nhổ lời nói nói không chừng liền có thể vượt qua cái này nhằm tương hà lưu có người mở miệng nói ra để cho ta tới thử một chút tấm bia đá này là đồ tốt lão tử nếu là rút ra cái đồ chơi này cũng là lão tử. Một cái lưng hùng vai gấu tráng hán nhanh chân đi vào bia đá phụ cận, hai tay một chút tự ôm lấy bia đá, sau đó dụng lực đi lên nhổ. Không nhúc nhích tí nào. Mọi người sắc mặt bắt đầu biến, một cái cấp hai chiến hoàng cao thủ, cho dù không được vận chuyển nguyên lực, vẹn vẹn thân thể lực lượng cũng đủ để đem một tòa núi lớn cho rút lên đến, bây giờ lại nhổ bất động một tấm bia đá, mà lại là không nhúc nhích tí nào. Nương, tấm bia đá này làm sao nặng như vậy, ta cũng không tin bằng vào ta cấp hai chiến hoàng tu vi, nhổ không được một tấm bi đá. Tráng hán kia cũng là giận dữ, lúc này vận chuyển toàn lực, hắn toàn thân trên dưới đều che kín năng lượng sóng ánh sáng, quanh thân nhất lên một trận năng lượng triều dân, tất cả lực lượng đều truyền vào đến trong tấm bi đá, hướng lên mãnh liệt nhổ. Nhưng mà, bi đá vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, thật giống như một cái định thế thần thiết một dạng, căn bản là không có cách trung chuyển mảy may. À, tráng hán kia gào thét một tiếng, đem chính mình bú sữa khí lực đều xuất ra, cũng là không làm nên chuyện gì, sau cùng trực tiếp mệt mỏi phù phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất, có thể đem một cái cấp hai chiến hoàng cao thủ mệt mỏi thành dạng này, tấm bia đá này thật sự là khủng bố, thật nặng bia đá, hàng diễn cùng vô thường lão nhân sắc mặt đều khẽ biến, rất nhiều sắc mặt người đều biến, đến bây giờ ngu ngốc cũng biết tấm bia đá này không phải là phàm vật, phế vật, cút đi nhé, để cậu gia tới, đại hoàng cậu lung lay trán kiện cái đuôi, nhanh ngang đi đến trước tấm bia đá, hắn dùng chân sau chống đất, hai cái chân trước ông lấy bia đá, đột nhiên dùng lực cái này vừa dùng lực không quan trọng, bia đá không có trung chuyển, đại hoàng cẩu bởi vì dùng sức quá mạnh nguyên nhân, kém chút làm một cái ngã gục. Bố khỉ, cái đồ chơi này làm sao như thế chi nặng nề. Đại hoàng cẩu nhịn không được muốn mắng chửi người, đến lúc này, liền gian trần sắc mặt đều biến ngưng trọng lên, cái kia cấp hai chiến hoàng nhổ không ra bia đá đến, có lẽ bởi vì bia đá quá nặng, quá mức thân dị, nhưng đại hoàng cẩu hiện tại thế nhưng là cấp 3 yêu hoàng đỉnh phong tuyệt thế cao thủ, thịt long mã thân thể càng là cường hãn vô pháp tưởng tượng, lực lượng không biết sau này trạng thái khủng bố bao nhiêu, hiện tại liền đại hoàng cẩu đều nhổ không ra bia đá đến, tấm bia đá này. Không khỏi cũng quá nặng nề. Cậu gia ta còn cũng không tin. Đại hoàng cẩu lại một lần nữa bổ nhào mà lên, trong lúc nhất thời yêu khí trùng thiên, đại hoàng cẩu tất cả lực lượng đều rơi tại trên tấm bia đá, làm sao vẫn là không cách nào trung chuyển mảy may. Đến sau cùng, đại hoàng cẩu cũng là giận, cứng trắng đầu chó đối bia đá tự đụng tới, đã không nhổ ra được, dứt khoát liền đem bia đá trực tiếp phá hủy mất. Phanh. Đáng tiếc là, đại hoàng cẩu đầu chó đụng vào trên tấm bia đá, cọ sát ra mảng lớn tia lửa nhưng bia đá vẫn như cũ là không hề động một chút nào liền một điểm dấu vết đều không hề lưu lại mẹ nó đại hoàng cẩu máu tươi phun ra một thanh lão huyết trong đời lần đầu tiên cảm giác được cực lớn đã kích tại sao có thể như vậy tấm bia đá này đến tột cùng là cái gì vì sao như thế nặng nề cùng cứng rắn xong liền con chó này đều nhổ không được bia đá chúng ta càng đừng nghĩ mọi người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời có chút tuyệt vọng không khỏi nhiều người ánh mắt đều rơi vào giang trần trên thân, nói không chừng giang trần có thể rút ra đây. tiểu trần tử, ngươi thử một chút đi. hàng diễn mở miệng nói ra. từng. giang trần gật gật đầu, trong mắt cũng là mang theo một tiên ngưng trọng, liền đại hoàng cẩu đều không nhổ ra được, hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc. giang trần đi đến bia đá phụ cận, duỗi ra hai tay, đem bia đá một mực ôm lấy, hóa long quyết vận chuyển, từng đầu huyết sắc long văn từ trong cơ thể hắn nổi lên, đem trọn cái bia đá đều cho bao trùm. uống. Giang Trần hét lớn một tiếng, trực tiếp vận chuyển toàn lực, này đủ để đem một cái đồi núi đều cấp hiên phi lực lượng kinh khủng, toàn bộ tác dụng tại trên tấm bia đá. Nhưng là, bia đá vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, cho dù là Giang Trần vận chuyển hóa long quyết xuất thủ, vẫn không có Giang Trần bia đá trung chuyển mảy may. Liền đại ca ca đều không được. Tả Linh Nhi ngữ khí có chút suối quẩy. Giang Trần lắc đầu. Tấm bia đá này chính là kỳ dị vật, dạng này tồn tại, cần phải có duyên người tài năng với rút ra. Để cho ta tới thử một chút đi. Lúc này, hòa thượng chủ động tiến lên, hòa thượng là một cái rất có tự mình hiểu lấy người, tại kiến thức gian trần đều không thể rung chuyển bi đá về sau hắn còn muốn tiến lên nếm thử, đủ thấy hòa thượng tâm lý có phổ. Xin vốt 9.10. Xin cơ mơ tờ. Xin nợ cảm tạ.